chứ. Cho nên sau 3 tiếng, hắn ngược lại không mệt, đồng thời tránh thức đạt tới chuyên chú, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Tốt, lúc này La Quân mở miệng. Diệp Phàm mở mắt ra nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, vì sư đang luyện võ nói lúc, đã từng hút vào một hơi tại thể nội. Cái này giọng điệu điều giải thể nội rất nhiều huyết mạch gân cốt, thành thật không thể tin chi thần thông. Hiện tại, người muốn làm là hút vào cái này giọng điệu đồng thời trưởng khống cái này giọng điệu. Năm đó vi sư hút vào khí linh vận quá ít, đồng thời không thuần. Cho nên chậm chế vi sư không thiếu thời gian, hiện tại vi sư vì người bố một cái dẫn linh trận pháp, để linh khí tụ tập. Người đem khẩu này linh khí thành công hút vào, tiến hành tu luyện, liền có thể làm ít công to. Diệp Phàm nói ra, sư phụ, có hay không có thể hiểu như vậy. Cái này giọng điệu là đại biểu cơ sở, hoặc nói là nhóm máu. Ngài hút vào khí phổ thông, như vậy về sau lần nữa bồi bổ khí cũng là phổ thông nhưng nếu đệ tử hút vào là linh khí ngày sau bồi bổ liền cũng là thuộc về linh khí là quân nói ra thông minh là đạo lý này cái này giọng điệu hút vào đi vào về sau sẽ ở trong thời gian rất lâu trở thành ngươi căn bản nền tảng tính ngươi hút vào phổ thông khí chỉ cần dung nhập vào khẩu này bổn nguyên chi khí bên trong cũng sẽ trở thành linh khí ngược lại vi sư lúc trước hấp thu khí quá mức phổ thông chính là hút nhập linh khí nhưng chỉ cần dung nhập vào bổn nguyên chi khí bên trong cũng sẽ trở thành phổ thông khí khí vật này chính là người căn bản thần diệu khó lường là quân tiếp tục nói chúng ta chỗ hô hấp không khí là thuộc về khí bao khỏa tầng khí quyển địa cầu cũng là khí thân thể người bên trong cũng cần khí cái gọi là tinh khí thần cái này coi là khí người sống một hơi một hơi đoạn là người tử khí tuyệt vi sư giải thích như vậy người có thể thảo a Diệp Phàm nói ra, đệ tử hiểu. La Quân nói ra, tốt, vì sư cái này vì người bố trí dẫn linh trận pháp. Diệp Phàm nhìn về phía La Quân. La Quân cấp tốc thôi động pháp lực, một chỉ điểm hướng bầu trời. Trong nháy mắt đó, La Quân cự đại pháp lực hóa thành một vệt kim quang xông vào chân trời. Sau đó, kim quang đột nhiên trói mắt, như một khỏa lóa mắt hình cầu. Quang mang đem trọn tòa đảo hoang đều bao phủ. Kim quang này đem ánh sáng mặt trời đều ngăn cách bên ngoài. Kim Quang Chi, không khí mãnh liệt tuôn ra động, ẩn ẩn nhìn qua, có loại gió dục mây vần tư thái. Chỉ một lúc sau, Kim Quang bắt đầu co vào. Diệp Phàm lần thứ nhất trông thấy La Quân thi triển thần thông như vậy, hắn nhất thời nhìn hoa mắt thần mê. Hắn dù cho đã gặp La Quân mấy lần thi triển thần thông, nhưng khi hắn nhìn đến lớn như vậy hình tiền nhiều quang lúc, vẫn cảm thấy rung động không. Thế mà, thật có như thế thần lực, Diệp Phàm ngầm sợ hãi thán phục. Lúc này Kim quang quay chung quanh tại diệp phàm chung quanh, hình thành một cái đường kính 10 mét vòng tròn. Tại kim quang bên trong, linh khí nhấp nhô, nồng nặc khiến người ta líu lưỡi. Những linh khí này giống như là nồng vụ một dạng, vươn tay ra đi, rất nhanh sẽ biến ướt súng. Dẫn linh trận pháp đã thành, tiểu phàm, hút vào một hơi, tại thể nội. Nhớ kỹ, không phải để người ăn, mà chính là chăm chú cảm nhận. Để cái này giọng điệu có thể tại ngũ tạng lục phủ ngươi, trải qua trong bát mạch du tẩu võ đạo cao thủ cường đại không ở chỗ bọn họ hai tay hai chân, mà là ở bọn họ người bình thường nhiều một hơi. Cái này giọng điệu, là trong cơ thể tay. Đúng, sư phụ, Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm lúc này đối la quân đã bội phục thêm sùng bái đến đầu dạp xuống đất cấp độ. Đồng thời, Diệp Phàm bắt đầu hút vào khẩu này linh khí. Chỉ là, hắn chuyện phiền toái rất mau tới. Hắn hút vào đi vào, lập tức cảm giác là hô vào một miệng không khí. Sau đó không có cái gì. Đây là một cái phản ứng bình thường. La Quân đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nếu là Diệp Phàm thật một hơi có thể hút vào thành công, cái kia La Quân mới có thể kinh ngạc vạn phần đây. Vậy quá yêu nghiệt, Diệp Phàm chính là đang không ngừng lặp lại, hắn cái này một đoán luyện là cả ngày thời gian. Mãi cho đến ngày thứ hai sớm, Diệp Phàm vẫn là không có hút vào thành công. Diệp Phàm không khỏi nóng nảy. Không dùng nôn nóng vi sư năm đó dùng thời gian 3 năm mới hút vào thành công. Người có thể nhanh như vậy, là Quân chậm chậm nói ra. Diệp Phàm nghe vậy, nhất thời tâm vô cùng quyết tâm. Sự thật, cái này một hơi mặc kệ là đối với người tu đạo, vẫn là tu võ đạo người mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Người tu đạo, có thể trực tiếp dùng đan dược uy. Từ nhỏ cho ăn, siêng năng đoán luyện, cũng có thể tu đạo thành công. Nhưng là căn cơ hội bất ổn, đối cơ sở đồ vật khuyết thiếu nhận biết. Loại người này, cho dù tu tới trình độ nhất định, nhưng cũng không phải huyền môn chính tông đối thủ. Mà tu võ đạo người, nhiều ít võ đạo người đều kẹt tại cái này giọng điệu nơi này ra không được. Rất nhiều người hút vào không cái này giọng điệu, sau đó cả một đời dừng lại ở ngoài sáng kinh tình trạng này bên trong. La quân để Diệp Phàm hút vào cái này giọng điệu, là muốn Diệp Phàm thân thể theo cường đại lên. Thân thể cường đại, mới có thể hấp thu đầy đủ đan dược dinh dưỡng. Không phải vậy lời nói, quá bổ không tiêu nổi, này sẽ là muốn mạng. Có chút người tu đạo, mặc dù không có hút vào cái này giọng điệu. Nhưng người ta từ nhỏ bồi bổ mới làm ít công to. Diệp Phàm cất bước đã rất trễ, cho nên muốn nhanh chóng tu thành, nhất định phải hút vào cái này giọng điệu. Là quân kiên nhẫn bồi tiếp Diệp Phàm Mà Diệp Phàm cũng xác thực thông minh, hắn về sau không lại qua loa hút vào, mà chính là bắt đầu minh tưởng. Sư phụ, ngài vì sao lại dùng ba năm? diệp phàm đột nhiên hỏi la quân la quân cười một tiếng nói ra khi đó ta tuổi tác còn nhỏ tính tình hoang dã rất khó chuyên chú ba năm nói đến thời gian là lớn lên nhưng ta cơ bản không sao cả ở chỗ này động đậy đầu óc một cách tự nhiên hút thành thì ra là thế diệp phàm tâm nhất thời không sai cũng không phải là sư phụ đần mà chính là khi đó sư phụ không có chuyên chú cũng không phải là nói hút vào cái này giọng điệu thật muốn thời gian rất lâu sư phụ ở chỗ này thời gian không nhiều ta nhất định muốn nhanh chóng hút thành không phải vậy lời nói hội thiếu học rất nhiều thứ diệp phàm mặc dù gấp nhưng lại an tĩnh lại hắn không đi nghĩ lấy hậu quả mà chính là chuyên chú nghĩ như thế nào lưu lại cái này giọng điệu nín hơi trước đem cái này giọng điệu lưu giữ ở thể nội tỉ mỉ cảm thụ không giận nổi diệp phàm ám đạo sau đó diệp phàm lớn lên hít sâu một hơi tại thể nội hắn sau đó nín hơi. Rất nhanh, Diệp Phàm cảm thấy khó chịu lên. Đây là thuộc về ngạt thở thống khổ, hắn mặt càng nín càng đỏ. La Quân nhìn lấy Diệp Phàm, hắn mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng. Liền dùng ý niệm cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng nói ra, tiểu phàm xác thực rất thông minh, không phải một mực ngốc luyện, mà chính là mọi chuyện đều đi nghĩ phương pháp. Ân, có ta phong phạm, nếu là chiếu như vậy đi xuống, ngày khắc thành, tất nhiên sẽ không ở ta phía dưới. Linh tuệ hòa thượng cũng một mực tại chú ý Diệp phàm sự tình. La Quân mấy lần đều cùng Linh tuệ hòa thượng nói qua. Linh tuệ hòa thượng nghe vậy, liền cũng cười một tiếng, nói ra, "Bần tăng tán thành đạo hữu thu đệ tử, đạo hữu biết tại sao không?" "Vì cái gì?" La Quân hỏi, hắn nói ra, "Ta là cảm thấy, bắt người ta đồ vật, làm sao cũng phải có chỗ biểu thị. Lại thêm, ta nhìn hài tử, bản tính còn là rất không tệ." Linh tuệ hòa thượng nói ra Diệp Phàm tiểu gia hỏa này, mệnh cách thật không đơn giản á. Há, ngươi nhìn ra cái gì? Là Quân nói. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, mệnh mang rất, lại phúc duyên thâm hậu. Ngươi nhìn phía sau cổ hắn có một nốt ruồi, viên kia nốt ruồi là sát khí mệnh cách tụ tập. Nhưng là, hắn bộ dạng trung hậu, ngũ quan ngay ngắn, vành tai rất lớn, khắp nơi đều là lộ ra phúc duyên hai chữ. Cái này Chu thiên số học chi pháp, đạo hữu ngươi một điểm không biết sao la quân nói ra ta cũng không phải không gì không biết linh tuệ hòa thượng nói ra bần tăng cũng không dám nói không gì không biết hoàn toàn không biết gì cả ngược lại là có thể hình dung đạo hữu ngươi la quân nói ra ta dựa vào linh tuệ hòa thượng cười ha ha một tiếng nói ra chỉ đùa một chút hắn nói tiếp tương lai diệp phàm giết hại sẽ rất nặng nhưng là phúc duyên thâm hậu tất nhiên sẽ đại thành có lẽ tương lai hắn có thể giúp ngươi đại ân bất quá đó cũng không phải bần tăng tán thành ngươi thu đồ đệ nguyên nhân há cái kia là nguyên nhân gì la quân hỏi linh tuệ hòa thượng nói ra đạo hữu ngươi suy nghĩ kỹ một chút thiên đạo bút ba vị trước chủ nhân ừm có ý tứ gì la quân nói ra linh tuệ hòa thượng nói ra hồng quân đạo nhân có cái gì la quân ngẫm lại nhãn tình sáng lên hồng quân đạo nhân có ba vị đệ tử theo thứ tự là lão tử thông thiên giáo chủ nguyên thủy thiên tôn không sai, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thế nhân biết rõ Hồng Quân, còn phần lớn là theo Hồng Quân ba vị này đệ tử kiệt xuất suy đoán. Còn viên giác, viên giác Pháp Thần chi danh cũng là theo doanh thiên tử, còn có người hoàng thân thể tới biết rõ. Còn rất, rất bất quá là cùng viên giác có một tia duyên phận, ngược lại chiếm người đệ tử tên. Ba đại đệ tử, rất hẳn là tu vi kém cỏi nhất một cái. Cái kia đa bảo đạo quân đâu? Là quân hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đa bảo đạo quân ngược lại là không có thu đệ tử nhưng hắn là sáng lập bảo giới tay nghe nói là có tam đại truyền thế pháp khí đa bảo đạo quân chủ yếu là ước thúc pháp bảo cái này không thể đánh đồng chẳng lẽ ta cũng còn phải lại thua một người đệ tử đây cũng là mệnh số la quân nói ra vậy cũng không nhất định phải thu ba cái linh tuệ hòa thượng nói ra người dù sao cũng phải có vì ngươi tiếng tam truyền xa đầu đệ tử mà diệp phàm tại mấy lần đình chỉ hô hấp thời điểm rốt cuộc tại loại này ngạt thở chi cảm nhận được tại thể nội lưu động linh khí ngọt lịm linh khí diệp phàm liều mạng nhớ kỹ loại cảm giác này đồng thời ý đổ đi khống chế cái này tia tia linh khí tại 5 ngày sau đó diệp phàm rốt cuộc lĩnh ngộ được cái này một hơi hắn thành công nắm giữ khẩu này linh khí đồng thời lặp lại hấp thu chỉ một lúc sau tại hắn thủ đoạn chỗ một cái khí bao dần dần hình thành khí này bao giống như là là con chuột nhỏ một dạng chỉ cần Diệp Phàm tâm ý nhất động, liền có thể tại trong thân thể của hắn du tẩu. Sư phụ, ta thành, Diệp Phàm mở mắt ra, đại hỷ lấy hướng La Quân nói ra. La Quân cũng ở nơi đây vì Diệp Phàm hết thảy chủ trì 5 ngày dẫn linh trận pháp. La Quân tự nhiên là biết đây hết thảy, hắn đem Diệp Phàm tiến bộ đều nhìn ở trong mắt. Tốt, rất tốt, La Quân cũng nhịn không được tán thưởng, nói ra, người quả nhiên là trời sinh ăn chén cơm này, xem ra cái kia hai kiện trí bảo chỗ lấy rơi xuống ngươi trong nhà, lại là có dạng này một tầng duyên phận. Diệp phàm mã chiêu la quân quỳ xuống, nói ra, đệ tử đa tạ sư phụ dốc lòng dạy bảo. La quân mỉm cười, nói ra, đã đã thành sư đồ, liền làm như cha con, đứng lên đi, những thứ này cũng là vì sư phải làm. Từ giờ trở đi, người mỗi ngày ăn 10 cái tụ linh đan, mỗi ngày chạy bộ 100 km, vận hành linh khí 36 chu thiên. A, à, một trăm km diệp phàm kém chút dọa sợ la quân nói ra tiểu tử ngốc ngươi sợ cái gì đây là để thân thể ngươi càng phát ra cường tráng chỉ có ngươi càng thêm cường tráng càng có thể hấp thu tụ linh đan dược khí vì sư cái này tụ linh đan một cái xuất ra đi bán cho phú hào mấy triệu bọn họ muốn cướp lấy mua ngươi vụng trộm vui đi a à, cái kia không phải là là để từ một ngày muốn ăn mấy chục triệu người dân tiền Diệp Phàm cảm giác được thật không thể tin. La Quân nói ra, vậy cũng không thể như thế đổi. Người trong sa mạc, một bình nước có thể bán đi mấy triệu, mấy chục triệu tới. Nhưng là tại bên trong vùng bình nguyên, nó có lẽ một khối tiền đều không đáng. Vi sư Tụ Linh đan đối một chút có tiền phú hào lão nhân mà nói, nếu như có thể cho bọn hắn kéo dài tuổi thọ, bọn họ thật là rất nguyện ý bỏ ra số tiền này. Nhưng ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, Tụ Linh đan tại vi sư nơi này là đẳng cấp thấp nhất đan dược. Vì sư tốt đan dược không phải không nỡ cho ngươi, mà chính là thân thể ngươi còn yếu đuối, cho ngươi cũng cũng hấp thu không." Diệp Phàm nói ra, đệ Tử Hiểu. La Quân ngay sau đó nói ra, ngươi đem phòng bị tu di lấy ra. Diệp Phàm đưa tay mang phòng bị tu di cho La Quân, La Quân ở bên trong để đặt vô số thuần dương đan thuốc, ngưng tuyết đan. Mà 300 mai tụ linh đan thì là đặt ở một cái bình xứ bên trong, đưa cho Diệp Phàm. Trong một tháng này, ngươi thật tốt tu luyện đi vi sư phải đi ra ngoài một bận một tháng sau vi sư hội trở về gặp ngươi hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tự mình mở ra cái này phòng bị tu di hắn đón đến nói ra ừm vi sư sẽ dạy ngươi một bộ hấp thu linh khí pháp quyết hắn sau khi nói xong vung tay lên liền đem một sợi thần niệm đánh vào đến diệp phàm trong não vực diệp phàm lập tức tiếp thụ lấy pháp quyết tin tức thanh tâm tẩy tủy quyết diệp phàm nhất thời rõ ràng cái này thanh tâm tẩy tủy quyết là la quân tay một loại pháp quyết cấp thấp chính là la quân tại linh tuệ hòa thượng bảo tàng bên trong tìm tới la quân còn thật nhiều pháp quyết nhưng là hắn đều không sao cả nhìn bởi vì hắn là cái không kém công pháp người hắn cần tinh la quân sau cùng ngẫm lại còn nói thêm ta lại truyền cho ngươi một loại không thần thông công pháp ngươi bây giờ còn không luyện được lúc nào chờ ngươi có thể có được đầy đủ pháp lực lại đi luyện đi hắn sau khi nói xong lại đem đại thiên nhãn thuật truyền cho Diệp Phàm. La Quân cho hỏa hồng khăn truyền là chính là đại hỏa diễm thuật, cho Diệp Phàm truyền là đại thiên nhãn thuật. Hắn không muốn truyền quá nhiều lộn xộn đồ vật cho bọn hắn, bởi vì La Quân cảm thấy mình là thụ cái này lộn xộn nỗi khổ. Liền chỉ hy vọng hai cái này đệ tử có thể một lòng mà tinh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là La Quân hy vọng, còn hai cái này đệ tử ngày sau có thể đi đến một bước kia, đây là La Quân chỗ không thể khống chế. Mạt, la quân mang theo diệp phàm trở lại tân hải thành phố diệp phàm về nhà là quân thì quyết định mang tống nghiên nhi đi một chuyến thiên châu bất quá tại mang tống nghiên nhi trước khi đi là quân trước đi một chuyến yến kinh hắn tại yến kinh đợi ba ngày lại hưởng thụ ba ngày niềm vui gia đình muộn thì cùng trầm mặc nùng khoái hoạt phong lưu dạng này thời gian ngược lại là phi thường nhàn nhã cùng thỏa mãn Là quân tự thân là ước gì như vậy qua đi xuống dạy bảo một chút đồ đệ hưởng thụ phía dưới Tân Hải phong thổ nhân tình. Trở lại cùng Mỹ lệ đầy đặn thê tử khoái lạc, đùa chỉ một chút tử, dạng này thời gian, thần tiên còn sung sướng hơn. Nhưng dạng này thời gian, nhất định là không có thể trường kỳ nắm giữ. La Quân mang theo tống nghiên nhi đến Đại Hương An Lĩnh, thông qua Đại Hương An Lĩnh truyền tống trận Pháp trực tiếp trở lại Thiên Châu. Lúc này là thiên trì các bên trong truyền tống trận. Thiên trì các hiện tại đối La Quân cũng rất khách khí. Tô Yên Nhiên biết La Quân sau khi trở về, còn tự thân phái xe ngựa đưa La Quân cùng Tống Nhiên Nhi hồi thiếu uy phủ. Tại xe, một thân màu đỏ váy đầm Tô Yên Nhiên mỹ lệ mà yêu nhã, yêu nhã lại dẫn một tia thành thục phong tình. Vị này là, Tô Yên Nhiên tại nhìn thấy Tống Nhiên Nhi về sau, hơi hơi quái, sau đó hỏi La Quân. Tống Nhiên Nhi mới tới Thiên Châu, kiến thức ngày này Châu như cổ đại một dạng phong tình, liền khắp nơi đều tràn ngập tốt. Đồng thời, nàng còn có chút câu nệ, Tống Nghiên Nhi gặp Tô Yên Nhiên hỏi, nàng đang muốn trả lời, La Quân nói ra, nàng là muội muội ta, gọi Tống Nghiên Nhi. La Quân sau đó lại hướng Tống Nghiên Nhi giới thiệu Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên là thông tuệ băng tuyết nữ tử, đương nhiên sẽ không đoán lung tung nghi, qua loa muốn hỏi. Nàng gặp Tống Nghiên Nhi có chút khẩn trương, liền cũng cười mỉm trò chuyện chút không liên quan nhẹ nhõm đề tài. Kiều Ngưng một mực đợi tại thiếu uy phủ bên trong. La Quân trở về, nàng cao hứng không? Mặc dù mới tách ra hơn nửa tháng, nhưng Kiều Ngưng đối La Quân y nguyên vô tưởng đọc. Đây là bởi vì, La Quân công tác tính chất cũng không quá an toàn, nàng tổng là có chút nơm nấp lo sợ. Kiều Ngưng đối Tống Nghiên Nhi là có chỗ giải, cũng biết Tống Nghiên Nhi cùng La Quân ở giữa quan hệ. La Quân nói là mang Tống Nghiên Nhi tới chơi mấy ngày, Kiều Ngưng liền đối với Tống Nghiên hơi nóng tỉnh chiếu cố. La Quân cũng hướng Tống Nghiên Nhi giới thiệu Kiều Ngưng, cái này là thê tử của ta, Kiều Ngưng cũng là tứ đại yêu tiên ngân xa vương, người về sau gọi nàng ngưng tỉ. Theo nàng rất nhiều chỗ tốt nha. Kiều ngưng mỉm cười, nói ra, nghiên nhi, đến nơi đây, giống như là tại nhà mình một dạng, tuyệt đối đừng câu thúc. Đến, ta trước mang người đi tắm, sau đó chúng ta cùng đi ra ăn bữa ngon ăn. La quân nói ra, vừa vặn, ta cũng rất ít tại trong hoàng thành đi dạo, đợi chút nữa cùng một chỗ. Kiều ngưng nói ra, đó là đương nhiên thiếu không ngươi, nàng sau đó còn nói thêm, người cũng trước đi tắm. La Quân nói ra, được rồi. La Quân trở lại Thiên Châu, tự nhiên muốn theo Thiên Châu hóa trang đến cách ăn mặc. Không phải vậy sau khi ra cửa, quay đầu dẫn quá cao, đó cũng là phiền phức. Thiên Châu nam nhân cũng lưu hành tóc dài, La Quân thì là đi chỗ đó đều là đầu đinh. Đến Thiên Châu, xuyên thuộc về Thiên Châu y phục, lúc ra cửa mang chầm chầm cái mũ, bất quá có lúc, La Quân cũng lười mang, bởi vì cũng là có người lưu tóc ngắn mặc dù là có chút đặc biệt nhưng cũng không trở thành khiến người ta xem như dị loại la quân về đến phòng bên trong nhà hoàn bích nguyệt chuẩn bị cho la quân tốt nước tắm la quân tẩy đến một nửa thời điểm hắn nghe thấy bên ngoài bích nguyệt đang nói rằng thiếu phu nhân tốt sau đó lại nghe được kiều ngưng nói ừm um, ngươi lui xuống đi nơi này ta tới đúng thiếu phu nhân bích nguyệt nói ra về sau kiều ngưng đẩy cửa vào Kiều Ngưng mặc lấy quần dài trắng, nàng dung nhan vốn cực đẹp. Bất quá trước kia, nàng Mỹ Lệ mang theo lãnh ngạo, lại có một cỗ khí khái hào hùng. Bây giờ Mỹ Lệ tuy nhiên cũng có lãnh ngạo, nhưng càng nhiều là một loại vũ mị phong tình. Đương nhiên, loại này vũ mị phong tình cũng chỉ tại La Quân trước mặt triển lãm. Kiều Ngưng đi vào La Quân sau lưng, chủ động thay La Quân xoa bóp lên hai vai tới. Cái này một cái chớp mắt sảng khoái, để La Quân thật có loại kẻ lãng tử trở về nhà nhàn hạ hắn chỉ kém không có rên gì đi ra. Bất quá không bao lâu, là quân một cái cũng đem kiều ngưng kéo vào đến trong bồn tắm. Hai người củi khô lửa bốc, rất nhanh lên một chút đốt. Là quân đại thủ cấp tốc đem kiều ngưng váy dài xé rách, loại này xé nữ nhân y phục cảm giác, cũng là một loại đặc biệt khoái cảm. Phong gấp dâng lên, đầy phòng cảnh xuân ngăn không được. Chính là ở bên ngoài quá khứ nha hoàn cũng có thể nghe được bên trong động kính, còn có thể nghe được kiều ngưng ẩn ẩn áp lực sao âm thanh bọn nha hoàn nhất thời mặt đỏ tim run, trong đầu hiện ra rất nhiều hương diễm hình ảnh tới. Nhưng mà, lại kịch liệt thủy triều, liền đều có lúc bình tĩnh đợi. Thủy triều đi qua, La Quân cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Sau đó, Kiều Ngưng nằm tại La Quân trong ngực, nàng không đến mảnh vải, thỏa mãn mà vui vẻ, mặt mũi tràn đầy ửng hồng cùng Kiều Mị. Bất quá lập tức, Kiều Ngưng xấu hổ sẵn giọng cái kia có dạng như ngươi, giữa ban ngày. Ha ha! la quân cười to nói ra cũng không nghe nói làm việc này nhất định muốn muộn a à. hắn sau đó còn nói thêm vừa mới ta nhìn ngươi cũng không kháng cự a à, tiếng kêu kia âm a à, trần nhà đều muốn bị ngươi chấn lật ngươi muốn ăn đòn a ngươi kiều ngưng xấu hổ giận dữ đan sen chết bóp lấy la quân bên hông thịt la quân tuy nhiên không sợ đau nhưng cũng giả bộ như rất đau bộ dáng đồng thời chủ động ôm hôn kiều ngưng cặp môi thơm kiều ngưng rất mau buông tay liền lại đắm chìm trong la quân trong ôn nhu mà lại không cẩn thận hai người lại củi khô lửa bốc một lần xong chuyện về sau kiều ngưng tuy nhiên toàn thân bùn rùn nhưng vẫn là vội vội vàng vàng đứng dậy còn tốt căn phòng này kiều ngưng hiện tại ở nơi này mặt nàng trần truồng đi ra lộ ra mỹ hảo trắng như tuyết tư thái khiến la quân nhìn đến hoa mắt thần mê làm ngây ngất nữ nhân ở trước hôn nhân cùng cưới sau khác biệt là rất lớn trước hôn nhân xấu hổ cưới sau tại trước mặt nam nhân thoát thay quần áo, vậy cũng là không hề cố kỵ. Kiều ngưng tìm đến khăn mặt lau khô thân thể giọt nước, sau đó tóc hất lên. Cái kia một cái chớp mắt, thế mà đem ướt xuống tóc trong nháy mắt ngã làm. Cái này tại thường trong mắt người, quả thực là thần kỳ kỹ. Kiều ngưng nhanh chóng tìm đến một kiện màu đen váy dài xuyên, cái này một xuyên, tóc kéo tốt, nhất thời để La Quân cảm thấy xinh đẹp mà lãnh khóc. La Quân nhìn Kiều ngưng vô cùng lo lắng, liền uể oải nói ra, người gấp cái gì nha? Kiều ngưng chừng la quân liếc một chút, nói ra, đợi chút nữa nghiên nhi đều đi ra, trông thấy ta cùng ngươi còn tại hoang đường, khiến ta ở trước mặt nàng còn có mặt mũi làm tỷ tỷ sao. Tống nghiên nhi cũng đổi một thân cổ nhân hóa trang, thực chủ yếu nhất là kiểu tóc cải biến. Chợt nhìn, tống nghiên nhi một thân bích lục váy dài, phát bó kéo lên, lại thật giống là tiểu thư khuê các. Khiến tống nghiên nhi cảm thấy rất là mới. Tống Nghiên Nhi nhìn trời châu tràn ngập tốt, nhưng La Quân cũng không tính mang Tống Nghiên Nhi khắp nơi đi đi dạo, chỉ muốn tại trong hoàng thành đi chung quanh một chút. Bởi vì tương đối mà nói, trong hoàng thành là an toàn nhất. Tắm rửa sau đó, La Quân cùng Tống Nghiên Nhi còn có kiểu ngưng xe ngựa. Bích Nguyệt cùng Bích Đào cũng bồi tiếp, chuyên môn mã phu đến đánh xe. La Quân tại trong hoàng thành cũng coi là có đầu có mặt người, cho nên đây hết thải phối trí vẫn là rất đầy đủ. Một ngày này La Quân cùng Kiều Ngưng đều bồi tiếp Tống Nghiên. Vốn là đi tốt nhất Đông Dương lầu ăn một bữa, trong này say cá vị đạo lớn nhất là không tệ. Về sau bốn phía dạo chơi, như đại diệt chùa di tích, còn có tứ phương bãi đá, cùng tây sườn núi nói bừa, chờ một chút các loại danh thắng cổ tích. Tại đêm đến đợi, La Quân càng tiếp vào Hoàng Hiên Chính Hạo mời, đi trong cung dự tiệc. Hiên Chính Hạo tình báo cực kỳ khủng bố, biết La Quân mang Tống Nghiên nhi tới, liền để La quân đem Tống Nghiên Nhi cũng mang vào hoàng cung. A, à, muốn gặp hoàng, Tống Nghiên Nhi tại Thiếu Uy phủ bên trong nghe được tin tức này về sau, nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên. Đây chính là hoàng a. Ca, ta nhìn ta vẫn là không cần đi, ta đây một điểm lễ nghĩa cũng đều không hiểu a. Muốn quỳ xuống sao? Tống Nghiên Nhi đánh lên chống lui quân. La quân nói ra, ừm, hẳn là không cần quỳ xuống. Bất quá bộ dáng đến làm một chút, đây cũng là tôn trọng dù sao đây là nơi này phong tục chúng ta đến một chỗ muốn tôn trọng một chỗ phong tục yên tâm đi hoàng biết ngươi là theo thế giới bao la tới hắn hội thông cảm hắn muốn ngươi đi cũng là nghĩ để ngươi nhiều mở mang kiến thức một chút đây là có hảo ý ngươi đừng bỏ qua cơ hội nha kiều ngưng cũng nói đúng vậy a à, nghiên nhi có ngưng tỷ ở đây ngươi cái gì đều không cần sợ tống nghiên nhi liền nói ra cái kia tốt a à. ban đêm hoàng thành đèn đuốc sáng trưng. Ở trên trời châu bên trong, cũng không phải là khoa học kỹ thuật thời đại. Rất nhiều thành thị ban đêm đều rất an tĩnh, thậm chí là tối như bưng. Đây là xã hội phong kiến không thể tránh né một loại hiện tượng. Xem như tại thế giới bao la bên trong, một chút thị trấn cũng là loại tình huống này. Nhưng Hoàng Thành làm đại khang vương triều tiêu chí, đêm nay khí phái quả thực có thể cùng thế giới bao la một chút thành thị cấp một tướng. Là quân đã từng hỏi hiên chính hạo, có nghĩ tới hay không, kiến thiết một cái xã hội hiện đại chủ nghĩa quốc gia. Hiên Chính Hạo lắc đầu, nói ra, không có nghĩ qua. Là quân ngược lại là cũng biết, cho dù Hiên Chính Hạo đã nắm giữ thực quyền, nhưng tùy tiện biến đổi, y nguyên hội có nguy hiểm rất lớn. Mà Hiên Chính Hạo trả lời thì là, không phải sợ hãi mạo hiểm, mà chính là Thiên Châu cùng thế giới Bao La là khác biệt. Thế giới Bao La chỗ lấy có thể đi đến một bước này, là kinh lịch vô số niết bàn mà lại có ngày nói bảo vệ. Tuy nhiên hắn thế giới bên trong cũng tồn tại công nghệ cao. Nhưng là thiên châu xã hội hệ thống đã hình thành, tại đại khang vương triều bốn phía, chính là tài sói vây quanh. Một khi hiên chính hạo đi nhầm một nước cờ, liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Cho nên, hiên chính hạo sẽ chỉ ở pháp thuật mặt đi phát triển, lại sẽ không tại công nghệ cao mặt đi phát triển. Và lại, còn có quan trọng hơn một điểm. Công nghệ cao phá hủy là thế giới linh khí. Ở trên trời châu bên trong, nắm giữ thực lực chính là tu sĩ. Phá hư linh khí, là dao động tu sĩ căn cơ. Nếu như hiên chính hạo đi phát triển công nghệ cao, là lại cùng các tu sĩ đối nghịch. Cái này giống như là thế giới bao la trong lịch sử, những hoàng đế kia tùy tiện đi dao động một chút thế gia môn phiệt, về sau gây tai họa ngập đầu một dạng. Tùy dạng đế dương quảng chỗ lấy vong quốc, có rất trọng yếu một nguyên nhân là hắn mở khoa cử chờ một chút cử động, dao động môn phiệt căn cơ mà Lý Uyên đại biểu là một cái môn phiệt. Tuy nhiên hậu thế đem Dương Quảng truyền đủ kiểu không chịu nổi, nhưng vậy hiển nhiên đồng thời không thể tin. Bởi vì bôi nhọ Dương Quảng là lịch sử tính tất yếu, Tân Vương Triều lật đổ cựu Vương Triều, tự nhiên muốn trải qua mấy trăm giống như tội trạng, không phải vậy sao có thể cân đến nhân nghĩa chi sư đâu. Vô luận là thương trụ vẫn là tùy dạng đế, bọn họ đều thoát đi không cái này vận mệnh. Đương nhiên, đây không phải nói bọn họ là người tốt chẳng qua là không có như vậy không chịu nổi mà thôi cái này lịch sử đế vương làm sao có thể dùng người tốt hai chữ đi bình luận đâu la quân một đoàn người thuận lợi vào cung hiên chính hạo cũng không có đại yến quần thần mà chính là cùng hoàng hậu cùng một chỗ tại trước khi mưa điện gặp mặt la quân một đoàn người hoàng hậu nương nương gọi là vĩnh lạc hiên chính hạo cùng vĩnh lạc ở giữa cảm tình rất tốt năm đó vĩnh lạc chính là vĩnh nhạc cung cung chủ Hiên chính hạo muốn diệt tận đại khang vương hướng bên trong môn phái. Vĩnh lạc dẫn toàn cung người quy hàng, chính nàng cũng hiến thân tại hiên chính hạo. Mặc kệ ban đầu là chân tình hay là giả dối, nhưng bây giờ, hiên chính hạo cùng vĩnh lạc ở giữa ân ái có thừa, còn có hài tử. Vĩnh lạc cũng bị hiên chính hạo tài tình chỗ tin phục, cam tâm tình nguyện làm hắn nữ nhân. Trước khi mưa trong điện, xa hoa mà trang nhã. 18 tên bạch y cung trang cung nữ phân biệt đứng thẳng một bên, Hiên chính hạo lấy màu vàng sáng áo choàng liền cùng một thân cung trang, xinh đẹp phi phàm vĩnh lạc ngồi tại bài. La quân bọn người tiến đến, liền muốn quỷ bái. Hiên chính hạo biết la quân một đoàn người không thích quỷ bái, liền trước phất tay, nói ra, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Nhanh vào chỗ, la quân cùng kiều ngưng liền không lại quỳ xuống, nhưng vẫn là kho người thở dài, tỏ vẻ tôn kính. Tống nghiên nhi ở một bên cũng theo làm, nàng làm không quá tiêu chuẩn, khiến người ta gặp khó tránh khỏi buồn cười. Về sau, phân biệt ngồi xuống. Bữa tiệc này chính là mỗi người một cái giường giường gạo bàn trà, trước mặt bầy mỹ tử, rau quả, cùng ăn thịt. Tiếp đó, tự nhiên lại là lẫn nhau một phen khách sáo. Hiên chính hạo đối Tống Nghiên Nhi biểu thị hoan nghênh, lại để cho Vĩnh Lạc mang Tống Nghiên mà đi bốn phía dạo chơi. Kiều Ngưng thì là sợ Tống Nghiên Nhi câu thúc, không dễ chịu, chủ động xin đi giết giặc nói ra, hoàng ta cũng cùng nương nương cùng nghiên nhi cùng đi dạo chơi. Hiên chính hạo mỉm cười, nói ra, vậy cũng được. Về sau, Kiều Ngưng, Tống nghiên nhi liền cùng Vĩnh Lạc rời đi trước khi mưa điện. Cái kia một đám cung trang cung nữ cũng bị Hiên chính hạo vung lui xuống đi. Trước khi mưa trong điện, ánh đèn nhu hòa. Là quần trước mặt Mỹ thực sắc hương vị đều đủ, mùi thơm bay vào đến hắn trong lỗ mũi. Nghe nói, chấm bế quan trong mấy ngày này, người tới tìm chấm. Hiên Chính Hạo mở miệng. Tại Hiên Chính Hạo thủ hạ, phần lớn là La Quân tu vi lợi hại người. Nhưng Hiên Chính Hạo bây giờ duy chỉ có xem trọng La Quân liếc một chút, khiến hướng quần thần đều là không quá lý giải. La Quân lại là minh bạch đây là vì cái gì, cái này là bởi vì chính mình mệnh cách chi đặc thù. Mà lại, chính mình mấy năm qua này nhảy lên tốc độ cũng thực để Hiên Chính Hạo ghé mắt. Nói một cách khác, Hiên Chính Hạo nhìn kỹ La Quân tương lai. Mà lại, hiên chính hạo tại la quân thân thể cũng mò được không ít chỗ tốt bất quá mặc dù như thế la quân đối mặt hiên chính hạo cũng luôn luôn là cung cung kính kính cũng không dám có chút kiêu căng quan hệ lại thân mật cũng phải hiểu đế vương chi thuật huống chi quan hệ giữa hai người còn không tính thân mật nói cho cùng bất quá là đôi bên cùng có lợi a à. la quân lúc này tâm tình đã không lại như trước đó như vậy cấp bách cho nên hiên chính hạo hiện đang hỏi đến La Quân cũng là không chút hoang mang. Nay chủ yếu là tròn cảm giác lời nói dẫn dắt hắn. "Mà tướng thật là tới tìm hoàng?" La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, "Chấm đại khái có thể đoán được ngươi tìm đến chấm làm cái gì." La Quân không khỏi cân, nói ra, "Ngài biết." Hiên Chính Hạo nói ra, "Linh Tôn sự tình a." À. La Quân bị kinh ngạc, nói ra, "Ngài thế mà biết Linh Tôn?" Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, việc này xác thực rất là bí ẩn nhưng là linh tôn ở trên trời châu thực cũng bố trí xuống cứ điểm rất sớm trước đó chấm thông qua ma điển thăm dò rõ ràng bọn họ một chút nội tình chỉ bất quá đám bọn hắn tự cho là còn không chê vào đâu được a à. la quân nói ra hoàng ngài nếu biết linh tôn sự tình liền biết bọn họ mưu đồ quá lớn ngài đối với cái này thấy thế nào hắn rất muốn biết hiên chính hạo thái độ hiên chính hạo nghiền ngấm cười một tiếng sau đó hỏi ngược lại nếu như ngươi là chấm ngươi hội làm thế nào đâu la quân xứng sờ hiển nhiên là không nghĩ tới hiên chính hạo sẽ hỏi cái này một gốc dạ cái này la quân trong lúc nhất thời lại là đáp không được hiên chính hạo nói ra ngươi phải biết nhân loại là tham lam động vật loại này tham lam cũng không phải là chỉ thuộc về phàm nhân vô luận là phàm nhân vẫn là chúng ta vẫn là tiên giới tiên nhân chỉ cần là người vĩnh viễn đánh không rơi loại này trong xương cốt tham lam Người là cái gì? Người là bị buộc đến trong tuyệt cảnh, còn có thể mặc kệ bên ngoài địch nhân, tiếp tục đấu tranh nội bộ chủng tộc. Cho nên, người cùng chấm tới nói chuyện này, chấm có thể làm thế nào? Chấm đi liên hợp trời cao tông, thần tộc, vũ hóa môn sao? Người cảm giác đến bọn hắn hội liên hợp sao? Bọn họ không biết, là quân thành thật nói ra. Hiên chính hạo nói ra, chấm nếu chỉ đơn độc đi đối mặt linh tôn, người tin hay không, bọn họ rất nhanh có thể ở phía sau đối chấm xuất thủ là quân có chút huệ hoài nói ra, ta tin. Hiền Chính Hạo nói ra, chấm rất sớm trước, nhìn qua dạng này thứ nhất ngụ ngôn, gọi là một mật đường. Cố Sự nói là, có một cái lữ khách cô độc đi tại sa mạc, bỗng nhiên đằng sau xuất hiện một bầy sói đói, đuổi theo hắn muốn cùng mà ăn, hắn giật nảy cả mình, liều mạng chạy, vì sinh mệnh mình mà phấn đấu. Sói đói đã gần trong gang tấc, mà hắn cũng đã nhanh sức cùng lực kiệt. Tại lúc này, phía trước xuất hiện một cái giếng Hắn phấn đấu quên mình nhảy đi xuống, đang lúc hắn cho là mình được cứu lúc, há biết rõ chiếc kia trong giếng chẳng những không có nước, hơn nữa còn có rất nhiều độc xà, ngay tại ngẩng đầu lè lưỡi chờ đợi bữa ăn ngon đưa cửa. Hắn kinh hãi thất thần phía dưới, qua loa thân thủ, hy vọng bắt lấy cái gì tới cứu mình nhất mệnh, may mắn là vậy mà trời theo ý người, hắn bắt lấy một gốc để ngang trong giếng cây nhỏ, sau đó tuy nhiên có sói đói, phía dưới có độc xà, đem hắn rơi vào tiến thối lưỡng nan tình trạng nhưng hắn dù sao vẫn là an toàn. Tại hắn buông lỏng một hơi thời khắc, một trận dị thanh vang đột nhiên theo dễ cây cái kia đầu truyền tới, hắn hoảng sợ theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn đến một đám chuột chính lấy hàm răng bén nhọn cắn dễ cây, cái này khỏa tính mạng hắn cây nhỏ cũng đã là ngày giờ không nhiều. Tại cái này sinh từ một cái trước mắt thời khắc, hắn chợt thấy trước mắt lá cây có một mật đường, sau đó hắn quên mặt sói đói, phía dưới độc xà, cũng quên sắp cho chuột cắn đứt cây nhỏ, nhắm mắt, lè lưỡi, Toàn tâm toàn ý địa đi nếm cái kia mật đường. Hiên Chính Hạo sau khi nói xong, nói, mỗi người tâm đều có một mật đường. Cái này mật đường là tham lam nhân tính. La Quân Lâm vào trầm mặc chi. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, khó nói chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Hiên Chính Hạo nói ra, không không không. La Quân không hiểu nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, xem ra, người vẫn là đối với tình người không đủ dài làm người cảm nhận được đau điếng người về sau, liền sẽ chưa từng có đoàn kết lại cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Đó là cái nhất sinh nhị, nhị sinh tam sự tình. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải có một, sau đó mới có hai cùng ba. La Quân nói ra, ngài là ý nói, trước phải có linh tôn tấn công. Làm cho nhân loại cảm nhận được đau điếng người, nhân loại mới có thể liên hợp lại. Hiên chính hạo nói ra, không sai. Hắn đón đến, nói, mà trước lúc này, Ngươi muốn làm là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Trước bảo toàn tốt ngươi mình còn có người nhà ngươi, cái này cái gì đều quan trọng hơn. Một phòng không quét, dùng cái gì quét thiên hạ? La Quân nghe vậy không biết nên nói cái gì cho phải, hắn tuy nhiên lo lắng, nhưng nhưng vẫn là yên lặng buông lỏng một hơi. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra, "Còn có, thực ngươi cũng không cần lo lắng quá mức vấn đề này. Vấn đề này, chấm rất ít lo lắng qua." giống thiên châu cửu u lão ma những người kia, mưu toàn thi triển cái gì thiên châu kế hoạch một dạng, đồng dạng buồn cười. Chấm chỗ lấy làm như vậy mấy chuyện cản trở bọn họ, cũng bất quá là vì thuận theo thiên ý. Dù cho chấm không hề làm gì, bọn họ cũng giống vậy không làm được. Linh tôn, tiên giới người, còn có chúng ta nhân loại, toàn bộ đều là tại địa cầu chịu ẩn dục đi ra. Thân thể gen có ngày nói phân chia tử, thành phần cấu thành. Cho nên, vô luận chúng ta làm cái gì, đều rất khó lật tung trời nói lòng bàn tay những người này nắm giữ một chút bản sự từng cái mưu toan đến đánh ngã thiên đạo đây là bởi vì bọn họ không hiểu thiên đạo đến cùng là cái gì thiên đạo chính là trong thân thể huyết nhục đánh đến sao vì cái gì thần đế viên giác dạng này người muốn bảo trì thiên đạo đó là bởi vì bọn họ biết thiên đạo là cái gì là quân thân thể chấn động hắn cảm thấy hiên chính hạo nói rất có đạo lý vô luận lúc nào Hiền chính hạo đều là lý trí, mà lại là bầy mưu tính kế. Tại ba giờ sau, La Quân một đoàn người ly cung mà đi. La Quân cũng triệt để nghĩ thông suốt, linh tôn sự tình, hắn hội tận lực đi tuyên truyền. Muốn khiến mọi người tận lực có chuẩn bị, nhưng hắn có thể làm tựa hồ cũng là chỉ thế thôi. Thuận thế mà làm đi. Mà để La Quân không tưởng được là, trở lại thiếu uy phủ về sau, thiếu uy phủ bên trong có một người đang đợi La Quân. Công tử vừa về tới trong phủ bích nguyệt trước nói ra có một vị cô nương nói là ngài quen biết cũ nàng đang đợi ngài chờ ta vẫn là cái cô nương la quân nhất thời tràn ngập hồ nghi tống nghiên nhi cùng kiều ngưng nhìn nhau tống nghiên nhi thì là có chút sợ hãi là la quân phong lưu trái sau đó nhắm chúng kiều ngưng không vui nàng làm muội muội tự nhiên là hy vọng huynh tổ hòa thuận kiều ngưng thì là cười ha ha một tiếng nói ra nên không phải là bị ngươi vứt bỏ cô nương tìm cửa a Tống Nhiên Nhi gặp Kiều Ngưng như thế rộng rãi, ngược lại hơi hơi yên tâm. Là quần sờ mũi một cái, lại là nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn nói ra, cùng đi xem xem đi. Kiều Ngưng nói ra, đó là đương nhiên. Cô nương kia bị Bích Nguyệt An bài tại trong sảnh chờ đợi. Lúc này dựa theo thế giới bao la thời gian để tính, đã là muộn 11.30. Trong sảnh ánh đèn nhu hòa, mặt đất phủ lên kim sắt sợi tơ thảm cái kia ánh đèn là hơn 10 viên dạ minh châu tỏa ra quang mang, ở giữa còn có một khỏa dẫn quang châu. Tại người tu hành thế giới bên trong, ánh đèn từ trước đến nay đều không là vấn đề. La quân một đoàn người đến trong sảnh lúc, liền nhìn thấy cái kia một mực chờ đợi cô nương. Cô nương này để la quân cùng kiều ngưng giật nảy cả mình. Bởi vì người đến không là người khác, chính là ương thế giới bên trong lục diệp hội tân nhiệm hội chủ, tần khả khanh. Ngược lớn ngự tỷ mỹ mạo phi phàm, tu vi siêu phàm thoát tục. Tần khả khanh lúc này đồng thời không đắc ý, nàng lấy một thân quần dài màu lam nhạt, tuy nhiên đẹp đến mức tận cùng, nhưng lại nhíu mày nhăn chán. Nghiên nhi, người đi về nghỉ trước, La Quân liền đối với bên người Tống Nghiên nhi nói ra. Tống Nghiên nhi gặp La Quân thần sắc có biến, liền biết La Quân là có chính sự phải xử lý. Nàng gật gật đầu, không sai sau đó xoay người đi. La Quân cũng không có đối tần khả khanh châm chọc khiêu khích, đây không phải hắn tính cách. Hắn sau khi đi vào, nhìn Tần Khả Khanh liếc một chút, sau đó cùng Kiều Ngưng ngồi xuống tại chủ vị. Bích Nguyệt lập tức dâng trà đến. Là quân, Tần Khả Khanh lập tức đứng lên, thành khẩn hô một tiếng. Là quân là cái khôn khéo người, hắn nhìn mặt mà nói chuyện gì lợi hại, lập tức nhìn ra Tần Khả Khanh thái độ có biến. Hắn ngay sau đó cầm lên chén trà, trà một ngụm trà nóng, sau đó đem chén trà buông xuống. Như thế về sau, hắn mới khách khí nói ra mời ngồi tần khả khanh nói ra không ta không ngồi ta tới là xin lỗi ngươi chuyện cho tới bây giờ ta mới biết được ban đầu là chúng ta oan uổng ngươi thật xin lỗi nàng sau khi nói xong sâu khom người bái thật sâu la quân cùng kiều ngưng bỗng cảm giác ngoài ý muốn la quân nói ra nói như vậy lên các ngươi là tin tưởng linh tôn sự tình tần khả khanh nói ra hoàn toàn tin tưởng la quân nói ra ta rất khỏe, vì cái gì các người lại đột nhiên tin tưởng. Tần Khả Khanh nói ra, phụ thân người đánh giết Bruna, sự kiện này ngươi biết không? La quân tâm bỗng nhiên nhảy một cái, hắn tự nhiên biết chuyện này. Chỉ là mỗi lần theo người khác miệng nghe nói sự kiện này, tâm tình của hắn cuối cùng sẽ có mặt khác một phen phức tạp cảm giác. Hắn nhớ tới chính mình hiểu lầm Trần Thiên Nhai là kẻ gây tai họa, nhưng sự thật lại là mình xem thường Trần Thiên Nhai bố cục. Ta biết, La Quân nói ra, Tần Khả Khanh nói ra, về sau Ly Hận Thiên Cung bởi vì Bruna bị giết, Nạp Lan Vân Thiên tạo phản, đem Thiên Cung bên trong linh tôn trắng trợn chu sát. Về sau, dẫn tới linh tôn cao thủ Thiên Brooklyn, Thiên Brooklyn đem Ly Hận Thiên Cung diệt môn. Nàng nói đến đây ngừng một lát, tiếp tục nói, Ly Hận Thiên Cung có một ít đệ tử chạy đi, bọn họ đầu nhập vào sư phụ ta. Cái này đầu nhập vào đệ tử, có một cái cầm đầu gọi là thôi thành. Hắn nói cho chúng ta biết liên quan tới linh tôn sự tình quan trọng hơn là, chúng ta còn biết một việc. La Quân có phần cảm thấy hứng thú, nói ra, há, sự tình gì? Kiều Ngưng cũng nhìn về phía Tần Khả Khanh. Tần Khả Khanh nói ra, ta bắt nguội tại tử câm còn có tam điện hạ đường thanh đều còn sống, bọn họ được đưa đến kỷ phấn trắng thế giới làm nghiên cứu. Tốt, ta minh bạch, là quân hạng gì thông minh, trong nháy mắt biết Tần Khả Khanh ý đổ đến. Hiển nhiên, nếu không phải muốn cầu cạnh chính mình, lấy Tần Khả Khanh ngạo khí, tuyệt sẽ không bởi vì oan uổng chính mình, sau đó thật xa chạy tới bồi tội. Cầu ngươi xuất thủ cứu ta bát muội còn có tam điện hạ. Tần khả khanh khẩn cầu nói nói. Là quân còn chưa lên tiếng, kiều ngưng trước không vui. Nàng nói ra, cái này thật đúng là quái, ngươi chính là lục diệp chiếu cố chủ, thủ hạ cao thủ như mây. Sư phụ ngươi càng là ngỗng chín nương, đại chiêu vương hướng cái thứ nhất nữ hoàng đế, lại là lão tổ tông. Các ngươi nhiều cao thủ như vậy không bi cứu, lại chạy đến tìm la quân đây là cái đạo lý gì ta còn thực sự là không hiểu kiều ngưng nổi nóng cực kỳ có mấy lời nàng là không muốn nói quá rõ ràng mẹ nó các người bên kia cao thủ như mây từng cái từng cái không đi cứu nói cho cùng đều là biết kỷ phấn trắng thế giới rất nguy hiểm hợp lấy nhà chúng ta la quân mệnh không đáng tiền a à. tần khả khanh nói gấp ngân sa vương bất giận ta tuyệt không có muốn ngưu hại la quân ý tứ chỉ là Kỳ phân trắng thế giới quá mức nguy hiểm, chúng ta đi lại hơn cao thủ lại như thế nào? Còn không phải đã đi là không thể trở về, sự kiện này chỉ có thể dụng kế xảo thủ." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Bởi vì ta mấy lần theo Linh Tôn tay trốn tới, cho nên các ngươi cảm thấy ta có phương diện này thiên phú, đúng hay không?" Tần Khả Khanh nói ra, "Không sai." La Quân nói ra, "Ta không ngại sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tức kinh người." "Ừm," Tần Khả Khanh nói ra, mời nói Là quân nói ra đem ly hận thiên cung diệt môn thiên brooklyn chạy đến thế giới bao la săn giết ta a à, tần khả khanh không khỏi hoảng sợ nàng hoảng sợ là là quân thế mà còn sống thiên brooklyn là ai đây chính là tuyệt thế cự bá xem như sư phụ cũng khó có thể cùng chống lại tồn tại a à. ly hận thiên cung một mực có thể cùng mấy cái đại vương triều chống lại nhưng lại bị thiên brooklyn bản thân chi thân đem diệt môn đây là cỡ nào thật không thể tin sự tình a, à, Thiên Brooklyn hết lần này tới lần khác làm đến. Là dạng này cao thủ đến săn giết La Quân, nhưng La Quân Y Nguyên còn rất tốt còn sống. Cái này quá quỷ dị. Tần Khả Khanh cũng biết, La Quân không có nói láo. Bởi vì Thiên Brooklyn nếu như bắt không được Ma Đế, rất có thể sẽ đi tìm La Quân phiền phức. Cái này một cái chớp mắt, Tần Khả Khanh càng phát ra kiên nhất định phải tìm La Quân đi nghĩ cách cứu viện bát muội ý nghĩ trong lòng nàng bát muội là trọng yếu nhất còn cái kia tam điện hạ thuận tay có thể cứu thì cứu không thể cứu là xong bây giờ ta còn rất tốt còn sống nhưng là thiên brooklyn hắn xuống tràng ta chỉ có thể nói cho ngươi chết còn thê thảm la quân rằng giặc nói ra tần khả khanh lần nữa kinh hãi nói ra chuyện này là thật la quân nói ra tự nhiên coi là thật cái này sao có thể ai có thể có bản lĩnh tới đối phó thiên brooklyn Tần Khả Khanh nói ra. là Quân nói ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Còn có hỗn nguyên thánh nhân, đa bảo đạo quân, viên giác pháp thần, thiên Brooklyn tại người mắt của ta mặc dù là quái vật khổng lồ, nhưng ở có ít người trong mắt, cũng bất quá là con kiến hôi một dạng tồn tại. Tần Khả Khanh nói ra, đó là ai xuất thủ? Là Quân nói ra, cái này, không thể trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không nói, hắn là muốn cho Tần Khả Khanh càng nhiều thần bí cảm giác không để cho nàng dám làm ẩu. Ma đế tuy nhiên lợi hại, cho dù bất bại, cũng không có khả năng đánh giết thiên Brooklyn. Tần Khả Khanh nói ra, người này không thể nào là ma đế. La Quân nói ra, tùy ngươi đoán đi. Tần Khả Khanh nao nao, nàng vội vàng trở lại chủ đề, nói ra, La Quân, người muốn cái gì dạng điều kiện mới chịu theo ta đi kỷ phấn trắng thế giới cứu ta bắt muội. Cho dù tốt điều kiện, cũng không kịp chính ta mệnh trọng yếu đi. Huống chi, Ta đã từng lấy thành thật đối đãi ngươi, ngươi lại ruồng bỏ ta tín nhiệm. Giữa chúng ta, liền bằng hữu đều tính toán không, đổi mà chỗ chi, ta tới tìm ngươi đi một cái cực nguy hiểm địa phương, ngươi nguyện ý không?" La Quân nói ra. Tần Khả Khanh thân thể mềm mại chấn động, để tay lên ngực tự hỏi, nàng cảm thấy nếu như là một cái đã từng lừa gạt qua nàng người tìm đến nàng, hơn nữa còn là muốn đi một cái nguy hiểm như vậy địa phương, nàng là nhất định sẽ cự tuyệt. Tần Khả Khanh trầm giọng nói ra, là quân, ta biết ta rất ép buộc. Phàm là chính ta có biện pháp, ta sẽ không tới làm khó dễ ngươi. Mệnh ta ném không quan trọng, nhưng ta sợ mệnh ta nhét vào kỷ phấn trắng thế giới, nhưng ta y nguyên không cứu lại được ta bát muội. Là quân nói ra, ta rất hâm mộ các ngươi tỉ muội tình thâm, nhưng... Cái này không đủ để ta đi bốc lên như thế cự hiểm. Mỗi người tâm đều có chính mình thánh địa, chính mình thánh địa, muốn chính mình đi thủ hộ, để cho người khác bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thủ hộ, vậy cũng không tốt lắm. Tần Khả Khanh nói ra, thế nhưng là La Quân, ta bắt nguội là bởi vì tin tưởng ngươi, về sau mới có thể rơi vào kết cục này. Sự vật có nhân quả, bởi vì là tại ngươi nơi này, chẳng lẽ ngươi thật có thể làm làm cái gì cũng không liên can tới ngươi sao? La Quân nhìn nhiều Tần Khả Khanh liếc một chút, nói ra, ngươi nói như vậy, cũng không phải không có lý. Xác thực, nếu như ta có thể tiện tay mà thôi cứu ra ngươi bắt nguội, ta sẽ không cự tuyệt. Nhưng khi đó, ta chỉ là hướng đường đế báo cáo ta sở chứng kiến đồ vật. Sau đó người bát muội phụng là hoàng mệnh, hắn thở dài, nói ra, ta không muốn đùn đẩy trách nhiệm, đối người bát muội tao ngộ, ta cảm giác sâu sắc đồng tình. Nhưng là, kỷ phấn trắng thế giới, ta, không thể đi, người có người trọng yếu người, người vì cứu nàng, không tiếc hết thảy. Ta rất kính nể ngươi, nhưng ta cũng phải vì ta tính mạng mình phụ trách. Bởi vì, ta sinh mệnh bên trong, cũng có rất trọng yếu người. Nếu như các nàng mất đi ta, các nàng thống khổ không biết người mất đi người bát muội đến thiếu. Tần khả khanh trầm mặc đi xuống, sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, nói như vậy, vô luận như thế nào người đều sẽ không đáp ứng đi với ta kỷ phấn trắng thế giới. La Quân cũng nhìn về phía tần khả khanh, nói ra, chẳng lẽ người phải dùng mạnh. Tần khả khanh lắc đầu, nói ra, không biết, đừng nói nơi này là đại khang hoàng thành, cho dù không phải, lấy hai người các ngươi bản sự, ta cũng không làm gì được các ngươi. La Quân nói ra, đã như vậy, cái kia xin cứ tự nhiên đi. Tần Khả Khanh đứng dậy, nàng nói ra, thật xin lỗi, quấy dày. Sau đó nàng liền ra lại sảnh, tiếp lấy ra thiếu uy phủ. Nàng bóng lưng lộ ra phá lệ hưu quạnh. Nàng mặc dù là lục diệp chiếu cố chủ, tay quyền lực ngập trời, nhưng là đời này y nguyên có nàng làm không được sự tình. Nàng y nguyên, không cứu được nàng muội muội. Giữa người và người là không công bằng, có người sinh ra là đế vương tướng tướng nhà. Có người sinh ra nghèo khổ chán nản. Nhưng giữa người và người cũng là công bằng, chỉ ít đến lâu dài đều là sạch sẽ bóng bẩy, khi đi, cũng là cái gì đều mang không đi. Chỉ ít, giữa người và người, phiền não là đều sẽ có. Người vì ba đấu gạo phiền não khom lưng, hắn vì khỏe mạnh phiền não, nàng vì người nhà phiền não mà tần khả khanh thì là vì nàng bát nguội mà thống khổ không hiểu đừng nhìn kiều ngưng nói với la quân ta biết ngươi tâm địa mềm nhất nhìn nữa nói không chừng ngươi phải đáp ứng la quân mỉm cười nói ra yên tâm đi ta sẽ không như thế lãng phí chính mình mệnh kỷ phấn trắng thế giới là linh tôn tại địa cầu căn cứ qua nhiều năm như vậy kỷ phấn trắng thế giới đều ẩn tàng đến sâu như vậy đủ để thấy lợi hại ngỗng chín nương cũng không dám đi địa phương ta dựa vào cái gì dám đi ngươi thật sự là nghĩ như vậy kiều ngưng nhìn về phía la quân hỏi đương nhiên la quân nói ra kiều ngưng nói ra tốt ta tin tưởng ngươi lần này ngươi tốt nhất đừng gạt ta la quân nói ra tuyệt không lừa ngươi kiều ngưng biết la quân tươi thiếu cùng với nàng nói láo cho nên cũng không nghĩ nhiều đêm nay cũng là bình an vô sự rất bình tĩnh ngày thứ hai kiều ngưng cùng la quân như cũ bồi tiếp tống nghiên nhi khắp nơi du ngoạn buổi chưa đợi la quân không có đi hắn nói nói phải ngủ cái ngủ chưa bồi tiếp nữ nhân dạo phố quả thực là quá không có ý nghĩa kiều ngưng cùng tống nghiên nhi khách khách mà cười cũng là biết một ngày này nhiều như vậy bồi tiếp là vì khó la quân nữ nhân thích nhất là dạo phố nam nhân sợ nhất là bồi nữ nhân dạo phố cho nên một người nam nhân nếu như có thể thường xuyên bồi nữ nhân dạo phố hoặc là còn chưa kết hôn hoặc là ngụy nương La Quân rời đi Kiều Ngưng cùng Tống Nghiên Nhi về sau, hắn cũng không có trở về Thiếu Uy phủ, mà chính là trực tiếp đi Thiên Trì Các. Ở Thiên Trì trong Các, La Quân nhìn thấy Tô Yên Nhiên. "Tần Khả Khanh đâu?" La Quân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tô Yên Nhiên sững sờ sững sờ, nói ra, "Ta không hiểu ý ngươi." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Chớ cùng ta che giấu, không có Thiên Trì Các hỗ trợ, nàng cho dù có thể biết Thiếu Uy phủ là ta." cũng không có khả năng chuẩn xác như vậy, ta vừa về đến, nàng tới." Tô Yên Nhiên nghe vậy không khỏi cười khổ, nói ra, quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Nàng theo rồi nói ra, Tần Khả Khanh là tại ta chỗ này, ngươi muốn gặp nàng." La Quân nói ra, "Đúng." Tô Yên Nhiên nói ra, "Tốt, ngươi chờ một chút." Tô Yên Nhiên sau đó sắp xếp người đi hô Tần Khả Khanh. "Đây là tại một gian khách trong phòng." Tôi Yên Nhiên để hạ nhân rót trà ngon nước tới. La Quân ngồi tại đầu dưới, ngón tay hắn đập mặt bàn. Ánh sáng mặt trời thông qua đỏ đàn một cửa sổ vẩy chiếu vào, in nhuộm tại La Quân khuôn mặt. Cái này một cái chớp mắt La Quân lộ ra phá lệ giàu có mị lực. Cho dù là Tô Yên Nhiên dạng này lịch duyệt phong phú nữ nhân thấy thế cũng là vì đó thần mê. Tô Yên Nhiên đối La Quân là rất giải, có thể nói, La Quân từ khi tiến Thiên Châu Tôi Yên Nhiên tại La Quân trưởng thành đường làm một cái rất trọng yếu nhân vật. Bất quá nói cho cùng, tôi Yên Nhiên tại La Quân thân thể đạt được chỗ tốt là càng nhiều. Tôi Yên Nhiên nhìn lấy La Quân theo một cái thất trọng thiên đỉnh phong tu vi, đi thẳng cho tới bây giờ tình trạng này. Lúc trước, nàng còn có thể thật cao tại nhìn xuống người thanh niên này. Nhưng bây giờ, hắn lại trưởng thành đến hôm nay như người khổng lồ cấp độ. Xem như hiện nay Đại Khang hoàng đế, cũng đối La Quân là nhìn với con mắt khác. Tô Yên Nhiên tu vi đi đến nước này cũng là nhiều nhịn tại La Quân trợ giúp. Tại Tô Yên Nhiên có chút ít cảm khái thời điểm, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Tô Yên Nhiên cùng La Quân nhấc mắt nhìn đi, liền gặp Tần Khả Khanh một thân màu đen trang phục đi tới. Hôm nay nàng, tư thế hiên ngang, nhưng hai đầu lông mày lại như cũ yêu sầu khó đi. La Quân, Tần Khả Khanh tại nhìn thấy La Quân về sau, không khỏi vừa mừng vừa sợ. La Quân không để ý đến Tần Khả Khanh, lại là hướng tôi yên nhiên nói hôm nay nơi đây sự tình tuyệt đối đừng để kiều ngưng biết tôi yên nhiên nao nao nàng ngẫm lại mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nói tốt ta đáp ứng ngươi la quân liền nhìn về phía tần khả khanh nói ra ta có thể cùng ngươi đi kỷ phấn trắng thế giới thật tần khả khanh nhất thời lệ nóng doanh tròng la quân nói ra là thật bất quá cảnh cáo vẫn phải nói ở phía trước tần khả khanh khẽ giật mình nàng nói ra ngươi giảng la quân nói ra thứ nhất ta không có các người muốn như vậy thần mấy lần theo linh tôn tay đào thoát vận khí thành phần chiếm đa số mà lại không thể phục chế cho nên cho dù ta và ngươi đi kỷ phấn trắng thế giới có lẽ ta sẽ để cho ngươi thất vọng tần khả khanh nói ra ta biết loại sự tình này ai có thể có nắm chắc ngươi chịu đi đã là ơn huệ lớn như trời ta không còn dám cầu hắn la quân nói ra vậy thì tốt còn có một chuyện. Ta không thể lập tức đi theo ngươi, một tháng sau, ta muốn về thế giới bao la một chuyến. Đây là trước cùng thê tử của ta Kiều Ngưng nói tốt, ta tùy tiện mà hành động, nàng hội hoài nghi. Nàng phản đối ta đi, ta không muốn để cho nàng lo lắng. Tần Khả Khanh bỗng cảm giác khó xử, bởi vì nàng là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức xuất phát. Nhưng, là quân yêu cầu cũng xác thực không quá phận. Hắn không có khả năng không cố kỵ thân nhân mình cảm thụ, tốt, tần khả khanh khó khăn đáp ứng la quân. La quân sau đó liền nói ra, tốt, ta đi. Ta lưu một sợi ấn ký cho ngươi, về sau, chúng ta thế giới bao la gặp mặt. Tần khả khanh nói ra, tốt. La quân ngay sau đó liền lưu lại ấn ký, không sai về sau đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô yên nhiên ở một bên cũng không nói gì, nàng biết sự tình ngọn nguồn, lại không nghĩ rằng, La quân thật đáp ứng. La quân không đáp ứng mới là tại tô yên nhiên dự kiến chi mà lại theo bằng hữu góc độ xuất phát, tôi yên nhiên cũng không hy vọng La Quân đi. Lúc này, Tần Khả Khanh cũng trách nói ra, "La Quân, cảm ơn ngươi." "Bất quá, vì cái gì ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý đâu?" La Quân nhìn một chút Tần Khả Khanh, nói ra, "Không phải ta thay đổi chủ ý, mà chính là làm ngươi nói sau khi đi ra, ta không có ý định cự tuyệt." "Kỳ phân trắng thế giới rất nguy hiểm, này chúng ta đều biết. Chẳng lẽ ngươi thật không sợ chết?" Tần Khả Khanh nói ra. La Quân nói ra, rất nhiều người đều nói với ta, nhân tính là tham lam nhất. Cũng nói với ta, linh tôn sự tình, người không quản được. Xác thực, ta khả năng không quản được, nhưng ta dù sao cũng phải thử một lần. Huống chi, người nói không sai, bắt cô nương bảo bối bắt, ta nguyên nhân rất lớn. Ta càng quên không, đường đế trước khi chết, tự bảo nguyên thần vì ta xông mở một đầu đường ra. Hắn dùng sinh mệnh tới làm việc tình, ta nghĩ hắn không phải hy vọng ta có đầu rút cổ trong nhà, cái gì đều không đi làm. La là Quân sau khi nói xong liền rời đi. hắn thực còn có một câu không có nói, đó là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. bây giờ hắn cũng không phải là thuộc về cái kia một nước người, nhưng bây giờ tai nạn là thuộc về nhân loại, cho nên hắn nhất định phải đi làm một ít chuyện. chỉ là hắn cũng biết chuyện này gấp không được, đến chậm chậm mưu toan. thế giới bao la bên trong, La Quân đổ đệ tương lai thiên đế Diệp Phàm lúc này chính đang phiền não. Phiền não là, đang cùng theo sư phụ La Quân học tập mấy ngày dẫn khí thuật về sau, hắn tựa hồ lại trốn học mấy ngày. Hắn vừa về đến nhà, đứng trước mẫu thân u oán. Diệp mẫu nói ra, lão sư đánh tới mấy lần điện thoại, nói ngươi lại trốn học, muốn bị trường học khai trừ. Còn có ngươi cái kia lớp trưởng đồng học cũng tới tìm ngươi. Ai, trưởng lớp các ngươi ngược lại là cô nương tốt, nói với ta, người bị sư phụ ngươi cho lừa gạt, Diệp Phàm liền nhìn về phía Diệp Mẫu, nói ra, vậy ngài cảm thấy, ta có phải hay không bị sư phụ lừa gạt? Diệp Mẫu nói ra, sư phụ người cứu chữa tốt ta bệnh, hắn thật là có bản lĩnh. Chỉ là, hắn dạy người phương thức, mẹ cảm giác đến giống như có chút thần thần đạo đạo xem không hiểu. Mẹ, ngài nhìn, Diệp Phàm đột nhiên hít một hơi, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí bao trong thân thể chuyển động. Giống như là một cái khí bao lão chuột tại hắn thủ đoạn bên trong du tẩu diệp mẫu thấy thế không khỏi thất sắc giật mình vừa nói nói đây là có chuyện gì trong này là cái gì diệp mẫu triệt để hoảng nói ra sư phụ người đây là chuẩn bị cho người cái gì tà thuật trong này là chuột nàng khóc thiên đập đất hối hận không kịp nói ra sớm phải biết trên đời này không có chuyện ngon ăn như thế mẹ diệp phàm nhất thời im lặng hắn nói ra đây không phải chuột đây là khí ngài tiếp tục xem hắn đột nhiên trở tay nhất quyền đánh vào vách tường cái kia một cái chớp mắt khí kình triệt để bạo phát đi ra toàn bộ phòng đều là chấn động sau đó vách tường lưu lại một lõm tiến hơn phân nửa quyền đầu quyền ấn cái kia lõm địa phương ướt súng chính là diệp phàm nguyên khí bạo phát vị trí diệp mẫu nhất thời nhìn ngốc sau một hồi khá lâu diệp mẫu mới phản ứng được cái này đây là có chuyện gì diệp mẫu hỏi diệp phàm liền không rõ ràng cùng diệp mẫu giải thích xuống khí kình nguyên lý diệp mẫu cái hiểu cái không nhưng cũng rốt cuộc minh bạch nhi tử là thật học được bản sự nhưng diệp mẫu vẫn là lo lắng nói ra tuy nhiên mẹ lớn tuổi nhưng cũng vẫn là hiểu xã hội này là cái gì xã hội người học vật này có thể đi làm cái gì đâu bảo tiêu vẫn là đi giết người phóng hỏa người vạn nhất đánh chết người người đời này xong diệp phàm im lặng nói ra ta nói mẹ Ngài ánh mắt có thể hay không hướng chút cao nhìn Nếu như ta muốn đi làm bảo tiêu Ta làm gì không trực tiếp cần sư phụ 100 triệu người dân tiền Ta là ăn tiền lãi đời này đều ăn không hết A à? Ta vì không phải điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ A à? Diệp mẫu nói ra Ôi, ta nói tiểu phàm Người cái này chỉ khí thật đúng là nếu không đến A à? 100 triệu trong mắt người đều là cực nhỏ lợi nhỏ Diệp phàm nói ra Sư phụ ta tùy tiện một viên thuốc Là giá trị liên thành một trăm triệu người dân tiền, bất quá là thế tục trong mắt người tài phú. những vật này không vào mắt của ta, mẹ ngày khác ta sẽ cho người biết, ta hôm nay làm ra chi quyết định là cỡ nào chính xác. có một ngày ta cưỡi mây đạp gió lúc nhất định mang ngài bay lượn cửu thiên, cũng sẽ để ngài càng thêm sống lâu, an hưởng tuổi già. tốt tốt tốt, diệp mẫu nghe vậy nhất thời cười không ngậm miệng được, nói ra cái kia mẹ chờ lấy hưởng ngươi phúc. Diệp Phàm cùng Diệp Mẫu nói còn về sau, liền đi trường học. Diệp Mẫu hỏi Diệp Phàm chuẩn bị làm sao cùng lão sư bàn giao, Diệp Phàm không nhiều nghĩ lại, nói ra, ta tự nghĩ biện pháp được. Diệp Phàm tới trường học về sau, chuyện thứ nhất là tìm tới chủ nhiệm lớp Phùng lão sư. Phùng lão sư hơn 40 tuổi, là cái xem ra tư nam lão sư. Lúc này chính là buổi trưa, trong văn phòng rất an tĩnh. Lão sư hắn, có tại soạn bài, có tại ngủ trưa? Diệp Phàm ở ngoài cửa nhẹ giọng hô, Phùng Lão Sư. Phùng Lão Sư dương mắt nhìn đến Diệp Phàm hắn nhất thời mặt mũi tràn đầy nộ khí. Bất quá vì không ảnh hưởng Lão Sư hắn nghỉ ngơi, Phùng Lão Sư lập tức ra văn phòng, mang theo Diệp Phàm qua một bên yên lặng ban công ra. Hắn nổi nóng hỏi, Diệp Phàm người bây giờ thật sự là càng ngày càng không có quy củ. Trước đó tạm nghỉ học, ta biết là ngươi trong nhà có khó khăn. Bây giờ không phải là ngươi trong nhà khó khăn đã giải quyết à, làm sao vẫn là hồ nháo như vậy. Ngươi nếu là không muốn học, đi về nhà, đừng lãng phí sao vất vả tiền, hiện tại hài tử đều là làm sao. Trong nhà cái này bao nhiêu khó khăn tạo điều kiện cho ngươi sách, còn không biết chân quý. Diệp Phàm không kiêu ngạo không tự ti, nói ra, thật xin lỗi, lão sư. Bởi vì sự tình ra vội vàng, cho nên chưa kịp cùng ngài xin phép nghỉ. Chuyện gì, Phùng lão sư hỏi. Diệp Phàm nói ra, ta theo sư phụ ta đi học đồ vật đi. Sư phụ ngươi, thứ đồ gì, phùng lão sư nhịn không được muốn xù lông. Diệp Phàm nói ra, sư phụ ta là rất lợi hại người, ngài không thể mắng hắn. Ngươi đem phụ huynh ngươi gọi tới cho ta, phùng lão sư không muốn lại cùng Diệp Phàm nói tiếp. Diệp Phàm nói ra, ta có thể đại biểu mẹ ta, những năm này, mẹ ta thời gian dài bị bệnh liệt dương. Cho tới nay, trong nhà đều là tại ta chăm sóc. Mà lại lão sư, ta không cùng ngài nói láo. Phùng lão sư giận quá thành cười, nói ra, cái kia thanh sư phụ ngươi gọi tới cho ta. Sư phụ ta rời đi, Diệp Phàm nói ra. Ngươi, Phùng lão sư nói ra, ngươi đều là tại chuyện phiếm thứ gì? Diệp Phàm nói ra, lão sư, nếu như ta muốn chuyện phiếm, đại khái có thể có khác lý do. Đây là một cái nhất không để ngài tin tưởng lý do, nhưng ta chỉ có thể nói lý do này, bởi vì ngài dạy bảo qua chúng ta không muốn nói láo vậy thì tốt ngươi nói cho ta biết ngươi đều cùng sư phụ ngươi học cái gì phùng lão sư hỏi hắn theo rồi nói ra ngươi muốn là nói không nên lời cái như thế về sau lần này người khác quái lão sư cùng mặt xin cái ngươi một cái lỗi nặng khí kình diệp phàm nói ra khí kình khí công phùng lão sư nói ra diệp phàm gật đầu nói ra có thể nói như vậy phùng lão sư mặt đều kém chút tức điên hắn nói ra ta nhìn ngươi a à, một điểm phân biệt thị phi năng lực đều không có cái kia khí công tên lừa đảo đại sư còn thiếu sao lão sư ta có thể cho ngài cảm nhận được ta khí ngài nếu như cảm nhận được sẽ không cảm thấy sư phụ ta là tên lừa đảo diệp phàm nói ra phùng lão sư lại vui nói ra cách sơn đả như sao diệp phàm lắc đầu nói ra cái kia không được phùng lão sư nói ra tốt 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 muốn là ta có thể cảm nhận được ngươi khí, vậy ta tin ngươi. Lần này cùng ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại về sau ngươi trốn học, lão sư đều mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi nếu để cho lão sư không cảm giác được, vậy ngươi khác quái lão sư cùng ngươi không khách khí, ngươi lần này lỗi nặng tấm đinh đinh. Diệp Phàm gật đầu, hắn nói ra, vậy lão sư, ngài tìm cho ta một chậu hoa tới. Phùng lão sư hồ nghi nhìn một chút Diệp Phàm, nhưng cũng không có nói thêm cái gì xoay người đi tìm một chậu xanh biếc bồn hoa tới. Không tốn, Phùng Lão Sư tức giận nói ra. Diệp Phàm nói ra, vậy ngài nhìn kỹ. Hắn nói xong một hơi hút đi vào. Sau đó đột nhiên thân thể hất lên, một hơi theo tay trái lui đến tay phải. Hắn lăng không cách một tấc đập nện hướng chậu bông kia. Nhất thời, một cỗ sắc bén khí kình xoắn giết ra ngoài. Trong chớp mắt, bồn hoa lá cây như gió lốc quá cảnh, toàn bộ bị đánh đánh đi ra chậu bông kia liền thành quang can tư lệnh trụi lùi phùng lão sư nhất thời ngây người ta dựa vào hắn nhịn không được bạo một câu to có thể a à, phùng lão sư nhìn về phía diệp phàm ánh mắt đều trở nên khác biệt diệp phàm nói ra hiện tại ngài tin tưởng ta nói là nói thật a à. phùng lão sư ánh mắt phức tạp hắn gật gật đầu nói ra tốt ta tin tưởng lúc nào tìm cơ hội an bài xuống ta gặp ngươi một chút sư phụ Diệp Phàm nói ra, cái này, sư phụ ta chính là cao nhân đương thế, hắn chưa chắc sẽ gặp ngài. Bất quá ta sẽ cho ngài tranh thủ. Phùng lão sư gật gật đầu, hắn nói tiếp, người khí này công học bao lâu. Đại khái cùng một chỗ hai tuần lễ đi, Diệp Phàm nói ra. Hai tuần lễ có bực này uy lực, Phùng lão sư cảm thấy thật không thể tin, người có thể dạy dỗ lão sư sao. Cứ việc Phùng lão sư cũng cảm thấy yêu cầu này có chút hoang đường, nhưng ở nghe diệp phàm nói chỉ cần hai tuần lễ hắn vẫn là không nhịn được dục dịch diệp phàm thành thật nói ra không được sư phụ cho phép ta không dám ngoại truyền tốt a à, phùng lão sư nói ra các loại sư phụ ngươi trở về nhất định muốn mang ta nhìn một chút ngươi cùng sư phụ ngươi nói ta cũng là cái khí công kẻ yêu thích diệp phàm nói ra tốt lão sư phùng lão sư nói ra trở về tiết đi về sau vẫn là tận lực không muốn trốn học biết không tốt, lão sư. Diệp Phàm về sau trở lại phòng học. Trở về phòng học về sau, Khương Sơ Nhiên là nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều Diệp Phàm liếc một chút. Bất quá tại hạ tự học buổi tối thời điểm, Diệp Phàm vẫn là mặt dày mày dạn đi ngăn lại Khương Sơ Nhiên. Nếu là trước đây, Diệp Phàm tuyệt đối không có lá gan này. Bởi vì trước kia Diệp Phàm là tự ti, gia đình hắn điều kiện để hắn không có cách nào không tự ti. Mà bây giờ, hắn biết mình tương lai là có tiền đồ. Cứ việc lúc này y nguyên nghèo khó, nhưng hắn lại lòng tin mười phần. Khương sơ nhiên mặc lấy đồng phục, mặc dù như thế, lại như cố thanh tú xinh đẹp. Lan đi, Khương sơ nhiên một chân đạp hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm một chút né tránh, hắn hì hì cười một tiếng, nói ra, lớp trưởng, người đừng nóng giận mà. Khương sơ nhiên đôi mắt đẹp trừng một cái, nói ra, ta sinh khí. Ta sinh cái gì khí? Vì ngươi sao? Chuyện cười, ta đáng giá sao? Mình hai vùng quan hệ a." Diệp Phàm nói ra, "Lớp trưởng, ta đưa người trở về có được hay không?" Khương Sơ Nhiên nói ra, "Không dùng, chính ta ngồi xe buýt xe tốt." Vốn là Khương phụ là có thể lái xe tới đón Khương Sơ Nhiên, nhưng ở cao về sau, lớn nhiều đồng học đều là mình nhờ xe trở về, cho nên Khương Sơ Nhiên cũng không muốn làm đặc thù hóa. Lúc này, còn chưa không muộn, đi ra ngoài là khu vực thành thị sau đó liền có thể ngồi ngồi xe buýt xe sau khi xuống xe bình thường khương mẫu cũng sẽ ở sân ga các loại khương sơ nhiên khương sơ nhiên nổi giận đùng đùng hướng phía trước đi diệp phàm cùng ở bên cạnh tại lúc này khương sơ nhiên bạn thân tạ tiểu hàm chạy tới nàng đến một lần kéo lại khương sơ nhiên cánh tay sau đó vừa nhìn về phía diệp phàm nàng nhìn diệp phàm ánh mắt tràn ngập xem thường làm gì diệp phàm người dây dưa nhà chúng ta nhiên nhiên làm cái gì Diệp Phàm đang muốn nói chuyện, Khương Sơ Nhiên trước khi nói ra, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Diệp Phàm không tốt lại nói cái gì. Khương Sơ Nhiên liền cùng Tạ Tiểu Hàm rời đi, Diệp Phàm thính lực hiện tại rất tốt. Tại Tạ Tiểu Hàm cùng Khương Sơ Nhiên đi ra hơn 30 mét về sau, hắn nghe được Tạ Tiểu Hàm ẩn ẩn lại nói, cái kia nhà quê muốn làm gì nha? Muốn đuổi theo ngươi, ta thiên, hắn cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga a. Cũng quá điên cuồng, quá cảm tưởng, thật sự cho rằng là đang diễn thanh xuân thần tượng phim a. Nhưng hắn cũng không có phim thần tượng bên trong tiểu tử nghèo đẹp trai a. Khác nói mò, Khương Sơ Nhiên thì là hồi một câu. Diệp Phàm trong lòng nhất thời thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, ta hội để cho các ngươi nhìn với con mắt khác. Giờ này khắc này, Diệp Phàm cũng không biết, tai nạn đã bắt đầu tại buông xuống ở cửa trường học hắn mới ra tới từ một nơi bí mật gần đó liền có mấy cái lưu manh ẩn núp lấy cái kia trịnh hoa thanh thình lình cũng tại trịnh hoa thanh đối cầm đầu báo ca nói ra báo ca là tiểu tử này các ngươi nhớ kỹ chỉ có thể nội thương không thể đánh mặt ta không muốn để cho nhiên nhiên hiểu lầm ta làm cái gì cái kia báo ca mang năm sáu cái huynh đệ hắn mắt lạnh nhìn xem trịnh hoa thanh sau đó cười nhạt một tiếng nói ra nhà a còn dám ra lệnh cho ta Trịnh Hoa Thanh mắt lóe qua một tia mù mịt thần sắc, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống đi, cấp tốc cười làm lành, nói ra, báo ca nói chỗ đó lời nói a, à, ta nào dám. Lớn nhiều học sinh đồng dạng phía dưới tự học buổi tối đều là top 5 top 3, nhưng Diệp Phàm hơn một năm nay đến, nghèo quá. Mà lại tạm nghỉ học lâu như vậy, cho nên hắn cơ bản không có bằng hữu gì. Diệp Phàm cũng không tính ngồi xe buýt xe, sư phụ bàn giao nhiệm vụ, hắn nhất định phải hoàn thành hắn muốn chạy 100 km, mấy ngày nay hắn đều đang chạy. Phi nước đại thời điểm, nguyên khí trong cơ thể hung mãnh lao nhanh, càng chạy càng mạnh mẽ. Đợi đến mệt mỏi kém không nhiều thời gian, lại đem tụ linh đan ăn hết, nhất thời toàn thân tinh khí dày đặc. Cái loại cảm giác này là một loại không cách nào hình dung sảng khoái. Diệp Phàm vừa đi ra mấy bước, hắn chuẩn bị đến ít người địa phương mới bắt đầu chạy. Không phải vậy lời nói, có thể sẽ có chút kinh hãi thế tục có điều hắn lập tức chú ý tới báo ca nhóm người kia. Ừm, là hướng ta tới. Diệp Phàm lập tức minh bạch, nhất định là Trịnh Hoa Thanh, hắn lần cảnh cáo ta cách lớp trưởng xa một chút. Nhưng ta không nghe hắn, hiện tại hắn muốn giáo huấn ta. Diệp Phàm nghĩ tới đây cười lạnh một tiếng, hắn thầm nghĩ, sư phụ dạy ta bản sự, ta vừa vặn còn không có vận dụng qua. Hôm nay cùng các người luyện một chút. Cái này quả nhiên là nghe con mới sinh không sợ cọp. Diệp Phàm sớm muốn nóng lòng muốn thử, cho nên hắn đối với báo ca bọn họ tìm việc là có loại ngủ gật đến, có người đưa gối đầu cảm giác. Thực tế, muốn lăng không đánh ra khí kình tới, cái này ít nhất phải là hóa kình cao thủ mới có bản lĩnh. Nhưng là do ở Diệp Phàm là bị La Quân cưỡng ép tăng lên, đồng thời hút nhập linh khí. Kể từ đó, có danh sư chỉ đạo, Diệp Phàm mới đi đường tắt. Mà Diệp Phàm hiện tại lợi hại nhất bản sự hẳn là chạy trốn con hàng này căn bản không biết bất kỳ đánh nhau chi thuật, là quân cũng không có ý định dạy hắn đánh nhau chi thuật. Là quân nghĩ là trực tiếp dạy hắn pháp thuật tới. Diệp Phàm lúc này là cảm thấy mình khí kinh lợi hại, cho nên lòng tin có chút bạo dạp. Hỏng bét, báo ca, hắn phát hiện chúng ta, ta nhìn hắn có thể muốn chạy trốn. Một tên lưu manh đối báo ca nói ra. Không thể để cho hắn đào tẩu, báo ca nói ra. Đi chắn hắn, một tên lưu manh nói ra. Đám côn đồ này đang chuẩn bị hành động, bọn họ e sợ cho Diệp Phàm hội quay người chạy trốn. Nhưng là lập tức, Báo ca một đoàn người có chút xem không hiểu. Bởi vì Diệp Phàm không chỉ có không có chạy trốn, mà lại ngược lại là hướng bọn họ cái này vừa đi tới. "Báo ca, tiểu tử này có ý tứ gì? Tới tìm chúng ta tâm sự? Ta xem là để xin tha, ta xem là tới khiêu chiến." Báo ca nói ra, tất cả câm miệng. Bọn họ là trốn ở đầu ngõ bên trong. Lúc này Diệp Phàm đến đầu ngõ. Diệp Phàm nhìn về phía báo ca. Báo ca cũng nhìn về phía Diệp Phàm, báo ca là có chút mộng bức. Hắn sau một hồi khá lâu nói ra, "Làm gì?" Diệp Phàm có chút sững sờ, nói ra, "Các ngươi không phải muốn đánh ta sao?" "Ách, đúng a," à, một lưu manh nói ra, "Ngươi là đến để cho chúng ta đánh sao?" Diệp Phàm khẽ giật mình, hắn cào phía dưới cái ót, nói ra, "Ta xem ra ngốc sao?" vậy ngươi tới là muốn đánh chúng ta, tiểu côn đồ nói ra. Người khác nghe vậy nhất thời ẩm vang cười to. Nhưng lúc này, Diệp Phàm lại chứng chạc đàng hoàng gật gật đầu, nói ra, vâng. Tiểu tử, người rất ngông cuồng a à. báo ca mắt lộ hung mũi nhọn, nói ra. Diệp Phàm nói ra, dám đơn đấu sao? Báo ca nói ra, dám vào bên trong đi sao? Diệp Phàm nói ra, có thể. Báo ca cười lạnh, nói ra, đi hắn ngay sau đó để cho thủ hạ tránh ra một lối trong cái ngõ kia một mảnh u ám rất nhiều tội ác đều là phát sinh ở dạng này trong hẻm nhỏ diệp phàm có chút khẩn trương trong lòng bàn tay hắn lúc này tràn đầy mồ hôi tuy nhiên hắn rất có lòng tin nhưng thật phải đối mặt lúc hắn y nguyên sẽ có khẩn trương sợ hãi những tâm tình này đương nhiên cũng có một loại nóng lòng muốn thử tâm tình ở bên trong diệp phàm đi vào có mấy tên côn đồ mở ra điện thoại di động đèn pin. Bên trong nhất thời có một ít quang. Báo ca để cho thủ hạ A Cường cùng Diệp Phàm đơn đấu. A Cường lớn lên rất là biêu hãn, Diệp Phàm cao hơn ra một cái đầu, một thân cậy mạnh là không cần nhiều lời. Lúc này, A Cường nhìn lấy gầy yếu Diệp Phàm, hắn khinh thường cười một tiếng, nói ra, tới đi. Diệp Phàm gật gật đầu. Hắn sau đó hít sâu một hơi, sau đó trong nháy mắt, hắn nguyên khí trong cơ thể mãnh liệt chạy bốc lên. Diệp Phàm một cái bước xa trước, nhất quyền hướng A cường ngực bụng đánh đánh tới. Diệp Phàm tuy nhiên không biết đánh người, nhưng là tốc độ nhanh. Lần này vào tới, thật đúng là để trải qua chiến trận A cường đều không kịp phản ứng. Riêng là một quyền này của hắn lực lượng, A cường bị Diệp Phàm nhất quyền đánh, lui về phía sau ba bước, sau cùng miệng phun bọt biển, tiếp lấy ngã xuống. Nhưng lại không biết là hôn mê vẫn là chết. Diệp Phàm nhất thời hoảng. Hết xong, ta đánh chết người. Diệp Phàm tại cái này một cái chớp mắt tâm hoảng ý loạn tới cực điểm. Ta, báo ca một đoàn người gặp A Cường bị đánh ngất xỉu, nhất thời giận. Bọn họ một loạt mà. Diệp Phàm cũng lập tức mắt trợn tròn, bởi vì cái gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ A, huống chi Diệp Phàm còn không phải lão sư phụ. Báo ca một đoàn người lúc này không lo được Trịnh Hoa Thanh bàn giao, đem Diệp Phàm một trận đánh tơi bời diệp phàm tại cái này một cái chớp mắt tâm hoảng ý loạn khí kình đều không ngưng tụ lên nổi vô số quả đấm đánh vào diệp phàm thân thể diệp phàm đau đến tột đỉnh mà lại không biết là người nào một chân đá vào diệp phàm đầu diệp phàm này mất đi chi giác ngừng báo ca hô to một tiếng mà bên kia a cường cũng chậm rãi tỉnh lại tới ta dựa vào tiểu tử này khí lực làm sao lớn như vậy a cường rên thống khổ tiếp lấy ngồi xuống Hắn vẫn là đau đến nhe răng trợn mắt. Diệp Phàm vẫn là lưu thủ, nếu như không nương tay, A Cường trực tiếp bị đánh chết. Cứ việc Diệp Phàm lưu thủ, nhưng A Cường vẫn là khó có thể chịu đựng ở Diệp Phàm khí kình. Báo ca bọn người thì là nhìn về phía địa không nhúc nhích Diệp Phàm. Chúng ta không biết, đánh chết hắn a. Đầu hắn nơi này đổ máu. Mau đánh 120. Đánh cái gì 120, vạn nhất chết chúng ta không đều phải nửa đời sau đợi tại khổ lò nung bên trong. Đều đừng ẩm ý, báo ca lên tiếng. Báo ca trong lòng cũng hoảng, bọn họ bất quá là chút bất nhập lưu tiểu côn đồ A. Bình thường khi dễ người vẫn được, nhưng còn thật không có đánh chết hơn người. Báo ca thân thể run nhẹ nhẹ, hắn ngồi xổm xuống, dò xét diệp phàm hơi thở. Cái kia một cái chớp mắt, báo ca sắc mặt trắng bệch. Bởi vì Diệp Phàm nghiêm chỉnh đã không có khí tức, chết, chết. Báo ca run giọng nói ra. Hắn người nhất thời không có có chủ kiến. Không phải ta, không phải ta. Từng cái từng cái bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. Đều đừng hoảng hốt, báo ca nỗ lực tỉnh táo lại. Nói ra, các ngươi cũng không cần đùn đẩy trách nhiệm. Việc này chọc ra, một cái đều chạy không. Hiện tại các ngươi nghe ta nói. Đến cùng là đại ca, hắn một chấn tĩnh lại, còn lại người cũng cảm thấy không có như vậy hoảng. Báo ca nói ra, chúng ta chờ ở đây trước đó ta tìm hiểu qua nơi này camera đã xấu thật lâu một mực không có sửa chữa tốt qua đợi chút nữa bọn người thiếu chúng ta đem hắn ném vào phụ cận trong sông bi cứ như vậy rất khó tra được chúng ta thân thể trịnh hoa thanh tiểu tử kia lại không dám nói thêm cái gì chúng ta bình thường cũng cùng tiểu tử này không có giao tập cảnh sát không biết hoài nghi đến chúng ta thân thể tới đợi phong thanh thoáng qua một cái sự tình gì đều không có các ngươi phải biết chờ hắn thi thể phù đến thời điểm, dấu vết gì cũng khó khăn tra được. Tốt, mọi người tâm vô cùng quyết tâm. Sau đó, bọn họ tại cái này trong hẻm nhỏ các loại ba giờ, một mực chờ đến dạng sáng, chung quanh đây lại không người đi đường. Bọn họ liền vội vàng đem Diệp Phàm vác tại thân thể, cấp tốc đến phụ cận một đầu bên hồ. Mặt khác, dây thừng đã chuẩn bị tốt, bọn họ tại Diệp Phàm thân thể buộc thạch đầu, sau đó đem Diệp Phàm ném vào hồ. Về sau, Báo ca một đoàn người cấp tốc thoát đi. Đêm nay, đối với báo ca bọn họ tới nói, chính là hối tiếc không kịp. Đêm nay, Diệp Phàm đến cùng sống hay chết đâu? Diệp Phàm thực còn chưa chết, hắn tuy nhiên luyện thành khí kình, nhưng là đại não vẫn là yếu ớt. Cho nên đây là hắn vì sao lại xuất hiện giả chết trọng yếu nguyên nhân. Chỉ cần báo ca bọn họ gan lớn hơn một chút, lại cho Diệp Phàm theo người, mát xa mấy cái, Diệp Phàm có thể con trai tỉnh. Nhưng báo cả bọn họ không, cũng là bởi vì Diệp Phàm khí kình, Diệp Phàm khí tức phá lệ kéo dài, cho nên thế mà một mực không chết. Tại hắn rớt xuống trong hồ thời điểm, rét lạnh hồ nước trong nháy mắt đem Diệp Phàm kích thích. Nhưng là rất nhanh, Diệp Phàm tuyệt vọng, bởi vì hắn bị trói rất gấp, thân thể còn có một khối đá lớn. Hắn lúc này, tâm lý hoảng hốt, khí kình cũng không thi triển ra được. Sau đó rất nhanh, Diệp Phàm chìm vào đến đáy hồ. Diệp Phàm trợn to hai mắt, hồ nước rót vào đến hắn ổ bụng, hắn khó chịu tới cực điểm. Hắn làm sao đều dẫy dụa không ra trước ngực đá vụn. Sau đó, hắn tại dạng này tuyệt vọng mục chi đồ cực khổ dẫy dụa, mà duy nhất có thể chờ đợi là tử vong. Tại thời khắc sắp chết, trong lòng của hắn gọi, sư phụ, cứu ta. Nhưng mà, là quần cái này thời điểm đã ở trên trời châu bên trong. Hắn căn bản không biết Diệp Phàm tình huống, cho dù biết, khoảng cách như vậy, chính là lấy la quân thần thông cũng vô pháp đuổi tới. Mắt thấy Diệp Phàm phải chết ở chỗ này. Ngay vào lúc này, Diệp Phàm chỗ nằm địa phương đột nhiên xuất hiện màu đen lốc xoáy. Đón lấy, Diệp Phàm hướng xuống vô hạn ngã vào đi vào. Giống như là theo vách núi rơi xuống. Vô hạn rơi xuống, nhưng bốn phía đã không có bất luận cái gì hồ nước. Diệp Phàm rốt cuộc nghĩ tới sư phụ dạy bảo, đó là lại nguy hiểm tình huống dưới, cũng muốn giữ vững tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo diệp phàm đột nhiên lệ mở hai mắt sau đó khí kình phồng lên oanh một chút dây thừng bị hắn đứt đoạn thạch đầu ngã xuống ra ngoài đồng thời diệp phàm phun ra một miệng lớn hồ nước đón lấy hắn hô hấp thông suốt lên hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp đồng thời dò xét bốn phía bốn phía y nguyên còn tại gấp rơi diệp phàm tại nhanh chóng hạ xuống nhìn đến phía dưới phía dưới tối om cái gì cũng nhìn không thấy ta rõ ràng bị ném xuống hồ Thủy Chi, nơi này là địa phương nào? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là sư phụ đang cứu ta? Diệp Phàm nghĩ tới đây, lập tức la lớn, sư phụ, sư phụ. Nhưng mà, cũng không có người đáp lại. Đón lấy, rốt cục rơi xuống đất. Phanh một tiếng, Diệp Phàm trùng điệp ngã trên mặt đất. Nhưng quái là, Diệp Phàm cảm thấy cái này cũng không giống như là không trung rơi xuống, giống như là theo giường rơi xuống hắn cảm thấy thân thể có chút đau nhưng cũng không lo ngại sau đó diệp phàm cấp tốc đứng lên nhìn bốn phía bốn phía là vô biên vô hạn hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón diệp phàm cái gì đều nhìn không thấy ở chỗ này hắn chỉ có thể giơ tay lên sau đó nhìn thấy mình hai tay ngoài ra cái gì đều nhìn không thấy có phải hay không sư phụ đang khảo nghiệm ta diệp phàm không nhịn được nghĩ ta vốn là tại đáy hồ không có khả năng đột nhiên đến nơi này, nhất định là sư phụ đang khảo nghiệm ta, để ta dùng chính mình lực lượng đi ra cái này hắc ám địa phương. Diệp Phàm muốn rất lâu, đột nhiên tâm vô cùng quyết tâm. Hắn bốn phía nhìn, bốn phía tìm kiếm, nhưng là cái gì đều nhìn không thấy. Diệp Phàm điện thoại di động vẫn là lão nhân máy, liền đèn pin đều không có. Mà lại trong nước ngâm thời gian dài như vậy, liền khởi động máy cũng thành vấn đề diệp phàm chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí bốn phía tìm hắn sờ sờ mặt đất dưới đất là băng lãnh lại bóng loáng đây là địa phương nào sư phụ đến cùng muốn làm gì diệp phàm thầm suy nghĩ ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này đúng sư phụ dạy dỗ qua ta một môn đại thiên nhãn thuật nếu như ta học hội đại thiên nhãn thuật nhất định có thể đem bóng tối này xem thấu thế nhưng là ta bây giờ căn bản không cảm giác được đại thiên nhãn thuật Diệp Phàm nói ra, lấy ta thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng khu động đại thiên nhãn thuật. Đó cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Diệp Phàm buồn giàu không? Hắn bốn phía tìm tòi, mà trước mắt hắc ám tựa hồ là vĩnh viễn cũng khu không rời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diệp Phàm có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Hắn sau cùng thật sự là mệt mỏi, liền ngủ thật say. Tại lạnh như băng, hắn như vậy thiếp đi chẳng qua hiện nay hắn thể chất đã rất khác nhau cho nên cũng sẽ không cảm mạo sinh bệnh cái này một giấc diệp phàm cũng không có ngủ thời gian quá dài hắn cảm giác ngủ một giờ tỉnh lại dù sao hắn cũng không phải cái không tim không phổi người tại dạng này hoàn cảnh phía dưới làm sao có thể ngủ cho ngon đây diệp phàm lại tìm chung quanh vẫn là không có kết quả hắn sau cùng thậm chí chạy như điên nhưng hắn thủy chung chạy không ra cái này mảnh hắc ám cái này một mảnh tấm màn đen, tựa hồ là vô biên vô hạn một dạng. Sư phụ, sư phụ, ngài có ở đây không? Diệp Phàm ngửa mặt lên trời quát to lên. Hắn không sợ đen như vậy thầm, nhưng lại hy vọng sư phụ có thể cho cái nhắc nhở a. À. Dạng này chẳng có mục đích đợi, Diệp Phàm không biết phải làm gì. Hắn dù sao vẫn chỉ là cái không đến 16 tuổi thiếu niên a. À. Mặc kệ là nung nấu cũng tốt, một ngày bằng một năm cũng tốt thời gian đều đang từ từ trôi qua. Diệp Phàm tại dạng này nung nấu, vượt qua ba ngày. Vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phàm thầm nghĩ, không biết mụ mụ làm như thế nào lo lắng ta, ai, ta lại trốn học. Trong ba ngày này, Diệp Phàm muốn vô số biện pháp, đi vô số đường, chạy ra 300 cây số xa. Nhưng hắn cảm thấy mình tựa hồ là đang tại chỗ một dạng. Nơi này giống như là một cái bị ngăn cách địa phương. Diệp Phàm ngược lại không cảm thấy đói bụng, bởi vì hắn ăn tụ linh đan. May mắn sư phụ lưu cho ta vô số đan dược, không phải vậy lời nói, ta không phải đói chết ở chỗ này không thể. Diệp Phàm sau đó thầm nghĩ, ta ở chỗ này lo lắng ngủ ngủ cũng vô dụng, cái này hắc ám chi địa, không biết là sư phụ an bài, vẫn là có khác gặp. Nhưng bất kể như thế nào, ta cũng không thể ngồi chờ chết. Hoặc là đem hy vọng ký thác vào sư phụ thân thể, vạn nhất nơi này không phải sư phụ an bài, ta chẳng lẽ không phải là chờ chết? ta phải dựa vào chính mình. Từ hôm nay trở đi, ta tu luyện, muốn tại bình xứ bên trong tụ linh đan sử dụng hết trước đó, đem phòng bị tu di mở ra. Cái này phòng bị tu di, không biết muốn điều kiện gì mới có thể mở ra, nhưng ta phải nỗ lực thử một lần. Ngay sau đó, Diệp Phàm không dám như vậy cuồng ăn tụ linh đan. Hắn mấy cái thân thể tụ linh đan, hết thảy còn có 50 mai. Ba ngày ăn một cái, sau đó nỗ lực huấn luyện, lĩnh ngộ khí kình cũng có thể đem phòng bị tu di mở ra, các loại đem phòng bị tu di mở ra về sau, ta có lấy không hết đan dược. Diệp Phàm ám đạo. Sau đó, trong những ngày sau tử, Diệp Phàm bắt đầu khắc khổ huấn luyện, làm bản thân lớn mạnh khí kinh. Thời gian như nước chảy, chỉ chớp mắt, Diệp Phàm tại cái này hắc ám chi địa bên trong đợi 100 ngày. 100 ngày tiêu hao 33 mai tụ linh đan. Tụ linh đan cũng không phải là phổ thông đan dược, dinh dưỡng hoàn toàn có thể thỏa mãn các loại tế bào cần. Cũng sẽ không có khát nước cảm giác. Thêm Diệp Phàm nỗ lực luyện hóa khí kinh, thân thể của hắn càng phát ra trong suốt suốt trần Bởi vì cái gọi là, ăn cỏ người tốt đi mà ngu. Người ăn thịt, dũng mãnh mà hung hãn, ăn ngũ cốc người trí tuệ mà khéo léo. Mà chân khí giả thần minh mà thọ, một cái sinh linh thành, rất lớn trình độ là cùng hắn ăn cái gì có quan hệ. Diệp Phàm còn không đạt được chân khí tu vi, nhưng lại bị ép chân khí. Kiên trì như vậy xuống tới, ngược lại là tu vi tiến bộ dũng mãnh. Là quân lúc trước tu luyện, chỗ lấy tại giai đoạn trước dừng lại quá lâu, cũng là bởi vì thiếu khuyết đan dược. Thêm ăn ngũ cốc hoa màu, sinh ra không ít uế khí. Cái kia đều sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện tiến triển, giống như là lưu giữ 100 khối, đến hoa 70 khối. Mà bây giờ, Diệp Phàm là chỉ lưu giữ không xài, cho nên tiền đến tự nhiên nhanh. Một trăm ngày thời gian, Diệp Phàm toàn thân khí kình phủ đầy, đã đạt tới kim đan đỉnh phong cấp độ. Bất quá, Diệp Phàm y nguyên còn có khiếm khuyết, đó là hắn tức giận kình tuy mạnh, lại không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Thật gặp phải trước kia hóa kình la quân, một cái tay có thể giết 10 cái như bây giờ Diệp Phàm Diệp Phàm biết, chỉ cần hắn xông phá kim đan đỉnh phong, đến hóa thần kình, liền có thể thông qua tỉ mỉ khí đem phòng bị tu di mở ra. Dù sao, phòng bị tu di mặc dù là pháp lực phong tồn, nhưng cái này pháp lực cũng không phải tới khó xử Diệp Phàm. Liều, Diệp Phàm một hơi đem còn lại tụ linh đan một hơi ăn. Hắn cũng là dám liều người. Phàm là người thành đại sự, đều có được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền dũng khí. Nói cho đúng, đều có dân cờ bạc tinh thần. Bọn họ cùng dân cờ bạc khác biệt là, dân cờ bạc tại bàn đánh bài đầu não xúc động. Mà bọn họ là có chuẩn bị về sau, lại xúc động. Lượng lớn dinh dưỡng tại Diệp Phàm trong thân thể lao nhanh, Diệp Phàm lập tức ngồi xếp bằng, cảm thụ dinh dưỡng lao nhanh, còn có tế bào tham lam hấp thu. Đây là một loại vô cùng diệu quá trình. Dinh dưỡng giống như là lợi kiếm một dạng, ngay tại vì Diệp Phàm khoáng đạt cương thổ. Diệp Phàm toàn thân khí kình cuồn cuộn, vận chuyển dinh dưỡng vì hắn trùng kích thân thể bích trướng. Lúc này, trong thân thể của hắn giống như là đang chiến tranh một dạng, từng tầng từng tầng từng đạo từng đạo khí kình cùng dinh dưỡng ngang dọc. Mà hóa thần cảnh bích trướng tại nguyên chỗ sừng sững bất động. Hơn 100 ngày thời gian bên trong, Diệp Phàm theo một cái bình thường thiếu niên đi đến một bước này, quả thực có thể xưng tu luyện sử tích. Nhưng dấu vết sau lưng, nhưng lại đương nhiên. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ La Quân vì Diệp Phàm đánh tốt căn cơ, Diệp Phàm ban đầu tắm thuốc đã vì hắn quét dọn rất nhiều phiền phức. Đang hút vào linh khí, đã thông khí kình một cái trước mắt, chẳng khác gì là hóa kình cao thủ. Mặc dù hắn còn lờ mờ, thế nhưng cỗ linh khí ở trong cơ thể hắn lao nhanh, thêm cái này 100 ngày không ăn ngũ cốc hoa màu, thân thể của hắn vẫn luôn tại thoát thai hoán cốt. Diệp Phàm đều cảm giác được thân thể của mình rõ ràng biến hóa, như da thịt càng ngày càng tốt, còn có thân thể cũng phát ra một loại trẻ sơ sinh mới có mùi sữa. Đây đại khái là tránh thức phản phát quy chân. Một tiếng ẩm vang, Diệp Phàm đột nhiên toàn bộ thân thể chấn động, cái này một cái chớp mắt, hắn rốt cục đột phá bích chướng đến hóa thần cảnh. Hết thảy đều là như vậy một cách tự nhiên. Tại thế giới bao la bên trong, thân thể tu vi tiến triển, tiền kỳ phá lệ chậm. Bởi vì thiếu khuyết đan dược và danh sư, mà tại tu luyện người thế giới bên trong, như Diệp Phàm như vậy tiến độ cũng là không tính không hợp thói thường. Bởi vì tại tu luyện người thế giới bên trong, chỉ có mở ra thần thông đại môn mới tính nhập môn. Cho nên, Diệp Phàm bây giờ căn bản đều còn không tính nhập môn. Một thế hệ có một thế hệ vận mệnh. La Quân cái kia đệ nhất tiền kỳ tu luyện là đắng chát mà khó khăn. Mà Diệp Phàm tại La Quân dạy bảo phía dưới, chẳng khác gì là xuất sinh liền cơm ngon áo đẹp. Khởi điểm là hoàn toàn khác biệt. Diệp Phàm toàn thân khí kình cuồn cuộn, khí thôn đấu bò. Lúc này, Diệp Phàm cảm thấy lực lượng vô cùng, trong nháy mắt, nhưng tại 30 mét bên ngoài. Diệp Phàm nói thầm, trước đó sư phụ nói với ta phiên vân phúc vũ, rời núi lấp biển ta còn bán tín bán nghi. Bây giờ xem ra, chỉ cần ta tiếp tục tu luyện đi xuống, cũng không phải là không thể được làm được. Bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch thân thể ảo diệu. Chỉ cần trong thân thể ta tế bảo toàn bộ sung mãn, như vậy dinh dưỡng lại hấp thu tiến đến, có thể trùng kích cái kia thần diệu thần thông đại môn. Thần thông đại môn một khi mở ra, ta liền có thể có được tránh thức pháp lực. Diệp Phàm càng nghĩ liền càng là hưng phấn đúng ta có thể mở ra phòng bị tu di diệp phàm bắt đầu vận dụng vi diệu khí kình cảm ứng phòng bị tu di sau đó giống như là đẩy cửa ra khóa cảm giác cái kia phòng bị tu di ứng thanh mà ra trời ạ à, cái này nho nhỏ phòng bị tu di bên trong lại có lớn như vậy không gian quá thần diệp phàm cảm giác được phòng bị tu di bên trong có động thiên khác lại có cái gian phòng cỡ như vậy diệp phàm đồng thời cảm giác được bên trong còn thật nhiều đan dược sư phụ thế mà lưu cho ta nhiều như vậy đan dược những đan dược này mỗi một hạt đều là chân quý không sư phụ đợi ta quả nhiên là ân trọng như sơn diệp phàm nói thầm đồng thời diệp phàm cũng biết ngày đó hắn lựa chọn tuyệt đối là chính xác không sau đó từ đó lúc bắt đầu diệp phàm rốt cục không lại vì đan dược nghèo rất mồng tơi cái kia miệng phệ huyết kiếm cũng là nằm tại phòng bị tu di bên trong bất quá dưới mắt diệp phàm là một chút cũng khu bất động cũng vô pháp cảm nhận được vệ huyết kiếm thần diệu. Thời gian thấm thoát, Diệp Phàm không suy nghĩ thêm nữa hắn, cũng không thấy đến thời gian nhàm chán. Hắn trong này, thế mà một đợi là 15 năm. 15 năm thời gian, để Diệp Phàm không suy nghĩ thêm nữa hắn, hắn chỉ là chuyên tâm tu luyện. Cái này 15 năm bên trong, Diệp Phàm dung mạo không có phát sinh một tia biến hóa. Diệp Phàm cũng không có để ý, hắn căn bản không biết mình dung mạo là cái dạng gì. Thời gian 15 năm bên trong, để Diệp Phàm trở nên không thích nói chuyện, tâm tính đều đi theo tan thương lên. Đồng thời, Diệp Phàm cũng hao hết sạch sư phụ La Quân lưu lại tất cả đan dược. Hắn tu vi đã đạt tới Thái Hư Thất Trọng Thiên đỉnh phong cảnh giới. Chiếc kia Phệ Huyết kiếm trong tay hắn, uyển chuyển như ý, mau lẹ vô cùng. Sự thật, Diệp Phàm tại 3 năm trước đây đến Thái Hư Thất Trọng Thiên đỉnh phong hắn tiến triển một mực rất nhanh, nhưng trong 3 năm này lại lâm vào bình cảnh. Diệp Phàm cũng không có buồn giàu, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Bởi vì tu luyện không phải một cái đóng cửa làm xe sự tình, lại hướng đi, cần càng nhiều tinh thần, quy tắc. Vân vân, hắn đối những vật này thiếu ít hơn nhiều lĩnh ngộ, cho nên vô luận như thế nào đều không thể tiến lên. Ta đã học hội đại thiên nhãn thuật, tuy nhiên còn không thể phát huy hoàn toàn uy lực, nhưng ở nhân gian bên trong tới nói, cũng đã đủ để tự ngạo. Diệp Phàm trong 3 năm này vẫn luôn tại nghiên cứu Đại Thiên Nhãn thuật. 3 năm trước đây, ta lần thứ nhất lĩnh ngộ Đại Thiên Nhãn thuật ảo diệu. Diệp Phàm nói thầm, để ta tuyệt đối không ngờ rằng là tại cái này hắc ám thế giới bên trong, thế mà trôi nổi vô số canh kim chi khí. Ta đem những thứ này canh kim chi khí hấp thu về sau, Đại Thiên Nhãn thuật liền càng thêm làm ít công to. Tương lai ta pháp lực nếu là gia tăng thật lớn, Đại Thiên Nhãn thuật hội càng thêm lợi hại vô cùng sư phụ tại ta tri ân huệ, không thể tưởng tượng. Hiện tại xem ra, cái này hắc ám thế giới tám thành là sư phụ vì ta bố trí, vì là muốn đem ta mài luyện ra. Chỉ là không biết, sư phụ đến cùng muốn ta ma luyện đến mức nào. Diệp Phàm không nghĩ ra. Hắn thực vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này, hắn cảm thấy đây cũng là sư phụ thiết trí. Có thể chỉnh một chút 15 năm, sư phụ cũng không có xuất hiện qua. Có lúc, Diệp Phàm lại hội hoài nghi. Lúc này, Diệp Phàm đã luyện thành ly hỏa kim đồng. Đợi đến luyện thành thần đồng thời điểm, chính là hắn đại thành thời điểm. Đây là đại thiên nhãn thuật uy lực. Ly hỏa kim đồng, ngay vào lúc này, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng. Trong một chớp mắt, hắn hai mắt chi như sinh trưởng ra hai đám lửa. Diệp Phàm hai mắt biến thành kim đồng. Hắn đôi mắt bắn ra hai đạo màu vàng thần mang đi ra. Cái này thần mang trong nháy mắt đem trong hai mươi dặm nhìn rõ ràng. Bóng tối bốn phía cũng không có bị đuổi tản ra, nhưng thần mang vàng óng bắn thấu địa phương lại là rõ ràng rành mạch. Diệp Phàm thi triển pháp lực, nhìn bốn phía tình huống. Đột nhiên, hắn nhìn đến một chỗ. Ừm, chỗ đó lại có một cánh cửa. Quái, lâu như vậy đến nay ta một mực không có phát hiện có môn. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện đạo này môn? Chẳng lẽ là, sư phụ muốn thả ta ra ngoài? Diệp Phàm bỗng cảm giác hưng phấn. Hắn ở chỗ này bị nhốt 15 năm, Hắn đối với mẫu thân đã tưởng niệm tới cực điểm. Hắn nhiều sợ hắn cái này một thân bản sự tuy nhiên học thành, nhưng sau khi ra ngoài, mẫu thân đã không tại. Hắn có quá nhiều sợ hãi, còn sợ Khương Sơ Nhiên đã trở thành người phụ. Hắn nghĩ, khả năng này là rất lớn, thời gian 15 năm a, chính mình cũng 30 tuổi. Khương Sơ Nhiên làm sao có thể 30 tuổi còn không lấy chồng đâu? Diệp Phàm thân hình lóe lên, trong nháy mắt hư không xuyên thẳng qua đến đại môn trước mặt hắn đem đại môn kia đẩy môn còn thật cho đẩy ra sau đó trong một chớp mắt vô cùng hồ nước thổi vào diệp phàm lập tức toàn thân đều bị hồ nước ngâm ở hắn đột nhiên phát hiện bốn phía đã không còn là hắc ám thế giới nơi này là đáy hồ diệp phàm cuồng hỉ hắn lập tức vận chuyển lực lượng hướng mặt bơi đi dù mấy bước tâm niệm nhất động hư không xuyên thẳng qua một bước ở giữa bước ra mặt hồ đến bờ Bây giờ Diệp Phàm còn sẽ không bay lượn, nhưng hắn đã học hội đơn giản hư không xuyên thẳng qua. Bất quá cái này hư không xuyên thẳng qua còn không thể bị địch nhân quấy dày, một khi chung quanh phần tử cuồng bạo, hắn sẽ cùng theo nghỉ cơm. Nhưng mặc dù như thế, Diệp Phàm đã cảm thấy mình là rất có bản lĩnh. Diệp Phàm toàn thân ướt đẫm, hắn đứng tại bờ. Hướng phía trước nhìn qua, cái kia phía trước đèn đuốc rã rời. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến mấy cái đèn neon chữ lớn. Tân Hải một trường học vẫn còn ở đó. Diệp Phàm tâm lý bỗng cảm giác thân thiết, hắn giống như là đi xa kẻ lãng tử, bây giờ rốt cục trở về nhà. Diệp Phàm nhìn lấy bốn phía, chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, đều là thân thiết như vậy. Hắn có thể cảm giác được lúc này là dạng sáng 5 giờ, bình minh sắp xảy ra. Diệp Phàm tu luyện đến nước này, có thể cảm giác được bốn phía thời gian biến hóa, cho nên hắn biết lúc này là mấy điểm ta phải trước về thăm nhà một chút mẹ ta. Diệp Phàm nghĩ tới đây, lập tức chạy như điên. Tốc độ của hắn rất nhanh, một bước ở giữa tại 30 mét bên ngoài. Cơ hồ chỉ dùng 10 phút đồng hồ, Diệp Phàm đến quen thuộc trong sân. Thập 5 năm, năm trôi qua, chung quanh nơi này hết thảy làm sao một điểm biến hóa đều không có. Nhà cũng không có biến cũ, Diệp Phàm bỗng cảm giác quái, có điều hắn vẫn là không có suy nghĩ nhiều. Hắn không kịp chờ đợi muốn gặp được mụ mụ hắn cảm thấy mẫu thân cũng đã già nua đến không còn hình dáng diệp phàm đi vào trước cửa hắn lấy ra chìa khóa mở cửa khóa cửa vẫn luôn không có đổi diệp phàm đẩy cửa vào hắn lập tức nhìn đến cửa phòng cũng không có khóa mà mẫu thân ngủ ở giường cái này một cái chớp mắt diệp phàm hốc mắt đỏ hắn lệ nóng doanh tròng diệp mẫu ngủ say chi cũng không có phát giác được có người vào nhà diệp phàm đi vào trước giường một cái quỷ đi xuống dương dương hô, mẹ. Dương Diệp mẫu giật mình, một cái ngồi xuống, nàng tiện tay đem đèn mở ra, còn buồn ngủ nhìn về phía Diệp phàm, tiểu phàm. Người trở về à nha, cái này hơn nửa đêm làm gì nha, còn không mau đi ngủ. a à, Diệp phàm sửng sốt, hắn nhìn kỹ hướng mẫu thân, mẫu thân tựa hồ tại cái này 15 năm bên trong, một chút cũng không thay đổi. Cũng không thay đổi lão. Mà lại, vì cái gì mẫu thân nhìn thấy mình, tuyệt không kích động kinh nghỉ đâu. Diệp Phàm có chút mộng "Mẹ, ngài bộ dáng làm sao một chút cũng không thay đổi." Diệp Phàm nhịn không được nói ra. Diệp Mẫu sững sờ, "Nói ra, biến cái gì biến a? À. Một đêm mẹ người có thể biến thành cái dạng gì a?" À. "Một đêm?" Diệp Phàm thân thể nhất thời run rẩy lên. "Không phải đã qua 15 năm sao?" Diệp Phàm thì thào nói ra. "Cái gì 15 năm?" Diệp Mẫu nói ra, "Người đứa nhỏ này" đột nhiên giữ yên lặng trở về, ta còn tưởng rằng sư phụ ngươi lại đem ngươi nhận đi đây. Ngươi hôm nay không phải ban ngày đi trường học sao? Cái gì 15 năm a? À? Tiểu phàm, ngươi nên không phải cùng sư phụ ngươi học ngốc a? À? Ngài là nói, ta chỉ xuất đi một ngày. Diệp phàm hoảng sợ. Diệp mẫu nói ra, đúng a, à, ngươi đứa nhỏ này hôm nay là làm sao, là lạ. Diệp phàm nói gấp, ách, mẹ, không có gì. Ta cùng ngài chỉ đùa một chút đâu, hôm nay ta thật là cùng sư phụ đi một nơi. Diệp Phàm lúc này cả người đều mộc, cho nên hắn cũng không lại cùng mẫu thân nhiều lời. Hắn cần phải thật tốt ý một ý chính mình tình huống. Mẹ, ta mệt mỏi, về trước phòng ngủ. Diệp Phàm nói ra. Diệp mẫu nói ra, ngủ cái gì mà ngủ a, không phải muốn đi sớm tự học sao. Người cái này việc học có thể không thể bỏ ba. Há, đúng, Diệp Phàm nói ra, vậy ta đi sớm tự học chờ một chút người y phục này làm sao đều ẩm ướt diệp mẫu đứng dậy thao thao bất tuyệt nói ra ta cho ngươi tìm bộ quần áo khô người nhanh đi tắm rửa trước diệp phàm gật đầu nói ra tốt trong phòng vệ sinh diệp phàm cởi sạch y phục tẩy lên tắm tới hắn nhịn không được bóp bóp chính mình khuôn mặt chẳng lẽ ta là đang nằm mơ cái này mộng cũng quá giải a à. vẫn là ta y nguyên bị vây ở hắc ám thế giới bên trong đây là ta mộng du trở về thế nhưng là bóc cũng rất đau a à. chuyện này rốt cuộc là như thế nào diệp phàm cảm thấy mình đều muốn điên hắn vội vàng tắm rửa xong sau đó mặc một thân khô mắt y phục nói với mẫu thân một tiếng đi ra ngoài thiên vừa bắt đầu lộ ra ngân bạch sắc diệp phàm đi tại đường cái hắn không biết cái thế giới này đến cùng là thật là giả hắn có chút không phân biệt được chính mình có tồn tại hay không hết thảy hết thảy Đối với hắn mà nói, đều lộ ra quá mức quỷ dị. Mặc kệ là lão thành khu vẫn là khu vực mới, tại thật sớm, đường phố người cùng xe đều là rất ít. Mọi người bây giờ thói quen ngủ trễ, sau đó cũng thói quen dậy trễ. Chỉ có những cái kia buôn bán bán điểm tâm, hoặc là muốn quét đường bảo vệ môi trường công nhân, mới có thể vì sinh kế sớm rời giường. Diệp Phàm đi đến một nhà sớm một chút cửa hàng, hắn ngẩn ngơ nhìn về phía lão bản kia. Lão bản là người mập mạp tựa hồ cùng ẩm thực dính biên lão bản, lớn nhiều đều là bàn tử. Cái kia mập mạp nhìn về phía Diệp Phàm sau đó không có ý tứ cười một tiếng, nói ra, ai nha, tiểu hỏa tử, ta cái này canh tài liệu còn không có nấu xong đây. Diệp Phàm lập tức lấy lại tinh thần, hắn nói ra, lão bản, ngài kêu cái gì? Lão bản xứng sở phía dưới, quái nhìn về phía Diệp Phàm nói ra, làm sao? Diệp Phàm nói ra, ta không biết, ta có phải hay không đang nằm mơ ta muốn biết, ngài là chân thật, vẫn là ta trong mộng cảnh nhân vật. Có mau bệnh, lão bản nói ra. Diệp Phàm nói ra, ngài nói ta tinh thần có mau bệnh. Lão bản tức giận nói ra, vậy cũng không, ngay cả mình nằm mơ cùng hiện thực đều không phân biệt được, người không phải có mau bệnh là cái gì. Diệp Phàm nói ra, thế nhưng là lão bản, người nhìn con mắt ta. Lão bản nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt. Trong nháy mắt đó, Diệp Phàm vận lên ly hỏa kim đồng hắn hai mắt chi hỏa diễm nhảy vọt cháy hừng hực một đôi kim nhãn vô cùng quỷ dị lão bản kia a lên một tiếng trong một chớp mắt sắc mặt trắng bệch diệp phàm chợt lách người rời đi bữa sáng cửa hàng hắn đi xa còn ngầm trộm nghe đến lão bản tại kêu thảm quỷ a có quỷ a diệp phàm tiếp tục đi tại đường cái thường nghe người ta nói một giấc mộng đẹp chẳng lẽ cái kia cũng chỉ là ta một giấc mộng đẹp có thể năng lực ta pháp lực còn tại thân thể. Diệp phàm tâm đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không được, ta phải đi gặp sư phụ. Diệp phàm thầm nghĩ, sư phụ nhất định biết là chuyện gì xảy ra. Có thể sư phụ nói muốn rời khỏi một tháng, hắn cần phải còn chưa có trở lại a. À? Diệp phàm lại gặp khó khăn. Ai, tính toán, trước đi trường học, Diệp phàm tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn nhìn đến chạm xe buýt bài quảng cáo, hắn chạy tiến đến từng chữ nhìn, nếu như là đang nằm mơ ta quả quyết không có cách nào đem những chữ này thấy rõ ràng những thứ này quảng cáo từ ngữ ta xưa nay đều không nghĩ ra được không có khả năng nằm mơ có thể mộng đi ra diệp phàm dần dần bắt đầu khẳng định chính mình cũng không phải là đang nằm mơ sau đó tại dưới tình huống như vậy diệp phàm tới trường học vừa lúc là phải sớm tự học lão sư còn chưa tới phòng học các bạn học toàn bộ đều lời đầu tiên được ôn tập lên trong phòng học, ánh đèn trắng như tuyết. Có lật sách thanh âm, cũng có hơi hơi tiếng ồn ào. Diệp Phàm hướng trước mặt nhìn một chút. Thuộc về Trịnh Hoa Thanh chỗ ngồi cũng không có người. Hắn không có tới, a, à, là, một nhất định là bởi vì hôm qua lưu manh là hắn sai xử. Hắn cùng những tên côn đồ kia đều cho là ta đã chết. Cho nên, hắn hôm nay không dám tới tiết. Diệp Phàm tâm nổi lên hàn ý tới, Trịnh Hoa Thanh a à, Trịnh Hoa Thanh, ta cùng ngươi không oán không cừu người thế mà kém chút đem ta hại chết. Lúc trước ta Diệp Phàm là một cọng cỏ, mặc cho các ngươi trả đạp. Từ giờ trở đi, ta đem về để ngươi trả giá đắt. Diệp Phàm sau đó ánh mắt lại khóa chặt đến Khương Sơ Nhiên thân thể. Khương Sơ Nhiên sau khi đi vào, không có nhìn nhiều Diệp Phàm liếc một chút. Nàng mặc lấy đồng phục, thanh thuần mà mỹ lệ. Khương Sơ Nhiên cùng bạn thân tạ tiểu hàm ngồi cùng một chỗ, hai người đều tại nghiêm túc học tập. Diệp Phàm ngẫm lại, không có đi làm cái gì, lòng hắn hình dáng bây giờ đã có rất lớn khác biệt. Diệp Phàm cúi đầu bắt đầu nhìn lên sách giáo khoa tới. Lúc này, hắn rất nhanh phát hiện một vấn đề, đó là, chính mình giống như biến thông minh, sách giáo khoa vốn là không lưu loát khó hiểu đồ vật, hắn thêm chút gọt rũa có thể tìm hiểu được. Mà lại, hắn còn có thể đã gặp qua là không quên được. Ta biết, đây là tế bào não khai phát mang đến kết quả. Ta IQ thật theo tế bào não khai phát mà thay đổi cao. Diệp Phàm thoảng qua hưng phấn lên. Cái này một đoạn sớm tự học, Diệp Phàm như đói như khát duyệt trong sách cho, đồng thời lĩnh ngộ. Hắn cảm thấy, hắn không cần lão sư mà nói giải, liền chỉ cần căn cứ sách giảng giải, liền có thể đem tri thức toàn bộ thông hiểu đạo lý. Sớm tự học hoàn tất về sau, Diệp Phàm không có ra ngoài ăn điểm tâm, mà là tiếp tục đọc sách, nghiên cứu đầu đề. Bên kia Khương Sơ Nhiên tại ra phòng học thời điểm, mắt nhìn ngay tại nghiêm túc ôn tập Diệp Phàm tâm lầm bầm một câu, giả nghiêm túc. Lớp 12 việc học đã rất là khẩn trương. Rất nhiều học sinh cơ hồ đều là không ngủ không nghỉ, loại tình huống này đến sang năm nửa năm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hội càng diễn càng mạnh. Chỉ chấp mắt lại hai ngày nữa, chính là đến thứ bảy. Trường học an bài học bù, cũng không thả cuối tuần giả. Diệp Phàm có chút chịu không được, hắn cảm thấy mình học tập không thành vấn đề sau đó dứt khoát cùng chủ nhiệm lớp xin phép nghỉ không đi cái kia chủ nhiệm lớp phùng lão sư cũng cho diệp phàm rất lớn độ tự do cho phép diệp phàm đáng giá nói chuyện là trịnh hoa thanh nghe nói diệp phàm còn tại tiết một chút việc đều không có gia hỏa này ngày thứ hai rất vui vẻ đến học đại khái với hắn mà nói đây là một trận sống sót sau tai nạn sự tình đi trịnh hoa thanh đồng thời không nghĩ nhiều cho rằng là báo ca những người kia nói chuyện giật gân. Hắn cũng không thể nào tiếp tục kiểm chứng, bởi vì báo ca mấy người đều chạy trốn. Diệp Phàm tạm thời cũng còn lười nhắc tìm đến Trịnh Hoa Thanh phiền phức. Thứ bảy sớm, Diệp Phàm đi trước trung tâm mua sắm mua một bộ điện thoại mới. Hắn hiện tại cùng trước kia đã khác biệt, trước kia một phần tiền xem như hai phần tiền đến hoa, đủ kiểu không nỡ. Nhưng lúc này, hắn đối tiền tài đã nhìn rất nhẹ. Mua một bộ smartphone về sau, hắn đựng ban đầu điện thoại tới thẻ đối với điện thoại di động hắn cũng không có hứng thú diệp phàm đến bờ biển sáng sớm gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến khiến cho người tâm thần thanh thản nơi xa đường chân trời một vòng hồng nhật từ từ bay lên đó là cực kỳ mỹ lệ mà hùng vĩ cảnh sắc diệp phàm tại bãi cát ngồi xếp bằng hắn bắt đầu suy nghĩ lên rất nhiều thứ tới tuy nhiên tiền tài đều không tính là gì nhưng ta đã còn tại thế tục chi nên tích lũy một chút muốn giống như sư phụ, tiện tay có thể ném ra mấy trăm triệu tới. Ít nhất cũng phải để mẫu thân qua được thoải mái dễ chịu một chút. Chỉ là, ta lúc này tuy nhiên có bản lĩnh, nhưng tiền đến cùng làm sao kiếm lời đâu. Diệp phàm thầm suy nghĩ. Ta vào sư phụ môn hạ, sư phụ đã gian dậy, không được lấy mạnh yếu, không được có nhục sư môn, không cho phép làm chuyện xấu. Cho nên, ta nhất định phải dùng đang lúc biện pháp kiếm tiền. Có, diệp phàm đột nhiên nhãn tình sáng lên sau đó diệp phàm trực tiếp đi bộ tiến về bờ biển một chỗ khác chỗ diệp phàm rất nhanh tới cái này chỗ cái này chỗ là một tòa xinh đẹp biệt thự cạnh biển dạng này bờ biển ngắm cảnh biệt thự chính là kẻ có tiền mộng tưởng diệp phàm còn biết căn biệt thự này ở đây không là người khác chính là tân hải thành phố cực có bản lĩnh người long vương long vương rất nhiều thần bí diệp phàm đều nghe nói qua đó là bị mọi người thời gian rãnh nói chuyện say xưa sự tình. Nghe nói Long Vương trước kia là làm rất nhiều không tốt lắm sinh ý. Nhưng về sau, hắn đã hoàn toàn tẩy trắng, làm đều là đang lúc sinh ý, vô cùng giảng thành tín. Cùng chính phủ ở giữa quan hệ cũng xử lý rất tốt. Long Vương còn làm rất nhiều từ thiện. Cho nên dân chúng nhắc lên vị này Long Vương, không không cùng tán thưởng. Đến mức Long Vương ở tại nơi này tòa nhà biệt thự cạnh biển sự tình, như thế cái bí mật diệp phàm cũng là ngẫu nhiên nghe trịnh hoa thanh bọn họ nói chuyện trời đất biết đã long vương là có diện mạo người như vậy ta tìm đến long vương danh khí là có thể kiếm tiền nghe nói hương cảng cái kia biên đại sư làm người tính toán nhất mệnh là một triệu cấp bậc ta nghĩ hiện tại ta bản sự cần phải muốn những cái được gọi là đại sư mạnh một chút đi diệp phàm nói thầm diệp phàm đứng tại biệt thự này trước tuy nhiên hắn sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là giờ phút này quan tâm nhìn thấy dạng này hoa lệ hùng vĩ biệt thự về sau, Diệp Phàm vẫn còn có chút tâm lý bồn chồn. Hắn dù sao, lịch duyệt quá nhỏ bé, tuy nhiên có 15 năm tang thương kinh lịch, nhưng hắn đối với người thế rất nhiều chuyện, đều là một tờ giấy trắng. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn đem chính mình chấn định lại. Về sau, hắn đến đến sân vườn trước. Đình viện trước đóng chặt cửa sắt, Diệp Phàm liền gõ lên cửa. Giờ này khắc này, Diệp Phàm pháp lực trong thân thể lưu truyền, hắn khống chế lại chính mình chỗ có cảm xúc. Sư phụ dạy bảo càng là nguy hiểm, càng là tỉnh táo. Hắn đã triệt để lĩnh ngộ. Cho nên giờ phút này, hắn đã tránh thức chấn định lên. Lập tức, liền có người đến đây mở cửa. Chính là biệt thự này quản gia, quản gia là Long Vương bên người lão nhân, người xưng đựng thúc. Tại biệt thự này phụ cận, có không ít cao thủ bảo hộ Long Vương. Nơi này bảo an cấp bậc là rất cao. Đường thúc nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên trước mắt. Tiểu hòa tử, người có chuyện gì sao? Đường thúc rất là hòa ái, cũng không có vênh váo hung hăng. Long vương bản thân là từ thiện hòa ái người, cho nên người bên cạnh cũng theo Long vương tập tính. Ngài khỏe chứ, ta muốn gặp mặt Long vương tiền bối. Diệp Phàm nói ra. Ách, tiểu hòa tử, người làm sao lại biết Long vương là ở chỗ này? Đường thúc khác nhìn một chút Diệp Phàm. Diệp Phàm nói ra, ta là ngẫu nhiên cơ hội sẽ biết hắn từ trước đến nay sẽ không nói dối. đường thúc nói ra, người có chuyện gì sao? diệp phàm nói ra, ta hy vọng long vương có thể giúp ta một chuyện. đường thúc sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn, cảm thấy hiện tại người trẻ tuổi a thật sự là từng cái từng cái quá đương nhiên, cũng không nhận ra như thế trần trụi đến muốn long vương hỗ trợ. long vương không tải, đường thúc cự tuyệt diệp phàm. diệp phàm nao nao, hắn lập tức nói ra ta sẽ không để cho Long Vương tiền bối trắng trắng hỗ trợ. Mà lại, ta biết Long Vương tiền bối trong nhà, hắn giờ phút này quan tâm tầng thứ hai lầu căn phòng thứ ba thời gian, ở bên trong là một cái rất lớn phòng tập thể hình, Long Vương tiền bối ngay tại một tay tập trống đẩy hít đất. Ngươi, đựng thúc nhất thời bị kinh ngạc. Bởi vì hắn là bồi tiếp Long Vương tại, hắn ra đến thời điểm, Long Vương nói muốn bắt đầu tập trống đẩy hít đất. Mà lại, Long Vương luôn luôn đều ưa thích một tay tập trống đẩy hít đất. Bây giờ Long Vương tuy nhiên đã hơn 60 tuổi, nhưng Long Vương luôn luôn đều rất chú ý bảo dưỡng, cũng rất chú ý đoán luyện. Cho nên Long Vương thân thể rất tốt. Diệp Phàm nói ra, ngài không dùng quái, ta còn biết, ngài thân thể có ẩn tật, ngài chân trái từng chịu qua vết thương đạn bắn. Bây giờ huyết mạch không thông, một khi gió thổi trời mưa, hội phá lệ đau đớn. Ngươi, đừng thúc kinh ngạc đến nói không ra lời. Diệp Phàm nói ra, ta không có nhìn trộm ngài tư ẩn ý tứ ta là muốn hướng ngài chứng minh năng lực ta. Ta là dùng hai mắt nhìn ra. Cái này sao có thể? Đựng thúc cảm thấy không thể tin. Diệp Phàm nói ra, ngài nhìn ta hai mắt. Đựng thúc ngẩng đầu, cái kia một cái chớp mắt, hắn nhìn đến Diệp Phàm ly hỏa kim đồng. Cái kia một đôi kim sắc nhảy vọt ly hỏa kim đồng để đựng thúc cho là nhìn đến yêu nghiệt. Đựng thúc hoảng sợ muốn tuyệt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngươi muốn cái gì? đường thúc thật vất vả bình phục nỗi lòng hỏi diệp phàm diệp phàm nói ra ta muốn gặp long vương tiền bối ngài yên tâm ta cũng không có ác ý chỉ là kính đã lâu long vương tiền bối mà thôi đựng thúc dù sao cũng là trải qua chiến trận người hồi lâu sau hắn gật gật đầu nói ra mời vào bên trong đựng thúc để diệp phàm trong phòng khách ngồi xuống sau đó liền đi bẩm báo long vương trong biệt thự có người hầu vì diệp phàm phụng trà nóng Diệp Phàm đem cái eo thẳng thẳng tắp, hắn kiên nhẫn chờ đợi Long Vương. Long Vương cũng không lâu lắm xuống tới. Nhìn thấy Long Vương cái kia một cái chớp mắt, Diệp Phàm có chút ngẩn ngơ. Tựa hồ cái này Long Vương cùng tưởng tượng ấn tượng có khác biệt lớn. Hắn coi là Long Vương là rất có vương giả uy nghiêm loại kia. Nhưng sự thật, giờ phút này Long Vương mặc lấy một thân màu trắng áo dài, khuôn mặt từ thiện mà hòa ái. Giống như là hàng xóm thật lớn ra một dạng một chút kiêu ngạo cùng uy nghiêm đều không có. Diệp Phàm hơi hơi thở phào. Long Vương đồng thời không dám thất lễ Diệp Phàm, riêng là đang nghe đựng thúc chỗ miêu tả về sau, hắn liền vội vàng mà đến. Long Vương là cái có đại trí tuệ người, sâu biết rõ được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hắn lại không dám đi tùy tiện đắc tội không rõ lai lịch người, bởi vì có lẽ, người này có thể chung kết người hết thảy. Long Vương là cái tràn ngập kính sợ người, cho nên hắn có thể sống đến bây giờ, sống được như thế tiêu sái mà hài lòng. Tiểu huynh đệ, nghe nói người muốn gặp ta, Long Vương sau khi đi vào, liền cười tủm tỉm nói ra. Diệp Phàm nhìn về phía Long Vương, hắn đứng dậy nói ra, Long Vương tiền bối, ngài tốt. Long Vương gặp Diệp Phàm khiêm cung, tâm hơi hơi yên lòng. Hắn sợ loại kia có quái bản sự, hơn nữa còn kiêu căng khinh người chủ. Cùng cái loại người này liên hệ, rất là đau đầu. Tiểu huynh đệ, nhanh ngồi đi long vương nói ra diệp phàm ngồi xuống long vương tiếp tục nói ta nghe a đựng nói tiểu huynh đệ có việc muốn tìm ta hỗ trợ tiểu huynh đệ cứ mở miệng chỉ cần ta có thể làm được quyết không chối từ diệp phàm nói ra đa tạ tiền bối long vương mỉm cười nói ra đúng ta còn không biết tiểu huynh đệ ngươi nên xưng hô như thế nào đâu ta gọi diệp phàm diệp phàm nói ra long vương nói ra nhưng có kế thừa Diệp Phàm nói ra, gia sư La Quân. La Quân, Long Vương Nghi hoặc, hai chữ kia. Đại La Thần Tiên La, quân nhân quân. Diệp Phàm nói ra. Long Vương nói ra, thật đúng là khéo léo, ta trước kia cũng nhận biết một cái gọi La Quân Tiểu Hòa Tử. Vô cùng ưu tú, rất là không tệ, bất quá, hắn hẳn là sẽ không là sư phụ ngươi. Tại Long Vương trong ấn tượng, La Quân bất quá là cái võ phu, là cái không tệ cao thủ. Nhưng Diệp Phàm lại là cao thâm mà chắc cho nên long vương cảm thấy đây bất quá là trùng tên a đón lấy long vương nói ra không biết tiểu huynh đệ tìm ta có chuyện gì cần ta hỗ trợ diệp phàm nói ra là như vậy long vương tiền bối ta có một ít bản sự nhưng ta đồng thời không có môn lộ ta muốn thông qua ta bản sự đến dãy một chút tiền ta biết tiền bối tại tân hải phương pháp rất rộng cho nên hy vọng tiền bối có thể vì ta giật dây dẫn đường nếu là dãy đến tiền ta sẽ không để cho tiền bối ăn thiệt thòi. Há, thì ra là thế. Long Vương bừng tỉnh đại ngộ. Audio điện tử võ tấn bền. Long Vương tỉ mỉ dò xét Diệp Phàm, chỉ rồi nói ra, có thể hay không để ta biết, tiểu huynh đệ người có thứ gì bản sự. Diệp Phàm nói ra, ta biết trị bệnh, cũng sẽ chu ta. Ta hai mắt, có thể xem thấu thế gian rất nhiều yêu ma quỷ quái. Ta có một thanh phi kiếm, có thể ngoài mười dặm, Chảm người thủ cấp ở vô hình. bất quá tiền bối sư phụ ta có dạy bảo tại ta không thể làm chuyện xấu, không thể làm có nhục sư môn sự tình. cho nên ta chỉ làm đang lúc mua bán, hy vọng có thể dựa vào bản sự, không sợ người đến giấy một chút tiền. phi kiếm giết người, long vương nói ra, tiểu huynh đệ chớ không phải là đang nói cười a? À. tại long vương trong ấn tượng, ngự kiếm giết người bực này trò xiếc, không phải bên trong, trong tivi mới có sao? trưởng giả trước mặt tiểu tử không dám nói bừa nói đùa diệp phàm tâm niệm nhất động liền đem phệ huyết kiếm theo phòng bị tu di bên trong tế ra tới sau đó hư không chi phệ huyết kiếm trôi nổi diệp phàm quát khẽ đi cái kia phệ huyết kiếm lập tức như điện chớp bắn giết ra ngoài cái kia thủy tinh công nghiệp cửa sổ trực tiếp bị phệ huyết kiếm bắn thùng diệp phàm tâm niệm lại nhất động một giây sau phệ huyết kiếm theo cái kia bắn thùng pha lê động chỗ đường cụ bắn giết trở về Phệ huyết kiếm dừng lại tại Long Vương trước mặt. Hiện tại ngài tin tưởng a, à? Diệp Phàm nói ra. Long Vương thấy thế không khỏi nghĩ mà sợ, hắn nghĩ tới là muốn là người thiếu niên trước mắt này muốn giết mình, cái kia đầu mình còn có thể bảo trụ sao? Thiếu niên này không thể đắc tội, nhất định phải lôi kéo. Long Vương tâm ám đạo, hắn là người thông minh, giờ phút này tuy nhiên chấn kinh không, nhưng lại lập tức chấn định lại. Hắn biết Diệp Phàm dạng này người khống chế tốt là trí bảo. Một khi khống chế xuất hiện sai lầm, hội cho mình đưa tới họa sát thân. Tiểu huynh đệ, ta tin, tiểu huynh đệ, người thật sự là thật bản lãnh, Long Vương thành tâm thực lòng nói ra. Hắn sau đó cảm khái, nói ra, ta sống hơn nửa đời người, vốn cho rằng đã coi như là lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi. Hôm nay gặp tiểu huynh đệ bản sự, mới biết, chính mình chính là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là ta rất tốt, người làm sao có thể khu động phi kiếm đâu vẫn là tiểu huynh đệ ngươi phi kiếm này là công nghệ cao. Diệp Phàm nói ra, ta lần thứ nhất tiếp xúc đến pháp lực thời điểm, cũng như tiền bối ngài như vậy chấn kinh. Pháp lực thế giới, giải thích có chút tốn sức, nhưng phi kiếm này cũng không phải cái gì công nghệ cao, ngài có thể nhìn qua. Bất quá ngài phải chú ý, tuyệt đối không nên bị kiếm này cắt thương tổn ra thịt, nó là vui ăn máu tươi. Long Vương gật đầu, hắn đem phệ huyết kiếm cầm nơi tay, tỉ mỉ dò xét do xét sau một lát long vương xác định kiếm này cũng không phải gì đó cao khoa kỹ sản phẩm thật là một cây kiếm long vương sau đó đem kiếm trả lại về sau long vương cùng diệp phàm lại trò chuyện chút đừng long vương sau cùng hứa hẹn diệp phàm nhất định sẽ vì hắn mưu một chút kiếm tiền việc phải làm mà tại diệp phàm dự định rời đi thời điểm long vương tay lấy ra chi phiếu nói ra tiểu huynh đệ cái này ngươi thu diệp phàm nao nao hắn mắt nhìn tấm chi phiếu kia mặt lại là một triệu người dân tiền. Tiền bối cái này là ý gì? Diệp Phàm không hiểu. Hắn tuy nhiên muốn một chút tiền tài, nhưng cũng biết, quân tử có chỗ lấy, có chỗ không lấy. Long Vương nói ra, kết giao bằng hiếu, tiểu huynh đệ, ngươi như để mắt ta, không cần thiết không muốn từ chối. Diệp Phàm lắc đầu, nói ra, vô công bất thụ lộc. Tiền bối mời thu hồi. Long Vương sướng sở sướng sở. Diệp Phàm liền nói ra, cáo từ về sau diệp phàm liền kiên quyết rời đi các loại diệp phàm sau khi đi đựng thúc đi vào long vương bên người lão ra long vương nói ra ừm đựng thúc nói ra thiếu niên này rất đặc biệt long vương cười nhạt một tiếng nói ra tự nhiên đặc biệt có thể có được pháp lực như thế nào không chỉ như vậy đi người thật tốt đi dò cha thiếu niên này nội tình mặt khác đã hắn không lấy tiền cái kia thật đi tìm một cái nhìn có cái gì bằng hữu có khó khăn sự tình lại nguyện ý xuất tiền đúng lão ra diệp phàm tại cùng ngày muộn tiếp vào long vương điện thoại long vương tự mình đánh bởi vậy cũng có thể gặp long vương đối diệp phàm coi trọng như long vương người kiểu này làm việc luôn luôn đều là nước không lọt sự tình gì nên gấp sự tình gì nên chậm trong lòng của hắn đều là rõ ràng diệp tiểu ca long vương tại đầu bên kia điện thoại nói ra tiền bối Diệp Phàm nghi hoặc, Long Vương nói ra, thật đúng là khéo léo, lúc này ta có người bằng hữu có một cọc chuyện phiền toái. Diệp Phàm nói ra, tiền bối, ngài tuyệt đối đừng tận lực. Ta chỉ là hy vọng ngài có thể giúp ta dắt châm kiếp nổ, nếu là muốn ngài ra tài xuất lực đến thỏa mãn ta, vậy ta làm sao đều sẽ không tiếp nhận. Diệp Tiểu Ca, người hiểu lầm, Long Vương nói ra, là thật, bằng hữu của ta có phiền phức. Diệp Phàm rồi mới lên tiếng, tiền bối mời nói. Long Vương nói ra, vậy chúng ta gặp mặt bàn lại đi. Diệp Phàm nói ra, tốt. Sau đó, Diệp Phàm tại cửa ra vào chờ. Nửa giờ sau, Long Vương ngồi Extended Bentley đến đây. Từ chuyên môn tài xế lái xe. Diệp Phàm sợ bị trong viện người phát hiện, lắm miệng suy đoán. Hắn là tại ven đường chờ đợi. Lúc này là trạng vạng tối 7 giờ, sắc trời đã lặn. Diệp Phàm mặc lấy màu trắng lo lắng, còn có quần bò, dạng này xe hắn cách ăn mặc quả thực đơn giản giống như là cao nhà bên nam hài trong xe đựng thuốc cũng tại long vương vẫn là mặc lấy đơn giản màu trắng quần áo luyện công tiền bối diệp phàm hô long vương mỉm cười nói ra mỗi lần nghe ngươi gọi ta tiền bối đều cảm thấy phá lệ lạ lẫm nếu là diệp tiểu ca ngươi không chê ngươi gọi ta một tiếng lão đại ca đi ta về sau gọi ngươi tiểu phàm ngươi thấy thế nào diệp phàm nao nao theo rồi nói ra, cái này. Tiểu tử này như thế nào chịu đựng được lên. Long Vương có chút tán thưởng nhìn Diệp Phàm liếc một chút, hắn cảm thấy giống hắn cái tuổi tác, có bực này bản sự, lại lại như thế khiêm cung người thật sự là không nhiều. Bởi vì tuổi nhỏ người, không tài đều thích khinh cuồng. Huống chi là như Diệp Phàm như vậy có tài người đây. Như thế bình tĩnh, như thế nào, tiểu Phàm, Long Vương nói ra. Lão đại ca, Diệp Phàm cũng hô một tiếng. Lúc này Diệp Phàm tâm có chút hít cảm khái. Lúc trước, hắn cùng trước mắt Long Vương ở giữa thân phận khoảng cách, tựa như thiên hồng hộp cùng lòng đất bùn nháo, không thể vượt qua. Mà lúc này, Long Vương dạng này người đều đến cùng hắn xương huynh gọi đệ. Đây hết thảy, đều là sư phụ cho ta. Diệp Phàm thầm nghĩ, lúc trước ta không chọn 100 triệu người dân tiền, hiện tại xem ra là chính xác không quyết định. Mẫu thân luôn luôn lo lắng, bây giờ, nàng dù sao cũng nên yên lòng ta cho dù là có 100 triệu, nhưng ở Long Vương trước mặt, vẫn bất nhập lưu. Nhưng bây giờ, ta tuy nhiên không có tiền, nhưng ta có bản lĩnh tại thân. Long Vương liền xem ta vì huynh đệ, đây là bản sự tầm quan trọng. Lúc này, đựng thúc chuẩn bị rượu vang đỏ. Trong xe còn có một cái tủ lạnh nhỏ. Trước mặt bàn để đặt hoa quả và các món nguội. Tiểu phàm, cái này rượu vang đỏ là ta một mực chân tàng, vừa mới tỉnh tốt, ngươi nếm thử. Long Vương nói ra, Diệp Phàm chưa từng uống qua rượu vang đỏ, hắn có chút không quá thuần thục, nhưng vẫn là học Long Vương bộ dáng cầm ly đế cao, nhẹ cạn uống một ngụm. Long Vương liền ba ba nhìn lấy Diệp Phàm, hỏi, thế nào? Diệp Phàm khuôn mặt ửng đỏ, theo rồi nói ra, lão đại ca, ta thực không hiểu nhiều tử. Cho nên, ngài hảo tử cho ta quát, thật sự là trà đạp. Long Vương cười ha ha, hắn là thật vui vẻ, bởi vì hắn cảm nhận được Diệp Phàm chân thành. Tại dạng này một cái táo bạo trong xã hội, tại dạng này một cái người lừa ta gạt thế giới bên trong, có thể có dạng này xích thành chi tâm người, quá ít. Long Vương vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, nói ra, không sao, sự tình gì cũng phải có lần thứ nhất. Người bây giờ uống không hiểu, uống nhiều, chậm rãi hiểu. Diệp Phàm nói ra, tạ ơn lão đại nhiều ca. Long Vương nói ra, khách khí cái gì. Diệp Phàm còn nói thêm, ngài nói bằng hữu đến cùng là gặp phải phiền toái gì? long vương biết diệp phàm tính cách tiểu tử này là cái rất nghiêm túc lại không nguyện ý chiếm tiện nghi người khác người sau đó hắn cũng nghiêm mặt nói ra ta người bạn này gọi là giang bắc tại lân cận tân miệng thành phố tân miệng thành phố ngươi cũng biết a à. diệp phàm nói ra ta biết tân miệng cùng tân hải đều là lâm hải thành phố bất quá tân miệng thích hợp ở lại mà tân hải du lịch lại bị khai phát đi ra sự thật mọi người nếu như không phải ngưỡng mộ tân hải danh khí chạy đến tân miệng đi nghỉ phép, ngược lại sẽ càng thêm dễ chịu. Long Vương tiếp tục nói, Giang Bắc mở một nhà cấp 5 sao ngắm cảnh khách sạn, hắn quán rượu này sinh ý vẫn luôn rất tốt. Bởi vì hắn khách sạn là kiến tạo tại suối nước nóng chi. Nhà này quan lan khách sạn suối nước nóng, người cần phải có nghe thấy a à? Diệp Phàm nói ra, ta nghe nói qua, quan lan khách sạn suối nước nóng đối thân thể người có rất tốt hiệu quả trị liệu. Có thật nhiều người đến Tân Hải, đều sẽ đi vòng đi tân miệng ở quan lan khách sạn. Lái xe vừa đi vừa về mấy trăm dặm là vì thể nghiệm tân miệng khách sạn suối nước nóng. Không sai, Long Vương nói ra, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Suối nước nóng là ta người bạn này vương bài, mà bây giờ, hắn phiền phức là, suối nước nóng ra chuyện. Diệp Phàm bị kinh ngạc, nói ra, xảy ra chuyện gì? Suối nước nóng trở nên nóng hổi không, người căn bản không có cách nào đi xuống. Long Vương nói ra, lại có chuyện như thế, Diệp Phàm cũng là chưa từng nghe thấy. Long Vương nói ra, ta bằng hữu này đều sầu hơn một tháng, nghĩ hết các loại biện pháp, mời vô số đại sư, chuyên gia. Vân vân, toàn bộ đều là không thu hoạch được gì, ta hôm qua nghe Tiểu Phàm ngươi nói, ngươi có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Sau đó ta nghĩ, ngươi có thể hay không đi đem cái này suối nước nóng mấu chốt thấy rõ ràng đâu. Diệp Phàm đối với mình đại thiên nhãn thuật vẫn có chút tự tin, liền nói ra ta có thể đi thử một lần long vương nói ra đó là vừa phặn diệp phàm nói ra có điều ta không dám đánh cam đoan long vương nói ra cái kia không có việc gì nhiều như vậy đại sư đều nhìn không thấu sự tình tiểu phàm ngươi thất bại cũng là bình thường có thể ngươi như thành công như vậy ngươi diệp đại sư tên hội thanh danh lan xa một người có danh thanh vậy còn không tứ phương tài nguyên cuồn cuộn mà đến diệp phàm nói ra tốt sau đó kế tiếp là một đường lái đi giang bắc diệp phàm có chút bất an cũng có chút chờ mong hắn còn nhớ rõ ngày đó cùng báo ca một đoàn người đánh nhau hắn cũng là như vậy tâm tình nhưng sau để chứng minh là mình quá mức khinh thường mà bây giờ lại sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu diệp phàm hít sâu một hơi để cho mình chấn định lại diệp phàm cũng biết sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân chính mình nhất định phải dũng cảm bước ra đi, một mực tại trong nhà đóng cửa làm xe, đó là thành không đại sự. Lần này là muốn kiếm tiền, cũng giấy danh tiếng, càng giấy kinh nghiệm. Diệp Phàm biết, đối với một cái dân tộc tới nói, quý giá nhất là dân tộc ngưng tụ tinh thần. Đối với một người tới nói, quý giá nhất chính là tinh khí thần. Người không có tinh khí thần, hết thảy đều không cần nói. Một người, nhận được khuất nhục lúc, bộc phát ra phẫn nộ lực lượng, là hội bình thường phải cường đại hơn nhiều. Phẫn nộ cũng là một loại tâm tình cùng lực lượng. Tại võ đạo thế giới bên trong, đã bắt đầu cần nhân tình tự, còn có tinh thần. Như một phần trương nhất dạng, trương lại cầm tú, nhưng không có linh hồn, vậy cũng là hoa lệ ra. Tới pháp thuật thế giới bên trong, bởi vì pháp thuật như thủy một dạng, triền nguyên mà ôn nhu. Như vậy pháp thuật phải đổi có uy lực, cần thi pháp giả bản thân tâm tình, lực lượng, tinh thần, quy tắc, vân vân tốt nhược thủy, nước tốt lợi vạn vật mà bất tranh. Nước là ôn nhu, triền nguyên. Nhưng một khi bị cải biến, cũng có thể biến thành vệ nhân ma quỷ, có thể hóa thành ngập trời hồng thủy, bao phủ thành trấn, nước nhà. Có thể hóa thành băng tuyết, chết cống vô số sinh linh. Nhưng nước cũng có thể hóa thành kéo dài xuân vũ, chạch bị vạn vật. Pháp thuật nguyên lý, cùng nước gì tương tự. Những pháp lực này tại người trong não vực, tại không khí trôi nổi bọn họ cũng là ôn nhu mà triền miên. Nhưng một khi bị thi pháp giả vận chuyển lại, liền có thể toái diệt ngôi sao. Diệp Phàm lúc này muốn làm là nắm giữ càng nhiều lịch duyệt, tinh thần, cảm động, thậm chí cả tâm tình. Đây đều là thi pháp quan trọng vị trí. Xe cao tốc, theo ven biển cao tốc đến Tân Miệng. Xe hết thảy mở hơn 3 giờ, tại muộn khoảng 11 giờ thời điểm, đến quan lan khách sạn. Tòa này khách sạn 5 sao chiếm diện tích cực lớn, có đại hình sân đánh gôn, cũng có cây chuối tây khắp nơi trên đất Lâm Viên, giống như là một tòa công viên. Tại khách sạn đằng sau hồ bơi từ xa nhìn lại, liền giống như là một tòa hồ nước. Diệp Phàm lần đầu tiên trong đời đến dạng này trong tử điếm, hắn nếu không phải nội tâm chi kinh qua 15 năm tang thương, giờ phút này chỉ sợ là phải giống như Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên một dạng. Cái này một nhà khách sạn, muốn dựng lên không ít tiền a. À. Diệp Phàm nhịn không được hỏi Long Vương, Long Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, muốn một chút tiền đi, người biết, hiện tại đắt nhất là địa. Riêng là nơi này còn có suối nước nóng, cho nên hết thảy hoa 20 ức đi. Diệp Phàm líu lưỡi. Long Vương nói ra, đây là đuổi năm đó tốt chính sách, hiện tại loại này thiên nhiên suối nước nóng, muốn mua là mua không được. Long Vương cùng Diệp Phàm nói chuyện. Bên cạnh trong xe xuống tới 10 tên hộ vệ áo đen, liền đi theo ở một bên. Đừng thúc gửi điện thoại cho lão bản kia Giang Bắc. Chỉ chốc lát về sau, Giang Bắc mang theo một đám thủ hạ vội vàng chạy đến. Cái kia Giang Bắc, cũng là chừng 50 tuổi, mặc lấy đường áo, mang theo dây truyền vàng, xem xét là người có tiền. Nhưng cũng sẽ không cho người ta nhà giàu mới nổi cảm giác. Giang Bắc lược béo, đến từ sau ôm lấy Long Vương tay, bồi vừa cười vừa nói, ai nha, Long ra, xin lỗi xin lỗi, ta cái này gần đây bận việc suốt đầu mẻ chán, đều không sớm ra nghênh tiếp ngài, đây thật là ta sai lầm a." À? Long Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, "Lão đệ cùng ta không cần khách khí." Giang Bắc lập tức nói ra, "Long ra, nghe nói ngài tìm cho ta vị đại sư." Long Vương nói ra, "Không sai, hắn nói giới thiệu bên người Diệp Phàm, đây là ta tiểu lão đệ, Diệp Phàm, Diệp đại sư." "A," à, Giang Bắc trông thấy Diệp Phàm sau xứng sờ một chút, hắn là cái người làm ăn, lập tức cùng Diệp Phạm nắm tay nói ra diệp đại sư tốt diệp phàm nhất thời có chút xấu hổ về sau liền đi vào chung diệp phàm nghe được giang bắc nhỏ giọng hỏi long vương long ra ngài không phải tại cùng ta nói đùa a à. như thế cái tiểu gia hỏa thế nào lại là đại sư đâu long vương thì là lạnh hừ một tiếng nói ra ngươi cho là ta có hứng thú này đại muộn ngồi mấy giờ xe tới đùa giỡn với ngươi vậy cũng đúng giang bắc tâm vẫn là nửa tin nửa ngờ mà giờ khắc này, Diệp Phàm tâm thầm nghĩ, ta nhất định không thể cho lão đại ca mất mặt. Một đi ngang qua đi, liền đến vào hộ đại sảnh. Cấp 5 sao vào hộ đại sảnh, xa hoa tới cực điểm. Chỉ là một cái đèn, hao phí mấy trăm ngàn khoảng cách. Cái kia đèn phổ thông gia đình nhà đều lớn hơn, phát ra sáng chói hoa lệ quang mang tới. Mặt đất gạch men xứ cũng là cực tinh tế. Những cái kia lễ nghi tiếp khách viên, càng là từng cái mỹ lệ, dáng người yêu nhiêu diệp phàm đánh giá nhưng hắn đồng thời bất động thanh sắc để tránh cho long vương mất mặt một đường bước đi rất nhanh tới suối nước nóng chỗ cái này suối nước nóng là trong phòng suối nước nóng có trong phòng cũng có bên ngoài phòng mà lại trong suối nước nóng còn có lướt sóng công năng trong phòng là một cái như hồ nước đồng dạng đại hình suối nước nóng bên ngoài phòng là các loại tiểu suối nước nóng nơi này suối nước nóng đều là thiên nhiên đây cũng là hấp dẫn nhất du khách đến đây nguyên tố vị trí. Nhưng là giờ này khác này, những thứ này suối nước nóng cuồn cuộn sôi trào, căn bản không thể đi xuống người. Ném xuống một miếng thịt đi vào, rất nhanh có thể đun sôi. Suối nước nóng càng ngày càng ít, Giang bắc đối Long Vương đau đầu nói ra, Long ra, tiếp tục như vậy nữa, suối nước nóng đều muốn bốc hơi, thật không biết nên làm cái gì. Long Vương liền đối với bên người Diệp Phàm nói ra, Tiểu Phàm, ngươi xem một chút, có thể hay không nhìn ra manh mối gì diệp phàm gật đầu hắn liền muốn vận chuyển đại thiên nhãn thuật có thể tại lúc này có một tên thủ hạ vội vàng tiến đến thủ hạ này là giang bắc thủ hạ hắn đến giang bắc trước mặt thấp giọng nói ra giang tổng hoàng đại sư đến giang bắc lập tức biến sắc lập tức nói với long vương long ra ta xin lỗi không tiếp được sau đó hắn vội vàng mà đi long vương nhất thời sắc mặt khó nhìn lên nhưng hắn cũng không có phát tác. Long Vương cũng lý giải Giang Bắc đối Diệp Phàm xem nhẹ, dù sao, Diệp Phàm tuổi còn rất trẻ. Chỗ đó có còn trẻ như vậy đại sư. Mà lại, Long Vương cũng biết Giang Bắc bây giờ thật là quá khó xử. Tiểu Phàm, ngươi xem một chút đi. Long Vương nói với Diệp Phàm, nếu như ngươi nhìn ra, chỉ nói cho một mình ta. Đợi chút nữa, nếu như cái kia Hoàng Đại Sư nói sai, ngươi lại nói. Diệp Phàm nao nao, nói ra, cái này chẳng phải là tại đánh hắn mặt. Long Vương nói ra, muốn muốn thành danh, còn thật đến dẫm lên hắn người thi thể, hiểu sao? Diệp Phàm cũng hiểu đạo lý này, khe khẽ thở dài. Hắn tiếp lấy vận chuyển đại thiên nhãn thuật. Trong chớp mắt, ly hỏa kim đồng thi triển đi ra. Hai đạo màu vàng thần mang theo Diệp Phàm mắt bắn giết đi ra. Long Vương cùng đựng thúc, còn có những người hộ vệ kia thấy thế, chính là hoảng sợ. Trước đó, Long Vương chỉ thấy được Diệp Phàm máy mắt phọt hỏa diễm, lúc này mới nhìn đến cái này hai nhãn thần thông. Diệp Phàm ly hỏa kim đồng trong nháy mắt bắn phá. Hắn liền có thể đem lòng đất 20 dặm đều nhìn rõ ràng, quả thực nhưng nói là rõ ràng rành mạch. Đây là Diệp Phàm công lực quá yếu, nếu để cho sư phụ la quân đến, liếc một chút xem thấu mấy trăm dặm. Diệp Phàm bốn phía bắn phá. Long Vương bọn người nhìn về phía Diệp Phàm. Sau một hồi khá lâu, diệp phàm thu hồi ánh mắt thế nào long vương hỏi diệp phàm nhẹ nói nói lão đại ca ta nhìn xảy ra vấn đề quan trọng ồ long vương không khỏi đại hỷ diệp phàm nhỏ giọng nói long vương mắt thoáng hiện vẻ kinh dị mà vào lúc này giang bắc một tên tâm phúc tiểu lưu vội vàng tới long ra hoàng đại sư lập tức muốn tới giang tổng cầu ngài tuyệt đối đừng nói với hoàng đại sư ngài cũng mang đại sư tới Tiểu Lưu nịnh nọt mà cẩn thận nói ra. Long Vương Minh Bạch Giang Bắc Y Tứ, cái kia Hoàng Đại sư danh tiếng xuất sắc. Nếu là đến, phát hiện Giang Bắc còn mời khác Đại sư, đó là thể hiện rõ đối Hoàng Đại sư không tín nhiệm. Loại này Đại sư ngạo khí cực kỳ, nói không chừng quay người phẩy tay áo bỏ đi. Long Vương nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra: Tốt, ta xem một chút cái này Hoàng Đại sư lớn bao nhiêu bản sự. Trong lúc nói chuyện. Bên kia Giang Bắc một đoàn người vây quanh Hoàng đại sư đến đây. Cái kia Hoàng đại sư mặc lấy màu đen áo dài, tay mang một chuỗi Phật châu. Xem ra khoảng 40 tuổi bộ dáng, ánh mắt hắn mang một cặp kính mát. Cả người ngược lại là cho người ta tư lại uy nghiêm cảm giác. Giang Bắc tại cái này Hoàng đại sư trước mặt, cùng cháu trai giống như. "Đại sư, ta cùng ngài giới thiệu một chút." Giang Bắc trước giới thiệu Long Vương, "Chúng ta Tân Hải Long Vương, ngài hẳn nghe nói qua a?" À hoàng đại sư nhàn nhạt mắt nhìn long vương hắn nhận biết quan to quyền quý hay xảy ra cũng không quá quan tâm long vương chỉ là nhàn nhạt gật đầu long vương mắt lóe qua tức giận nhưng hắn cũng biết cái này hoàng đại sư không tốt đắc tội long vương hít sâu một hơi không nói gì giang bắc một cách tự nhiên lướt qua diệp phàm mà chính là nói với hoàng đại sư ngài nhìn cái này suối nước nóng hiện tại thành cái dạng này mong rằng đại sư xuất thủ còn giá tiền dễ nói Hoàng Đại Sư từ tốn nói, các ngươi loại địa phương nhỏ này, ta vốn là không có hứng thú gì. Lần này nếu không phải là hợp thành ra mặt cầu ta, không phải vậy lời nói, ta đoạn là sẽ không tới. Giang Bắc nói ra, vâng vâng vâng, hắn là nắm cửa ải thật là lớn hệ mới liên hệ đến vị này đến từ phương Bắc Hoàng Đại Sư. Hoàng Đại Sư đã là hắn sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hoàng Đại Sư sau đó còn nói thêm, người không có phận sự, đều lui ra ngoài đi. Giang Bắc nói ra, vâng, hắn lập tức nói với Long Vương, Long gia phiền phức ngài trước. Thế nào, ta cũng là người không có phận sự. Long Vương chừng mắt, hắn mắt lóe qua hàn ý, nói ra, xem ra có ít người thật coi ta là mèo bệnh. Giang Bắc hoảng sợ cái run rẩy, những thứ này ra, hắn một cái đều đắc tội không nổi a. À. Giang Bắc lại nói với Hoàng Đại sư, Đại sư, Long gia chính là người phi thường, để hắn thủ hạ đều lui ra ngoài đi. Hoàng đại sư mắt nhìn Long Vương, nói ra, ta biết ngươi không phải là mèo bệnh, bất quá ta nếu muốn để ngươi trở thành mèo bệnh, cũng bất quá là họa một đạo phù sự tình. Ngươi có chút quyền lực, bản sự, nhưng trong mắt ta, một không giá trị. Tây Bắc quan Sơn Bình, người xưng quan Tây Vương, hắn gặp ta đều muốn khách khí. Ngươi cho rằng, ngươi có quan hệ Tây Vương bản sự sao? Long Vương bị kinh ngạc, hắn nhìn Hoàng đại sư ánh mắt càng phát ra kiên kỵ cái kia cửa ải Tây Vương cùng hắn Long Vương cũng không phải một cái lượng cấp. Long Vương tại Tân Hải là tính toán đầu nhân vật có tiếng tăm, nhưng hắn cùng quan Tây Vương khởi đến, đó là huyện thành nhỏ cùng tỉnh lỵ thành thị ở giữa chênh lệch A. Long Vương hít sâu một hơi, hắn có chút oán hận giang Bắc An bài không chu đáo. Lúc này cũng không tiện nói thêm cái gì, liền để cho thủ hạ người đều lui ra ngoài. Chỉ để lại đựng thúc cùng Diệp Phàm. Hoàng Đại Sư cũng không nói thêm cái gì. Về sau, Hoàng đại sư từ trong túi móc ra một cái phong cách cổ xưa cũ kỹ la bàn. Hắn đem la bàn mở ra, lại cắn nát ngón tay, vào một máu đến la bàn bên trong. Cái kia phong cách cổ xưa sắc la bàn lập tức lóe ra một đạo quang hoa, đón lấy, la bàn thành sáng loáng màu hoàng kim. Hoàng đại sư ngồi xếp bằng, hắn tiếp lấy lại móc ra vài lá bùa, những lá bùa này ném đến hư không. Đi, hoàng đại sư khẽ quát một tiếng. Sau đó, bốn tấm bùa hóa thành bốn cái tiểu nhân nhi ở trên không nhanh chóng bay múa, sau cùng thế mà lẻn vào đến trong suối nước nóng. Long Vương thấy cảnh này, cũng là trong lòng thất kinh. liền biết cái này Hoàng Đại Sư vẫn là thật là có bản lĩnh người. Hoàng Đại Sư ánh mắt ngưng trọng, lúc này, ai cũng không dám tới quấy rầy Hoàng Đại Sư. Diệp Phàm lặng lẽ dò xét, hắn nhìn Hoàng Đại Sư tính tỏa bộ dáng, liền biết là đạo gia nhất mạch, hắn thân thể có sóng pháp lực, bất quá không cao mà lại toàn thân tế bào vẫn chưa xuất hiện viên mãn hình dạng. Ân, là, sư phụ nói qua, có ít người sinh ra tới thiên phú dị bẩm, có thể trực tiếp tu luyện tế bào não, thối luyện pháp lực đi ra. Đại khái cái này Hoàng Đại Sư là như vậy người. Diệp Phàm lúc này cũng không hiểu rõ Hoàng Đại Sư hư thực, hắn liền bất động thanh sắc tỉ mỉ quan sát kỹ. Giang Bắc, Long Vương cũng nhìn chầm chầm vào Hoàng Đại Sư. Giang Bắc là khẩn trương, nếu như cái này Hoàng Đại Sư cũng không thể giải quyết hắn cái này suối nước nóng nan đề, vậy hắn nhiều năm như vậy tâm huyết, chỉ sợ thật muốn đi đến đầu. Đây đối với Giang Bắc tới nói, chính là là sinh tử tồn vong chuyện lớn. Ước chừng hơn phân nửa giờ, Hoàng Đại Sư mặt đã là mồ hôi chảy ròng ròng. Hoàng Đại Sư vào lúc này rốt cuộc đình chỉ cách làm, hắn nói với Giang Bắc, ta điều tra ra. Giang Bắc không khỏi đại hỉ, nói ra, quá tốt, đa tạ Đại Sư hắn hưng phấn tới cực điểm. Hoàng đại sư đứng dậy, hắn nói ra, khẽ đếm khảm đến hai đếm khôn, ba chấn bốn tốn là phân, ngũ số cung sáu làm là, thất đổi tám cấn cửu ly môn. Ly hỏa hướng cung, đây là hung sát kết quả. Giang bắc một mặt mộng bức, nói ra, đại sư, cái này là ý gì? Diệp phàm thầm nghĩ, ly hỏa, bát quái quẻ tượng, hắn luyện tựa hồ là hậu thiên bát quái quyết, đáng tiếc ta học thức còn quá nông cạn. Sư phụ nói muốn ta nhiều sách, nguyên lai là có đạo lý. Không phải vậy lời nói, ta hiện tại cũng nên hiểu cái này hoàng đại sư ý tứ. Hoàng đại sư nói ra, người cái này suối nước nóng dưới đáy đã thành bát quái hung sát, ly hỏa hướng cung. Hỏa sát toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ, không lâu sau, liền muốn đem cái này suối nước nóng toàn bộ thiêu sạch sẽ. A, à, cái kia đại sư ngài nhất định có phá giải chi pháp, đúng không? Giang Bắc liền vội vàng hỏi. Hoàng đại sư nói ra sẽ rất phí sức, cũng không nhất định có thể phá giải. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giang Bắc nói ra, ừm, cái này ta biết. Đại sư, ngài yên tâm, chỉ cần ngài có thể đem ta cái này suối nước nóng y tốt, tiền không là vấn đề. Hoàng Đại sư nói ra, vậy được rồi, đi trước tìm băng khối đến, đại lượng băng khối đem suối nước nóng nhiệt độ tạm thời ép xuống. Về sau, tìm đến thuyền, ta muốn tại cái này trong suối nước nóng bố trí xuống tốn phía dưới đoạn trận pháp, dẫn đạo sát khí tràn ra ngoài về sau liền lấy ta cái này tạo hóa là bàn đem ly hỏa kết quả phá giải rơi tốt 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 ta ngựa đi làm giang bắc nói ra chờ một chút ngay vào lúc này diệp phàm mở miệng hắn nói ra hoàng đại sư ngài xác thực nhất định là bởi vì ly hỏa kết quả dẫn đến suối nước nóng sôi trào sao giang bắc nghe vậy nhất thời hoảng sợ hắn cái chán mồ hôi chảy ròng ròng tiểu tử này làm sao dám đến nghi vấn Hoàng Đại Sư A. Long Vương cũng không khỏi mướt mồ hôi, hắn nghĩ đến, vạn nhất Diệp Phàm sai, hắn giữ được Diệp Phàm sao. Nhưng lúc này, nghe con mới sinh không sợ cọp Diệp Phàm lại là bất kể đây hết thảy. Hắn nhìn về phía Hoàng Đại Sư, hỏi. Hoàng Đại Sư ánh mắt lạnh xuống, mang theo một tia âm u, còn có không hiểu uy nghiêm. Ngươi là tại nghi vấn ta, Hoàng Đại Sư lạnh lùng hỏi. Diệp Phàm cảm nhận được áp lực, nhưng hắn đã là thái hư thất trọng thiên cao thủ cũng sẽ không sợ hãi cái này hoàng đại sư hắn đón lấy hoàng đại sư ánh mắt nói ra thế nào ngài không thể bị nghi ngờ ngài là chân lý mãi mãi cũng là chính xác hoàng đại sư chết nhìn chăm chú về phía la quân hắn về sau giận quá thành cười nói ra ta đương nhiên sẽ không vĩnh viễn chính xác nhưng ngươi một cái mồm còn hôi sữa thế mà cũng dám đến nghi vấn ta tốt tốt rất tốt hoàng đại sư hơi vung tay liền nói ra giang tổng xem ra ngươi nơi này có người tài ba nha ta đi là đại sư tuyệt đối đừng giang bắc gấp hắn nói gấp đại sư ngàn sai vạn sai đều tại ta ngài tuyệt đối đừng cùng tiểu tử này chấp nhận a à. hắn lập tức lại hướng diệp phàm nói ra tiểu diệp ngươi còn không mau hướng hoàng đại sư nhận lầm long vương nhíu mày hắn nói ra có lẽ không là tiểu phàm sai đâu đại sư nếu là đại sư cần gì như thế tức giận liền cái nguyên cớ cũng không hỏi chính là muốn đi chẳng lẽ là tâm hỏng hoàng đại sư nghe vậy cái chán gân xanh đập mạnh hắn hướng giang bắc nói ra ta không muốn gặp lại mấy người này lập tức để bọn hắn xéo đi nếu không ta ngựa đi vâng 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 giang bắc vội vàng đến cùng long vương cười làm lành nói ra long ra người biết ta hiện tại là không có cách nào ta cầu ngươi thật sự là buồn cười diệp phàm lạnh lùng nói ra Bản sự không lớn, tính khí lại lớn. Ta tuy nhiên không hiểu bát quái chi thuật, nhưng cũng biết cái này căn bản không phải cái gì ly hỏa chi hung cục. Tốt, ngươi nói cho ta biết, đây là cái gì cục? Hôm nay ngươi như nói không nên lời cái như thế về sau, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi hối hận, nghi vấn ta hoàng đại sư hội có hậu quả gì không? Hoàng đại sư nghiến răng nghiến lợi nói ra. Diệp phàm nói ra, cái gì cục ta hiện tại không nói, nhưng ngươi phương pháp tuyệt đối phá không suối nước nóng khốn cảnh đã ngươi cân đại sư vậy rất tốt ta để ngươi tới trước ngươi nếu là phá ván này ta hướng ngươi dập đầu nhận lầm ngươi như phá không mà ta phá như vậy ngươi về sau hướng ra phía ngoài người thừa nhận ngươi căn bản tính không được đại sư từ đó giang hồ lại không hoàng đại sư ngươi có dám thiếu niên phong mang tại lúc này triển lộ phát huy vô cùng tinh tế ngươi hoàng đại sư giận không nhịn nổi hắn cả đời danh tiếng, há có thể cùng cái nhỏ nhi tướng đánh bạc. Ván này, vốn không nhất định có thể phá. Hoàng đại sư nói ra, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi làm sao phá. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, hắn đối Hoàng đại sư thực không có hảo cảm. Người này có lẽ thật có một ít chân tài thực học, nhưng quá mức cuồng vọng. Hắn không thích. Vậy là ngươi thừa nhận, ngươi phá không? Diệp Phàm ép hỏi. Chẳng lẽ ngươi nhất định phá đến? Hoàng đại sư nói ra không sai diệp phàm nói ra hoàng đại sư cắn răng nói ra tốt ngươi như phá đến từ nay về sau ta gặp ngươi liền vòng quanh ngươi đi diệp phàm nói ra tốt sau đó diệp phàm lập tức thi triển đại thiên nhãn thuật ly hỏa kim đồng thi triển đi ra thần mang vàng óng lóa mắt cùng cực oanh đón lấy toàn bộ suối nước nóng dưới đáy chấn động diệp phàm đem vệ huyết kiếm nhất đạn cái này vệ huyết kiếm lập tức như mũi tên bắn giết đi vào. Lại chỉ một lúc sau, vệ huyết kiếm phi hồi, bay sau khi trở về, mũi kiếm đâm một khỏa đẫm máu trái tim. Trong này, căn bản không có cái gì ly hỏa kết quả, bất quá là bởi vì trong ôn tuyển bộ tinh khí ngưng luyện, thế mà xuất hiện một đầu hỏa sát yêu ma tinh quái. Cái này yêu ma tinh quái đem bốn phía tất cả rời rạc hỏa sát hấp thu, như tại suối nước nóng dưới đáy nổi lên nổi lớn lô một dạng. Đây mới là suối nước nóng sôi trào nguyên nhân, lúc này, lửa này rất yêu ma tinh quái đã bị ta giết chết, không lâu sau, suối nước nóng nhiệt độ tự nhiên sẽ hạ xuống đi. Diệp Phàm sau đó đem cái viên kia trái tim ném vào đến phòng bị tu di chi. Giang Bắc, Hoàng đại sư nhìn thấy Diệp Phàm thi triển thần thông, lại là đã ngốc. Diệp Phàm hướng Giang Bắc lạnh lùng nói ra, Giang tổng, Long gia là người bạn tốt nhiều năm. Đáng tiếc, ngươi không tin bằng hữu của mình lại nhất định phải tin cái gì giả dối không có thật đại sư. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, hôm nay nếu không có muốn vì Long Gia giành lại cái này một hơi, ngươi chính là cho ta Kim Sơn, Ngân Sơn, ta cũng lười cứu ngươi. Hắn sau khi nói xong, liền nói với Long Vương, lão đại ca, chúng ta đi thôi. Long Vương hân úy gật gật đầu, nói ra, tốt, đi. Đêm đó 3 giờ sáng, Diệp Phàm mới về đến nhà. Cũng may Diệp Mấu hiện tại đối Diệp Phàm rất là tín nhiệm cùng buông lỏng, cho nên cũng không truy vấn. Mà tại ngày thứ hai sớm, Long Vương mang theo Giang Bắc tới gặp Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn là đi ra đường phố, Long Vương xe Bentley. Xe Bentley bên trong, Giang Bắc lúc này lại nhìn Diệp Phàm ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Hắn nói ra, Diệp Đại Sư, hôm qua là ta có mắt không biết vàng khảm ngọc. Hết thảy, đều là ta sai lầm, còn mời Đại Sư đừng nên trách đây là trả thù lao phí ngài nhất định muốn nhận lấy đó là một chương ba triệu chi phiếu diệp phàm cũng không nói lời nào cũng không có đưa tay đón giang bắt tay dừng tại giữ không trung lúng túng không thôi long vương tẳng hắng một cái nói ra tiểu phàm đây là ngươi nên được thu cất đi diệp phàm nhìn long vương liếc một chút sau đó gật gật đầu nói ra tốt giang bắc gặp diệp phàm lấy tiền lúc này mới thở phào một hơi Trưa hôm đó, Diệp Phàm đi ngân hàng xử lý cái này 3 triệu chi phiếu. 2 triệu lưu trữ mẫu thân mình tài khoản, hắn vẫn luôn dùng mẫu thân tài khoản thẻ ngân hàng. Mặt khác 1 triệu, hắn dùng mặt khác một chương thẻ. Cái này 1 triệu, hắn quyết định cầm đi cho Long Vương. Cứ việc Long Vương sẽ không để ý, nhưng hắn có hắn nguyên tắc. Tại Long Vương trong biệt thự, Long Vương nhiệt tình chiêu đãi Diệp Phàm. Diệp Phàm đem 1 triệu thẻ ngân hàng đưa tới Long Vương trước mặt lão đại ca, đây là một triệu, hết thảy đều là ngươi xe chỉ luồn kim. Hy vọng ngươi có thể thu phía dưới. Long vương ngốc ngẩn ngơ, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, tiểu phàm, người đây là tại đánh lão ca ca mặt A. Diệp phàm nói ra, thân huynh đệ, tính sổ sách rõ ràng. Long vương sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, ta cái này lão đại ca, có đếm mãi không hết ra tài. Làm lão đại ca, giúp ngươi giới thiệu sinh ý, còn muốn quất ngươi thành cái kia đây là cái gì bằng hữu cái này là hoàn toàn sinh ý tiền người thu hồi đi người lại như vậy về sau khác bước vào ta chỗ này môn thế nhưng là diệp phàm bỗng cảm giác khó xử long vương nghiêm nghị nói ra thu hồi đi diệp phàm bất đắc dĩ chỉ phải thu hồi long vương lúc này mới cười một tiếng hắn tựa hồ càng ngày càng ưa thích diệp phàm người trẻ tuổi này bất quá tiểu phàm a long vương sau đó cười một tiếng nói ra, ngươi không để ý tới tài, tài không để ý tới ngươi, ngươi muốn là tin được ta. Ngươi đem cái này một triệu lưu tại ta chỗ này, ta có thể giúp ngươi làm điểm đầu tư. Ta đương nhiên tin được, Diệp Phàm nói gấp. Diệp Phàm vui sướng đem 2 triệu cho Diệp Mẫu, làm Diệp Mẫu tại máy nghiệm chứng sự thật này về sau, lập tức lấy 20 ngàn khối về nhà. Diệp Mẫu không dám tin, đồng thời lại mừng rỡ như điên. Mẹ, đây chỉ là bắt đầu. Tương lai ta cũng sẽ giống như sư phụ, tiền tài đều chỉ có thể trở thành chúng ta tay một cái tiểu công cụ. Chờ ta giấy đến đầy đủ tiền về sau, ta có thể an tâm đi tu luyện. Diệp Phàm nói như vậy. Diệp Mẫu hồi tưởng lúc trước, lại trước mắt, hết thảy đối với nàng mà nói, đều là tựa như ảo mộng. Về sau, Diệp Mẫu nói muốn muốn mua phòng. Diệp Phàm tự nhiên không có ý kiến, để Mẫu thân đi toàn quyền phụ trách hai triệu tại tân hải muốn tiền đặt cọc mua nhà có chút khó khăn diệp phàm muốn cho mẫu thân tốt chỗ ở hắn nói ra mẹ ngài trước tiên có thể nhìn lấy ta sẽ mau chóng dạy đến tiền để ngài tiền đặt cọc mua cái căn phòng lớn diệp mẫu nói ra tốt 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 ta biết nhi tử ta sẽ có triển vọng lớn an bài hết thảy về sau diệp phàm trở lại trong phòng mình hắn đem viên kia đẫm máu trái tim lấy ra đại thiên nhãn thuật cần canh kim chi khí còn cần các loại hỏa tinh chi khí thối luyện hai mắt. Diệp Phàm thầm nghĩ, cái này trái tim bên trong, toàn bộ đều là thiên nhiên hỏa tinh, ta được thật tốt hấp thu. Đón lấy, Diệp Phàm ngưng tụ ra một miệng hỏa diễm chi kiếm, đem cái này trái tim mở ra. Hắn hấp thu đầy đủ canh kim chi khí, trong não vực hình thành canh kim bản nguyên. Bản nguyên thôi động, liền có thể hình thành hỏa diễm chi kiếm. Cái này giống là quân nắm giữ địa sát chi tinh một dạng, có thể ngưng tụ băng xương chi lực hỏa diễm chi kiếm trực tiếp đem trái tim mở ra cái này tàn khốc trái tim bên trong lập tức phiêu tán vô số màu đỏ hỏa diễm đi ra những ngọn lửa này ở trên không phiêu tán gian lận chăm đoá tới những ngọn lửa này cực hung mãnh liệt một khi đụng chạm lấy bất luận cái gì vật thể trong nháy mắt có thể đem cả tòa lầu dẫn đốt này hỏa diễm chính là nam minh ly hỏa diệp phàm không dám buông lỏng cấp tốc thi triển ra canh kim hỏa diễm lốc xoáy tới sau đó, bốn phía tất cả hỏa diễm đều bị hút vào đến vòng xoáy này chi. Diệp Phàm sau đó lại thi triển ra ly hỏa kim đồng tới. Rất nhiều hỏa diễm, dung nhập vào ly hỏa kim đồng thần mang chi, dần dần co vào đến Diệp Phàm hai mắt. Diệp Phàm hai mắt bị này hỏa diễm thối luyện, càng hung mãnh hơn, lóa mắt. Hồi lâu sau, Diệp Phàm thu hồi thuật pháp. Hắn ly hỏa kim đồng, lại tầng lầu. Quả nhiên, ta cần càng nhiều lịch duyệt lần này không chỉ có kiếm tiền, còn phải nam minh ly hỏa. Diệp Phàm không khỏi đại hỉ, hắn đối với dạng này nhân sinh, mười phần ưa thích. Hắn cảm thấy tràn ngập khiêu chiến, không lại dung tục. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm thời gian đều qua rất bình tĩnh. Mà chỉ chớp mắt, đã đến nguyên đán. Nguyên đán thời điểm, trong trường học cử hành nguyên đán dạ hội. Một đêm kia, lớp trưởng Khương Sơ Nhiên biểu diễn thiên nga múa, kinh diễm toàn trường. Khương Sơ Nhiên không tiếp tục để ý Diệp Phàm khiến Diệp Phàm bình tĩnh tâm hồ hoặc nhiều hoặc ít có chua sót. Nhưng Diệp Phàm Thủy chung không có cái gì đi làm. Nguyên đán nghỉ ngày đầu tiên, Long Vương cho Diệp Phàm gọi điện thoại. Tiểu Phàm, Long Vương ở bên kia cười tùm tìm. Diệp Phàm đối Long Vương có chút tôn trọng, vừa cười vừa nói, lão đại ca. Long Vương nói ra, hôm nay muộn, ta bên này cử hành một cái giả tiệc từ thiện, người đến lúc đó tới chơi đùa đi diệp phàm lập tức nói ra cái này lão đại ca ta vẫn là không đến đây đi long vương nói ra tiểu phàm người đây không hiểu sao ta để ngươi tham gia giả tiệc từ thiện là để ngươi thấy nhiều hạ thế mặt cũng nhiều nhận biết một số người biết không diệp phàm ngẫm lại tâm đạo thế thì cũng được hắn cảm thấy mình vẫn là quá quê mùa ba ba cần nhiều mở mang kiến thức một chút mắc như vậy tộc giả hội loại hình đồ vật không phải vậy cùng một chút kẻ có tiền ở chung lúc rất dễ dàng rụt rè. Vậy được rồi, Diệp Phàm nói ra. Long Vương nói tiếp, ừm, um, đợi chút nữa ta để ta cháu gái tới đón ngươi, thuận tiện để cho nàng dẫn ngươi đi mua hai hợp thể vừa y phục. Diệp Phàm nói ra, ách, chính ta đi mua tốt. Long Vương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta còn không biết ngươi ánh mắt, chính ngươi có thể mua được phù hợp y phục sao. Diệp Phàm thẹn thùng, Long Vương theo rồi nói ra, nói như vậy bình tĩnh. Điện thoại như thế treo. Tại Long Vương trong biệt thự, Đựng Thúc nói với Long Vương, "Lão gia, xem ra ngài vẫn là thật ưa thích tiểu gia hỏa này." Long Vương mỉm cười, hắn nói ra, "Ta lúc tuổi còn trẻ, lớn nhiều vì công danh tiền tài mà sống, sống cái này hơn nửa đời người, rất khó đụng phải giống tiểu phàm dạng này thần mà đơn thuần hài tử." Đựng Thúc ở một bên liền cũng mỉm cười, không nói thêm lời. Long Vương cháu gái gọi là Quý trời trong xanh, 16 tuổi tiểu cô nương Diệp Phàm đại mấy tháng. Cũng là lớp 12, giống nhau là sang năm nửa năm thi đại học. Có điều nàng cùng Diệp Phàm không cùng trường, mà là tại càng tốt hơn một học. Quý trời trong xanh là cái thời thượng mà nhu thuận nữ hài, lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Khương sơ nhiên càng nhiều một tia quý khí cùng hào phóng. Quý trời trong xanh mặc lấy áo khoác màu đen, mang theo đỏ khung kính dâm lớn xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Nàng bôi lên son môi, có vẻ hơi tươi đẹp, nhưng cũng tuyệt không chảy tại diễm tục. Diệp Phàm là tại dưới tình huống như vậy cùng quý trời trong xanh gặp mặt. Quý trời trong xanh ngồi tài xế lái một xe Cadillac tới. Diệp Phàm vừa mới đi tới, quý trời trong xanh đã xuống xe. Nàng hào phóng hướng Diệp Phàm ngoắc. Diệp Phàm đi tới, hắn nhìn thấy quý trời trong xanh về sau, có chút tim đập rộn lên, cũng có chút tâm thần bất định. Quý trời trong xanh khách khách cười một tiếng, nói ra, Diệp Phàm, người tốt long ra ra để cho ta tới tiếp ngươi ngươi tốt diệp phàm vươn tay cùng quý tình tuyết bạch nhu di nắm cùng một chỗ hai người một nắm liền phân ra quý trời trong xanh theo rồi nói ra mời xe đi diệp phàm gật đầu xe về sau quý trời trong xanh nói với tài xế đi yến tòa trung tâm mua sắm tốt tôn tiểu thư tài xế nói ra diệp phàm có vẻ hơi câu nệ diệp phàm ta gọi quý trời trong xanh tinh tiểu thư tốt, cái kia có gọi như vậy, chúng ta không tranh lệch nhiều đi. Nếu không ngươi gọi ta tình nhi, hoặc tình nhi muội muội lại muốn không, tình nhi tỷ tỷ cũng có thể. Quý trời trong xanh rất có cảm nhiễm lực, để Diệp Phàm trong nháy mắt không có gì khoảng cách cảm giác. Tình nhi, Diệp Phàm mỉm cười, ta long ra ra rất ít khen người đâu, hắn nói ngươi là cái vô cùng thú vị chơi vui người trẻ tuổi. Quý trời trong xanh nói ra. Diệp Phàm nói ra, là Long Gia Gia quá khen. Quý trời trong xanh cười một tiếng, nói ra, Long Gia Gia sẽ rất ít khen một cái giống người đại thiếu niên như vậy. Ta cảm thấy, người nhất định có chỗ đặc biệt gì. Hai người cười cười nói nói, thời gian qua rất nhanh. Cũng giải lẫn nhau bối cảnh. Quý trời trong xanh bậc cha chú bên này, đều là trung tâm mua sắm tinh anh, trong nhà đều là ức vạn phú ông. Liền đều là danh môn xuất thân, bất quá quý trời trong xanh ra giáo rất tốt, một chút cũng không có vinh vào hung hăng cảm giác. Mà lại, nàng còn rất cẩn thận, vô cùng chiếu cố Diệp Phàm cảm thụ. Đến mức Diệp Phàm gia đình bối cảnh, vậy nói ra, là keo kiệt đến có chút không lấy ra được. Quý trời trong xanh tâm hồ nghi, không hiểu dạng này một thiếu niên, là làm sao để ra ra mình như vậy nhìn với con mắt khác. Đương nhiên, nàng tuy nhiên mang trong lòng nghi, nhưng cũng bất động thanh sắc. Tại Yến tòa trung tâm mua sắm mua hai bộ quần áo, Diệp Phàm mình trả tiền hắn hiện tại tay có tiền vạn thanh khối y phục vẫn là mua được quý trời trong xanh ngược lại là lòng không đành cảm thấy thiếu niên này xuất ra số tiền này đến khẳng định không dễ thế nhưng là nàng vốn là không có ý định để diệp phàm xuất tiền nhưng diệp phàm kiên trì nàng cũng không có cách nào giả dạ tiệc từ thiện cử hành địa điểm là tại tân hải rất không tệ một nhà khách sạn năm sao bên trong quán rượu này gọi là tinh quang thôi sán lớn bao nhiêu ngôi sao đến tân hải đều là ở chỗ này nghỉ chân. Dạ hội cử hành địa phương là tại lầu ba phòng yến hội, cái kia trong phòng yến hội tinh quang thôi sán. Diệp phàm mặc lấy trắng như tuyết taxi đâu, áo mũ chỉnh tề cùng quý trời trong xanh tiến vào trong phòng yến hội. Quý trời trong xanh mặc màu đỏ lễ phục dạ hội, càng là xinh đẹp phi phàm. Hai người như vậy cùng một chỗ, ngược lại là có chút kim đồng ngọc nữ vị đạo. Tiến vào yến hội về sau, quý trời trong xanh bởi vì có rất nhiều quen biết bằng hiếu, đi trước cùng những bằng hữu kia chào hỏi đi. Quý trời trong xanh cũng không tính giới thiệu Diệp Phàm cho nàng các bằng hữu, bởi vì nàng lo lắng những bằng hữu kia nhóm hội xem thường Diệp Phàm, cho Diệp Phàm mang đến khó chịu. Một ngày này ở chung xuống tới, quý trời trong xanh cảm thấy Diệp Phàm ra thế tuy nhiên không tốt, nhưng lại rất sạch sẽ thuần túy. Nàng không hy vọng thiếu niên này thụ thương, mà Diệp Phàm cũng vui vẻ tự tại, một người xuyên thẳng qua tại yến hội bên trong, bắt chút chính mình muốn ăn đồ ăn. Giả dạ tiệc từ thiện còn chưa bắt đầu, rất nhiều người đều mỗi người tụ chất thành một đống nói chuyện phiếm. Yến hội bên trong từ phục vụ bữa tối, rực rỡ muôn màu, không thiếu gì cả. Nhẹ nhàng âm nhạc như nước chảy cuồn cuộn mà ra. Sân khấu màn hình lớn bên trong giảng thuật giả dạ tiệc từ thiện dự tính ban đầu. Diệp Phàm lần thứ nhất kiến thức đến cao như vậy tầng giả dạ hội, hết thảy đều bị hắn cảm thấy có chút không kịp nhìn. Tại hắn đi xuyên qua muộn như vậy trong hội lúc, lại không cẩn thận đụng phải người quen. Diệp Phàm, Khương Sơ Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng nhìn đến Khương Sơ Nhiên, Khương Sơ Nhiên cùng Tạ Tiểu Hàm, còn có Trịnh Hoa Thanh bọn người cùng một chỗ. Trận này dạ hội, Trịnh Hoa Thanh phụ thân chịu đến mời. Trịnh Hoa Thanh phụ thân cho Trịnh Hoa Thanh một chút danh ngạch, Trịnh Hoa Thanh mang Khương Sơ Nhiên bọn người tới. Khương Sơ Nhiên các nàng đều biết, loại này dạ hội không phải người bình thường có thể đi vào cho nên giờ phút này khương sơ nhiên nhìn đến diệp phàm nàng là cỡ nào giật mình nha diệp phàm bộ quần áo này nhìn lấy thật đắt a à? cùng trịnh hoa thanh cùng một chỗ lưu cường lập tức cười hì hì nói ra mụ mụ ngươi địa khỏi bệnh ngươi có tiền mua thuốc y phục này là ngươi sao nên không phải trộm được a à? gia hỏa này liên tiếp nã pháo câu câu đều là tổn hại diệp phàm khương sơ nhiên lập tức chừng liếc một chút lưu cường nàng nói ra ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm. Lưu Cường xem thường, nói ra, vốn là nha, nơi này, là hắn thứ quỷ nghèo này có thể tới. Ta nhìn hắn y phục này 99% là trộm được. Trịnh Hoa Thanh đồng thời không phải nói chuyện, đây là hắn chỗ cao minh. Tạ Tiểu Hàm lập tức cũng nói, Diệp Phàm người tới nơi này, có thư mời sao. Nên không phải vụng trộm lăn lộn vào đi, nếu thật là dạng này, ta khuyên ngươi nhanh đi ra ngoài đi không phải vậy bị phát hiện khó chịu còn mất mặt khương sơ nhiên nhìn về phía diệp phàm nàng nói ra ngươi vẫn là đi mau đi ngươi cũng cảm thấy ta là vụng trộm trà trộn vào đến diệp phàm nhìn về phía khương sơ nhiên nhạt âm thanh hỏi không phải vậy đâu khương sơ nhiên hỏi lại ngươi biết đây là địa phương nào sao diệp phàm còn chưa lên tiếng khương sơ nhiên tiếp tục nói nơi này là long vương cử hành giả tiệc từ thiện mời đều là có mặt mũi nhân vật. Cha ta cũng không có tư cách tiến đến, là chúng ta dính hoa thanh quang mới tiến vào. Ngươi nói ngươi không phải vụng trộm tiến đến, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao tiến đến. Trịnh Hoa Thanh ở một bên xem kịch vui giống như nhìn lấy Diệp Phàm giờ khắc này, hắn cảm thấy rất là thống khoái. Diệp Phàm nhìn về phía Khương Sơ Nhiên, hắn nói ra, ta muốn nói là Long Vương tự mình mời ta đến, ngươi tin không? Đầy đủ, Diệp Phàm khương sơ nhiên nói ra ta chưa từng có xem thường ngươi nghèo người không có cái gì cái này không đáng xấu hổ nhưng không có cái gì lại phải làm bộ có cái gì lúc này mới đáng xấu hổ ngươi đừng để ta xem thường ngươi ta lời nói ngươi xưa nay sẽ không tin tưởng diệp phàm mang theo vẻ cô đơn nói ra khương sơ nhiên nói ra ta làm sao tin tưởng ngươi ngươi một hồi nói sư phụ ngươi biết bay một hồi chạy tới nơi này nói là long vương tự mình mời ngươi tới Ngươi có thể làm một chuyện đáng tin sự tình để ta tin tưởng ngươi sao?" Diệp Phàm trầm mặc nửa ngày, về sau, hắn nói ra, "Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi tin tưởng, ta cho tới bây giờ chưa từng lừa ngươi." Hắn nói xong quay người muốn đi gấp. Ngay vào lúc này, lại có mới biến cố xuất hiện. Bên kia một tên giả tiệc từ thiện phó chủ quản tới. "Chủ quản này họ Vương, Vương chủ quản đến đây trước cùng Trịnh Hoa Thanh chào hỏi." Vương chủ quản cùng Trịnh Hoa Thanh là rất quen đón lấy vương chủ quản lại hỏi nơi này xảy ra chuyện gì sao trịnh hoa thanh còn chưa mở miệng cái kia lưu cường nói chuyện trước lưu cường chẳng khác gì là trịnh hoa thanh côn đồ trịnh hoa thanh muốn tại khương sơ nhiên trước mặt bảo trì phong độ mà lưu cường hết sức nhầm vào diệp phàm sau đó trịnh hoa thanh cũng tự nhiên sẽ cho lưu cường chỗ tốt lưu cường nói ra vương chủ quản ngài đến vừa vặn nơi này có người chúng ta hoài nghi hắn không có thư mời là lén lút trà trộn vào đến vơ vét chỗ tốt có dạng này sự tình vương chủ quản sắc mặt nhất thời khó nhìn lên vương chủ quản đi vào diệp phàm trước mặt nói ra vị tiên sinh này mời ngươi đưa ra ngươi thư mời diệp phàm lắc đầu nói ra không có khương sơ nhìn thấy thế tỏa ra không đành lòng nhưng càng nhiều là thất vọng mà hắn mấy người thì là một bộ quả là thế thần sắc vương chủ quản sắc mặt nhất thời tái nhợt nói ra mời ngươi lập tức rời đi Diệp Phàm nói ra, là Long Vương mời ta đến, người có thể đi hỏi Long Vương. Ha ha ha, Lưu Cường dẫn đầu cười vang. Hắn lại còn nói hắn là Long Vương tự mình mời tới, thị trường đều không lớn như vậy mặt mũi đi. Lưu Cường nói ra, tạ tiểu hàm, trịnh hoa thanh cũng cũng nhịn không được cười. Khương sơ nhiên sắc mặt càng phát ra khó coi, nàng cảm thấy Diệp Phàm biến, trở nên vô liêm sỉ, hoàn toàn không có trước kia chân thành cùng hồn nhiên vương chủ quản lạnh lùng mắt nhìn diệp phàm nói ra vị tiên sinh này ngươi bây giờ lập tức rời đi đây là tôn trọng chính ngươi bằng không ta sẽ để cho bảo an đưa ngươi đuổi ra ngoài đây là chúng ta đều không muốn nhìn thấy cục diện diệp phàm hít sâu một hơi hắn hướng vương chủ quản nói ra tốt tốt ngươi không ngại ta gọi điện thoại a vương chủ quản nói ra ừm um. diệp phàm chính muốn lấy điện thoại di động ra bấm long vương dãy số ngay vào lúc này quý trời trong xanh rốt cuộc tới. Nàng một tới nói, Diệp Phàm, nguyên lai người chạy nơi này đến. Tinh tiểu thư, vương chủ quản gặp quý trời trong xanh, lập tức cung kính nói ra. Quý trời trong xanh mỹ mạo phi phàm, nàng xuất hiện để trịnh hoa thanh bọn người hai mắt tỏa sáng. Quý trời trong xanh liếc nhìn mọi người, nàng cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, liền hỏi, chuyện gì phát sinh. Vương chủ quản nói ra. Diệp phàm từ tốn nói, không có gì cũng là vị này vương chủ quản nói ta không có thư mời cần thỉnh an bảo vệ đem ta đuổi ra ngoài hắn đón đến nói ra ta nhìn ta vẫn là khác tự chúc nhục nhã tốt cáo từ diệp phàm tâm lý thật là rất nổi nóng hắn cũng không phải nê bồ tát diệp phàm muốn đi quý trời trong xanh giật mình nói gấp diệp phàm thật xin lỗi đây đều là ta sơ sẩy nàng sau đó có chút nổi nóng nói ra vương chủ quản người có lầm hay không diệp phàm là long ra ra tự mình bàn giao để ta đi mời tới ta dẫn hắn vào cửa người hơi đi giải tình hình bên dưới huống cũng không trở thành làm thành bộ dạng này ta nhìn người cũng không cần làm xéo đi nhanh lên đi tinh tiểu thư ta vương chủ quản nhất thời khóc tang mặt khương sơ nhiên mấy người cũng là bị kinh ngạc hoàn toàn không nghĩ tới diệp phàm thật sự là long vương tự mình mời tới diệp tiên sinh thật xin lỗi thật xin lỗi Vương chủ quản lập tức hướng Diệp Phàm cúc cung xin lỗi. Diệp Phàm cũng không phải là đúng lý không tha người, hắn hít sâu một hơi, nói ra, tính toán. Sau đó, hắn lại mắt nhìn Khương Sơ Nhiên, nhạt lạnh nói ra, ta nói qua, ta không có nói láo. Sau khi nói xong, Diệp Phàm hướng vừa đi mở. Quý trời trong xanh vội vàng đi theo, nàng hung hăng hướng Diệp Phàm xin lỗi. Tại một chỗ yên lặng trong hành lang, ngươi lại không có làm gì sai, làm gì hướng ta nói xin lỗi diệp phàm hướng quý trời trong xanh mỉm cười nói ra ngươi đừng nóng giận có thể sao quý trời trong xanh nói ra diệp phàm nói ra ta không có sinh khí quý trời trong xanh khe khẽ thở dài nói ra ngươi thoạt nhìn không có sinh khí nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi rất tức giận diệp phàm cũng thở dài nói ra thực không trách bất luận kẻ nào nàng hiểu lầm ta cũng rất bình thường Vốn là, sẽ không ai tin tưởng cả ta, là chính ta lịch luyện không đủ, nếu như coi ta đủ cường đại lúc, khi đó, ta cho dù là nói láo, cũng sẽ không có người đến hoài nghi ta. Mà không phải giống bây giờ, ta nói thật ra, tất cả mọi người coi ta là đang nói láo. Ngươi nói cái gì, ta đều sẽ tin tưởng ngươi." Quý trời trong xanh rất nghiêm túc nói. Diệp Phàm nói ra, "Cảm ơn." Phát sinh dạng này sự tình, Diệp Phàm có chút mất hết cả hứng hắn đối quý trời trong xanh nói ra ta muốn rời đi trước người giúp ta cùng long gia gia nói một tiếng được không quý trời trong xanh nói ra muộn như vậy sẽ thực cũng rất không có ý nghĩa như vậy đi ta cùng ngươi cùng đi diệp phàm nói ra cái này không tốt lắm đâu quý trời trong xanh hì hì cười một tiếng nói ra có cái gì không tốt ta muốn là trực tiếp đi long gia gia nhất định không cho phép nhưng ta nói là phải bồi ngươi long gia gia khẳng định sẽ đáp ứng Ngươi cho ta làm một lần tấm mộc đi." Diệp Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, "Tốt." Sau đó về sau, Quý trời trong xanh cho Long Vương gọi điện thoại. Diệp Phàm bàn giao nói ra, "Đừng đề cập Vương chủ quản sự tình, đều là kiếm miếng cơm, không dễ dàng." Quý trời trong xanh nao nao, nàng nhìn nhiều Diệp Phàm liếc một chút, cảm thấy Diệp Phàm thật là một cái đặc biệt thiện lương thiếu niên. Diệp Phàm thoạt nhìn là bình thường, nhưng hắn làm cho Khương Sơ Nhiên đối với hắn nhìn với con mắt khác. Cái này cũng có thể nói rõ, cho dù là bình thường như lúc trước Diệp Phàm, thân thể cũng là có điểm nhấp nháy. Hắn nếu là thân thể không có những thứ này điểm nhấp nháy, như vậy La Quân cũng nói cái gì cũng không biết thu hắn làm đệ tử. Ở xã hội hiện nay bên trong, tựa hồ trung thực, thiện lương đều hội bị người nhạo báng. Nhưng tránh thức có thể vĩnh cửu lâu dài, vĩnh viễn là nhân phẩm hai chữ. Lừa gạt, chiếm tiện nghi chỉ có thể đi nhanh nhất thời điện thoại rất nhanh thông quý trời trong xanh nói ra long ra ra vừa mới diệp phàm đụng phải mấy cái đồng học mọi người trò chuyện có chút mất hứng hắn nói muốn đi ra ngoài đi một chút ta cùng hắn cùng một chỗ long vương là sành sỏi người hắn vừa nghĩ có thể minh bạch đại khái xảy ra chuyện gì liền nói ra dạng này a à, cái kia người thật tốt bồi phía dưới tiểu phàm đi được rồi long ra gia, gia. Quý trời trong xanh sau đó vui sướng tắt điện thoại. Ra giả dạ tiệc từ thiện về sau, quý trời trong xanh nói ra, khó được còn có thời gian, đi, ta dẫn người đi một chỗ. Diệp phàm yên lặng, nói ra, địa phương nào. Quý trời trong xanh nói ra, đi biết. Diệp phàm dù sao dù sao cũng rảnh rỗi, liền nói ra, vậy được rồi. Quý nắng ấm diệp phàm xe chuyên dụng, quý trời trong xanh trùng tư máy nói ra, đi u linh chủ đề quán ba. Tài xế kia nhất thời khó xử, nói ra, tôn tiểu thư, cái này không được đâu. Lão ra nếu như biết rõ. Quý trời trong xanh nói ra, trương thúc, người yên tâm đi, ta muốn đi ca hát. Chẳng lẽ ngài còn không hiểu ta sao? Trương Thúc bất đắc dĩ, nói ra, vậy được rồi. Bất quá ta đến cùng các ngươi cùng một chỗ. Quý trời trong xanh khách khách cười một tiếng, nói ra, không có vấn đề. Trương Thúc sau đó lái xe tiến về U Linh chủ đề quán ba. U Linh chủ đề quán 3 là từ La Quân một tay sáng tạo, bất quá đoạn lịch sử này, ít có người biết rõ. Bây giờ quán 3 bà chủ Đinh Hàm đang xử lý cái này quán rượu. U Linh chủ đề quán 3 là Tân Hải thành phố một cái trọng yếu tiêu chí. Cái kia một đoạn lệ quỷ truyền thuyết, đầy đủ khiến người ta vĩnh viễn nói chuyện say xưa. Quý trời trong xanh tại xe nói với Diệp Phàm U Linh chủ đề quán 3, người đi qua chưa? Diệp Phàm lắc đầu, nói ra, không bất quá ta nghe nói qua. Nghe nói bên trong trước kia là có một cái lệ quỷ, chính phủ thật lâu đều không có cách nào giải quyết. Nhưng cũng là hiện tại lão bản đem chỗ đó lệ quỷ thu phục, sau đó mở như thế một quán rượu. Quý trời trong xanh nói ra, đúng, không sai, ta long ra ra cùng vị lão bản kia còn đã gặp mặt đâu, bất quá lão bản kia đã sớm rời đi Tân Hải. Hiện tại quán ba lão bản là vị rất lợi hại nữ nhân, nghe nói nàng cùng chính trị một chút quan viên đều có rất không tệ quan hệ cá nhân mà lại long ra ra cũng bàn giao nói một số người đừng đi u linh quán ba tìm phiền toái diệp phàm nói ra a à. quý trời trong xanh còn nói thêm có điều diệp phàm người tin tưởng thế gian có quỷ sao diệp phàm vẫn chưa trả lời cái kia lái xe trương thúc trước vừa cười vừa nói tôn tiểu thư nơi đó có cái gì quỷ a à, thần ta bộ xương già này đều chẳng muốn tin cái kia u linh quán ba, chiếu ta nói, là những thương nhân kia làm một chút thương nghiệp mánh lưới, lừa gạt mọi người đi a. À. Quý trời trong xanh ngoác miệng ra nói ra, "Trương Thúc, ngài thật đáng ghét. Ta tin tưởng có ma." Tại lúc này, Diệp Phàm rất có việc nói ra. Quý trời trong xanh nhất thời đến hứng thú, nói ra, "Thật sao? Vì cái gì ngươi sẽ tin tưởng thế gian có quỷ đâu?" Diệp Phàm nói ra, bởi vì người linh hồn là một loại tinh thần vật chất, người sau khi chết tinh thần vật chất hội phiêu tán ở trên không, cũng có có thể không rời, từ đó hình thành quỷ hồn. Cái này không phải là không có đạo lý A, à, mà lại, làm người não vực tu luyện tới trình độ nhất định, còn có thể rời núi lấp biển, cưỡi mây đạp gió. Cái này cũng không phải là không thể. Trương Thúc Phốc Phốc cười một tiếng, lấy tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Hắn vừa cười vừa nói, ta coi là hiện tại chỉ có lão gia hỏa hội phong kiến mê tín, không nghĩ tới tiểu bằng hữu người cũng sẽ tin những thứ này không có khoa học căn cứ đổ vật. Diệp Phàm liền ngậm miệng không nói, hắn biết, hắn hiện tại là thấp cổ bé họng. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới nhìn lớn nhất toàn, chính mình lời nói, quả quyết khó có thể để người tin tưởng. Bất quá lập tức, quý trời trong xanh hướng Diệp Phàm nhẹ cạn cười một tiếng, nói ra, Diệp Phàm ta tin tưởng ngươi đây. Diệp Phàm bỗng cảm giác ngoài ý muốn, nói ra, thật sao? Quý trời trong xanh nói ra, ta tuy nhiên không biết có phải hay không là thật có quỷ, nhưng người nói linh hồn, quỷ là thuộc về tinh thần vật chất, điểm này vẫn là so sánh đáng tin. Đa tả, Diệp Phàm nói ra, tấm kia thúc chỉ là cười khổ lắc đầu, cũng không lại chen vào nói. Rất nhanh, xe chạy đến U Linh Chủ đề quán ba trước. Nơi này là quán ba một con đường, U Linh Chủ đề quán ba tại quán ba một con đường bên trong xem như hạc giữa bầy gà. Bên trong sinh ý vẫn luôn rất hot, mà giờ khác này cũng không ngoại lệ. Trương Thúc tìm địa phương đỗ xe, sau đó cùng tại Diệp Phàm cùng Quý Trời trong xanh đằng sau. Trương Thúc đối Quý Trời trong xanh luôn luôn đều rất là yêu thương, cho nên hắn mặc dù là tài xế, nhưng Quý Trời trong xanh cũng rất tôn trọng Trương Thúc. Đây cũng là Quý Trời trong xanh gia giáo ưu tú duyên cớ. Tiến vào U Linh chủ đề quán 3 chỉnh cái quầy rượu bên trong, không cần mở điều hòa, liền tự có một cỗ ý lạnh như băng. Tại quán ba tầng thứ nhất, cũng là có sân nhảy, còn có âm nhạc rực gân. Mà tại quán ba tầng thứ hai, có cầu nguyện ao, còn có quan hệ với lệ quỷ truyền thuyết những cái kia cố sự. Nơi đó là du khách tất đến chi địa. Quý trời trong xanh tại quầy ba muốn hai chi bia bút cho Trương Thúc một chén quả chanh vui vẻ. Về sau từ quý trời trong xanh mang theo Diệp Phàm đến tầng thứ hai tham quan. Diệp Phàm còn thật là lần đầu tiên tiến quán ba, cái này lại để hắn cảm thấy đây hết thảy đều rất mới hắn nhớ tới chính mình mười mấy năm qua sinh mệnh bên trong thật đúng là không có sức lực rất nhiều một cách tự nhiên đồ vật hắn đều không có đi gặp qua như hắn động liên tục xe cũng còn không có ngồi qua càng không ngồi qua máy bay hết thảy vận mệnh biến hóa đều hẳn là theo gặp phải sư phụ bắt đầu diệp phàm nói thầm còn sống nếu là hèn mọn như bụi bặm ta tình nguyện chỉ rực rỡ một năm tuổi nhỏ tâm cho tới bây giờ sợ hãi đều không phải là tử vong chỉ là sợ mình tại bình thường chi tầm thường cả đời. Mà nhiều ít người, cuối cùng vẫn chết tại tầm thường chi, bất lực đi cùng vận mệnh chống lại. Hay là, chỉ ở trong lòng hò hét qua, phàn nàn qua, nhưng nhưng lại chưa bao giờ đi nỗ lực qua. Đây là đại bộ phận người trẻ tuổi chân thực khắc hỏa. Phàn nàn vận mệnh bất công, xã hội bất công, chính phủ bất công, xuất thân bất công, nhưng không ở chính mình thân thể đi suy nghĩ là không phải mình không có nỗ lực đâu. Diệp Phàm bốn phía quan sát, hắn một bên nhìn, một bên suy nghĩ, tận lực tăng trưởng chính mình kiến thức. Mà, tại lầu hai quan sát hoàn tất về sau, quý trời trong xanh mang theo Diệp Phàm vẫn là trở lại lầu một. Nơi này còn có gian phòng hát, quý trời trong xanh nói ra, Diệp Phàm, Trương Thúc, chúng ta đi ca hát đi. Diệp Phàm không có hứng thú quá lớn, nhưng quý trời trong xanh hào hứng rất cao, cho nên Diệp Phàm cũng không có cự tuyệt quý trời trong xanh đến quầy ba chuẩn bị thuê phòng chính là thật vừa đúng lúc lúc này vừa tốt bên ngoài tiến đến một đoàn người đoàn người này chính là trịnh hoa thanh cùng khương sơ nhiên các nàng tân hải chỉ có lớn như vậy đối với người địa phương tới nói chơi vui địa phương nhiều như vậy trịnh hoa thanh một đoàn người tại giả tiệc từ thiện nếm mùi thất bại tự nhiên cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị bọn họ cũng không phải nhân vật chính sau đó dứt khoát chạy ra đến bởi vì thời gian còn sớm một thương nghị tự nhiên đến cái này u linh chủ đề quán ba ai bảo u linh chủ đề quán ba là tân hải quán ba dưới đây khương sơ nhiên lần đầu tiên nhìn thấy diệp phàm cùng quý trời trong xanh cùng một chỗ quý trời trong xanh mỹ lệ hào phóng nhói nhói khương sơ nhiên khương sơ nhiên dứt khoát bỏ qua một bên đầu làm như không thấy diệp phàm nàng không hiểu tại sao mình lại có dạng này tâm tình cũng không phải bởi vì nàng ưa thích diệp phàm mà chính là cho tới nay nàng là lấy một loại nhìn xuống thái độ đến xem Diệp Phàm. Hôm nay phát sinh hết thảy, lại làm cho nàng cảm thấy Diệp Phàm có chút cao thâm mà chắc. Bất quá đáng giá nói chuyện là, Trịnh Hoa Thanh bọn họ đoàn người này ngược lại là nhiều hai nam một nữ. Nhiều hai nam là công tử nhà giàu, Trịnh Hoa Thanh cũng muốn ngước mắt bọn họ. Nhiều nữ hài là một cái công tử nhà giàu bạn gái. Cái này công tử nhà giàu gọi lôi minh, bạn gái gọi nhiễm dính đến mức một cái khác công tử nhà giàu thì là thân phận lợi hại hơn một chút gọi là lý nhiên lý nhiên phụ thân là cái rất thành công thương nhân lôi minh cũng muốn chỉ nghe lệnh lý nhiên cũng là nói lúc này trịnh hoa thanh đoàn người này là lấy lý nhiên cầm đầu lý nhiên cùng lôi minh cũng theo trưởng bối tới tham gia dạ hội nhưng hai người này cũng cảm thấy không thú vị vừa tốt trịnh hoa thanh nói muốn đi lúc lý nhiên cùng lôi minh các bậc cha chú cùng trịnh hoa thanh phụ thân chính đang tán gẫu sau đó lý nhiên cùng Lôi Minh nói cùng Trịnh Hoa Thanh cùng đi ra chơi. Tất cả mọi người là người cùng thế hệ, cho nên cũng tốt câu thông. Sau đó ước lấy cùng một chỗ đến nơi đây chơi. Lôi Minh ôm nhiễm Dính, hai người rất dính, tuy nhiên đều mới 15, 16 tuổi, nhưng bọn hắn lại là không kiêng nể gì cả. Phải nói, những thứ này công tử nhà giàu, cái kia không trưởng thành sớm đâu. Chẳng qua là còn không dám tại các bậc cha chú trước mặt biểu hiện ra ngoài a lý nhiên là cái có đạo đức người hắn so sánh coi trọng khương sơ nhiên nhưng cũng biết trịnh hoa thanh đối khương sơ nhiên có ý tứ sau đó cũng quân tử không đoạt người chỗ tốt bất quá dưới mắt hắn nhìn đến quý trời trong xanh chính là nhãn tình sáng lên lý nhiên là người thông minh hắn nhìn mặt mà nói chuyện rất là lợi hại vừa tiến đến nhìn ra trịnh hoa thanh cùng diệp phàm quý trời trong xanh nhận biết thế nào anh em nhận biết lý nhiên hướng trịnh hoa thanh nhỏ giọng hỏi trịnh hoa thanh nhạt lạnh cười một tiếng nói ra nhận biết đồng học trong nhà rất nghèo không biết làm sao dựng quý tinh tiểu thư quý trời trong xanh long vương cháu gái bối lý nhiên càng là mắt tỏa ánh sáng đó là cái kết bạn cơ hội thật tốt a à? trịnh hoa thanh nói ra không sai lý nhiên nói ra nếu là đồng học lại gặp phải cái kia cùng nhau chơi đùa đi trịnh hoa thanh chỗ đó có thể không biết lý nhiên tâm tư hắn cũng muốn trợ giúp phụ thân trèo lý nhiên cái này đường nét, cho nên cho dù không nguyện ý cùng Diệp Phàm tiếp xúc. Nhưng cũng theo lý nhiên nói ra, tốt. Sau đó, Trịnh Hoa Thanh cùng lý nhiên trước. Trịnh Hoa Thanh hướng Diệp Phàm cười một tiếng, nói ra, Diệp Phàm thật là khéo, chúng ta ở chỗ này lại gặp phải. Hôm nay sự tình, Lưu Cường làm xác thực quá phận. Ta cùng nhiên nhiên đều hung hăng nói hắn, người không muốn chấp nhặt với hắn. Lưu Cường cũng là gió chiều nào theo chiều nấy người, sau đó lập tức hướng diệp phàm xin lỗi không thể không nói xã hội này thật là khiến người ta giàu có nhưng là cũng để cho rất nhiều thiếu niên đều mất đi hồn nhiên như lưu cường trịnh hoa thanh bọn họ đều đã học hội mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ diệp phàm nhìn lưu cường liếc một chút hắn thực trong lòng cũng là cửa nhỏ thanh chỗ đó có thể không biết hết thảy hạch tâm đều là tại lý nhiên thân thể muốn tán tỉnh quý trời trong xanh diệp phàm ám đạo hắn từ tốn nói không có việc gì đi qua sự tình đừng nhắc lại cùng nhau chơi đùa đi trịnh hoa thanh đề nghị diệp phàm gặp những người này cảm thấy buồn nôn căn bản không có hứng thú này hắn chính muốn cự tuyệt từ nơi nào biết quý trời trong xanh đã nói trước nói tốt ca hát là muốn nhiều người mới tốt chơi diệp phàm thấy thế liền không tốt nói thêm gì nữa sau đó tiếp đó lý nhiên bao một gian bao lớn phòng sau đó hoa quả bia, rượu vang đỏ toàn bộ hướng trong phòng trung vận. Một đoàn người, cũng là bình an vô sự. Quý trời trong xanh sắc thực rất ưa thích ca hát, nàng thanh âm như âm thanh thiên nhiên, như hát gốc. Khiến Lý Nhiên cùng Lôi Minh ồn ào, có phải hay không khai nguyên âm. Quý trời trong xanh ở bên kia vui sướng hát, Khương Sơ Nhiên lại nhịn không được đá Diệp Phàm một chân, nói ra, người cùng ta đi ra. Diệp Phàm gật đầu. Hắn cùng Khương Sơ Nhiên lặng yên không một tiếng động ra gian phòng. Trịnh Hoa Thanh đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, liền đối với Diệp Phàm là càng thêm hận. Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên đến quán ba bên ngoài. Khương Sơ Nhiên mặc lấy màu lam nhạt áo khoác nhỏ, hạ thân quần bò, nàng là thanh thuần như vậy, lại mang theo một tia đáng yêu. Bất quá dưới mắt, nàng có vẻ hơi yêu sầu. Nàng, là Diệp Phàm mộng tình người. Lớp trưởng, Diệp Phàm nhẹ giọng hô. Khương Sơ Nhiên nhìn về phía Diệp Phàm nàng nói ra, người để ta rất thất vọng ừm diệp phàm cảm thấy ngoài ý muốn khương sơ nhiên nói ra người nịnh nọt quý ra đại tiểu thư thì sao đâu người hôm nay đạt được mời thì sao đâu tránh thức có thể thay đổi ngươi cái gì không diệp phàm nói ra ta không có nịnh nọt bất luận kẻ nào ngươi muốn ta như thế nào ta hy vọng ngươi có thể làm ra làm chơi ra chơi thật tốt sách học tập đây mới là ngươi chính đồ khương sơ nhiên nói ra diệp phàm nói ra đó là ngươi cho rằng Khương Sơ Nhiên nói ra, thấy người sang bắt quàng làm họ, loại chuyện này Lưu Cường làm được, ta không có chút nào sẽ cảm thấy quái. Diệp Phàm nói ra, nếu như ngươi nói xong, chúng ta đi vào đi. Ngươi thật không có thuốc nào cứu được, Khương Sơ Nhiên cắn răng nói ra. Diệp Phàm tự diếu cười một tiếng, nói ra, có lẽ đi. Sau đó, Khương Sơ Nhiên không tiếp tục để ý Diệp Phàm, quay người rời đi. Nàng cũng không tính lại tiến quán ba. Diệp Phàm đưa mắt nhìn Khương Sơ Nhiên rời đi, hắn phát một hồi ngốc, sau đó cũng quay người tiến quán ba, trở lại trong phòng chung. Trong phòng chung, hoan thanh tiếu ngữ, tiếng ca không ngừng. Lý Nhiên rất biết lấy quý trời trong xanh hoan hỉ, hơn nữa còn không lộ ra dấu vết, hai người này hợp ca ca khúc lúc, cho người ta kim đồng ngọc nữ cảm giác. Bất quá lập tức, dạng này hài hòa bị người thô bạo đánh gãy. Một cái xuyên tây phục bàn tử mang theo một đám tay chân sông tới. Chúng đều là thất sắc. Quý trời trong xanh cũng là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Cái kia mập mạp tại cái này trong phòng chung liếc nhìn một vòng, ánh mắt khóa chặt Lôi Minh. Hắn giữ tợn cười một tiếng, nói ra, "Là tiểu tử này, mang đi." Lôi Minh hoảng sợ muốn tuyệt. Cái kia mấy tên tay chân muốn trước, lý nhiên làm dẫn đầu đại ca, lại là không thể không ra mặt. Hắn lập tức đứng ra, hướng bản tử lão bản nói ra, "Anh em, ngươi làm cái gì vậy?" Bàn tử lão bản khinh thường mắt nhìn Lý Nhiên, nói ra, người thì tính là cái gì, lăn đi. Lý Nhiên sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, nói ra, anh em, đến cùng chuyện gì phát sinh, chúng ta thật tốt nói. Người không sẽ hỏi phía sau người cái này ngốc thiếu sao. Vừa mới lão tử bất quá là mò xuống hắn bạn gái một chút, hắn liền đem lão tử một trận đánh. Còn buông lời nói tại căn này trong phòng chung, tốt, cuồng rất a. Lão tử muốn nhìn, người cái thẳng con hoang có bao nhiêu cuồng. Nguyên lai like vừa mới, tại Diệp Phàm cùng Khương Sơ Nhiên sau khi ra ngoài. Lôi Minh bạn gái nhiễm dĩnh cũng đi nhà vệ sinh. Nhiễm dĩnh uống chút rượu, có chút tung bay. Cái kia mập mạp lão bản tại ngoài phòng vệ sinh gặp mặt, liền cho rằng là tiểu thư, đi khinh bạc. Muốn giải nhiều người hơn vật nước ngoài, mời thêm WeChat Chat công hào thiên đạo Minh. Lôi Minh vừa tốt chạy tới, cái này lôi Minh chính là huyết khí phương cương tuổi tác trông thấy bạn gái bị khi phụ, cái kia còn đến, lập tức trước đem mập mạp này hành hung một trận. Sau khi đánh xong, còn nói hung ác, nói ra tại trăm linh một gian phòng, có bản lĩnh tìm đến ra. Sau đó không phải sao, mập mạp này đi tìm tới. Bàn tử gọi là Hồng Đào, Hồng Đào là theo đông bắc tới. Tới nơi này là nói chuyện làm ăn, cùng hắn nói chuyện làm ăn người mới thật sự là kim chủ. Vị này kim chủ cũng không phải là tân hải người, Hắn là thuộc về Tĩnh An Bất bên kia. Kim chủ gọi là Dương Tuấn, Dương Tuấn gia tộc Dương gia tại Tĩnh An Bất là thuộc về đại gia tộc, thế lực cực lớn. Long Vương tại Tân Hải Xưng Vương, nhưng ở Dương gia trước mặt cũng phải điệu thấp làm người. Nghe nói Dương gia gia chủ chính là có tên tông sư, tông sư giận dữ, máu phun ra năm bước. Không có người nào dám đắc tội Dương gia. Dương Tuấn là Dương gia đệ tử đời thứ ba Dương gia gia chủ là gia gia hắn. Dương Tuấn lần này cùng Hồng Đào nói chuyện làm ăn, cũng là có ý kiến quân Đông Bắc, cho nên rất cho Hồng Đào mặt mũi. Hắn nghe nói Hồng Đào ở chỗ này thế mà bị người đánh, lập tức sắp xếp người đến cho Hồng Đào xả cơn giận này. Lôi Minh lúc này hoàn toàn sợ, trong nhà hắn là có chút tiền không tệ, nhưng gặp phải loại này chuyên nghiệp tay chân, hắn vẫn là phạm sợ. Lúc này, ngược lại là lý nhiên có phong độ đại tướng. Hắn nói ra, việc này, huynh đệ của ta là có sai ta có thể thay huynh đệ của ta xin lỗi ngươi, nơi này là Tân Hải, phụ thân ta là Lý Kiến Quốc, tại Tân Hải cũng coi như có chút chút tình mọn. Nếu không, ta để phụ thân ta đến bầy một bàn, mọi người vừa uống rượu một bên nói, ngươi thấy thế nào? Cái gì Lý Kiến Quốc, lão tử không biết, hồng đào nói ra, khác cái gì A Miêu A Cẩu cũng lấy ra cùng lão tử bộ mặt mũi. Sau đó, hồng đào phân phó những cái kia tay chân, nói ra, mang về tuấn thiếu gian phòng. Vâng những thứ này đám tay chân nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời lại còn có một loại tiêu sát khí tức lý nhiên cũng hoàn toàn không dám ngăn cản không sai ca cứu ta lôi minh bị mang đi lúc hướng lý nhiên cầu khẩn lý nhiên cắn răng một cái nói ra ta đi chung với ngươi hắn đồng thời hướng trịnh hoa thanh nói ra cùng phụ thân ngươi bên kia gọi điện thoại nói chúng ta bên này tình huống trịnh hoa thanh cũng có chút hoảng hốt hắn gật gật đầu còn đánh sao điện thoại cái kia hồng đào đột nhiên vừa quay đầu lại, cười gần nói, toàn bộ dẫn đi. Sau đó, đám tay chân đến ngang ngược không thu tay lại máy. Trương Thúc lập tức ngăn ở quý trời trong xanh trước mặt, hắn quát nói, các ngươi làm cái gì? Có biết hay không chúng ta tinh tiểu thư là ai? Ôi hắc, cái này một phòng toàn người, toàn đại nhân vật A. Hồng đào cười lạnh không thôi. Trương Thúc cũng bị tay chân nhất quyền quật ngã. Về sau, cả đám, bao quát diệp phàm điện thoại di động toàn bộ bị mất đi. Sau đó lại bị bức ép lấy đưa đến mặt khác một gian trí tôn trong phòng chung. Cái kia trong phòng chung, Tuấn Thiếu, Dương Tuấn đang cùng hai cái quầy rượu công chúa chơi đổ xúc sắc uống rượu trò chơi. Sau lưng Dương Tuấn, còn có hai tên bảo tiêu. Cái kia hai tên bảo tiêu, liền giống như to như cột điện, uy vũ lẫm liệt. Đương nhiên đó là hóa kình cao thủ. Diệp Phàm liếc một chút thấy rõ ràng cái kia hai tên bảo tiêu tu vi trước mắt thiếu gia này địa vị không thấp ta nhìn liền long vương bên người đều ít có loại này cấp bậc cao thủ hắn tùy tiện hai cái bảo tiêu đều là bực này tu vi thế lực sau lưng ngẫm lại đều là đáng sợ diệp phàm nói thầm quý trời trong xanh lúc này cũng có chút hoảng hốt nàng sau khi đi vào liền nỗ lực chấn bình tĩnh tâm thần một đoàn người sau khi đi vào đại môn kia liền bị quan bế lên lý nhiên vội vàng hướng cái kia dương tuấn nói ra ngài khỏe chứ phụ thân ta là Lý Kiến Quốc, cùng Long Vương cũng là tốt bạn. Hôm nay sự tình, đều là một đợt hiểu lầm, hy vọng ngài có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Dương Tuấn thân hoài nữ hài một miệng, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lý Nhiên, nói ra, nhìn ngươi tuổi tác, không lớn đi. Tuổi còn nhỏ, ông cụ non, cùng ta trèo lên quan hệ tới. Long Vương tại Tân Hải, coi như nhân vật có tiếng tăm. Ngươi nếu là Long Vương bằng hiếu, ta còn miễn cưỡng cho ngươi chút mặt mũi. Nhưng phụ thân ngươi lý kiến quốc là cái gì? Ta làm sao nghe đều chưa nghe nói qua, một cái ta nghe đều chưa từng nghe qua người, cũng dám đến cùng ta sĩ diện. Quý trời trong xanh hít sâu một hơi, nàng nói ra, ngài khỏe chứ? Long Vương là gia gia của ta đại ca, ta Long gia gia, có thể cùng ngươi muốn mặt mũi này sao? Ồ, oh, Dương Tuấn nhìn về phía Quý trời trong xanh, ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên. Quý trời trong xanh mới 16 tuổi, nàng thật là mỹ lệ mà lại nàng mỹ lệ bất thế tục, cũng không dung tục. Đây mới là lớn nhất đáng ngưỡng mộ. Tiểu mỹ nữ, người họ gì? Ta họ quý, quý trời trong xanh. Long vương giống như xác thực họ quý, tốt, ta tin ngươi. Dương Tuấn nói ra, như vậy đi, nơi này là Tân Hải, Long vương là địa chủ. Ta cho hắn bắn cái mặt mũi, các ngươi những người này, đều đi thôi. Nhưng là gia hỏa này, đến lưu lại. Hắn nói xong chỉ chỉ lôi minh. Remington lúc sắc mặt trắng bệch, quý trời trong xanh lần nữa hít sâu một hơi, nàng cũng sẽ không làm bỏ xuống đồng bạn không quản sự tình. Tuy nhiên nàng và Lôi Minh không có giao tình, nhưng tốt xấu là cùng một chỗ chơi. Như thế đi, đạo nghĩa cũng không còn gì để nói. Chúng ta cùng đi, cái kia muốn cùng đi, quý trời trong xanh nói ra. Dương Tuấn nhạt nhạt, nhạt nhìn về phía quý trời trong xanh, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, vậy được rồi đã dạng này cái kia đều không muốn đi ta đã đã cho long vương mặt mũi đáng tiếc ngươi không có chân quý hiện tại ngươi còn có tiểu tử này bạn gái còn có cái này hắn chỉ chỉ tả tiểu hàm các ngươi ba cái nữ đi theo ta uống rượu bồi ta vui vẻ ta có thể cân nhắc thả các ngươi dương tuấn từ tốn nói quý trời trong xanh sắc mặt trắng bệch nàng lần thứ nhất gặp phải dạng này sự tình nàng luôn luôn gan lớn bởi vì tại tân hải cũng không có người nào dám đắc tội nàng mà lúc này cái này dương tuấn lại là một ngoại lệ không đào cũng cười ha hả nói ra rất tốt cái này cái gì lôi minh không phải vì bạn gái của ngươi đánh lão tử sao lão tử hôm nay ngay trước mặt ngươi đến làm bạn gái của ngươi để ngươi làm rùa đen vương bát ha 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 tấm kia thúc nhịn không được lao ra bảo vệ quý trời trong xanh các ngươi không thể như thế đối với tinh tiểu thư Long Vương sẽ không bỏ qua các ngươi. Cốt, hai tên tay chân trước thô bạo đem Trương Thúc kéo ra, một trận đấm đá. Mời đi, lại có hai tên tay chân đối quý trời trong xanh, tạ tiểu hàm, còn có nhiễm dĩnh nói ra. Rất hiển nhiên, các nàng nếu như không đi tiếp rượu, như vậy hôm nay, các nàng xuống chàng thê thảm. Các ngươi muốn là lại không hành động, mà lại không thái độ đỡ một ít, ta để bọn hắn đem bọn ngươi y phục lột sạch đi theo ta uống rượu dương tuấn chậm rãi nói ra quý trời trong xanh tâm chìm vào đến vô biên thâm uyên địa ngục nàng thân thể mềm mại run rẩy nàng tuyệt vọng bất lực tạ tiểu hàm cùng nhiễm dĩnh đã sợ hãi trước quý trời trong xanh cước bộ muốn bước ra nhưng lại không bước ra đi đem nàng y phục đào dương tuấn thấy thế lãnh khóc hạ lệnh a à, quý trời trong xanh khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ muốn tuyệt tại nàng tối tuyệt nhìn lên đợi một người cản ở trước mặt nàng lúc này lý nhiên lưu cường trịnh hoa thanh còn có lôi minh toàn bộ cũng không dám thốt một tiếng nhưng ở quý trời trong xanh tối tuyệt nhìn lên đợi một cái gầy yếu bóng người cản ở trước mặt nàng cái thân ảnh này cho nàng hắc ám bình minh cái thân ảnh này chính là diệp phàm bất quá quý trời trong xanh thấy rõ ràng là diệp phàm về sau lập tức lại mất nhìn xuống nàng tuy nhiên cảm động diệp phàm đứng ra nhưng cũng biết diệp phàm lại có thể thay đổi gì đâu lúc này diệp phàm ngăn ở quý trời trong xanh trước mặt hắn nhìn về phía dương tuấn nói ra cho ta cái mặt mũi thả bọn họ ngươi là ai không đào trước nổi nóng nói ra hiện tại tiểu gia thằng nhãi con có phải hay không gặp người sĩ diện a à? người có tư cách gì cùng tuấn thiếu sĩ diện trịnh hoa thanh bọn người thấy thế cũng là cảm thấy diệp phàm thật sự là não tàn long vương mặt mũi cũng không tốt làm người mẹ nó có cái gì mặt mũi muốn người ta cho a à? Tại lúc này, Diệp Phàm quay đầu lại hướng Quý trời trong xanh mỉm cười. Lúc này, thiếu niên nụ cười là thong dong như vậy mà ấm áp. Ngươi nói ngươi cái gì đều tin tưởng ta, đúng hay không? Diệp Phàm nói ra. Ừm, Quý trời trong xanh kìm lòng không được gật đầu, thực tế, nàng cái này thời điểm đã hoang mang lo sợ. Nhưng Diệp Phàm là nàng sau cùng một cọng cỏ. Vậy ngươi tin tưởng ta à, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi ra một chút sự tình có ta ở đây, ai cũng khi dễ không ngươi. Diệp Phàm chậm rãi nói ra. Ta tin, quý trời trong xanh không khỏi lệ nóng doanh trọng, trọng trọng gật đầu. Đó là một loại như thế nào cảm động, tại ngươi tối tuyệt nhìn bất lực thời điểm, có một người nói, có hắn tại, ngươi nhất định không có việc gì. Dương Tuấn nhạt lạnh nhìn về phía Diệp Phàm nói, ngươi muốn ta nể mặt ngươi, ngươi là ai, ta tại sao phải cho mặt mũi ngươi. Diệp Phàm nói ra, ta họ Diệp, Diệp Phàm Mẫu thân của ta, là một cái rất bình phàm phổ thông thị dân. Ta không có bối cảnh, cũng không cần bối cảnh. Ta mặt mũi, không cần theo dựa vào người khác. Diệp phàm hai chữ, người cho, cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Ta dựa vào, bệnh thần kinh một cái. Không đào mắng. Dương Tuấn gật gật đầu, nói ra, rất tốt, người thành công chọc giận ta. Các ngươi đem hắn hai chân cho ta trước bẻ gãy, để hắn quỷ nói chuyện. Ta ngược lại muốn xem xem hắn mặt mũi đến cùng lớn đến bao nhiêu a à, quý trời trong xanh thân thể mềm mại run rẩy tạ tiểu hàm cũng là sắc mặt trắng bệch trịnh hoa thanh mắt lóe qua một tia âm ngoan trả thù khoái ý hắn biết diệp phàm xong hai tên tay chân lãnh khốc trước bọn họ chụp vào diệp phàm diệp phàm không nhúc nhích hai tên đánh tay nắm lấy diệp phàm hai vai muốn đem diệp phàm nhấn ngã xuống đất nhưng cái này một nhấn phía dưới lập tức xuất hiện khác biệt bọn họ chỉ cảm thấy diệp phàm giống như là một tòa thái sơn một dạng lại là không nhúc nhích tí nào mặc cho cái này hai tên tay chân ra sức ú sữa khí lực diệp phàm dễ dàng không nhúc nhích ngay sau đó diệp phàm phản tay vồ một cái đem cái này hai tên đánh tay nắm lấy hắn giống như là ném con gà con một dạng tiện tay quăng ra liền đem cái này hai tên tay chân ném ra hai tên tay chân trùng điệp đập tại vách tường tiếp lấy lại ngã trên mặt đất toàn bộ gian phòng đều là chấn động. Nhà hắc, khó trách có phấn khích, nguyên lai là người luyện võ. Dương Tuấn cười lạnh một tiếng. Hồng đào cũng hơi hơi sắc mặt thay đổi. Quý trời trong xanh thì là mắt phát ra nước mắt, kinh hỉ nước mắt. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn về phía Dương Tuấn, nói ra, ta thế giới, ngươi không biết hiểu. Ta muốn giết ngươi, giống bóp chết một con kiến một dạng. Chỉ bất quá, ta không nguyện ý giết người, nhưng cái này không có nghĩa là, ta sẽ không giết người. Cút mẹ mày đi địa, Dương Tuấn chỗ đó có thể bị Diệp Phàm hù ngã, các ngươi cùng một chỗ. Sau đó, một đám tay chân lập tức một hống mà. Tại cái này điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Diệp Phàm xuất thủ càng nhanh. Hắn tu vi đến thái hư thất trọng thiên đỉnh phong, pháp lực đã rất là không tệ, chỉ ít tại thế giới bao la bên trong tới nói, mức độ là khá cao. Năm đó ở Thái Lan tung hoành vô địch thánh sư, cũng bất quá là thái hư ngũ trọng thiên. Mà tay kia cầm tiểu vận mệnh thư ấn nguyệt lạt ma cũng bất quá là thất trọng thiên đỉnh phong mức độ. Diệp phàm hay là bởi vì lịch duyệt không đủ, cho nên hiện tại chiến đấu lực mới rất thấp kém. Nhưng lại thấp phía dưới, đó cũng là cao thủ một đời. Đối phó mấy cái tên côn đồ, căn bản không phải vấn đề. Diệp phàm ánh mắt phát lạnh, một giây sau, hắn hư không hướng cái kia bàn trà một ly rượu đỏ nhất chỉ. Pháp ấn bóp một cỗ rồi rào pháp lực mãnh liệt mà ra. Hỗn loạn chi, không có người thấy rõ ràng bàn trà biến hóa. Chỉ gặp cái kia bàn trà chi, chén rượu bên trong rượu vang đỏ đột nhiên như một con dao long một dạng bay ra. Lốp ba lốp bốp, một giây sau, dao long hóa thành mấy trăm điểm viên bi, như loạn thương bắn phá một dạng. Cái kia một đám tay chân nhất thời bị đánh thành đầu heo, sau đó trên mặt đất đánh lăn rên rỉ, kêu đau không dứt Tình cảnh này, thần đã đến. Dương Tuấn cùng Hồng Đào còn có bọn người người, đều không hiểu phát sinh cái gì. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, thật sự là quá hỗn loạn. Lấy khí ngự thần, Dương Tuấn bên người Bảo Tiêu Đoạn 9 tầng hoảng sợ nói ra. Đoạn 9 tầng cùng một cái khác Bảo Tiêu Thượng Dương cũng không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng Đoạn 9 tầng lại cảm thấy thủ đoạn này hẳn là lấy khí ngự thần. Cái gì lấy khí ngự thần? Dương Tuấn nhíu mày hỏi Đoạn 9 tầng. Quý trời trong xanh nhìn về phía Diệp phàm, Vui mừng không thôi. Nàng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng biết, mới vừa rồi là Diệp Phàm thi triển thần uy. Giờ khắc này, quý trời trong xanh rốt cuộc minh bạch long ra ra vì sao lại đối Diệp Phàm như vậy coi trọng. Trịnh Hoa Thanh, còn có Lưu Cường, Tạ Tiểu Hàm cũng là ngốc. Bọn họ không hiểu, vì cái gì quỷ nghèo Diệp Phàm đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Chẳng lẽ trước kia vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ. Lúc này đoạn chín tầng nhẹ giọng nói với Dương Tuấn, nội gia cao thủ, đến nhất định cảnh giới. Chân khí hình thành ngàn đầu sợi tơ, nhiễu loạn ngoại lực. Vừa mới hắn chiêu này, thoạt nhìn là dùng nội lực đem chén rượu toàn bộ đánh đi ra. Bất quá, bất quá cái gì, Dương Tuấn hỏi. Đoạn chín tầng nói ra, chiêu này công phu, chỉ ít cần muốn đến hóa thần cảnh mới được. Hắn còn trẻ như vậy, không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Dương Tuấn nói ra đoạn chín tầng nói ra ta xác thực nhìn không ra vậy các ngươi cùng hắn đi đánh dương tuấn hạ lệnh đoạn chín tầng bất đắc dĩ vả lại hắn cũng không quá tin tưởng diệp phàm thật có trình độ này chỉ có thể nói vừa mới một màn xác thực là có chút quỷ dị sau đó đoạn chín tầng có thể thượng dương cùng đi đến diệp phàm trước mặt mời đoạn chín tầng hòa thượng dương ôm quyền diệp phàm thái dương huyệt thình thịch nhảy dựng lên hắn biết hai người này thực lực cùng hắn có tranh lệch rất lớn nhưng là hai người này lại là thực chiến cao thủ tránh thức thực chiến cao thủ diệp phàm tốt xấu chơi qua trò chơi cũng biết mẹ nó hiện tại chính mình là pháp sư hai người này là chiến sĩ chiến sĩ gần pháp sư thân thể đó là pháp sư tai nạn sau đó diệp phàm đầu tiên vận chuyển pháp lực hư không xuyên thẳng qua đoạn chín tầng hòa thượng dương chính muốn xuất thủ liền gặp bóng người trước mắt lóe lên, tiếp lấy mất đi Diệp Phàm tung tích. Nhưng bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là coi là Diệp Phàm thân pháp quá nhanh. Diệp Phàm đến Dương Tuấn trước mặt, hắn cong ngón búng ra, liền bắn ra hai đạo hỏa diễm đan hoàn tới. Hắn canh kim bổn nguyên chi khí liền có thể ngưng tụ hỏa diễm chi lực, chiếc này mai đan hoàn tia chớp chạm giết ra ngoài. Đoạn 9 tầng hòa thượng dương chỗ đó phản ứng từng chiếm được tới. Chiếc này mai đan hoàn bắn bọn họ cổ tay, hai người nhất thời kịch liệt đau nhức tận xương, cũng cuồn cuộn trên mặt đất, rên thống khổ. Hai người này, đời này tuyệt đối là không thể lại cử động võ. Canh kim hỏa diễm đạn bắn bọn họ, loại này thương tổn, không chỉ là cổ tay, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng thân thể bọn họ tình huống. Diệp Phàm lập tức phát hiện mình nan đề, hắn có vô cùng lực lượng. Có thể là bởi vì hắn tại cái này thế giới bao la bên trong, không thể qua loa giết người. Cho nên hắn muốn nắm giữ cái này phân tắc rất khó. Mà lại, hắn căn bản còn chưa từng giết người, cho nên hắn cũng thật không dám giết người. Diệp Phàm biết, chính mình muốn đi đường còn rất dài. Hắn vốn không có ý định như thế đem đoạn 9 tầng hòa thượng Dương cho phế, nhưng hắn nóng lòng đem hai người này khống chế lại, cho nên cái này vừa ra tay, cuối cùng vẫn là nặng một chút. Nhưng lúc này, Dương Tuấn ánh mắt như cùng nhìn thấy quỷ một dạng, hắn thủ hạ đoạn 9 tầng hòa thượng dương bản sự, hắn là nhất thanh nhị sở. Đây chính là tuyệt đối hung nhân, một cái đánh 450 tên côn đồ, cái kia đều giống như chơi đùa. Nhưng là hắn cái này hai tên tuyệt thế mãnh tướng trong tay Diệp Phàm lại là liền một giây đều không chống đỡ. Chuẩn xác hơn nói, Dương Tuấn cùng Hồng Đào còn có còn lại người, đều không thấy rõ ràng Diệp Phàm là làm sao làm. Các loại thấy rõ ràng lúc trông thấy đoạn 9 tầng hòa thượng Dương đã trên mặt đất xên thống khổ, việc đã đến nước này đại cục đã định dương tuấn cùng hồng đào liền giống như là đấu bại gà chống một dạng. quý trời trong xanh nhìn diệp phàm ánh mắt tràn ngập sùng bái diệp phàm hơi hơi thở phào hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió sau đó niềm tin của hắn cũng theo tăng nhiều diệp phàm nhìn về phía dương tuấn nhàn nhạt hỏi ta mặt mũi có thể hay không cho có thể có thể dương tuấn đau thương cười một tiếng nói ra ta nhận thua huynh đệ, chúng ta kết giao bằng hiếu, thế nào? Diệp Phàm nói ra, kết giao bằng hiếu, không phải là không thể được. Bất quá, nếu như ta không nghe lầm lời nói, người tựa hồ là muốn làm gãy ta hai cánh tay, người nói khoản nợ này, chúng ta nên làm như thế nào tính toán? Dương Tuấn nói ra, đây là ta có mắt như mù, như vậy đi, ta muốn làm gãy tay ngươi, mặc dù không có biến thành. Nhưng ngươi cũng có thể làm gãy tay ta, ta hiện tại, theo trong tay ngươi mua về ta hai cánh tay. Ngươi ra cái giá, thế nào? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, chính ngươi nhìn lấy xử lý, ngươi cho rằng ngươi tay giá trị bao nhiêu tiền, đưa nhiều ít đến trong nhà của ta. Việc này, cũng như thế. Sau đó, Diệp Phàm quay người hướng quý trời trong xanh nói ra, chúng ta đi thôi. Quý trời trong xanh gật đầu, nàng lại vội vàng đi đỡ trương thúc. Một đoàn người, rất mau rời đi u linh quán ba. Trương Thúc thụ thương, không thể lái xe, Quý trời trong xanh hô một chiếc taxi, Diệp Phàm xe về sau, đối Quý trời trong xanh nói ra, chúng ta trước đưa Trương Thúc đi bệnh viện, về sau ta cho ngươi thêm về nhà. Quý trời trong xanh gật đầu, nàng hốc mắt đỏ lên, đột nhiên nói ra, cảm ơn ngươi, Diệp Phàm. Hôm nay may mắn có ngươi. Diệp Phàm mỉm cười, nói ra, không có việc gì, việc rất nhỏ. Tấm kia Thúc cũng là không thể tin, lại cảm thấy khái, nói ra tiểu diệp đồng học, không nghĩ tới người lợi hại như vậy. Ta lão trương cũng là mắt phụng về, hy vọng ngươi đại nhân bất kể ta qua. Diệp phàm nói ra, trương thúc khách khí, ta căn bản không nhớ rõ ngài có đắc tội ta. Trương thúc cười ha ha một tiếng. Trương thúc cũng không lo ngại, Diệp phàm cùng quý trời trong xanh đem trương thúc đưa đến bệnh viện về sau, đón lấy, hai người ra bệnh viện. Diệp phàm đưa quý trời trong xanh về nhà. Quý trời trong xanh tại nhanh đến nhà thời điểm, sớm xuống xe. Nàng nói với Diệp Phàm cách nhà ta còn có ba dặm đường, Diệp Phàm chúng ta đi đi thôi. Diệp Phàm nhìn quý trời trong xanh liếc một chút, hắn cũng không cự tuyệt, mỉm cười, nói ra, tốt. Đây là yên tĩnh ban đêm, con đường này trái ngược nhau yên tĩnh. Bất quá ngẫu nhiên vẫn là có đi ngang qua xe cộ, cũng có đèn chiếu xa giao thoa. Đèn đường quang mang có vẻ hơi tối tăm, hai bên đường trồng trọt cây chuối tây ướt mặn gió đêm thổi mà đến, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Tân Hải ban đêm, luôn luôn khiến người ta say mê. Tại tổ quốc khắp nơi khắp nơi đóng băng thời điểm, Tân Hải vẫn là ôn nhu như vậy đa tình. Quý trời trong xanh lấy màu đỏ lễ phục dạ hội, giống như màu đỏ tinh linh. Nàng thân thể mùi thơm cũng bay vào đến Diệp Phàm trong lỗ mũi. Diệp Phàm, người rất yêu mến bọn người lớp trưởng A. Quý trời trong xanh bỗng nhiên nói ra diệp phàm hơi hơi ngẩn ngơ lại là tuyệt đối không ngờ rằng quý trời trong xanh hội hỏi cái này hắn trầm mặc một cái chớp mắt sau đó nói ừm thế nhưng là nàng không quá tin tưởng ngươi quý trời trong xanh nói ra diệp phàm nói ra ta sẽ chứng minh cho nàng nhìn quý trời trong xanh khách khách cười một tiếng nói ra nếu như ta cũng thích ngươi làm cái gì diệp phàm nhất thời đỏ mặt nói ra ngươi mở ra cái khác ta trò đùa quý trời trong xanh nháy mắt nói ra, là thật. Diệp Phàm nói ra, chúng ta hiện tại cần phải lấy việc học làm trọng. Quý trời trong xanh hì hì cười một tiếng, nói ra, được rồi, đồ hèn nhát, ta đùa giỡn với ngươi. Nàng lời nói, thật thật giả giả, lại làm cho Diệp Phàm có chút không làm rõ ràng được, đến cùng nàng là đang nói đùa, vẫn là nói thật. Cái này thẳng đường đi tới, quý năng ấm Diệp Phàm cũng một đường tán gẫu quá khứ. Rất nhanh, quý trời trong xanh nhà đến, đó cũng là cấp cao khu biệt thự. Quý nắng ấm Diệp Phàm vẫy tay từ biệt. Sau đó, Diệp Phàm quay người rời đi. Diệp Phàm hành tẩu tại Yên Tĩnh Đường cái, cái này thành thị ăn chơi chắc táng, nhiều màu nhiều sắc. Diệp Phàm nghĩ đến chính mình trước kia, hắn là như thế hèn mọn, giống như là bị vận mệnh chi thần di khí một dạng. Hắn lại nghĩ tới chính mình gần nhất cải biến. Dạng này cải biến, thật tốt a. À? hắn không nguyện ý bình thường đi xuống cho nên hắn mới sẽ liều mạng bắt lấy sư phụ cái kia cọng cỏ hắn ưa thích loại này lực lượng tràn đầy tại thân cảm giác ta còn cần lịch luyện chỉ có đầy đủ lịch luyện mới có thể càng thêm thản nhiên ứng đối đối mặt nguy hiểm ta hiện tại mặc dù không tệ nhưng người khác nếu như dùng một khẩu súng ra bất ngờ ta có thể sẽ bị đánh chết diệp phàm càng ngày càng cảm thấy chính mình muốn học đồ vật quá nhiều ta thực chiến quá kém Diệp Phàm nói một mình. Muốn là sư phụ tại lời nói, nhất định có thể nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào. Hy vọng sư phụ nhanh điểm trở về đi, Diệp Phàm có quá đa nghi đậu muốn hỏi hỏi ý kiến sư phụ. Diệp Phàm cảm thấy mình dường như kinh lịch một trận trọng sinh, niết bàn trọng sinh. Cái này là người mới sinh, đây hết thảy đều bị hắn kinh hỉ không? Ngày thứ hai thời điểm, Dương Tuấn trực tiếp tìm tới Diệp Phàm trong nhà. Vừa tốt, Diệp Mẫu ra ngoài mua thức ăn. Dương Tuấn mang theo đoạn 9 tầng hòa thượng Dương tới. Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương bị thương rất nặng, Dương Tuấn cũng hy vọng Diệp Phàm có thể dơ cao đánh khẽ, đem cái này hai người thủ hạ chữa cho tốt. Diệp huynh đệ, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Hôm qua sự tình, ta hy vọng ngươi không muốn chú ý. Dương Tuấn đầu tiên thành khẩn hướng Diệp Phàm xin lỗi. Dương Tuấn không ngốc, hắn mặc dù là người phách lối, nhưng cũng biết tiến thối tuy nhiên toàn bộ dương gia sẽ không sợ một cái diệp phàm nhưng là tuy nhiên toàn bộ dương gia sẽ không sợ một cái diệp phàm nhưng dương tuấn còn đại biểu không chỉnh cái dương gia hắn nếu để cho dương gia trêu ra đại phiền toái tuy nhiên gia tộc sẽ giúp hắn bãi bình nhưng hắn ở gia tộc địa vị cũng sẽ chịu ảnh hưởng dương tuấn cũng cảm thấy chính hắn cùng diệp phàm không có thâm cừu đại hận gì đã như vậy cần gì không giao hảo đâu dương tuấn lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nói ra Diệp huynh đệ, trong này là 3 triệu NDT. 1,5 triệu một cánh tay, người có thể hài lòng. Diệp Phàm nhìn Dương Tuấn liếc một chút, nói ra, giá cả rất không đạo. Hắn cũng không phải là lòng tham không đáy hạng người, cũng biết, đây là Dương Tuấn một cái xin lỗi. 3 triệu NDT, đã rất là không tệ. Hắn tính toán, thêm nữa trước tay còn thừa lại tiếp cận 2 triệu. Cái này hết thảy 5 triệu, có thể tại Tân Hải mua một bộ rất không tệ nhà. Tiền, quả nhiên sẽ đến rất đơn giản. Diệp Phàm mừng thầm, đây cũng là hắn vì cái gì nguyện ý cùng Dương Tuấn làm bằng hữu nguyên nhân, hắn không quá đi cân nhắc Dương Tuấn nhân phẩm. Hắn quan tâm là tại Dương Tuấn nơi này có thể có cơ hội kiếm được càng nhiều tiền. Diệp Phàm tâm lý rất rõ ràng, hắn không biết một mực tại Tân Hải tiếp tục chờ đợi. Hắn tương lai là tinh thần Đại Hải, nhưng trước lúc rời đi hắn cần đem mẫu thân thu xếp tốt. Không phải vậy lời nói hắn đi lại xa cũng sẽ không an tâm dương tuấn gặp diệp phàm nhả ra liền cũng thở phào vậy dạng này lời nói diệp huynh đệ ngươi nhìn ta hai người hộ vệ này bọn họ thương tổn diệp phàm nói ra tốt ta có thể trị một chút bất quá bọn hắn chính mình còn cần tĩnh dưỡng ta chỉ có thể thu hồi ta canh kim bổn nguyên chi khí như thế đã rất tốt dương tuấn nói ra đón lấy diệp phàm đã canh kim bổn nguyên chi khí tại đoạn chín tầng hòa thượng dương thân thể tìm tòi tựa như từ như sắt thép, không đến một lát, loại này canh kim chi khí bị Diệp Phàm hút ra tới. Sau đó, đoạn 9 tầng hòa thượng dương bị thương thành đơn thuần nội thương. Đồng thời, vẫn chỉ là thương tổn tới cổ tay. Cứ như vậy, lấy bọn họ tu vi, chừng 10 ngày có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Đa tạ Diệp huynh đệ, đoạn 9 tầng hòa thượng dương lập tức nói với Diệp Phàm Bọn họ đối Diệp Phàm cũng coi là hoàn toàn chịu phục. Dương Tuấn theo rồi nói ra, Diệp huynh đệ, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Lúc này nếu là bằng hiếu, cái kia cùng đi ra ăn bữa cơm đi. Diệp Phàm cũng không cự tuyệt, nói ra, tốt. Về sau, Diệp Phàm Dương Tuấn ngồi xe, đó là một cô uy vũ ham mơ. Dương Tuấn để tài xế thẳng đến tốt nhất hải sản bảo cánh tử lâu. Tại tử lâu trong phòng, Dương Tuấn cùng Diệp Phàm nâng chén nâng ly. Diệp huynh đệ, nghĩ không ra người tuổi còn trẻ, có tốt như vậy bản sự A. À qua ba lần rượu về sau, Dương Tuấn bội phục nói ra. Diệp Phàm mỉm cười, nói ra, Tuấn thiếu quá khen. Dương Tuấn nói ra, đây không phải quá khen, ta cùng chín tầng, Thượng Dương bọn họ đến bây giờ đều không hiểu rõ, người cái kia là chuyện gì xảy ra. Ta những cái kia thủ hạ nhóm cũng không có làm rõ ràng, dù sao Đần Độn U mê bị ngươi đánh nằm. Đoạn chín tầng thì nói ra, chẳng lẽ Diệp huynh đệ ngươi tuổi còn trẻ, đã đạt tới Lấy Khí Ngự Thần cấp độ? Diệp Phàm có chút mơ hồ, nói ra, lấy khí ngự thần. Đây là cái gì cảnh giới, ta không hiểu nhiều. Đoạn 9 tầng hòa thượng dương nhất thời im lặng. Khí kình quanh thân sung mãn, có thể ngoại phong yếu đuối như tơ, cũng có thể cứng rắn như kim cương. Như chúng ta dương ra lão thái gia là như vậy tông sư, hắn tức giận kình phóng xuất ra, có thể khiến mặt hồ hình thành ngàn đầu giết người sợi tơ. Đoạn 9 tầng giải thích nói ra. Há, thì ra là thế. Diệp Phàm nói ra, Nguyên lai like khí kình có thể như thế vận dụng. Đoạn 9 tầng Hòa thượng Dương liếc nhau, cảm thấy con hàng này có vẻ giống như cái gì cũng đều không hiểu a. À. Đoạn 9 tầng nói ra, chẳng lẽ Diệp huynh đệ người cũng đều không hiểu những thứ này? Diệp phàm nói ra, ta xác thực không hiểu nhiều, nhưng tu luyện một chút cảnh giới ta vẫn là hiểu. Hai vị tu vi chính là hóa kình kỳ, lại hướng là kim đan. Bão đan, thân thể khí huyết thành tròn mà, lại hướng là hóa thần cảnh. Cái này lấy khí ngự thần là hóa thần cảnh biểu hiện sao đoạn 9 tầng nói ra không sai Diệp Phàm nói ra há vậy ta sớm đạt tới cảnh giới này chẳng lẽ diệp huynh đệ người thật đã đạt tới hóa thần cảnh đoạn 9 tầng hòa thượng Dương giật mình không A à, ta không phải hóa thần cảnh a à? Diệp Phàm nói ra đoạn 9 tầng hòa thượng Dương nghe vậy lúc này mới buông lỏng một hơi cảm thấy nói là nha Làm sao có thể có còn trẻ như vậy hóa thần cảnh chẳng lẽ hắn là từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công sao? Diệp Phàm nói ra, hóa thần cảnh, ta sớm không phải. Ta hiện tại cảnh giới, khả năng nói các ngươi cũng không hiểu nhiều. Nhưng là cần phải muốn hóa thần cảnh cao như vậy 10 cái cấp bậc đi. Dương Tuấn ở một bên cũng là bị kinh ngạc. Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương cũng là sắc mặt cổ quái. Cao 10 cái cấp bậc, Diệp huynh đệ, dạng này trò đùa không tốt lắm cười a. À. Đoạn 9 tầng nói ra, võ giả chúng ta tu vi, đến hóa thần cảnh, đã là viên mãn, đỉnh phong. Cao 10 cái cấp bậc, đó là cái gì cảnh giới? Chưa nghe nói qua, cũng không có khả năng có. Chưa nghe nói qua, cái này rất bình thường. Diệp Phàm nói ra, nhưng không nghe nói không có nghĩa là không tồn tại. Hóa thần cảnh xác thực là thân thể thân thể viên mãn đỉnh phong. Thân thể viên mãn, đại não lại còn không có viên mãn. Mở ra trong não vực thần thông chi môn, chẳng khác gì là mở ra một cái mới đại môn. Hóa thần cảnh về sau là thần thông cảnh, thần thông cảnh chia làm 9 tầng, vượt qua thần thông 9 tầng về sau chính là trường sinh cảnh. Mà trường sinh cảnh cũng có 9 tầng, vượt qua trường sinh cảnh về sau mới là thái hư nặng thiên chi cảnh. Ta bây giờ tu vi tại thái hư thất trọng thiên, cho nên ta nói ta hóa thần cao 10 cái cấp bậc cũng không phải là đang khoác lác. Cái này, đoạn 9 tầng hòa thượng dương nói không ra lời dương tuấn càng giống là đang nghe thiên thư một dạng đoạn chín tầng nói ra cái kia diệp huynh đệ lực lượng ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào diệp phàm có chủ tâm là muốn chấn nhiếp dương tuấn hắn biết lấy thân phận của mình cùng những người này kết giao bằng hiếu chỉ có sức mạnh càng mạnh bọn họ mới có thể càng tôn trọng diệp phàm nói ra sư phụ ta đã nói với ta thân thể có hạn nguyên thần vô hạn ta lực lượng tại thân thể tu luyện trong mắt các ngươi xác thực rất mạnh nhưng ở nguyên thần tu luyện thế giới bên trong, đường còn rất dài. Phi kiếm giết người, vốn là tầm thường, diệp phàm tế ra phệ huyết kiếm. Phệ huyết kiếm tại trong phòng trung xuất hiện, liền dần hiện ra một đạo hàn quang. Sau đó, diệp phàm vận chuyển pháp lực. Cái kia phệ huyết kiếm ở trong phòng nhanh chóng lướt qua, liền như điện chớp. Trong chớp mắt, cả phòng bên trong đều là kiếm ảnh, tựa như thiên trọng tấm lụa kiếm quang, khiến người ta nhịn không được lòng sinh lạnh thần kỳ kỹ thần kỳ kỹ a à. dương tuấn bọn người nhịn không được sợ hãi thán phục bữa cơm này sau khi ăn xong diệp phàm cùng dương tuấn bọn người phân biệt diệp phàm biết dương tuấn bọn người tâm khẳng định là bốc lên lên vạn trượng sóng lớn diệp phàm cũng quản chẳng phải nhiều hắn là gieo xuống nhân chỉ chờ một cái cơ hội đến kết ra quả thực ta muốn tiếp tục tu luyện còn cần đan dược nhưng là lúc này ta căn bản không biết như thế nào tìm đan dược cũng sẽ không luyện chế đan dược hết thảy cũng còn muốn dựa vào sư phụ nhưng ta không thể cái gì đều dựa vào sư phụ diệp phàm tâm ám đạo tương lai đường ta còn không biết làm như thế nào đi nhưng ta nhất định phải đi xuống thế vốn không đường đi nhiều cũng có đường cho nên ta cần muốn đi bên ngoài kết giao kinh lịch chuyện thế gian diệp phàm liền càng thêm khẳng định chính mình lúc này làm ra hết thảy đều là đúng hắn về sau đi máy điều tra xuống bên trong thật là có 3 triệu ndt Diệp Phàm tâm thầm nghĩ, ta hiện tại cất bước ở bên ngoài, tay cần phải có chút tiền, mua phòng ốc không dùng gấp gáp như vậy. Tiền này, ta trước đừng cho mụ mụ. Tại đêm đến đợi, Diệp Phàm tiếp vào Khương Sơ Nhiên điện thoại. Khiến Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn nghĩ lại, cũng minh bạch. Đại khái là tạ tiểu hàm nói với Khương Sơ Nhiên chính mình sự tình. Nàng hiện tại dù sao cũng nên đối với ta nhìn với con mắt khác a. À. Diệp Phàm nghĩ tới đây, khóe miệng liên lụy ra một tia vui vẻ nụ cười tới. Điện thoại rất nhanh kết nối. Thuận tiện ra đến gặp mặt sao? Khương Sơ Nhiên hỏi. Nàng thanh âm nhàn nhạt, nhạt lạnh lùng, hoàn toàn nghe không ra nàng người tâm tình tới. Diệp Phàm nói ra, thuận tiện. Lại là ban đêm, ngày mai là nguyên đán ngày nghỉ ngày cuối cùng. Đêm mai còn muốn đi tự học buổi tối. Lớp 12 việc học thực sự có đầy đủ nặng nề, chứ Diệp Phàm còn có thể như thế thoải mái nhàn nhã như Khương Sơ Nhiên bực này học sinh khá giỏi, trong ngày nghỉ đều là làm không xong làm việc, còn có gia giáo ở nhà vì học bù. Tại Khương Sơ Nhiên nhà dưới lầu phụ cận có nhà quán trà sữa, bên trong món điểm tâm ngọt rất là không tệ. Diệp Phàm rất mau tới đến nhà này quán trà sữa, Khương Sơ Nhiên ở bên trong chờ đợi Diệp Phàm. Khương Sơ Nhiên mặc lấy vàng nhạt áo khoác nhỏ, hạ thân là quần màu đen. Xem ra có chút nhỏ nhắn, nhưng càng nhiều là thanh thuần, xinh đẹp, đồng thời có một loại chỉ có học sinh mới có sạch sẽ khí tức. Ngang tai học sinh đầu, sáng ngời ánh mắt. Khương Sơ Nhiên ngồi tại dạng này một nhà quán trà sữa bên trong, nàng giống như là thanh xuân đau đớn hệ liệt phim bên trong nữ chính chân. Đến mức Diệp Phàm, Diệp Phàm mặc lấy sạch sẽ nghỉ dưỡng áo sơ mi, quần bò. Hắn tuy nhiên không tính đẹp trai, nhưng cũng không xấu, dáng người hơi có vẻ đơn bạc, tóc có chút loạn, ngược lại thật sự là có chút giống là loại kia thanh xuân phim bên trong không bị trói buộc nam chân heo diệp phàm bây giờ y phục cũng coi như xuyên không tệ dù sao cũng là tống nhiên nhi tự mình giúp hắn chọn chính hắn cũng có tiền cho nên phương diện này cũng sẽ không lộ ra keo kiệt diệp phàm tại khương sơ nhiên đối diện ngồi xuống phục vụ viên trước hắn điểm một chén nhưng có thể khương sơ nhiên ngẩng đầu nàng bình tĩnh nhìn về phía diệp phàm Diệp Phàm bị Khương Sơ Nhiên nhìn có chút run rẩy, hắn sờ sờ khuôn mặt, nói ra, có mấy thứ bẩn thỉu. Không có, Khương Sơ Nhiên nói ra. Diệp Phàm cười một tiếng, nói ra, cái kia tốt. Khương Sơ Nhiên nói ra, người bây giờ xác thực ngược lại để ta lau mắt mà nhìn, nghe tạ tiểu hàm nói, hôm qua người rất lợi hại a. À. Bình thường giống như đi, Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên trừng mắt, nói ra, người đừng cho là ta là đến khen ngươi, Ta cho ngươi biết, ngươi tiếp tục như vậy, không được. A, à, Diệp Phàm ngoài ý muốn nhìn về phía Khương Sơ Nhiên. Khương Sơ Nhiên nói ra, chúng ta đều vẫn là học sinh, ngươi biết học sinh bản chức cần phải là cái gì không? Sách, Diệp Phàm nói ra. Ngươi còn biết là sách a, Khương Sơ Nhiên nói ra. Diệp Phàm nói ra, ta biết a. Khương Sơ Nhiên nói ra, ngươi trông ngươi xem hiện tại cũng đang làm những gì. Nịnh bợ cái kia quý đại tiểu thư, cùng sư phụ ngươi học công phu. Ta không có nịnh bợ bất luận kẻ nào. Diệp Phàm đánh gãy Khương Sơ Nhiên lời nói. Khương Sơ Nhiên nói ra, tốt, tính ngươi không có nịnh bợ. Cái gì gọi là tính toán, ta không cần nịnh bợ bất luận kẻ nào. Diệp Phàm nói ra, ta lúc trước không, hiện tại không có, về sau lại càng không có. Khương Sơ Nhiên nói ra, người bây giờ cùng quý đại tiểu thư lăn lộn cùng một chỗ, có cái gì tác dụng đâu hiện tại chúng ta mới bao nhiêu lớn, căn bản không tới nói chuyện cưới gả tuổi tác. Quý đại tiểu thư thưởng thức ngươi, cũng là bởi vì ngươi có thể đánh một chút, nàng như thế xuất thân, có thể tương lai đi cùng với ngươi. Ngươi khác ngây thơ, nàng nguyện ý, cha mẹ của nàng cũng sẽ không đồng ý. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Phàm nói ra. Khương Sơ Nhiên nói ra, ta đây là một lần cuối cùng nói cho ngươi những thứ này, ta hy vọng ngươi có thể học tập cho giỏi, thật tốt sách dạng này mới là người đường ra duy nhất, người học một chút công phu, có thể đánh một chút, đây không phải chuyện tốt. Quyền đầu là tại họa đồ vật, ta không muốn ngươi về sau hối tiếc không kịp. Đây là ta làm ngươi đồng học, đối ngươi một điểm lời khuyên. Hiện tại là thời đại nào, là dựa vào não tử thời đại, không phải chém chém giết giết thời đại. Ngươi cho rằng, ngươi cho rằng là ngươi cho rằng sao? Diệp Phàm đột nhiên nói ra. Ngươi nói cái gì? Khương Sơ Nhiên trừng mắt về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói ra, lớp trưởng, người còn tuổi còn rất trẻ. Trước mắt người đoán gặp, cũng chỉ là người cho rằng. Nhưng thế giới này hết thảy, cũng không phải là người cho rằng như thế. Người thật sự là không biết cái gọi là. Khương Sơ Nhiên đứng dậy, nói ra, dù sao ta nói nhiều như vậy, về sau ngươi thích như thế nào như thế nào đi. Lớp trưởng, cảm ơn ngươi. Diệp Phàm cũng đứng dậy theo. Khương Sơ Nhiên nao nao. Diệp Phàm nói ra, ta đồng thời không tán đồng ngươi nói, nhưng là, cảm ơn ngươi. Ngươi là trừ mẹ ta, còn có sư phụ ta bên ngoài, quan tâm nhất ta người. Quỷ tài quan tâm ngươi đây, Khương Sơ nhiên oán hận nói một câu, không sai sau đó xoay người đi. Diệp Phàm cũng không quái Khương Sơ nhiên, đáy lòng của hắn còn rất cảm kích Khương Sơ nhiên. Cảm kích nàng quan tâm. Ngày thứ hai sớm, Diệp Phàm tiếp vào đoạn 9 tầng điện thoại. Diệp huynh đệ, người tốt, chúng ta có thể đi ra gặp mặt sao? Đoạn 9 tầng ở bên kia cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Diệp Phàm nói ra, có chuyện gì sao? Hắn cảm thấy mình gần nhất vẫn luôn tại nói vô nghĩa vội vàng, không sao cả đi tu luyện. Khiến hắn không quá yên ổn. Đoạn 9 tầng nói ra, có một số việc muốn hướng Diệp huynh đệ người thỉnh giáo. Ta, Diệp Phàm vốn là dự định cự tuyệt, bất quá lập tức hơi suy nghĩ, lại là đáp ứng. Diệp Phàm cùng đoạn 9 tầng, Thượng Dương ước định tại một cái trống trải thao trường gặp mặt. Nơi này là mảnh phá rỡ khu vực, nhưng lại hoang phế lấy. Hôm nay ánh nắng tươi sáng. Tia nắng ban mai vẩy chiếu. Diệp Phàm đến lúc đó, đoạn 9 tầng hòa Thượng Dương đã đến. Nơi này là Diệp Phàm chỉ điểm, đoạn 9 tầng hòa Thượng Dương cũng không biết rõ, vì cái gì Diệp Phàm sẽ chọn như thế cái địa phương. Diệp huynh đệ, nhìn thấy Diệp Phàm, đoạn 9 tầng hòa Thượng Dương nhiệt tình trước tới đón tiếp hai vị tốt diệp phàm cũng ôm quyền chào hỏi đoạn chín tầng càng là tìm khối khăn bàn cửa hàng trên mặt đất mặt bầy một chút thịt rượu ngoài ra còn có tử quỷ đậu phộng cùng một bình rượu mao đài thật sớm hai vị muốn cùng ta uống rượu không diệp phàm không khỏi buồn cười nói ra ta vẫn là một học sinh đoạn chín tầng không khỏi sướng sờ hắn sau đó có chút xấu hổ nói ra ta còn thực sự quên diệp huynh đệ ngươi là học sinh thân phận bất quá lấy diệp huynh đệ ngươi bản sự còn tất yếu bị quản chế tại trường học sao đây không phải là lãng phí thời gian thượng dương phụ họa nói ra đúng vậy a à. diệp phàm nói ra sư phụ ta nói qua vũ trụ chi có vô cùng thâm ảo đạo lý nhất định phải nắm giữ càng nhiều tri thức mới có thể lý giải vũ trụ thâm ảo dạng này mới có lợi cho ta tu hành cho nên ta nhất định phải sách diệp huynh đệ người đã lợi hại như thế cái kia sư phụ ngươi đoạn chín tầng nhịn không được nói ra Diệp Phàm nhất thời mặt mũi tràn đầy sùng kính, nói ra, sư phụ ta chính là thế gian thần nhân, ta bản sự tại sư phụ ta trước mặt, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Nếu là có thể may mắn nhìn đến tôn sư, vậy thì thật là chúng ta phúc khí. Đoạn 9 tầng hòa thượng dương nhất lên nói ra, như có cơ hội, chính là hai vị đại ca dẫn tiến. Diệp Phàm nói ra, đa tả, đoạn 9 tầng hòa thượng dương nói ra. Diệp Phàm sau đó còn nói thêm, hai vị đại ca tới tìm ta, chắc hẳn là có chuyện đi. Hai vị mời nói, nếu như ta có thể làm được, nhất định không biết chối từ. Đoạn chín tầng lại cười một tiếng, nói ra, đến, chúng ta vừa uống vừa ăn. Muốn là Diệp huynh đệ người uống không quen tử, ta cho người tại xe cầm một chai nước uống tới. Uống một chút cũng không quan hệ, Diệp phàm nói ra. Diệp huynh đệ thật sự là người thống khoái, Thượng Dương cười lớn nói. Về sau, Thượng Dương đầy rượu, mọi người tử ăn đậu phộng cùng rau trộn. Đoạn 9 tầng thẳng vào chủ đề, nói ra, Diệp huynh đệ, thực không dám giấu giếm, hôm qua kiến thức Diệp huynh đệ thần thông, lại nghe Diệp huynh đệ ngươi một phen bình luận. Thật làm cho huynh đệ của ta hai người cảm thấy mình trước kia quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Huynh đệ chúng ta đối diệp huynh đệ ngươi nói những cảnh giới kia cũng là vô hạn hướng tới. Cho nên hôm nay là muốn hướng diệp huynh đệ ngươi thỉnh giáo một phen diệp phàm cũng đã đoán được hai người này ý đổ đến hắn liền thẳng thắn nói ra thực ta cũng không có gì tốt tàng tư thân thể tu luyện chi đạo lớn nhất chủ yếu vẫn là muốn thỏa mãn trong thân thể tế bào dinh dưỡng loại này dinh dưỡng dựa vào ngày bình thường dược vật thực vật là rất khó đạt tới bởi vì mặc kệ là dược vật vẫn là thực vật dinh dưỡng có hạn mà hội sinh ra quá nhiều tạp chất thân thể còn muốn đi bài trừ tạp chất này vừa đến vừa đi vừa mất một hao tổn cho nên tiến triển hội cực chậm chạp. Thượng Dương nói ra, thật là như thế, chúng ta cũng cảm giác được tình huống này. Nhưng chúng ta phải làm thế nào giải quyết cái này xấu hổ nan đề đâu. Diệp Phàm nói ra, ta vẫn chưa có bao nhiêu ưu tú, có này thành, cũng là nhờ có sư phụ lưu lại cho ta đan dược. Đan trong dược, chính là tinh khiết sinh dưỡng, cũng sẽ không sinh ra tạp chất. Nhưng là, thế gian này có thể luyện thành đan dược người, quá ít. Lớn nhiều đều là một chút giả đan, ta bây giờ cũng là có chút xấu hổ, bởi vì sư phụ lưu cho ta đan dược đã sử dụng hết. Cái này, Thượng Dương nói ra, đoạn chín tầng nói ra, đan dược, không có nghĩ tới những thứ này đồ vật đều là thật. Nhưng lại yêu cầu đến đan dược, rất khó khăn. Diệp Phàm nói ra, hai vị đại ca, nếu là ta sư phụ lại cho ta đan dược, đến lúc đó ta nhất định cho hai vị một chút. Cứ như vậy, hai vị tâm đối đan dược cũng có cái đo đếm đoạn chín tầng hòa thượng dương nhất thời đại hỷ nói ra cái này rất cảm tạ diệp huynh đệ diệp phàm theo rồi nói ra có điều ta cũng có một số việc muốn phiền phức hai vị đại ca đoạn chín tầng hòa thượng dương mã nghĩa khí không nói ra diệp huynh đệ ngươi mời nói diệp phàm nói ra sư phụ ta dạy ta thời điểm chú trọng khí cùng pháp nhưng ta còn một mực chưa kịp học một chút thực chiến hình đồ vật hai vị đại ca đều là thực chiến cao thủ còn nghĩ các người dạy ta một chút loại này thực chiến đồ vật. Thì ra là thế, đoạn 9 tầng nói ra, đây tuyệt đối không có vấn đề. Lúc này, đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương cũng coi như minh bạch, vì cái gì Diệp Phàm chọn ở chỗ này gặp mặt. Nhưng mặc kệ như thế nào, hướng Diệp Phàm hứa hẹn đan dược, hai người bọn họ cũng nhất định muốn tận tâm tận lực dạy Diệp Phàm. Sau đó, ở sau đó trong 10 ngày, Diệp Phàm ban ngày học, muộn đều đang cùng theo đoạn 9 tầng Hòa Thượng Dương học tập đấu pháp hắn giải thái cực quyền, bát cực quyền, bát quái trưởng, còn có quân thể quyền, nga mi kiếm thuật chờ một chút ảo nghĩa. Tuy nhiên, cái này thực chiến cuối cùng là phải dựa vào thực tế chiến đấu đến để thăng. Nhưng Diệp Phàm giải những vật này, cuối cùng là làm đến tâm nắm chắc. Hắn đương nhiên sẽ không đi thật cùng người sáp lá cả, hắn muốn đem những thứ này quyền thuật, kiếm thuật dung hợp đến pháp thuật chi. Diệp Phàm bắt đầu minh tưởng. Ba ngày không đi học trường học. Trong vòng ba ngày, Diệp Phàm một mực tại dung hợp học được quyền thuật cùng kiếm thuật. Diệp Phàm cũng không phải là siêu cấp thiên tài, nhưng ở hắn não vực tế bào khai phát về sau, hắn học tập năng lực đã sớm khác hẳn với thường nhân. Giống như là hắn hiện tại mặc dù không có mỗi ngày đi học, nhưng hắn hạ xuống học tập, cũng đã đã sớm chạy đến. Thế gian chi đạo, chính là nhất pháp thông, thì vạn pháp thông. Diệp Phàm 15 năm chịu khổ, không phải là không có thành quả. Ba ngày sau đó, Diệp Phàm lĩnh ngộ ra một bộ kiếm thuật. Đem Nga Mi Loạn Phi Phong kiếm thuật dung hợp về huyết kiếm, Diệp Phàm đem mệnh vì gió táp kiếm thuật. Hết thảy 18 kiếm, một kiếm một kiếm nhanh, một kiếm một kiếm hung ác. 18 kiếm hợp thành một kiếm, hình thành gió táp chạm, tựa như chín ngày ngân hà cuồn cuộn bao phủ mà đi. Bộ kiếm thuật này, tại Diệp Phàm tay càng thêm cường đại. Bởi vì người tốc độ là có cực hạn, nhưng Diệp Phàm vận chuyển pháp lực, tốc độ đạt tới khủng bố cấp độ đồng thời diệp phàm đem thái cực bát quái dung hợp sáng chế bát quái trưởng ấn thái cực trưởng ấn đây là đánh từ sai nhân pháp thuật kinh lực cùng thái cực kính lực bát quái kinh lực không có sai biệt cũng là không tính đặc biệt phát minh vĩ đại bất quá là đem quyền thuật cùng pháp lực kết hợp mà thôi kể từ đó diệp phàm mới tính hơi hơi thở phào không đến mức gặp lại địch nhân thúc thủ vô sách hắn tay là có thuật giết người như đại thiên nhãn thuật một khi thi triển đi ra liền sẽ trực tiếp giết người. Nhưng Diệp Phàm cũng không thể vừa gặp phải một ít chuyện, đem người cho giết A. Thời gian qua thật nhanh, nháy mắt cách là quân rời đi Diệp Phàm đã 20 ngày. Diệp Phàm mỗi ngày tính toán lấy thời gian, hy vọng sư phụ có thể về sớm một chút. Cái kia đáy hồ 15 năm sự tình, Diệp Phàm đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, cũng không rõ ràng, đến cùng có phải là hay không sư phụ gây nên. Nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần sư phụ trở về, nhất định có thể làm cái rõ ràng. Nguyên Đán đi qua về sau, trường học Ly Phóng Nghỉ Đông cũng không xa. Nghỉ Đông không xa, là đại nhiên cũng không xa. Bất quá Tân Hải khí trời vẫn luôn thật ấm áp, đây cũng là vì cái gì có nhiều như vậy du khách sang năm thời điểm đều thích đến Tân Hải tới chơi nguyên nhân vị trí. Diệp Phàm làm người địa phương, ngược lại là không có cảm giác gì. Hắn gần nhất đều thành thành thật thật tiết, khiến Khương Sơ Nhiên đối sắc mặt hắn tốt hơn nhiều. Khương Sơ Nhiên cảm thấy ra hỏa này cuối cùng là nghe vào chính mình lời nói. Nhưng là rất nhanh, Khương Sơ Nhiên tức điên cái mũi. Bởi vì hôm nay Diệp Phàm thế mà trực tiếp không đến tiết. Khương Sơ Nhiên hướng lão sư nghe ngóng, lão sư nói Diệp Phàm xin phép nghỉ 10 ngày. Đến chết không đổi, không có cứu, Khương Sơ Nhiên oán hận ám đạo. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Phàm thật là xin phép nghỉ, Hắn vốn là cảm thấy lại có 10 ngày, đại khái sư phụ muốn trở về. Trong khoảng thời gian này, hắn không muốn đi phức tạp. Nhưng là lúc này, Dương Tuấn gọi điện thoại cho hắn. Dương Tuấn thần thần bí bí, nói có chuyện trọng yếu. Diệp Phàm cũng muốn có phải hay không có kiếm tiền cơ hội, cho nên cũng đáp ứng. Về sau, Dương Tuấn để đoạn 9 tầng tới đón Diệp Phàm. Lần này là trực tiếp đi Tĩnh An bỏ bất hội Tĩnh An thành phố. Dương gia là tại Tĩnh An thành phố. Mà Tĩnh An cùng Tân Hải cũng không có khoảng cách bao xa, đại khái hơn 300 cây số. Đoạn chín tầng mở ra xe Hammer tới đón Diệp Phàm. Cùng ngày muộn, Diệp Phàm đến Phồn Hoa Tĩnh An thành phố. Tĩnh An thành phố là một phái phồn hoa đại đô thị cảnh tượng, đường cái rộng lớn, cầu vượt san sát. Nhà cao tầng, đèn neon khắp nơi, đến muộn thời điểm, cầu vượt xa hải giống như xe long, mỹ lệ mà hùng vĩ, xinh đẹp phi phàm dương tuấn tại một nhà khách sạn năm sao trong phòng chung cùng diệp phàm gặp mặt tuấn thiếu như vậy vội vã tới tìm ta là có chuyện gì gấp diệp phàm sau khi đi vào đi thẳng vào vấn đề hỏi trong phòng chung ánh đèn hoa lệ mà sáng ngời một đầy bàn thịt rượu đều đã chuẩn bị tốt dương tuấn nói ra diệp huynh đệ chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói diệp phàm là đến đâu thì hay đến đó liền cũng không có nói thêm cái gì hắn cũng là có chút đói mở một chai bia, trước cùng Dương Tuấn quát. Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương cũng bồi tiếp cùng nhau ăn cơm, bọn họ mặc dù là bảo tiêu, nhưng cùng Dương Tuấn quan hệ rất thân mật. Sự tình là như vậy, Diệp huynh đệ. Sau đó, Dương Tuấn nói chủ đề, lần ngươi cùng chúng ta triển lãm cái này thần thông, cũng nói đan dược sự tình. Ta về sau cùng lão gia chúng ta tử nói sự kiện này, lão gia tử cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Diệp Phàm gật đầu. Dương Tuấn nói ra, lão gia tử vẫn muốn gặp ngươi, ta cho ngươi đẩy mấy lần. Lần này ngươi đã đến, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi nhìn một chút lão gia tử. Bất quá lần này tìm ngươi đến, chủ muốn không phải gặp nhà ta lão gia tử, điểm ấy Diệp huynh đệ ngươi không nên hiểu lầm. Diệp phàm hiện tại tâm tính tốt hơn nhiều, chính là gặp Dương gia gia chủ nhân vật như vậy, hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì hoảng hốt. Hắn hỏi, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Dương Tuấn nói ra, lão gia tử ngẫu nhiên theo chợ đen cái kia bên trong đạt được một tin tức, nói là ngày mai muộn, Thái Sơn chi hội có dị bảo xuất hiện. Lúc này, đã có thật nhiều bí mật tông môn, còn có nước ngoài một chút giáo đình, sa cùng Nhật Bản bên kia, đều có cao thủ chui vào tiến đến. Vì là Thái Sơn dị bảo, quốc gia ngành quốc an cũng là cao độ coi trọng chuyện này. Dị bảo, cái gì dị bảo? Diệp Phàm nói ra. Dương Tuấn nói ra, ta đây không biết. Lão gia tử là muốn đi tham gia náo nhiệt, Ngươi biết, lão gia chúng ta tử tại thân thể đỉnh phong dừng lại quá lâu, kém một cái cơ duyên mở ra ngươi nói thần thông đại môn. Lần này, mặc kệ cái kia dị bảo có thể hay không đạt được, chỉ cần Diệp huynh đệ ngươi chịu cùng đi một chuyến, lão gia tử sẽ cho ngươi hài lòng đếm. Lão thái gia liền là cái gì dị bảo cũng không biết, hưng thịnh như vậy thú. Diệp phàm cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Tuấn nói ra, lão gia tử thực vẫn luôn biết rõ đạo thần thông đại môn sự tình, là ta, còn có 9 tầng bọn họ không biết. Lần này chúng ta nói ngươi sự tình, lão gia tử rất kích động. Nếu không phải thám thính dị bảo sự tình trì hoãn, sớm tự mình muốn đi gặp ngươi. Lão gia tử cảm thấy, cái này dị bảo có thể là một cái cơ duyên, hắn không muốn bỏ qua. Diệp Phàm nói ra, tốt ra, à, ta trước gặp lão thái gia, sau đó lại nói đi. Diệp Phàm thực cũng đối cái này dị bảo có chút hứng thú, lại thêm Dương Tuấn nói lần này Thái Sơn Chi, cao thủ đều tới hắn cũng muốn kiến thức một chút rất nhiều cao thủ tuy nhiên cái này có đại hung hiểm nhưng diệp phàm cũng biết chính mình đi đường này không có khả năng đi tránh né hung hiểm nếu muốn ham nhàn hạ không nên tuyển con đường này bữa cơm này ăn rất vui sướng dương tuấn khách khí với diệp phàm mà nhiệt tình riêng là diệp phàm đáp ứng gặp lão thái gia về sau dương tuấn càng vui vẻ hơn sau khi ăn cơm xong dương tuấn một đoàn người mang theo diệp phàm đi dương ra chỗ trang viên dương gia là độc lập biệt thự trang viên trong trang viên xanh sạch hóa rất tốt cây xanh dâm mát hoa tươi vần quanh ở giữa nơi cửa ra vào còn có một cái phun lớn tuyền lúc này chính phun như dao long đồng dạng hoa lệ suối phun trắng như tuyết bọt nước bốn phía bắn tung tóe dương tuấn để đoạn chín tầng hòa thượng dương trở về phòng nghỉ ngơi hắn mang theo diệp phàm đi gặp lão thái gia lão thái gia ở ở phía sau bình trong phòng lúc này đã là dạng sáng Lão Thái gia trong phòng, ánh đèn vẫn là lóe lên. Tại lúc này, lão Thái gia thanh âm từ bên trong truyền tới. "Tuấn Nhi, ngươi về trước phòng nghỉ ngươi đi." Lão Thái gia nói ra, "Tiểu Diệp tiên sinh mời đến." Dương Tuấn là theo trong đáy lòng sợ hãi lão Thái gia, nghe vậy cung kính nói ra, "Tôn nhi cáo lui." Dương Tuấn sau khi nói xong, nói với Diệp Phàm, "Không có việc gì, yên tâm đi." Diệp Phàm gật gật đầu, hắn sau đó đến trước cửa cửa không có khóa lão thái gia thanh âm lại lần nữa chuyển đến diệp phàm đẩy cửa môn quả nhiên nên tay mà ra phòng trệt này bên trong cổ kính là diệp phàm chưa bao giờ thấy qua loại kia phong cách cổ xưa ánh đèn mờ nhạt mà tại đại sảnh mới lão thái gia tóc hoa dâm hắn mặt nếp gấp nhiều dọa người xem ra đã rất là tuổi già sức yếu lão thái gia mặc lấy đường trang ánh mắt của hắn đều là đục ngầu cái này sao có thể diệp phàm thấy thế không khỏi bị kinh ngạc hắn đã nghe dương tuấn nói biết được lão thái gia chính là nhất đại tông sư tu vi đến hóa thần cảnh đỉnh phong như vậy cao thủ đều có thể ôm lấy khí huyết không có khả năng giả nua đến nhanh như vậy a à. diệp phàm có chút không rõ ràng cho lắm ngay vào lúc này diệp phàm sau lưng môn đột nhiên từ động quan diệp phàm trái tim nhất thời bỗng nhiên nhảy hắn cảm thấy được khí tức nguy hiểm chẳng lẽ dương tuấn muốn hại ta diệp phàm thầm nghĩ hắn cảnh giác lên tiểu diệp tiên sinh không cần đa nghi lão thái gia suy yếu nhìn về phía diệp phàm diệp phàm cảnh giác nói ra xem ra trong phòng này còn có ẩn tàng cao thủ hơn nữa còn là thái hư nặng thiên chi cảnh lão thái gia bên người sớm có cao thủ như thế gặp ta loại bọn tiểu bối này như thế nào lại kinh ngạc đâu a à, di đà phật tại lúc này một tên khô gầy lạt ma từ bên trong trong phòng đi tới cái này lạt ma lấy lạt ma phục dáng người gầy gò, gương mặt tối đen. Giống như là lâu dài tại hoàng thổ cao nguyên sinh hoạt một dạng, bị phong xương phá thành như vậy bộ dáng. Xem xét là khổ cực nhân dân suốt thân A. À. Vị này là khổ trí chí sư, chính là ta hảo hữu trí giao, cũng là ân nhân cứu mạng. Một năm trước đó, lão phu nóng lòng cầu thành, hành công tổ hỏa nhập ma, may mắn được khổ trí sư cứu giúp. Lão thái gia nói ra. Diệp phàm nói ra, thì ra là thế hắn không biết rõ lão thái gia dụng ý, nhưng hắn cũng không vội, an tĩnh như vậy nghe lão thái gia nói tiếp. Lão thái gia tiếp tục nói, khổ trí sư dạy lão phu một bộ hành công chi pháp, liền đem tất cả tinh khí huyết che giấu. Môn công phu này, gọi là thủ khô thiền, bề ngoài như lòng đông lá khô rách nát, bên trong thì sinh cơ bừng bừng. Bây giờ lão phu khí huyết hành tẩu chậm chạp, có thể kéo dài tuổi thọ nhiều năm. Nhưng là, lão phu cũng nhất định phải tìm tới phương pháp bất chợt tới phá thần thông đại môn, không phải vậy lời nói, lão phu cuối cùng có một ngày, vẫn là hội sắc sửa mộc. Diệp phàm nói ra, thần thông chi môn cho dù mở ra, vẫn là khó thoát sinh lão cái chết. Lão thái gia nói ra, nhưng mỗi thăng nhất trọng, khí huyết liền nồng đậm một phần, thọ mệnh cũng kéo dài một phần. Diệp phàm nói ra, cái kia ngược lại là. Lão thái gia nói ra, lão phu nghe nói Tuấn Nhi nói lên tiểu diệp tiên sinh thần thông, cảm thấy thật không thể tin khổ trí sư cũng nói tựa hồ đồng thời không khả năng dù sao tiểu diệp tiên sinh ngươi thật sự là tuổi còn rất trẻ khổ trí sư khổ tu mấy chục năm cũng phải không ít gặp bây giờ cũng mới vừa vặn đến thái hư thất trọng thiên sơ kỳ đây đã là gần như không tồn tại nhân vật thiên tài diệp phàm nói ra cho nên lão thái ra muốn trượng đo một cái ta sâu cạn khổ trí sư thuyết nói a di đà phật Bần tăng xác thực là muốn cùng tiểu diệp thí chủ ngươi luận bàn một phen, không biết tiểu diệp tiên sinh có nguyện ý hay không chỉ giáo. Diệp phàm trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn năng lực thực chiến, quả thực là cạn bạ A. Cho tới nay, ứng phó phía dưới cấp bậc thấp người, còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng cái này khổ trí sư là hắn cuộc đời gặp phải cường hãn nhất đối thủ, hắn cảm thấy mình có thể làm sao. Nhưng ta nhất định phải thử một lần, lần này tiến đến Thái Sơn, cao thủ càng nhiều ta nếu ngay cả khổ trí sư đều sợ, cái kia còn đi cái gì Thái Sơn? Lão Thái gia muốn khổ trí sư cùng ta thử, cũng là muốn nhìn xem ta bản sự, nếu là ta không có bản sự, hắn chỉ sợ cũng lười mời ta đi Thái Sơn. Diệp Phàm hít sâu một hơi, hắn cũng biết, đây là cơ hội khó được. Như là vật lộn sống mái, thì càng hung hiểm. Sau đó, hắn theo khổ trí sư ôm quyền nói ra, như thế, tiểu tử kia đắc tội. Khổ trí sư gật đầu, Lão thái gia thì nói ra, nơi đây quá mức chật hẹp, vẫn là đi ra bên ngoài thử một lần đi. Diệp Phàm cùng Khổ Trí sư đồng đều gật đầu. Sau đó, ba người liền đều rời đi phòng. Tại ngoài phòng, Khổ Trí sư thuyết nói, tiểu Diệp thí chủ, chúng ta mặc dù là thử, nhưng pháp lực chi đạo còn như tàn nhẫn vô tình. Như là tiểu Diệp thí chủ bất hạnh đem Bần tăng đánh giết, Bần tăng cùng lão thái gia cũng sẽ không của trách tiểu Diệp thí chủ. A à, Diệp Phàm nhất thời trong lòng mãnh liệt nhảy dựng lên, hắn tuy nhiên sơ nhập giang hồ, nhưng cũng không phải người ngu. Câu nói này sau lưng ý tứ, chỗ của hắn có thể không hiểu. Đó là, người giết ta, ta không trách ngươi, trái lại, ta muốn là giết ngươi, ngươi cũng trách chính mình số khổ đi. Cái này thế mà thành sinh tử kết quả. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất kinh lịch dạng này sự tình, nhưng hắn biết, chính mình trung quy là hội nghênh đón lần thứ nhất. Tốt, Diệp Phàm không có nhiều lời. Sư phụ nói với ta qua, Diệp Phàm tại thời khắc này, nhớ tới sư phụ La Quân lời nói. Như cùng nhân sinh tử tướng đấu, liền muốn giữ xuống giết người chi tâm, không phải vậy lời nói, chính là một con đường chết. Như vậy từ giờ trở đi, ta mục tiêu là giết chết Khổ Trí sư. Diệp Phàm mắt tách ra sát ý hàn quang tới. Tuy nhiên Diệp Phàm cùng Khổ Trí sư không oán không cừu, nhưng giờ khắc này, Diệp Phàm đã lưu giữ giết người chi tâm tới sau đó lúc này lão thái gia cùng khổ chí sư liền đều cảm nhận được diệp phàm thân thể lạnh thấu xương sát ý kẻ này sát tâm thật nặng lão thái gia ám đạo khổ chí sư cũng không ngưng trọng lên hắn nhìn không thấu diệp phàm tu vi nhưng hắn biết kẻ này tu vi không kém hắn tối nay ánh trăng rất tròn ánh trăng trong ngần chiếu rọi tại mặt đất đình viện chi gió đêm thổi cuốn lên vài miếng lá cây tại dạng này bầu không khí phía dưới cũng có chút điều hưu thê lương ý vị. Diệp Phàm cũng không có động, hắn đứng tại chỗ, vững như một quả tảng đá. Thực tế, Diệp Phàm tâm lý rất khẩn trương, nhưng là, hắn không ngừng tại nhắc nhở chính mình, phải tỉnh táo. Sư phụ bàn giao, càng là nguy hiểm, càng phải tỉnh táo. Cái này 15 năm đến, Diệp Phàm một mực tại ma luyện chính mình tỉnh táo. Hắn vốn cho là mình có thể tỉnh táo, nhưng đến giờ phút này, hắn vẫn là không nhịn được khẩn trương bất quá vẫn là có chút hiệu quả cho dù khẩn trương diệp phàm y nguyên còn có thể bảo trì một phần thanh tình hắn cùng khổ trí sư đều không có xuất thủ song phương giống như là tại đi săn một dạng chỉ chờ người nào động trước xem ai lộ ra sơ hở sau đó nhất kích tất sát diệp phàm không xuất thủ là bởi vì hắn không biết nên làm sao công kích hắn sợ công kích sẽ lộ ra sơ hở cho nên hắn nhất định phải chờ mà khổ chí sư là đang đợi cái này thanh niên vừa ra tay lộ ra sơ hở. Nhưng hiện tại xem ra, khổ chí sư là khó có thể đợi đến. Thiếu niên này, thoạt nhìn không có chiến đấu kinh nghiệm, nhưng lại có thể như thế trầm ổn. Khổ chí sư cũng không khỏi kinh ngạc. Trời sinh chiến sĩ sao? Khổ chí sư nói thầm. Cái này một cái chớp mắt, khổ chí sư quyết định không giống nhau. Lấy, khổ chí sư khẽ quát một tiếng, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là giơ tay lên. Sau đó liền gặp một tia ô quang tia chớp chém giết mà ra. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm toàn thân lông tơ đều dốc ngược lên. Đây là dã thú gặp phải nguy hiểm về sau bản năng, Diệp Phàm hết sức chăm chú. Hắn bây giờ chính là có đại tu vi tại thân, đối sự vật bản chất, cùng bốn phía biến hóa đều muốn nhạy cảm được nhiều. Đạo ô quang này cực nhanh chóng, đồng thời hung mãnh. Thường nhân căn bản là phản ứng không kịp nhưng Diệp Phàm có thể kịp phản ứng. Trong chấp nhóm này, Diệp Phàm cũng xuất thủ. Hắn bất chấp tất cả, cấp tốc tế ra phệ huyết kiếm. Phệ huyết kiếm hung hãn vô cùng, vạch ra một đạo huyết quang, trực tiếp đem ô quang kia chém giết. Hai đạo quang mang ở trên không chém giết cùng một chỗ, nhất thời kích động ra trói lọi quang mang tới. Đi, thế nào biết lúc này, khổ chí sư lại phát ra một tia ô quang tới. Ừm, Diệp Phàm bị kinh ngạc có điều hắn đã sớm chuẩn bị. Ánh mắt hắn bỗng nhiên vừa mở, người cùng kiếm phảng phất hợp hai là giống như. Phá, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, cái kia phệ huyết kiếm ở trên không đem khổ trí sư thứ một tia ô quang mãnh liệt chém giết. Đón lấy, lại đem đạo thứ hai ô quang chém giết. Gió táp kiếm thuật, Diệp Phàm không trần chờ nữa, phát động hung mãnh công kích. Cái kia phệ huyết kiếm ở trên không trở nên vừa vội lại nhanh, mang theo một mảnh sóng lửa. Gió táp 18 kiếm. Oanh, đệ nhất kiếm chém tới khổ trí sư. Khổ trí sư cũng không lui lại, hắn tay tế ra một món pháp bảo. Kim cương cháo. Đó là một miệng kim nguyên đỉnh. Kim nguyên đỉnh chính là khổ trí bắt trước bảo bối, chính là có hay không chi uy lực, có thể chống đỡ ngự chư rất cường hoành công sát. Khổ trí sư dám cùng Diệp Phàm sinh tử giao nhau, chính là ỷ vào cái này một miệng đỉnh. Lúc này, khổ trí sư thi triển ra kim cương cháo cái kia kim nguyên thế chân vạc tại hắn miễn cưỡng, nhất thời phát ra một tầng mạnh mẽ kim quang. Kim quang chi, thần long gào thét, vô số vảy màu vàng kim dày đặc. Diệp phàm đệ nhất kiếm chém giết đi, chỉ kích động ra một chút tia lửa A. À. Diệp phàm cũng không nghĩ nhiều, cấp tốc phát ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Hết thảy 18 kiếm, kiếm kiếm hung ác. Trong một chớp mắt, tựa như 100 tên cầm kiếm cao thủ hung ác chém giết cái kia kim nguyên bình tia lửa đầy trời kích xạ. Như vậy hung đấu, để dương ra lão thái ra ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này, là thần tiên chi thuật sao? Lão phu tuy nhiên đã thành tông sư, nhưng nếu đứng trước tiểu diệp tiên sinh như vậy công sát, chỉ sợ vừa đối mặt đều chống đỡ không xuống A. Lão thái gia tâm khiếp sợ không thôi. Cái kia 18 kiếm chảm giết tiếp, hội tụ thành biển, kiếm quang tấm lụa, giống như chín ngày ngân hà, toàn bộ đánh giết tại kim quang kia che mặt mà kim quang bao bọc lại là càng phát ra kim quang đại thịnh cái kia khổ trí sư đột nhiên bạo giống một tiếng kim nguyên đỉnh chấn động mạnh một cái phanh một tiếng diệp phàm phệ huyết kiếm tất cả kiếm quang biến mất diệp phàm cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ chấn thấu mà đến thế mà để hắn không cầm nổi cái kia phệ huyết kiếm bay thẳng ra ngoài hồi diệp phàm cấp tốc một chảo thì triển pháp lực đem vệ huyết kiếm bắt trở lại nhưng lúc này khổ trí sư xuất thủ lần nữa. Lấy, khổ trí sư cùng cái kia kim nguyên đỉnh phảng phất một thể, liền gặp kim nguyên đỉnh hướng về diệp phàm tia chấp đụng giết tới. Kinh phong bạo liệt, nhanh như thiểm điện. Diệp phàm muốn tránh né, đã là không kịp. Nguy cơ chi, diệp phàm không lo được hắn, liền nhất trưởng thái cực trưởng ấn đánh giết tới. Hắn lúc này cuồng vận pháp lực, cái kia thái cực trưởng ấn hình thành một nói cự đại trưởng ấn, hướng về kim nguyên đỉnh đánh giết tới ầm ầm trường ấn cùng kim nguyên đỉnh đụng giết cùng một chỗ to lớn vô cùng lực lượng lập tức hướng diệp phàm phản chấn mà đến diệp phàm mượn cỗ này phản chấn lực lượng cấp tốc phiêu thối hắn mấy cái nhanh chóng thối lui cấp tốc lui ra ngoài trăm thước đón lấy diệp phàm thi triển hư không xuyên thẳng qua bản sự mấy cái xuyên thẳng qua liền đến khổ trí sư sau lưng đi diệp phàm thi triển vệ huyết kiếm cái này mấy cái đụng nhau Diệp Phàm cảm giác được pháp lực bị tiêu hao không ít. Nhưng lúc này, hắn đã không có đường lui. Phệ huyết kiếm tia chớp chém giết tới. Khổ trí sư cũng không tránh né, hắn cùng Kim Nguyên Đỉnh hợp làm một thể. Cái kia phệ huyết kiếm vẫn là chạm tại Kim Nguyên Đỉnh. Phanh phanh, tia lửa văng khắp nơi. Nhưng lại không tổn hại khổ trí sư tí tẹo teo. Diệp Phàm không khỏi rất là buồn giàu, cái này khổ trí sư quả thực giống như là cái rùa đen, chỉ cần gặp phải công kích trốn vào mai rùa bên trong, khiến Diệp Phàm có chút không biết từ nơi đó ra tay. Diệp Phàm kinh nghiệm thực chiến quá kém, nhưng bây giờ hắn ưu thế ở chỗ, hắn lực lượng khổ trí sư mạnh, hắn một mực ở vào vị trí chủ đạo, một mực tại công kích. Mà khổ trí sư sách lược là muốn hao tổn Diệp Phàm pháp lực. Phải làm sao mới ổn đây? Diệp Phàm vô kế khả thi, quả muốn này dừng tay giảng hòa tính toán. Nhưng khổ trí sư lại không có ý định này hắn cũng không phải chuyên môn đến cho diệp phàm làm bia ngắm luyện thủ bàn nhược kim cương thần long khổ trí sư đột nhiên trợt quát một tiếng sau đó cái kia kim nguyên đỉnh kim quang đại thịnh thế mà chạy giết ra một đầu hung hãn thần long a à, diệp phàm hoảng sợ hắn nhịn không được lui lại không ngừng lui lại cái kia thần long hung hãn hướng diệp phàm vồ giết tới thần long thân thể long uy cuồn cuộn tinh thần cùng quy tắc cùng tồn tại diệp phàm lập tức khu kiếm chảm giết cái kia phệ huyết kiếm chém giết tới lại bị thần long một cái vung đuôi oanh diệp phàm cảm thấy vô cùng long lực chém đến thân kiếm hắn hoàn toàn cầm giữ không được phệ huyết kiếm phệ huyết kiếm trực tiếp bay về phía chân trời liền diệp phàm cũng đem bắt không trở lại mà lúc này thần long đã lần nữa đánh giết tới thái cực trưởng ấn bát quái trưởng ấn diệp phàm vận lên toàn thân pháp lực không ngừng đánh giết tới hai đạo trưởng ấn phân biệt chém giết tại thần long thân thể, thần long dừng lại một chút, lại lại lần nữa vổ giết về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm con người phóng đại, cái kia một cái trước mắt, hắn mắt chỉ còn lại có thần long. Sư thủ hạ lưu tình, dương lão thái gia thấy thế nhịn không được hô. Khổ trí sư cũng chưa dự định giết Diệp bình thường, hắn chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt thu công. Thế nào biết tại lúc này, Diệp Phàm đột nhiên hai mắt hóa thành ly hỏa kim đồng. Âm âm, ly hỏa thần mang theo hắn mắt chém giết đi ra cuồn cuộn pháp tắc đại thiên nhãn thuật vô cùng canh kim chi khí còn có đến từ suối nước nóng dưới đáy hỏa diếm tinh khí giảo sát cùng một chỗ cái kia thần mang đem thần long bao phủ đón lấy oanh một tiếng toàn bộ thần long bị diệp phàm đốt cháy thành cho bụi cái này một cái chớp mắt diệp phàm hai mắt nở rộ thần quang cái kia ly hỏa kim đồng xem ra để diệp phàm giống như thiên thần Diệp phàm sát khí đằng đằng, đón lấy, ly hỏa kim đồng chém tới khổ trí sư. Khổ trí sư nhất thời hoảng sợ, vội vàng vận chuyển kim nguyên đỉnh. Phanh một tiếng, kim nguyên đỉnh trực tiếp phá nát. Tiểu diệp tiên sinh, thủ hạ lưu tình, dương lão thái ra hô to. Khổ trí sư sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể chờ đợi chết. Diệp phàm trong lúc cấp thiết, cấp tốc thu hồi ly hỏa kim đồng. Sau đó cái này một cái trước mắt, thiên địa rốt cục yên lặng lại. Cái kia dương ra hắn người cũng đã đến hiện trường, bất quá bọn hắn lúc đến, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chỗ bừa bộn. Diệp Phàm hít sâu mấy cái khí, lúc này mới đem toàn thân sát ý cho thu liếm lại đi. Sát thần lại lần nữa chuyển hóa thành bình thường thiếu niên. Khổ trí sư cùng dương lão thái gia lại nhìn Diệp Phàm lúc, ánh mắt đã là tràn ngập vẻ kính sợ. Sau đó, ba người trở lại trong phòng. Lại lần nữa ngồi xuống về sau, khổ trí sư thuyết nói, bần tăng đa tạ tiểu diệp thí chủ ân không giết diệp phàm nói gấp sư vừa mới tranh đấu tiểu tử nhất thời khống chế không nổi suýt nữa ủ thành đại hòa ngài giờ phút này lại nói đa tạ tiểu tử thực sự xấu hổ khổ trí sư thuyết nói chém giết vốn là sát phạt sự tình người giết ý đến hết thảy đều đã mất khống chế tiểu diệp thí chủ không cần lo lắng hắn đón đến nói ra bất quá bần tăng duyệt người cũng là không ít nhưng như tiểu diệp thí chủ như vậy, còn là lần đầu tiên gặp. Há, sư, ngài lời này ta nên làm như thế nào nghe? Diệp phàm nói ra. Khổ trí sư thuyết nói, tiểu diệp thí chủ, bần tăng có thể nhìn ra tương lai người tuyệt không phải ao chi vật. Tương lai còn có càng lớn cơ duyên chờ ngươi, chỉ bất quá, người sát phạt chi trọng, bần tăng cuộc đời không thấy. Sát phạt nặng, Diệp Phàm bỗng cảm giác không hiểu, hắn nói ra, ta đồng thời không giết người chi tâm, cũng không hội lấy giết người làm vui. Gì tới sát phạt chi trọng? Khổ trí sư thuyết nói, cái này, bần tăng cũng vô pháp nói tỉ mỉ. Bần tăng chỉ là nhìn tiểu diệp thí chủ mặt ngươi tướng mà thôi. Diệp phàm như có điều suy nghĩ lên. Khổ trí sư còn nói thêm, đúng, vừa mới tiểu diệp thí chủ ngươi thi triển thuật pháp, uy lực coi là thật không thể tưởng tượng. Bần tăng thực sự bội phục, không biết đây là cái gì không? Diệp phàm nói ra, đây là đại thiên nhãn thuật, chính là sư phụ ta truyền cho ta. Khổ trí sư thuyết nói, đại thiên nhãn thuật. Hắn lại là không biết ba nghìn đại đạo sư tình, liền nói ra, thế gian lại có lợi hại như thế pháp thuật, thật là làm cho bần tăng mở rộng tầm mắt. Không biết, tiểu diệp thí chủ ngươi có thể hay không có thể đem môn thuật pháp này truyền cho bần tăng, bần tăng nguyện ý trả bất cứ giá nào, quản chi là bái tiểu diệp thí chủ ngươi vi sư, từ đó phục thị ngươi cũng có thể. Diệp phàm lập tức khoát tay, nói ra, sư, việc này ngàn vạn không thể. Này thuật pháp chính là sư phụ ta truyền lại, không có ta sư phụ cho phép, ta tuyệt không dám ngoại truyền bất luận kẻ nào. Việc này, còn mời sư đừng nhắc lại. Khổ trí sư cũng biết rất không có khả năng, liền hơi hơi thở dài một hơi, tiếc hận không thôi. Khổ trí sư cũng không nhắc lại cái này một gốc dạ, hắn tự nhiên cũng biết, bản này không có gì có thể có thể tính. Dương lão thái gia thì là đối diệp phàm tu vi tán thưởng không thôi. Hắn nói ra, lần này Thái Sơn dị bảo nghe nói chính là theo lòng đất chi mọc ra cụ thể là cái gì tất cả mọi người không rõ ràng nhưng nếu là sinh thiên tài địa bảo gì đi ra vậy thì thật là chỗ tốt vô hạn khổ trí sư thuyết nói lão thái gia ngài còn kém một hơi lần này nếu là có thể tìm tới kỳ ngộ xông phá giảng buộc vậy coi như là bước ra một bước dài Dương lão thái gia nói ra đúng vậy a à, bất quá đây hết thảy còn muốn dựa vào sư ngài cùng tiểu Diệp tiên sinh Diệp Phàm nhìn về phía lão thái gia. Dương lão thái gia nói ra, tiểu Diệp tiên sinh, lần này, vô luận là có hay không có thể lấy được dị bảo, chỉ cần tiểu Diệp tiên sinh ngươi chịu theo chúng ta cùng một chỗ núi. Ta trước cho ngươi 10 triệu tiền đặt cọc, nếu là lấy được dị bảo, về sau lại cho 90 triệu. Tiểu Diệp tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Diệp Phàm giật mình trong lòng, có điều hắn lập tức chấn tĩnh lại. Hắn nói ra, lão thái gia, dị bảo đến cùng là dạng gì dị bảo, này chúng ta người nào cũng không biết. Tiền vật này là đồ tốt, nhưng tiền không thể mua đi dị bảo. Dị bảo giá trị không phải tiền có thể đánh giá. Đương nhiên, ta biết làm người muốn giảng đạo nghĩa, không có khả năng lão thái ra người đem tin tức nói cho ta biết về sau, ta một mình đi đem dị bảo chiếm thành của mình. Như vậy đi, ta cũng không cần lão thái ra người tiền, ta cùng sư hội cùng đi tìm dị bảo. Đến lúc đó, nếu như dị bảo chỉ là một chút phổ thông chút ít đan dược, ta đây có thể không muốn. Nhưng dị bảo nếu như giá trị rất nặng, có thể phân lời nói, chúng ta phân ba phần. Không thể phân lời nói, chúng ta lại thương lượng xử lý như thế nào. Vật này, ta tuyệt sẽ không chiếm thành của mình, cũng sẽ không đến chiếm sư cùng lão thái gia tiện nghi. Diệp phàm lời nói vẫn là rất công đạo. Cũng nói, hắn không phải cái người tham của. Lão thái gia cùng khổ trí sư nhìn nhau, sau đó đều gật đầu. Lão thái gia nói ra, tốt, theo tiểu diệp tiên sinh người nói xử lý. Tiếp đó, là tiến về Thái Sơn. Lão Thái gia bên này có máy bay tư nhân, tại đêm đó, ba người lấy tư nhân tiểu hình trước phi cơ hướng Thái Sơn. Cái này máy bay là máy bay trực thăng, đổi lại khác máy bay, cũng không tiện đỗ. Ngồi ở phi cơ lúc, giấy nhũi diệp phàm lần thứ nhất đi máy bay, hắn không khỏi lần nữa lòng sinh cảm khái. Nếu là sư phụ tại, một cái ý niệm trong đầu có thể trực tiếp đạt đến Thái Sơn không cần lúc này như thế dườm già. Diệp Phàm nói thầm, theo tĩnh An đến Thái Sơn, ngồi máy bay cũng hơn 2 giờ. Máy bay trực tiếp hạ xuống tại Thái Sơn Chi Đình. Thái Sơn Hùng Tráng, nổi tiếng thiên hạ. Ngũ nhạc độc tôn, cũng không phải chỉ là hư danh. Trừ rất nhiều nơi là thuộc về du lịch khu, Thái Sơn mặt khác vài chỗ, đều là du khách không thể đi. Diệp Phàm một đoàn người còn chuẩn bị một chút trèo núi trang bị. Lúc này, bên trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Ánh trăng trong sáng, thái sơn chi, dị thường giá rét. Lạnh thấu xương gió lạnh phá tại mặt người trứng, giống như là đao tử tại phá một dạng. Đồng thời, còn có một số hạt tuyết tử xen lẫn. Máy bay trực thăng tại tại chỗ chờ đợi. Lão thái ra xem ra tuổi già sức yếu, nhưng giờ phút này đột nhiên thẳng tắp lưng, lại là lộ ra long tinh hổ mãnh. Hắn tránh thức thể lực, chính là cường hãn vô cùng. Lão Thái gia còn cầm hai tay thương, loại này súng lục là đặc chế, viên đạn đi qua đặc thù xử lý. Chính là gặp phải đồng dạng pháp thuật cao thủ, cũng có thể đem xử lý. Không có gọi nội tình, Lão Thái gia sao lại dám đến núi này tới. Cái kia dị bảo sinh ra địa phương cũng không khó tìm, bởi vì dị bảo sắp hiện ra, tất nhiên sẽ có dấu hiệu. Không phải vậy lời nói, tin tức này làm sao lại truyền đi đây. Mà lúc này, khổ trí sư lấy một cái la bàn đến thẩm tra núi này phong thủy biến hóa. Diệp Phàm có chút sùng bái nhìn lấy khổ trí sư, bởi vì đối với phong thủy biến hóa câu chuyện, hắn là triệt triệt để để tay nghiệp sư, có thể nói rốt đặc cán mai. Hắn nhiều nhất có thể cảm nhận được khí biến hóa, cùng phân biệt nơi nào là dương khí, nơi nào là mịt mờ chi khí. Nhưng lớn đến núi non sông suối, hắn là vô kế khả thi. Tại phía đông nam, khổ trí sư thuyết nói hắn sau đó còn nói thêm, bần tăng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Ừm, Diệp Phàm cùng lão thái ra nhìn về phía khổ trí sư. Phía đông nam có một cái động phủ, cái này động phủ tại trong hẻm núi lớn. Trước đó là bị kết giới ẩn tàng ở, nhưng là hiện tại kết giới đã tổn hại. Khổ trí sư thuyết nói, nghe đồn trước sớm đã từng có một vị ma đế, pháp lực cao cường, bốn phía giết hại, phạm phải vô số tội nghiệt, về sau bị truyền thuyết thần đế cùng hoa đại đế liên thủ đem trấn áp tại Thái Sơn Chi. Chỉ là về sau, mấy năm trước ma đế tránh thoát trói buộc, thoát đi Thái Sơn. Cái này động phủ gọi là hàng ma động, chính lúc trước giam giữ ma đế địa phương. Ma đế trốn khi đi, phá hư kết giới. Xem ra cái này dị bảo là cùng ma đế có chút quan hệ. Ma đế, thần đế, hoa đại đế, lão thái gia nói ra, lão phu từng nghe nói bọn họ, năm đó bọn họ quát tháo phong vân lúc, lão phu chỉ có thể nhìn lên. Chẳng qua hiện nay, càng phải liền nhìn lên đều không đủ tư cách. Những thứ này danh hào nghe tới, giống như là những cái kia huyền huyễn tiên hiệp. Diệp phàm buồn cười. Khổ trí sư thuyết nói, tại trong mắt người khác, tiểu diệp thí chủ ngươi phi kiếm giết người, đại thiên nhãn thuật, làm sao không giống như là những cái kia bên trong kiểu đoạn đâu. Nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt, lão thái ra theo cười một tiếng. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút, cái này ma đế đã từng ở qua động phủ, hội là bực nào diệu mỹ lệ. Khổ trí sư thuyết nói, một đoàn người, tiếp tục đi đường. Cái này một hàng đi đến, đường núi chưa khai phát, phá lệ hiểm trở. Một đường bước đi, cực khó khăn, nếu là người bình thường, căn bản là không có cách ở chỗ này hành tẩu. Nhưng diệp phàm ba người này thân thủ mạnh mẽ, lại là một điểm khó khăn đều không có. Riêng là Diệp Phàm cùng khổ trí sư, thực sự không được còn có thể hư không xuyên thẳng qua. Hư không xuyên thẳng qua cũng không phải là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, tìm đúng hai cái sâu chuỗi phần tử, lấy lực lượng cực mạnh, cực kỳ nhanh chóng độ xuyên toa quá khứ. Cái này có thể đạt tới hư không ở giữa xuyên thẳng qua. Đương nhiên, loại công phu này là vũ lực khó có thể đạt tới. Khoa học kỹ thuật cùng vũ lực tốc độ, Thủy chung vẫn là bị hạn chế, không cách nào xuyên thẳng qua. Nghe nói đã từng cũng có một vị nữ tử, tuy nhiên không biết pháp thuật, nhưng lại hiểu phần tử sâu chuỗi chi đạo. Nữ tử này gọi là tiểu nghiêng, chính là hoa đại đế chi ái. Năm đó vị nữ tử này thi triển phi đao, sâu chuỗi phần tử, quỷ thần khó đoán. Mà sau đó, vị nữ tử này bị ma đế Trần Thiên Nhai thi triển quỷ kế hại chết. Đây cũng là nhiều năm như vậy, hoa đại đế Thủy Trung không thể đối ma đế tiêu tan một một nguyên nhân trọng yếu. Đã nhiều năm như vậy, Hoa Đại Đế vẫn luôn đang tìm cứu trở về vị kia tiểu nghiêng biện pháp. Đạp biến tinh không vũ trụ, chỉ vì gặp lại tiểu nghiêng liếc một chút. Rất nhanh, Diệp Phàm ba người tới hẻm núi lớn mới. Cái kia hẻm núi lớn tràn đầy hơn một ngàn mét, theo nhìn xuống dưới, sâu không thấy đáy, đồng thời vân vụ lượn lờ. Loại tình huống này, Diệp Phàm cùng khổ trí sư đều muốn thành thành thật thật dùng leo núi công cụ hướng xuống leo lên. Bởi vì nếu như trực tiếp nhảy đi xuống, hội ngã chết. Tại loại này nhanh chóng hạ xuống tình huống dưới, bọn họ cũng vô pháp cảm ứng được phần tử sâu chuỗi. Ba người liền vận dụng leo núi công cụ hướng xuống leo đi. Ba người này đều là đương thời cao thủ, vấn đề không lớn. Công cụ cũng là chất lượng cực chuyện tốt. Hơn một ngàn mét chiều sâu, ba người hướng xuống chậm chạp bò. Ước chừng dùng một giờ, mới rốt cục đến dưới đáy. Làm cho người may mắn là, phía dưới tuy nhiên vân vụ lượn lờ, nhưng là cũng không có cái gì khí độc cùng khí độc linh khí pha trộn nghĩ không ra nơi này lại là linh khí tụ tập địa phương diệp phàm vừa đến hẻm núi lớn dưới đáy lập tức cảm giác được khổ trí sư thuyết nói nơi này tựa hồ là có dẫn linh trận pháp cho nên mới tụ tập nhiều như vậy linh khí chẳng lẽ là năm đó ma đế làm ra đến trận pháp diệp phàm nói ra rất có thể bất quá trận pháp này đã nhiều năm không có bảo trì linh khí hội càng ngày càng ít khổ trí sư thuyết nói. Diệp Phàm nói ra, nếu là có thời gian, ta ngược lại muốn ở chỗ này nhiều tu luyện mấy ngày. Mà lão thái gia cũng có thể ở chỗ này ở thêm một mấy ngày này, có lẽ không cần thiên tài địa bảo, liền có thể tự động đột phá cái này thần thông đại môn bích chướng. Lão thái gia nói ra, tốt, chờ ngày mai sau đó, mặc kệ chúng ta đến không được đến dị bảo. Lão phu đều muốn ở chỗ này dừng lại lâu một chút thời gian. Cái này trong hẻm núi lớn, diện tích rộng lớn, giống như là một cái tiểu để bộ tiểu trấn một dạng. Có thác nước, có tiểu khê, dòng sông, còn có đá lởm chởm vách núi, mặt thỉnh thoảng còn xuống nước châu tới. Cái kia bên trái đằng trước, có một tòa hồ nước, hồ nước trong vắt. Khổ trí sư căn cứ là bản hướng phía trước đi đến, hắn muốn tìm là hàng ma động. Ban đêm, trong hạp gốc cơ hồ là tĩnh mắt không thấy năm ngón tay. Mặt đất bụi cỏ chỉ còn có một số loài rắn bò sát, đây hết thảy đều bị người cảm thấy có chút dùng mình. Nhưng Diệp Phàm ba người kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ những vật này. Diệp Phàm còn muốn mở ra đèn pin, nhưng bị khổ trí sư cùng lão thái gia ngăn cản. Không thể mở ra, lão thái gia nhẹ nói nói, còn có rất nhiều cao thủ cũng đều đến ngấp nghé cái này dị bảo, tất cả mọi người trong bóng đêm, nếu như ngươi mở ra đèn pin, ngươi sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Có đạo lý, Diệp Phàm không khỏi cảm thán, Chính mình vẫn là không có kinh nghiệm a. À. Cùng những thứ này lão giang hồ một, chính mình xác thực vẫn là quá non. Lúc này, thực vẫn là tương đối an toàn, tại không nhìn thấy dị bảo trước đó, người nào cũng không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ, tiêu hao thực lực. Diệp Phàm Tâm thủy trung sách theo, hắn có quá nhiều lần thứ nhất. Lần thứ nhất cùng khổ trí sư đấu, lần thứ nhất đi máy bay, lần thứ nhất đến một chỗ như vậy tầm bảo. Bốn phía nguy hiểm là chân thật mà tồn tại đây hết thảy đều cùng hắn nguyên lai sinh hoạt đã khác rất xa nhưng dạng này mới để hắn cảm thấy thích vô cùng hắn rốt cục không lại bình thường phía trước hàng ma động rốt cục đến hàng ma động là mọi người đối tòa động phủ này xưng hô thực tế ma đế sẽ không ở mặt viết cái hàng ma động ba chữ thần đế cùng hoa đại đế cũng sẽ không như thế làm bất quá là mọi người cho rằng nơi này là trấn áp qua ma đế liền cảm giác nên hàng ma động cái kia hàng ma hang hốc miệng mở rộng, 10 phần rộng lớn, nham thạch gục xuống, đòi người không người mới có thể đi vào. Bốn phía đen kịt một màu, động càng là đen nhánh. Dạng này đen nhánh, để người sợ hãi trong lòng, không biết bên trong giấu cái gì yêu ma quỷ quái. Tiểu Diệp thí chủ, hang động này có thể sẽ có đi đầu tầm bảo người giấu lại ám khí, người có đại thiên nhãn thuật. Khổ trí sư đề nghị Diệp Phàm trước dùng đại thiên nhãn thuật tra thăm dò hư thực, tuy nhiên cử động lần này cũng sẽ bại lộ bọn họ chỗ nhưng nếu không tra rõ ràng tùy tiện vào sơn động thực sự quá nguy hiểm diệp phàm gật đầu nói ra tốt các ngươi hai vị trước ẩn tàng chỗ tối ta điều tra rõ ràng về sau liền lợi dụng hư không thuật xuyên toa đi đầu tránh ra sau đó lại chậm chậm mưu toan không thể không nói diệp phàm trưởng thành là rất nhanh hắn bắt đầu trở nên tâm tư kín đáo lên diệp phàm sau đó thì triển ra đại thiên nhãn thuật Ly Hỏa Kim Đồng xuất hiện. Hắc Ám Chi, Diệp Phàm hai mắt giống như là thái dương quang mang một dạng, hết thảy hắc ám tại hắn Ly Hỏa Kim Đồng phía dưới, liền đều là không chỗ che thân. Diệp Phàm trong nháy mắt đem cái kia động phủ bên trong nhìn rõ ràng. Cái này trong động phủ, lại là một mảnh rộng lớn thiên địa. Động phủ chi, chỗ cao nhất có ngàn mét độ cao, hiểm trở hùng vĩ. Tại động phủ chỗ sâu nhất, còn có một chỗ vô biên thâm uyên. Cái kia thâm uyên cực rộng, tựa như một mảnh cự hồ nước lớn. Chỉ là bên trong không phải hồ nước, mà chính là bóng đêm vô tận. Trong động phủ, đã ẩn tàng không ít cao thủ, những cao thủ này trận địa sẵn sàng đón quân địch, có phiên tăng, có các quốc gia dị vực cao thủ, mà lại làm 18 cái đội ngũ nhỏ. Mỗi cái đội ngũ chỉ ít đều là 3 năm người, nhiều thì hơn 10 người. Bọn họ tay có độc trận, súng ống, còn có pháp bảo. Vân vân, cái này trong động phủ, nghiêm chỉnh đã thành long đàm hổ huyệt. Chỉ bất quá, bọn họ từng cái đều là giáp tâm hại người, cũng không phải là bền chắc như thép. Diệp Phàm lại bắn phá bên ngoài động phủ, bên ngoài động phủ, cao thủ cũng có vô số. Thế mà toàn bộ đều là vì dị bảo mà đến. Diệp Phàm nhìn kinh hồn bạt vía. Về sau, hắn thu hồi đại thiên nhãn thuật, thân hình lấp lẽ, nhanh chóng nhanh rời đi địa phương. Diệp Phàm cùng khổ trí sư còn có lão thái gia hợp thành hợp lại cùng nhau. Lão thái gia gặp Diệp Phàm tới, lập tức hỏi, thế nào? Diệp Phàm nói ra, cái này cũng không lớn rượu, bên trong cao thủ có 18 chi đội ngũ, nhân số tổng cộng 100 có thừa. Bên ngoài cao thủ, cũng là 100 có thừa, toàn bộ đều là trang bị tinh lương, bên trong bảo vật, một khi người nào xuất thủ trước đoạt, khẳng định sẽ trở thành tổ ong vò vẽ. Lúc này, chúng ta vẫn là trước yên lặng nhìn biến, tuyệt không thể ra tay trước. Không phải vậy lời nói, chết sẽ rất thảm. Trời ạ! À lão thái gia cũng không nhịn được líu lưỡi, như thế nào đến nhiều như thế cao thủ. Khổ trí sư thuyết nói, chúng ta vẫn là đem sự tình muốn quá đơn giản một chút. Lão thái gia nói ra, bất quá may mắn, tiểu diệp tiên sinh có đại thiên nhãn thuật. Chúng ta tính toán không đi vào, cũng có thể biết bên trong tình huống. Tiểu diệp tiên sinh, ngày mai chỉ cần dị bảo xuất hiện, người nhìn chầm chầm cái kia dị bảo. Chờ bọn hắn giết không sai biệt lắm, chúng ta truy tung đến dị bảo người, đến lúc đó lại đi ra tay. Diệp Phàm nói ra, tốt, hắn sau đó cười khổ, nói ra, sợ là muốn làm thu được về hoàng tước người không tại số ít. Đã đến, luôn luôn quy hoạch quan trọng nhất đồ, khổ trí sư thuyết nói. Ngay sau đó, Diệp Phàm bọn người trước không nóng nảy tiến cái kia hàng ma động bên trong. Ba người tìm thanh tĩnh chi địa, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Như vậy tu luyện, thời gian qua rất nhanh, thêm cái này trong hạp cốc, linh khí thanh thúy tươi tốt, tu luyện rất là thư sướng. Một ngày một đêm thoáng một cái đã qua. Diệp Phàm bọn người ở tại tu hành thời điểm, cảm giác được còn lần lượt không ngừng có người đến đây. Đến cùng là bảo bối gì, thế mà khả năng hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy đến đây. Diệp Phàm nói thầm, hắn đồng thời lại hưng phấn lên. Lần này, hắn tựa hồ có thể đại triển thân thủ. Trong động sóng pháp lực rất lớn, hẳn là dị bảo sắp xuất thế. Khổ Trí sư đột nhiên nói ra. Diệp Phàm nói ra, "Tốt, ta đến quan sát." Hắn lập tức thi triển ra Đại Thiên Nhãn thuật, đồng thời để Khổ Trí sư cùng lão thái gia làm hộ pháp cho hắn. Diệp Phàm cũng sợ chính mình thi pháp lúc đột nhiên bị người từ phía sau bắn chết. Hắn hiện tại tuy nhiên có pháp lực tại thân, nhưng cũng sợ bị đánh chết a. Diệp Phàm lấy Đại Thiên Nhãn thuật quan sát trong động tình huống. Trong động những cao thủ cũng nhìn đến chiếc này bó kim quang chiếu vào. Trước đó, chiếc này bó kim quang chiếu xạ đến một đám cao thủ sợ hãi trong lòng. Lúc này nhi lại tới, bọn họ đều đang nghĩ lấy, đến cùng là cái kia một đường cao thủ đang một mực thăm dò a. À. Cái này lại là cái gì thuật pháp a? À? Lúc này, Diệp Phàm cũng phát hiện tình huống dị thường. Tại cái kia trong động phủ vô biên thâm uyên dưới đáy, sóng pháp lực hung mãnh cùng cực. Sau đó, Diệp Phàm nhìn đến suốt đời khó quên tràng diện. Đó chính là theo thâm uyên dưới đáy chín đầu thần long thi thể lôi kéo một bộ cự quan tài lớn đang theo mặt bay tới chín con rồng kéo hòm quan tài diệp phàm giật mình nói ra tình huống như vậy là liền những cái kia trong động cao thủ đều không nhìn thấy lão thái gia lập tức hỏi diệp phàm cái gì chín con rồng kéo hòm quan tài diệp phàm nói ra ở bên trong thâm huyên chi chín bộ long thi lôi kéo một bộ to lớn vô cùng đồng quan a à, lão thái gia cùng khổ trí sư đều là bị kinh ngạc Tại cái kia thâm uyên chi, thâm uyên rộng lớn không, chừng 100 km vuông. Cái này rộng lớn trình độ, không thể tưởng tượng, tựa hồ là đem chọn cái Thái Sơn đều muốn bao phủ tiến đến. Dựa theo quan phương thuyết pháp, Thái Sơn phạm vi cũng bất quá hơn 400 km vuông. Cho nên, cái này thâm uyên sự rộng lớn có vẻ hơi quỷ dị. Thái Sơn phía dưới, có như thế đại thâm uyên, theo nguyên lý tới nói, hẳn là không thực tế. Nhưng sự thực là, mảnh này thâm nguyên xác thực xác thực tồn tại mà lại thái sơn vẫn là sừng sướng bất động chín bộ long thi mỗi một bộ long thi đều dài đến ngàn trường thái cổ thiên long đồng dạng tồn tại tại bình thường thế giới bên trong chiều dài đến trăm mét đã là phim khoa học viễn tưởng bên trong godzilla mà khi diệp phàm đem cái kia chín bộ long thi thấy rõ ràng lúc mới không khỏi cảm khái nhân loại tưởng tượng cùng vũ trụ minh mông thật sự là cách biệt quá xa Lúc này, cái kia to lớn đồng quan càng là to đến không thể tưởng tượng. Làm chín bộ long thi đem đồng quan kéo tới về sau, cả tòa thâm uyên đều bị đồng quan toàn bộ bao trùm ở. Liền không gặp được thâm uyên, chỉ thấy được cái kia to lớn đồng quan bao trùm ở thâm uyên. Vũ trụ minh mông, nhân loại tưởng tượng tại, y nguyên bất quá là giọt nước trong biển cả. Làm chúng ta coi là, chúng ta đem vũ trụ tưởng tượng được cũng đủ lớn, các loại tránh thức thân ở lúc mới phát hiện, chúng ta tưởng tượng, vẫn là quá mức nhát gan diệp phàm nói thầm cái kia thâm uyên chi đồng quan dừng lại dạng này phiêu phù ở thâm uyên hư không không nhúc nhích đồng thời đồng quan phía trước có một đạo đại môn đại môn mặt bị kim sắc phù bao trùm ở diệp phàm nhìn đến không ít cao thủ bắt đầu đến đồng quan đại môn trước mặt tại không thấy được tránh thức dị bảo lúc người nào cũng sẽ không xuất thủ trước giết hại có cao thủ dùng diệp phàm nghe không hiểu anh hô to cũng có người dùng hô, cái này đồng quan là dị bảo, bên trong nhất định giấu vô số bảo tàng. Chúng ta đều đi vào chia cắt, liền không dùng chém chém giết giết. Tốt, những người kia hưng phấn kêu to lên. Mỗi người đều là kéo căng tâm thần, tất cả mọi người làm tốt sinh tử chém giết chuẩn bị. Lúc này đã người người đều có thể có phần, vậy thì thật là cớ sao mà không làm đâu. Có người tới trước đồng quan trước cổng chính, dùng lực đẩy đại môn kia. Cần phải mở không ra a diệp phàm ám đạo nhưng là rất nhanh đồng quan đại cửa bị mở ra lần này mọi người liền đều nối đuôi nhau mà vào ta dựa vào diệp phàm nhịn không được thầm mắng một tiếng hắn đều có chút không bình tĩnh làm sao lão thái gia hỏi diệp phàm diệp phàm nói ra đồng quan có lẽ là bảo tàng khổng lồ những người kia đi vào phân đoạt bảo tàng vậy chúng ta không thể chờ mau vào đi thôi lão thái gia nói ra Khổ trí sư thuyết nói, tiểu diệp thí chủ, người xem một chút trong quan tài đồng tình huống. Diệp phàm nói ra, không nhìn thấy. Cái này, khổ trí sư thuyết nói. Việc này không nên chậm trễ a à, đi muộn có lẽ không có cái gì. Lão Thái Gia nói ra. Cứ việc Lão Thái Gia là Lão Giang Hồ, nhưng lúc này, hắn cũng vô pháp làm đến đầy đủ trầm ổn. Diệp phàm cũng không có quá đại chủ ý, hắn thu hồi đại thiên nhãn thuật, đối khổ trí sư thuyết nói, sư ngài nói thế nào khổ chí sư trầm ngâm một lát nói ra đã vào bảo sơn há có thể tay không mà quay về chúng ta cũng đi vào đi diệp phàm nói ra cái kia tốt đứng lại ngay vào lúc này hắc ám chi bóng người đi tuần tra liền có một đám cao thủ đem diệp phàm bọn người vây quanh những cao thủ này đã chú ý diệp phàm bọn người thật lâu a à, di đà phật chư vị muốn làm gì khổ chí sư phát ra tiếng hỏi thăm những cao thủ này đồng thời không hoàn toàn là một đám, mà chính là cùng một chỗ cầm giữ tới. Các ngươi thấy cái gì?" Có cao thủ muốn hỏi. Tuy nhiên bọn họ không phải một đám, nhưng lúc này nếu như Diệp Phàm bọn người không hợp tác, như vậy bọn họ khẳng định phải đồng loạt ra tay. Khổ Trí sư thuyết nói, "Chúng ta nhìn đến bên trong dị bảo đã xuất hiện, đó là nhất tôn to lớn đồng quan, theo trong vực sâu bay ra ngoài. Hiện tại, bên trong cao thủ đều đã tiến đồng quan." dưa chia phần bảo tàng chúng ta chính là muốn đi vào tìm kiếm bảo tàng a à, cái kia một đám cao thủ lập tức sôi trào lên chuyện này là thật có người hỏi khổ trí sư thuyết nói đương nhiên coi là thật chư vị nếu không tin liền đi theo chúng ta đằng sau đi vào chung đến lúc đó chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tốt bọn họ lập tức đồng ý khổ trí sư cũng là không muốn dây dưa và lại lúc này nếu là không nói, chẳng phải là phạm nhiều người tức giận. Cho nên, thỏa hiệp mới là phương pháp tốt nhất. Sau đó, tại khổ trí sư cùng Diệp Phàm lão thái gia chỉ huy dưới. Một hàng hơn trăm người, trùng trùng điệp điệp tiến vào cái kia hàng ma động phủ. Hàng ma động có không ít ám khí, nhưng đều bị Diệp Phàm phá hủy. Mọi người theo ở phía sau, cũng là an tâm không ít. Hàng ma động to lớn, chi hiểm trở, không thể tưởng tượng động khí hậu âm hàn ngược lại là xuất nhân ý biểu tại diệp phàm chỉ huy phía dưới mọi người rất mau tới đến đồng quan trước mặt chư vị các ngươi cũng nhìn đến khổ trí sư thuyết nói lúc trước tiến vào động phủ người hiện tại cũng đã không thấy không cần nhiều lời đều đã đi trong quan tài đồng chúng ta cũng đem bọn ngươi đưa đến đồng quan nơi này đến mức trong quan tài đồng đến cùng là bảo tàng vẫn là giết người không thấy máu bẫy dập đó là ai người cũng không biết các ngươi phải chăng muốn đi vào, nhìn chính các ngươi. Các ngươi không phải có cái kia rượu kim quang, có thể nhìn ra hết thảy sao. Chẳng lẽ nhìn không thấu bên trong tình huống, có cao thủ muốn hỏi, có điều hắn nói là anh. Hiển nhiên là cái ngoại quốc lão. Khổ trí sư lập tức nói ra, vị thí chủ này, bần tăng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì a à. Người ngoại quốc không cần nói, có cao thủ ngựa lớn hô. Mặt khác lại có người phiên dịch trước đó tra hỏi khổ trí sư rồi mới hồi đáp, Kim Quang cũng nhìn không thấu bên trong tình huống, trong này quỷ dị cực kỳ. Vậy các người đi vào trước, có người hô. Đám người này, tuy nhiên từng cái đều tâm hoài quỷ thai, nhưng lại đều không ngốc. Người nào cũng không chịu đi trước làm, sợ trong quan tài đồng là con đường chết, sợ Diệp Phàm bọn người chơi lừa gạt. Tốt, khổ trí sư thuyết nói. Diệp Phàm cũng không phát biểu ý kiến, nghe theo khổ trí sư, Diệp Phàm tự nhận là chính mình vẫn là quá non, tuổi còn rất trẻ. Tại loại trường hợp này, hắn không có gì chủ kiến, lấy khổ trí sư căn này người đáng tin cậy đến làm chủ đạo. Sau đó, Diệp Phàm ba người trước tiến vào đồng quan chi. Cái kia còn lại cao thủ gặp Diệp Phàm ba người sau khi đi vào, hồ nghi một trận, sau đó cũng lục tục ngo ngoe đi theo vào. Trong quan tài đồng không gian, đại không thể tưởng tượng, mà lại mái vòng cực độ cao, cao đến trăm mét tiến vào đồng quan, bắt đầu từ hướng xuống thềm đá. Ước chừng có chừng 300 đến dai. Diệp phàm bọn người đi đến một nửa thời điểm, người phía sau lục tục ngo ngoe theo vào tới. Khổ trí sư nhẹ nói nói, chúng ta đi mau, hất ra bọn họ. Diệp phàm gật đầu. Người phía sau kia gặp, lập tức hô, bọn họ muốn chạy trốn. Sau đó, một nhóm người này cũng tăng tốc cước bộ. Bất quá Diệp Phàm bọn họ trung quy là mau một chút, rất nhanh xuống thang cái kia phía trước chi, vân vụ tràn ngập, rất là cổ quái. Hơn nữa còn có rất nhiều như đá lâm nhất dạng trận pháp tồn tại, hết thảy có 36 đạo cửa vào. Diệp phàm bọn người không lo được hắn, đi đầu tùy tiện chọn một cửa vào, tiến vào. Người phía sau kia theo tới, lại là đã mất đi Diệp phàm ba người tung tích. Diệp phàm đi ở đằng trước, khổ trí sư cùng lão thái gia đều muốn dựa vào Diệp phàm đại thiên nhãn thuật. Tiến cái kia cửa vào, chính là một đầu thật dài thông đạo. Thông đạo chi, vân vụ tràn ngập, không biết phía trước đến cùng là vật gì. Diệp Phàm bất đắc dĩ, chỉ lại phải triển khai Đại Thiên Nhãn thuật. Lập tức, Đại Thiên Nhãn thuật triển khai, ly hỏa kim đồng chiếu sáng phía trước. Nhưng lần này, ly hỏa kim đồng uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Đầu này con đường phía trước, chừng 5 km dài. Diệp Phàm đem con đường phía trước thấy rõ ràng, trước đó đường thông đạo đi còn về sau chính là một cái cự hình quảng trường quảng trường chi đồng dạng là vân vụ lượn lờ chính là diệp phàm đại thiên nhãn thuật cũng vô pháp đem phía trước vân vụ nhìn thấu quảng trường khổng lồ lại như là một cái nhắm người muốn nuốt quái thú ai cũng không biết ở trong đó có cái gì thật là quái diệp phàm bỗng nhiên nói ra khổ trí sư lập tức hỏi tiểu diệp thí chủ người quái cái gì diệp phàm nói ra lúc trước tiến đến nhiều người như vậy Chúng ta là sau đó tiến đến. Ta liếc một chút đem 5 km bên trong xem thấu, nhưng không có nhìn đến một bóng người. Những người kia đều đi nơi nào? Khổ Trí sư không khỏi biến sắc, nói ra, chẳng lẽ bên trong có mê cung bên trong trận pháp, đem người vây khốn. Diệp Phàm nói ra, ta mặc dù không hiểu cửu cung bát quái đạo lý, nhưng theo vào cửa 36 đạo cửa vào đến xem, liền biết trong này tuyệt đối là có chút quỷ dị. Vô duyên vô cớ, nếu là không muốn khốn nhân Cần gì phải thiết kế 36 đạo cửa vào đâu? Khổ trí sư thuyết nói, tiểu diệp thí chủ, người cân nhắc rất có đạo lý. Diệp phàm nói ra, trong này, quá nhiều quỷ dị. Ta đề nghị, chúng ta này lui ra ngoài, để tránh vạn kiếp bất phục. Cái này, khổ trí sư thuyết nói. Lão thái gia nói ra, cái kia làm sao có thể, chúng ta thật vất vả đều tiến đến, há có thể này rút đi. Và lại, tiểu diệp thí chủ, người có đại thiên nhãn thuật. Nhất định có thể đem những trận pháp này nhìn thấu. Có lẽ bên trong có chỗ tốt cực lớn, chúng ta có người khác không có ưu thế, há có thể như thế đi. Lão Thái gia là rất nóng lòng. Cái này cũng có thể hiểu được. Tại chỗ ba người, Diệp phàm trẻ tuổi nhất, ngược lại tu vi cao nhất. Hắn đã phá thần thông đại môn, tự nhiên không vội. Mà Khổ Trí sư cũng là phá thần thông đại môn người. Lúc này chỉ có lão Thái gia tuổi tác 70 vẫn còn chưa phá khai thần thông đại môn. Hắn như thế nào lại không cấp thiết đâu. Chính là liều chết, cũng muốn tìm tới một chút phá vỡ thần thông đại môn thủ đoạn A. Diệp phàm cùng khổ trí sư nhìn nhau. Khổ trí sư thuyết nói, tiểu diệp thí chủ, người nói thế nào? Diệp phàm nói ra, ta không quá tán thành tiếp tục đi vào. Khổ trí sư thuyết nói, bần tăng cũng không quá tán thành, cổ ngữ có nói, biết khó mà lui chúng ta không cần thiết đem chính mình xa vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ, mạo hiểm quá lớn. Lão Thái Gia nói ra, chúng ta lúc đến, biết mạo hiểm đã rất lớn. Như vậy đi, tiểu diệp tiên sinh, người bồi ta đi vào. Không quản được không được đến bảo tàng, chỉ cần ngươi bồi ta đi vào, sau khi ra ngoài, ta cho ngươi 100 triệu. Ừm, Diệp Phàm nhịn không được tâm động. Như thế nào, lão thái gia hỏi. Tốt, Diệp Phàm một lời đáp ứng phú quý hiểm cầu mà. Sư, lão thái gia lại hỏi khổ trí sư. Khổ trí sư thuyết nói, a di đà Phật, đã hai vị đều muốn đi vào, bần tăng đâu có tiếp tục lùi bước đạo lý. Tốt, lão thái gia cao hứng trở lại. Diệp phàm tiếp tục dẫn đường, mang theo lão thái gia cùng khổ trí sư rất nhanh xuyên qua thông đạo. Về sau, Diệp phàm một đoàn người liền thuận lợi đến cái kia quảng trường. Quảng trường vân vụ càng đậm, Diệp phàm thi triển đại thiên nhãn thuật, lại chỉ có thể nhìn thấu chừng 30 mét. Mà nếu không có đại thiên nhãn thuật, chính là khổ trí sư cũng vô pháp đem người trước mắt thấy rõ ràng. Đây là một cái rất khủng bố trạng thái. Bắt lấy tay, không muốn đi ném. Diệp Phàm lập tức nói ra. Khổ trí sư lập tức bắt lấy lão thái ra tay, lão thái ra cũng bắt lấy Diệp Phàm tay. Theo ta đi, Diệp Phàm nói ra. Hiện tại, khổ trí sư cùng lão thái ra đều thành mắt mù. Cũng Diệp Phàm có thể dựa vào Đại Thiên Nhãn thuật, còn có thể tìm ra một đầu đường ra tới. Diệp Phàm dựa vào cảm giác hướng phía trước đi, đồng thời lấy Đại Thiên Nhãn thuật dò đường. Cái này thẳng đường đi tới, đã đi ra hơn 30 dặm, mới mới đi ra khỏi quảng trường. Vừa đến quảng trường, trước mắt lại là rộng mở trong sáng lên. Cái kia phía trước là một tòa hoa viên, hoa viên phía sau thì là một tòa nguy nga cung điện. Lại, ánh sáng mặt trời diễm lệ, có cầu nhỏ nước chảy nói cho đúng cũng không phải là ánh sáng mặt trời mà là tại chỉ có cùng loại ánh sáng mặt trời một cái vật sáng diệp phàm vạn vạn nghĩ không ra tại một bộ trong quan tài đồng lại có dạng này một phen động thiên tồn tại quả nhiên là thế giới bao la đều có a à. lão thái gia diệp phàm còn có khổ trí sư đều nhao nhao cảm khái không lão thái gia hoan hỉ nói ra cái kia vân vụ trong đại trận quỷ dị không đưa tay không thấy được năm ngón Người khác không có đại thiên nhãn thuật, khẳng định là vào không được. Chúng ta lúc này đến nơi đây, vậy thì thật là được trời yêu ái, tốt lắm. Cái này tất cả bảo tàng, đều là chúng ta. Hắn mặt hiển lộ ra vẻ tham lam tới. Lão thái gia kinh lịch quá nhiều đồ vật, vốn đã là không màng danh lợi. Nhưng hắn đạm bạc phàm là tên tục lợi cùng tiền tài. Hắn tại những thứ này tiên ra tài vụ trước mặt, y nguyên bất quá là cái hèn mọn phàm nhân mà thôi. Diệp phàm có chút buồn bực, nói ra, ta tại cái kia vân vụ chi tuy nhiên có đại thiên nhãn thuật, bất quá càng nhiều là dựa vào cảm giác hướng phía trước đi. Đại khái ta có thể đi tới, cũng còn có thể có không ít người cũng đi được đi ra đi. Nhưng nơi này cũng không có người, khổ trí sư thuyết nói. Xác thực quái, Diệp phàm nói ra, hắn đón đến, lại nói, chúng ta vẫn là muốn vạn phần cẩn thận mới là. Khổ trí sư thuyết nói, không sai. Lão Thái gia nói ra, cũng đúng hắn tuy nhiên tham lam nhưng cũng không lỗ mãng một đoàn người lúc này đã không có quay đầu lại nói ý tự nhiên muốn tiến đến cung điện tìm tòi hư thực tiến vào hoa viên rất là thuận lợi cái kia nguy nga cung điện là màu đồng cổ giống như là dùng cổ đồng chế tạo ra cung điện tràn ngập hùng tráng lại lại dẫn một tia thê lương ý vị cung điện đại môn đóng chặt diệp phàm lấy tay đẩy mấy cái đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng môn kia vững như bàn thạch dùng cậy mạnh phá đi, khổ trí sư thuyết nói. Diệp Phàm gật đầu, sau đó hai người hợp lực thi triển ra quyền ấn tới. Hai người này hợp lực, lực lượng cường đại vô cùng. Chính là lão thái gia căn bản là không có cách tưởng tượng. Mấy vạn cân cự lực đánh giết tới. ầm ầm đại môn kia lại vẫn không nhúc nhích. Lẽ nào lại như vậy? Diệp Phàm đột nhiên phát động ly hỏa kim đồng. Hai đạo ly hỏa thần mang ầm ầm chảm bắn xuyên qua cung điện kia đại môn lập tức bị đốt cháy ra khói xanh đến, đồng thời nương theo nồng đậm tanh sắt vị đạo. Giống như là bị mạnh mẽ kích quang chảm bắn, nhưng cung điện này đại môn cũng không phải lết có thể xuyên thùng. Nhưng diệp phàm đại thiên nhãn thuật, lại đơn thuần lết không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Oanh! Suốt cục, đại thiên nhãn thuật đem cung điện đại môn oanh ra hai đạo sao tới. Đại môn trận pháp liền cũng theo bị hao tổn. Diệp phàm lại nhất trưởng bổ tới, đại môn liền bị trực tiếp bổ ra. Diệp phàm ba người nhất thời đại hỉ, bọn họ lập tức bước nhanh đi vào. Liền thấy phía trước là đại điện, đại điện bóng loáng như ngọc, có vài chục trạm khắc gỗ long ngọc trụ đem cung điện trống lên. Khổng lồ như vậy to lớn cung điện vẫn là Diệp phàm lần thứ nhất nhìn thấy. Đương nhiên, Diệp phàm lần thứ nhất nhìn thấy, đó là không đủ vì. Bởi vì hắn vốn là không có gì kiến thức giấy nhũi. Bốn phía đại điện, đồng dạng bóng loáng bóng loáng chi cho người ta quạnh quẽ cảm giác toàn bộ đại điện không có một ai diệp phàm bọn người bỗng cảm giác nghi hoặc bất quá bọn hắn lập tức bắt đầu bốn phía đi tuần tra tìm tòi rất nhanh lão thái ra nhìn đến phía trước có một nơi tàng bảo khố chỗ kia đại môn viết ba cái lưu kim nguyên thể chữ lớn diệp phàm dù sao không biết nhưng lão thái ra cùng khổ trí sư đều nhận ra chính là tàng bảo khố cho nên nói tri thức rất trọng yếu. Đây là Diệp Phàm sư phụ La Quân đến, đến chữ nguyên thể, giáp cốt, thậm chí chữ cổ, đều có tạo nghệ. Xuống đến anh, tiếng Pháp chờ một chút, cũng có liên quan lược. Là tàng bảo khố, ha ha, chúng ta giá trị, lão thái gia cười ha ha. Khổ trí sư cũng không nhịn được hưng phấn lên. Nơi này có cơ quan, hẳn là mở ra tàng bảo khố. Khổ trí sư thuyết nói. Diệp Phàm nhìn về phía cái kia cơ quan, lại là một cái màu đồng hình tròn vòng cửa. Rất giống trong tivi cơ quan. Lão thái ra trước, đem môn kia vòng kéo một phát. Cái kia tàng bảo khố đại môn liền nên tay mà ra. Lão thái gia vượt lên trước cất bước mà vào, khổ trí sư bảo trì rụt rè, nói với Diệp Phàm chúng ta đi vào đi. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, tốt. Ba người cấp tốc đi vào đến dấu trong bảo khố. Cái này tàng bảo khố, 10 phần rộng lớn, chừng 3.000 mét vuông một đường nhìn sang, giống như là to lớn kho hàng một dạng. Mà ánh mắt chiếu tới chỗ, liền gặp vô số bảo thạch, kim ngân tiền tài. Diệp phàm một đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Trong này tài phú, vô pháp tưởng tượng, nhưng Diệp phàm đồng thời không động tâm tí nào, hắn dự định lấy mấy thứ đáng tiền bảo thạch, dù sao lại thêm lão thái ra đáp ứng 100 triệu người dân tiền, hắn đã có thể cho mẫu thân an hưởng tuổi thọ. Ừm, Đến lúc đó muốn tìm chút đáng tin bảo tiêu đến bảo hộ mẫu thân. Diệp Phàm lại âm thầm suy nghĩ, nếu như cái này tàng bảo khố bên trong, vẻn vẹn chỉ là những người này ở giữa tài phú, như vậy đối với khổ trí sư cùng lão thái gia tới nói, cái kia đều không có gì ý nghĩa quá lớn, thậm chí hội rất thất vọng. Nhưng là rất nhanh, lão thái gia cùng khổ trí sư con mắt lóe sáng. Bọn họ trông thấy bên trong có rất nhiều pháp bảo, đan dược. Đủ loại pháp bảo, bảo trang kim kiếm, thần đao, thông vân tháp, đa bảo mộc, thần thạch, bài, phù, chuông, thiên thê, bảo bình, không thiếu gì cả. Cái kia phía trước, còn có vô số đan dược trồng chất. Toàn bộ đều là phẩm đan dược. Ha ha, phát tài, phát tài, lão thái gia mừng rỡ như điên, tiến đến đem những đan dược kia bình hướng chuẩn bị tốt trong túi đựng. Cũng bắt những bảo bối kia. Cho dù là khổ trí sư, lúc này cũng không nhịn được trước chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đồ vật bên trái còn có vô số công pháp diệp phàm lúc này cũng không bình tĩnh hắn muốn đi chọn lựa đan dược hắn hiện tại cần có nhất là đan dược hắn tay đã vươn hướng đan dược không đúng diệp phàm đột nhiên cảnh giác lên hắn lần nữa nhớ tới sư phụ dạy bảo càng là nguy hiểm càng phải tỉnh táo lúc này tình huống nhìn không ra nguy hiểm lão thái gia cùng sư đều rất kích động nhưng ta nhất định phải tỉnh táo diệp phàm cuồng nhiệt tâm tỉnh táo lại hắn quan sát tỉ mỉ lên bốn phía tới đây hết thảy tựa hồ quá thuận lợi muốn cái gì tới cái đó thế có tốt như vậy sự tình đại thiên nhãn thuật diệp phàm ra lại vận công thi triển đại thiên nhãn thuật ly hỏa kim đồng lóe ra đến thần mang bắn thấu trước mắt trước mắt hết thảy đột nhiên ngẩn ngơ một chút diệp phàm đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng đồng thời hắn nhìn đến lão thái ra cùng khổ trí sư mặt đã tại biến thành màu đen không tốt Diệp Phàm quá sợ hãi, chợt quát một tiếng, nói, mau thả phía dưới, có độc. Lão Thái gia cùng khổ trí sư được nghe Diệp Phàm quát lớn, tỏa ra nghi hoặc. Bọn họ không hiểu nhìn về phía Diệp Phàm. Các ngươi độc, Diệp Phàm vội la lên. Bần tăng cảm giác, rất tốt a. À. khổ trí sư một câu nói xong, đột nhiên đã hôn mê. Lão Thái gia cũng lập tức theo đã hôn mê. Diệp Phàm cảm giác đầu cũng choáng choáng nặng nề, lòng hắn hoảng sợ không, nhưng cũng ngăn cản không nổi loại này nặng nề buồn ngủ, hết xong. Diệp Phàm không khỏi hối hận không, cái này tuyệt đối xong, 15 năm tịch mịch tu luyện, hôm nay lại đã chết tại tham luyến, hối hận thì đã muộn. Hắn nghĩ tới đây, liền triệt để mất đi tư tưởng, sau đó ngủ thật say. Rất rất lâu về sau, Diệp Phàm lờ mờ cảm giác mình tựa hồ là một giấc mộng. Hắn có thể cảm giác được đây là một giấc mộng. Ở trong mơ, hắn nhìn đến chín con rồng kéo hòm quan tài chín bộ long thì tại băng lãnh ngoài vũ trụ Lyra lấy đồng quan nhanh chóng tiến lên, nhanh như điện chấp, thỉnh thoảng tiến vào hắc động chi, thỉnh thoảng trùng động khiêu dược. Giống như là một vệt ánh sáng. Tốc độ ánh sáng độ còn nhanh. Những hình ảnh này tại diệp phàm trong đầu như phù quang lược ảnh. Sau đó, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến hóa. Tại một cái lạ lẫm tinh cầu mặt, to lớn vân cung điện liên miên ba ngàn dặm. Nhưng là từ cung điện ở giữa nhất, đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại sóng. Kịch liệt chợt nổ tung bắt đầu lan tràn, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành biển lửa. Vô số kêu thảm, rên rỉ, vô số nhân loại theo cung điện hướng ra phía ngoài bay đi, nhưng đều bị biển lửa kia toái phiến đánh giết. Căn này, chết có tiểu hài tử, có lão nhân, có nữ nhân, có lớn mạnh nam tử trẻ tuổi. Tươi máu và lửa diễm đem bầu trời in nhuộm, đó là cực kỳ khốc liệt tràng diện. Thảm liệt đến vô số gãy chi tàn chân tại Diệp Phàm trước mắt bay loạn. Bầu trời chi, 10 tên Hắc Bào lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. "Ta cùng ngươi liều." Một tên nam tử tiếng gào thét âm nổi giận mà ra. Sau đó, theo nổ tung trong cung điện, một tên đầu đội kim sắc phương quan, lấy tử kim thần bào nam tử trùng sát đi ra. Theo nam tử còn có 4 tên thủ hạ. Bọn họ cùng một chỗ trùng sát đến cái kia 10 tên Hắc Bào trước mặt lão giả. Thiên đế cẩn thận, bốn tên sứ giả kinh hô. Ngày đó đế kim sắc vương quan nguyên lai là pháp bảo, kim sắc vương quan tại thiên đế tóc ra tia sáng chói mắt. Cái kia một cái chớp mắt, kim sắc vương quan phát ra khủng bố thần mang. Thần mang tráng kiện vô cùng, liền hướng cái kia 10 tên lão giả bao phủ tới. 10 tên lão giả cũng là biến sắc. Một lão giả nói ra, nghĩ không ra, Lý Thiên đế thật đem cái này trụ Nhật vương quan lớp cấm chế thứ 10 mở ra thật mạnh trụ ngày lực lượng. May mắn chúng ta có lãnh tụ truyền thừa lãnh tụ thần trương. Cản, 10 tên lão giả tế ra một cái bị phù bao khỏa màu đen thần trương. Cái kia màu đen thần trương bị 10 tên lão giả pháp lực cùng một chỗ phát động, lập tức thần trương phát ra vô cùng sương mù màu đen. Sương mù màu đen tại đem cả mảnh trời hư không bao trùm, tầng tầng lớp lớp, khiến người ta nhìn cũng thấy không rõ. Diệp phàm cái gì đều không nhìn thấy. Hồi lâu sau, Diệp Phàm chỉ nghe cái kia Lý Thiên Đế nhất âm thanh lệ hống, trời muốn diệt cô, nếu không có cô tại đột phá 10 lớp cấm chế lúc, tổn thương nguyên khí, hôm nay làm sao có thể không phá các người cái này lãnh tụ thần trương. Lý Thiên Đế, thiên đình khí số đã hết, thiên hạ trung quy tiên lộ nhất thống. Hôm nay là thiên đình, ngày mai là tiên đình tử kỳ. Người không muốn lại vùng vẫy giấy chết. Những lão già kia lạnh lùng không quát nói. Giống, Diệp Phàm đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn theo địa mãnh địa ngồi xuống diệp phàm chỉ cảm thấy giấc mộng kia cũng quá mức chân thực giống như là phát sinh ở chính mình thân thể một dạng dường như chính mình là cái kia lý thiên đế diệp phàm trùng điệp hất đầu ý đồ để cho mình thanh tỉnh sau đó hắn nhìn bốn phía bốn phía lại nơi đó có cái gì cung điện bốn phía đều là tàn bại cảnh tượng tường đổ các loại sắt vụn cung điện sụp đổ cho bụi tích đầy nói không nên lời nhiều thê lương ý vị thăng diệp phàm trong lòng đây là có chuyện gì diệp phàm bốn phía nhìn qua hắn tiếp lấy nhìn đến cái kia một đám cao thủ tất cả tiến đến cao thủ đều hôn mê trên mặt đất tàn viên chi những người kia ngổn ngang lộn xộn chạy đến nguyên lai hết thảy đều là ảo tưởng diệp phàm ám đạo nhưng vì cái gì đơn độc ta tỉnh lại diệp phàm không hiểu hắn cảm thấy mình tất cả lực lượng đều khôi phục Diệp Phàm thi triển đại thiên nhãn thuật, hướng phía trước nhìn qua. Ừm, đó là cái gì? Diệp Phàm nhìn đến phía trước 20 dặm ngoài có một tòa duy nhất cung điện. Cung điện vẫn là phủ đầy cho bụi, tràn ngập lịch sử cảm giác. Tại bên trong cung điện kia, Diệp Phàm nhìn đến tại cung điện ở giữa có một vật. Như thế đồ vật tại tàn phá dưới tấm bảng mới. Vật kia chính là Diệp Phàm tại mộng thấy đến trụ Nhật Vương quan diệp phàm cảm thấy cái kia trụ nhật vương quan cùng hắn ở giữa tựa hồ có liên hệ nào đó rất quen thuộc cảm giác diệp phàm lại trước mắt khổ trí sư cùng lão thái ra như cú tại hôn mê chi hắn bóp phía dưới hai người người lại là đều không phản ứng diệp phàm lại dò xét hai người này hơi thở cảm giác được bọn họ hô hấp kéo dài đồng thời không cần lo lắng cho tính mạng diệp phàm lần nữa nhìn khắp bốn phía bốn phía đều là hắc ám căn bản không có ánh sáng mặt trời cái này giống như là mặt nhật phế thổ một dạng, khắp nơi đều tràn ngập tuyệt vọng. Diệp Phàm Tâm nói không nên lời bi thương, thống khổ. Hắn không biết mình vì sao bi thương, vì sao thống khổ. Nhưng hắn cảm thấy, nơi này hết thảy đều tựa hồ cùng hắn có chỗ liên quan. Nơi này rất lớn, lớn đến giống như là một cái thành nhỏ thành phố một dạng. Diệp Phàm hướng phía trước đi đến. Hắn mục tiêu là trụ Nhật Vương quan hắn dường như nghe được trụ nhật vương quan tại hướng hắn ngoắc tại hướng hắn kêu gọi diệp phàm rất mau tới đến cái kia tiểu trong cung điện tìm tới khối kia cũ nát bảng hiệu hắn đem bảng hiệu xốc lên sau đó nhìn đến cái kia trụ nhật vương quan diệp phàm vươn tay đem trụ nhật vương quan cầm nơi tay trụ nhật vương quan khăn che mặt đầy cho bụi cũ nát không chịu nổi đã nhìn không ra nó là vương quan nhưng tại lúc này cái kia trụ nhật vương quan mặt bỗng nhiên dần hiện ra một đạo quang mang tới. Đạo tia sáng này lóe lên liền biến mất. Đón lấy, Diệp Phàm trong não vực vang lên một cái quen thuộc mà xa lạ thanh âm. Chủ nhân, thanh âm kia là nữ tử êm tai thanh âm, giống như là 17-18 cô nương. Diệp Phàm nhất thời giật mình, hắn kinh ngạc nhìn bốn phía, cảnh giác quát nói, người nào? Chủ nhân, ngài không cần tìm, ta là thông qua ý niệm đem thanh âm truyền lại đến ngài não vực chi ngươi là ai diệp phàm khẩn trương hỏi ta là nhỏ ngọc a nữ tử nói ra tiểu ngọc tiểu ngọc là ai diệp phàm hỏi nữ tử nói ra ngài không biết ta diệp phàm nói ra ta đương nhiên không biết ngươi há đúng ta nhớ tới ngài đã chuyển thế đầu thai kiếp trước sự tình ngài đương nhiên còn không nhớ nổi tiểu ngọc nói ra cái gì cùng cái gì diệp phàm buồn bực nói ra ngươi lời nói ta một câu đều nghe không hiểu Chủ nhân, ta là cái này trụ nhật vương quan khí linh. Tiểu Ngọc nói ra. Khí linh, Diệp Phàm nói ra, cái gì là khí linh? Tiểu Ngọc nao nao, nàng sau đó giải thích nói ra, Phàm là tuyệt phẩm pháp khí, đều sẽ dựng dục ra khí linh. Khí linh có thể trợ giúp chủ nhân ngài càng tốt hơn trưởng khống pháp khí. Tại ngài không tiện lúc, khí linh có thể giúp ngài khống chế pháp khí. Tiểu Ngọc là như vậy tồn tại. Há, nói như vậy, người có thể khống chế cái này trụ nhật vương quan diệp phàm lập tức hỏi tiểu ngọc nói ra ta hiện tại không thể năm đó tiên lộ thế lực đem ngài đánh giết mà chết ta cũng thụ bị thương rất nặng đến bây giờ ta lực lượng cũng không sao cả khôi phục tiểu ngọc vẫn luôn đang đợi ngài gây dựng lại thiên đình đối kháng tiên lộ có ý tứ gì cái gì thiên đình cái gì tiên lộ ta là ai ta là ai chuyển thế ngươi nói đùa cái gì ta là diệp phàm ta người nào đều không phải là diệp phàm có chút khủng hoảng nói ra chủ nhân tiểu ngọc nói ra ngài không muốn kháng cự tiểu ngọc nói là thật là giả trong lòng ngài cần phải rõ ràng lời nói có thể gạt người nhưng cảm giác lừa gạt không người ngài nói có đúng không diệp phàm thân thể chấn động mạnh một cái loại kia quen thuộc bi tráng thê lương cảm giác một mực ở đáy lòng hắn tràn ngập vùng đi không được ngươi nói là ta là cái kia lý thiên đế diệp phàm sau một hồi khá lâu hỏi ra một câu nói như vậy tiểu ngọc nói ra không sai cái này điều đó không có khả năng diệp phàm không dám tin tiểu ngọc nói ra năm đó tiên lộ thế lực muốn nhất thống vạn giới trước diệt thánh đình tiểu ngọc nói ra năm đó tiên lộ thế lực muốn nhất thống vạn giới trước diệt thánh đình lại diệt địa huyên sau diệt chúng ta thiên đình sau cùng bọn họ mục tiêu là diệt sát Thiên đình thiên đình lý thiên đế diệp phàm lẩm bẩm nói hắn sau đó đắng chát nói ra đây cũng quá qua hoang đường Ta mười mấy năm qua trong trí nhớ, tất cả đều là khổ sở, nhận hết khinh thường. Bây giờ thật vất vả gặp phải sư phụ ta, đến chút tiên duyên. Ngươi chạy tới nói cho ta biết, nói ta là cái gì thiên đình thiên đế. Ngài nếu không đến tiên duyên, chúng ta như thế nào lại có thể lại lần nữa trùng phùng đâu, chủ nhân. Ngài đừng tưởng rằng, ngài đến tiên duyên chính là một cọc khéo léo sự tình, thực tế, đây là vũ trụ đại đế cho ngài một tia ân huệ. Vũ trụ đại đế có ý tứ gì, người nói sư phụ ta là vũ trụ đại đế. Diệp Phàm bị kinh ngạc. Tiểu Ngọc nói ra, ngài cái này nhân gian sư phụ tự nhiên tính không được vũ trụ đại đế. Cái kia vũ trụ đại đế là bực nào người? Diệp Phàm liền vội hỏi. Tiểu Ngọc nói ra, vũ trụ đại đế chính là ức vạn năm trước tồn tại, bọn họ đến cùng là vật gì, Tiểu Ngọc cũng nói không rõ ràng. Vũ trụ quá lớn, bọn họ loại này tồn tại không biết từ đâu mà ra. Chỉ biết là, tại mang mang vũ trụ chi, có mấy cái bọn họ dạng này tồn tại. Lấy vũ trụ đại đế mạnh nhất, lại có phượng sổ thần hậu, thiên ban đầu đại đế, bảo bối hoa tôn giả. Bọn họ tựa hồ là đồng suốt một mạch, tại ức vạn vạn năm trước, cái này bốn cái tồn tại rốt cuộc tìm được trường sinh chi pháp. Trường sinh, Diệp phàm cảm thấy não tử đều muốn nổ, tin tức này, quá mức chấn kinh. Mọi người đều muốn lấy được vĩnh sinh, thọ cùng trời đất, nhưng đó căn bản không có khả năng. Dù cho công pháp vô địch, tu vi trời cao, nhưng một đời người chi kiếp số quá nhiều. Như chủ nhân ngài, lúc trước ngài cũng là được hưởng trăm vạn năm thọ nguyên, nhưng ngài chỉ sống một vạn năm, thân thể chết khi kiếp số chi. Bây giờ ngài thọ mệnh cũng bất quá hơn 200 năm mà thôi. Vũ trụ đại đế bọn họ tìm tới vĩnh sinh chi pháp, là tán đi thân thể, đem tự thân tinh nguyên, lực lượng, linh khí toàn bộ cùng tinh cầu hợp làm một thể. Bọn họ tuy nhiên vĩnh sinh nhưng cũng này mất đi tất cả tự do, ý thức. Ước vạn vạn tinh cầu chi, địa cầu vì cái gì được trời ưu ái? Bởi vì địa cầu tuân theo vũ trụ đại đế tất cả linh khí. Diệp Phàm tâm chấn kinh vô cùng, hắn đồng thời nghĩ đến một bộ gọi là siêu thể điện ảnh. Làm nữ chính cường đại đến lợi hại nhất trình độ, thuộc về nhân loại tình cảm theo trôi qua, sau cùng cũng là hóa thành tụ tập vạn vật tin tức bàn. Cho nên, vũ trụ đại đế danh tiếng nghe tới rất lợi hại. Nhưng thực tế Vũ trụ đại đế sớm đã tương đương không tồn tại. Không có nhân loại tình cảm, tâm tình, không có dục vọng, giống là người máy một dạng. Thiên đạo là vũ trụ đại đế, Tiểu Ngọc theo rồi nói ra. Nhưng thiên đạo cũng không là một người, nó tồn tại, giống như là thân thể chúng ta hệ thống miễn dịch, chỉ là vì làm cho nhân loại còn sống. Diệp Phàm nói ra. Tiểu Ngọc nói ra, là như vậy, chủ nhân, muốn vĩnh sinh, không thể có dục vọng, bởi vì dục vọng một khi tồn tại sẽ làm ra rất nhiều thật không thể tin sự tình tới. Vũ trụ đại đế có thể nói tồn tại, cũng có thể nói không tồn tại. Nhưng nó có thể bảo hộ địa cầu, có thể chống cự ngoại lai xâm hại. Có thể nói, mỗi người đều là vũ trụ đại đế, mỗi người lại đều không phải là vũ trụ đại đế. Vận mệnh, Diệp Phàm nói ra. Đúng, là vận mệnh, Tiểu Ngọc nói ra, cho nên ta mới nói, vũ trụ đại đế cho ngài một tia ân huệ. Diệp Phàm đã tin tưởng Tiểu Ngọc lời nói. Tiểu Ngọc nói không sai, lời nói có thể gạt người, nhưng cảm giác không biết gạt người. Tốt ra, vậy người bây giờ nói cho ta biết, năm đó chuyện gì phát sinh? Ta chỗ tại thiên đình là địa phương nào? Là tại địa cầu sao? Vẫn là nói, đó là phát sinh ở rất nhiều năm trước. Diệp Phàm hỏi. Tiểu Ngọc nói ra, thiên đình cùng tiên lộ, đều không tại địa cầu. Chúng ta là đến từ cách xa Lam Cực Tinh Cầu. Lam Cực Tinh Cầu, Diệp Phàm hỏi, cách cách địa cầu có bao xa? Tiểu Ngọc nói ra, xa tới ngày vô pháp tưởng tượng, chúng ta dùng 400 năm còn lại thời gian, mới chạy tới. Đây là dựa vào chín con rồng kéo hòm quan tài có thể qua lại trùng động, thực hiện nhảy vọt dưới điều kiện. 400 năm, Diệp Phàm bị kinh ngạc, cũng là nói, thiên đình bị tiên lộ diệt, là 400 năm trước sự tình. Không sai, Tiểu Ngọc nói ra. Vậy ta làm sao tới địa cầu? Diệp Phàm cảm thấy cái này có chút kéo. Tiểu Ngọc nói ra, sớm tại ngài công lực thời điểm hưng thịnh, ngài thôi diễn thiên cơ, đoán ra một kiếp này. Lúc đó ngài lấy vô thần thông, dùng thời gian 7 năm đến qua địa cầu một lần. Ngài tốc độ chín con rồng kéo hòm quan tài phải nhanh nhiều. Ngài tại địa cầu, gieo xuống một viên linh hồn hạt giống. Viên này linh hồn hạt giống vừa tốt cũng muốn thai ngén tiếp cận 400 năm thời gian. Về sau, linh hồn hạt giống thai ngén sau khi thành công, thành công hóa thành một sợi nguyên khí, bị chủ nhân ngươi nhân gian phụ thân hút vào bụng, sau đó, phụ thân người cùng mẫu thân người thành công đem chủ nhân ngài dựng dục ra tới. Cái kia thai chính là có thai chi mê, cho nên chủ nhân ngài chọn vẹn thai ngén 400 năm, mới không còn bị vây chết tại cái kia thai. Thai chi mê, Diệp Phàm thì thào nói ra. Thai chi mê là thiên đạo quy tắc, vô cùng thần bí cùng ảo diệu vô cùng. Như không có cơ duyên, lớn hơn nữa bản sự, cũng sẽ bị vây chết hắc ám thai. Các loại sinh sau khi đi ra, là si ngốc nhi một cái. Tiểu Ngọc nói ra, nàng đón đến, nói ra, cho nên, Tiểu Ngọc mới nói, ngài có thể sinh ra là vũ trụ đại đế ân huệ. Ngài có thể gặp được đến tiên duyên, cũng là vũ trụ đại đế một tia ân huệ, không phải vậy lời nói, hôm nay chúng ta đoạn khó trùng phùng. Diệp Phàm nói ra, những chuyện này, nghe tới quả thực thật không thể tin, khó có thể tin. Nếu không có ta đã kiến thức sư phụ thần thông, hôm nay ta sao cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Tiểu Ngọc nói ra ngài nếu không phải có cái này cái cọc tiên duyên, cũng không có khả năng đến nơi này tới. Diệp Phàm khẽ giật mình, nói tiếp, vậy cũng đúng. Hắn đón đến, nói, tốt ga, à, hiện tại chúng ta cũng trùng phùng. Ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Tiểu Ngọc nói ra, ngài cần phải tu luyện được đủ cường đại, sau đó chữa trị Tiểu Ngọc. Về sau, chúng ta nặng hơn nữa trở lại làm cực ngôi sao, gây dựng lại thiên đình, đối kháng tiên lộ. Diệp Phàm hơi hơi thở dài, nói ra, cái này sứ mệnh quá nặng nề, và lại, ta đối trước kia sự tình, đã không có gì quá cảm thấy cảm giác. Mà lại, trước kia ta đều không đủ lấy chống cự tiên lộ. Người bây giờ để ta lần nữa tới qua, chỉ sợ càng là khó khăn. Ta nhìn ta vẫn là an an ổn ổn, ổn tu luyện một chút pháp thuật tốt. Tiểu Ngọc nói ra, nhưng là chủ nhân, thiên đình bộ hạ cũ vẫn còn, còn có rất nhiều ngài bộ hạ tại tiên lộ nhận hết ức. Toàn bộ thiên đình bộ hạ cũ đều đang đợi ngài trở về a. Diệp Phàm trầm mặc đi xuống. Hắn là có lý tưởng, có tham vọng người. Hắn không cam chịu tầm thường, nhưng là, hắn cũng chỉ là nghĩ tới có thể cưỡi mây đạp gió, lấy sư phụ la quân vì suốt đời mục tiêu lớn nhất. Đột nhiên, đến như vậy một cọc đại nhiệm vụ, khiến Diệp Phàm cảm thấy có chút không thở nổi, hắn vô ý thức muốn trốn tránh. Tiểu Ngọc nói ra, chủ nhân, thật xin lỗi, ta biết người còn không quá có thể tiếp nhận, bất quá cái này không sao cả. Tạm thời cái này 100 năm bên trong, ta còn sẽ không yêu cầu ngài đi làm cái gì. Ngài có thể chậm rãi tu luyện, chậm rãi khôi phục trí nhớ. Đợi đến ngài trí nhớ hoàn toàn khôi phục về sau, không dùng ta tới nói, ngài cũng sẽ liều mạng suy nghĩ muốn gây dựng lại Thiên Đình. Bởi vì Thiên Đình là ngài suốt đời sự nghiệp cùng vinh diệu. Diệp Phàm nói ra, ngươi không dùng nói xin lỗi với ta. Tiểu Ngọc nói ra, ừm. Diệp Phàm nói ra, vậy ngươi bây giờ Tiểu Ngọc nói ra, ta đã hao tâm tổn sức quá nhiều, Mã Hội tiến vào ngủ say. Đợi đến ngày lực lượng đủ cường đại, cho trụ Nhật Vương quan đầy đủ thuần dương đan thuốc về sau, có lẽ ta có thể con trai tỉnh lại. Muốn chữa trị trụ Nhật Vương quan đường rất dài, ngày sau này đem trụ Nhật Vương quan đái tại thân đi. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, tốt. Hắn lại nói tiếp, cái này trong quan tài đồng còn có đồ vật gì có thể cung cấp bản thân ta sử dụng sao? hắn vẫn là muốn vớt chút đan dược cái gì tốt cổ vũ tu vi tiểu ngọc nói ra rất xin lỗi chủ nhân tất cả thuần dương đan thuốc đều bị lấy ra làm làm chín con rồng kéo hòm quan tài nhiên liệu hiện tại cái này trong quan tài đồng trừ cái này trụ nhật vương quan hắn có giá trị đồ vật đều không có đợi ngày rời đi về sau chín con rồng kéo hòm quan tài sẽ tự động đốt hóa thành cho tàn đây là sau cùng trận pháp lực lượng tại trèo chống chín con rồng kéo hòm quan tài diệp phàm nói ra tốt a à. hắn đón đến lại nói bên ngoài những người kia tiểu ngọc nói ra bọn họ đều là độc trướng đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng đợi chút nữa ngày sau khi đi chín con rồng kéo hòm quan tài hội đem bọn hắn toàn bộ nổ chết ở bên trong đó là mấy trăm cái nhân mạng diệp phàm không đành lòng nói ra những cái kia đều là tham lam hạng người tiểu ngọc nói ra diệp phàm nói ra ta đồng dạng cũng là tham lam hạng người nhưng ta không cho rằng ta này chính là đáng chết a tiểu ngọc nói ra ngài muốn cứu bọn họ diệp phàm nói ra vâng tiểu ngọc trầm mặc một cái chớp mắt về sau nói ra tốt tại điện này án mặt bàn có một bình dược thủy ngài đem thuốc này nước lấy pháp lực bốc hơi chỉ cần bọn họ nghe thấy được thuốc này hơi nước vị liền đều sẽ con trai tỉnh lại tốt tiểu ngọc tiếp lấy khó khăn mà mệt mỏi nói ra chủ nhân ta chống đỡ không nổi buồn ngủ diệp phàm gật đầu nói ra tốt ngươi ngủ đi tiểu ngọc sau cùng nói ra chủ nhân trong vòng nửa giờ ngài nhất định phải rời đi chín con rồng kéo hòm quan tài không phải vậy lời nói ngài biết bị tạc chết ở bên trong sau đó diệp phàm trong đầu không có tiểu ngọc thanh âm nửa giờ diệp phàm lẩm bẩm nói đón lấy hắn liền đem cái này trụ nhật vương quan phóng tới phòng bị tu di bên trong đón lấy diệp phàm tìm tới thuốc kia nước Hắn đem dược thủy lấy pháp lực bốc hơi, trong nháy mắt, tại cái kia ngoài điện hư không chi tràn ngập cái này một cỗ quái nước thuốc mùi vị. Diệp Phàm cũng là không ngốc, hắn lập tức nằm trên mặt đất, giả bộ như hôn mê lên. Diệp Phàm tâm lý rất rõ ràng, muốn là mọi người tỉnh lại, phát hiện là mình cứu bọn họ. Những người này tuyệt sẽ không cảm kích, ngược lại sẽ hoài nghi là mình đến cái gì dị bảo. Lúc đó mang đến cho mình họa sát thân. Nhân tính chi tham lam là cực kỳ khủng bố. Diệp Phàm nằm tại lão thái gia bên người, giả bộ như hôn mê. Dây lát về sau, trong này những cao thủ lục tục ngo ngoe tỉnh lại. Lão thái gia cùng khổ trí sư cũng theo tỉnh lại, từng cái từng cái giống như là ngủ rất nặng một giấc. Diệp Phàm cảm giác được mọi người dần dần con trai tỉnh, sau đó hắn cũng giả vờ giả vịt theo ngồi xuống. Lão thái gia, ngài không có sao chứ? Diệp Phàm đứng lên, lo lắng hỏi đã đứng dậy lão thái gia. Lão thái gia còn có chút ngốc, khổ trí sư thì cũng nhìn về phía Diệp Phàm Tiểu Diệp thí chủ, người cảm giác còn tốt đó chứ? Khổ trí sư hỏi. Diệp Phàm nói ra, cảm giác còn tốt, ngài đâu? Khổ trí sư thuyết nói, bần tăng cảm giác cũng còn tốt. Chỉ là nơi này coi là thật quái, như là đã dùng huyền ảo trận pháp đem chúng ta mê choáng, hiện tại ta các loại nhưng lại lông tóc không thương tỉnh lại. Diệp Phàm dò xét bốn phía, nói ra, nơi này khắp nơi rách nát, không biết đã từng đến cùng chuyện gì phát sinh. Ta nhìn chuyến này, chúng ta rất khó có thu hoạch gì. Lão Thái Gia nói ra, cái này thâm uyên chi, trước sớm năng lượng ba động lợi hại, cho nên mọi người mới cho rằng hội có dị bảo xuất thế. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, thế mà xuất hiện là như thế một tòa đồng quan. Diệp Phàm nói ra, đúng vậy a. À. Cái kia chung quanh những cao thủ cũng nghị luận ẩm ý lên, hiện trường chi lộ ra có chút ồn ào có ít người đã bắt đầu bốn phía đi tìm bảo tàng. Tất cả mọi người còn là muốn ở chỗ này vơ vét chỗ tốt. Lão Thái Gia cũng nói, chúng ta cũng đi thử thời vận đi. Diệp Phàm không khỏi khó khăn, lúc này đã qua 10 phút đồng hồ. Hắn quả thực đã là lòng nóng như lửa đốt, cái này ra ngoài đường cũng còn muốn một chút thời gian. Chỉ sợ đến lúc đó, cái này thâm nguyên chi nổ tung, liền cả tòa động phủ đều sẽ sinh ra đổ sụp. Chúng ta đi thôi, diệp phàm nói ra đi khổ trí sư cùng lão thái gia đồng đều kinh ngạc nhìn về phía diệp phàm diệp phàm dù sao không quá am hiểu nói láo chỉ nói nói ta cảm thấy nơi này tựa hồ không có cái gì bảo tàng ta lúc trước cũng dùng đại thiên nhãn thuật liếc nhìn một phen xác thực không quá giống có bảo tàng bộ dáng lão thái gia nói ra lớn như thế một tòa cung điện cho dù là phát sinh qua tai nạn chắc chắn sẽ có một chút bỏ sót chúng ta thời gian cũng không phải thiếu thốn làm gì không tìm một phen đâu?" Khổ chí sư thuyết nói, "Đúng vậy a, à, tiểu Diệp thí chủ." Diệp Phàm không khỏi im lặng. Hắn vạn vạn làm không được chính mình rời đi, mặc cho Khổ chí sư cùng lão thái gia chết ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Ta nói thực ra đi, ta luôn luôn đều rất có trực giác. Hiện tại ta phát giác được nơi này vô cùng nguy hiểm, tựa hồ nơi này sắp nổ tung. Ta sợ chúng ta hội chết ở chỗ này, vẫn là mau chóng rời đi thôi." Cái này, khổ trí sư cùng lão Thái Gia hơi biến sắc. Lão Thái Gia vẫn là không cam lòng, nói ra, trực giác vật này, hư vô mở mịt A. À. Tiểu diệp thí chủ, người có phải hay không biết cái gì chúng ta không biết đồ vật. Khổ trí sư nhìn về phía diệp phàm, nói ra. Diệp phàm từ trước đến nay không nói láo, hắn cũng không có sư phụ hắn nói láo không làm bản nháp bản sự. Cho nên khổ trí sư nhìn ra thứ gì. Diệp phàm thở dài, thấp giọng nói ra mặc kệ là vì cái gì, ta là vì hai vị tốt. Ta như trực tiếp rời đi, đều có thể, nhưng ta không đành lòng hai vị bị tạc chết ở bên trong, mới hết sức khuyên bảo. Khổ trí sư cùng lão thái gia liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tốt, đi, khổ trí sư thuyết nói. Lão thái gia cũng đáp ứng tới. Sau đó, ba người bọn họ lập tức rút lui. Mọi người đi mau, nơi này trong vòng 20 phút muốn phát sinh nổ tung, trong vòng 20 phút không rút lui, toàn bộ đều sẽ bị nổ chết ở bên trong. Diệp Phàm tại rời đi thời khắc, cất giọng uống lớn. Cái này hét lớn một tiếng, như xuân lôi nổ vang. Khổ trí sư sắc mặt đại biến, nói ra, tiểu Diệp thí chủ, người đây là dẫn lửa thiêu thân, đi mau. Diệp Phàm tự nhiên biết, kêu một tiếng này về sau, hội mang đến cho hắn vô tận phiền phức. Nhưng hắn vốn là có ý phải cứu những người này, nếu như như thế đi, cái kia cần gì phải tốn nhiều chắc trở đâu trực tiếp đem khổ trí sư cùng lão thái gia mang đi thật sao? Mọi người chưa hẳn chịu tin Diệp Phàm lời nói, nhưng Diệp Phàm hô xong câu nói này về sau, liền cùng khổ trí sư còn có lão thái gia vội vàng rời đi. Khiến mọi người lập tức hoảng hốt. Bảo vật trọng yếu đến đâu, cũng không kịp tánh mạng trọng yếu. Khủng hoảng nhất thời giống như là ôn dịch một dạng lan rộng ra ngoài. Mọi người nhao nhao hướng xuất khẩu bỏ chạy. Từng cái từng cái e sợ cho lạc hậu diệp phàm bọn người cấp tốc ra đồng quan đón lấy mọi người cũng theo ra đồng quan ra đồng quan lại nhanh chóng nhanh rời đi sơn động cả đám miễn cưỡng rời đi sơn động toàn bộ hạp gốc như động đất rung động mạnh mẽ lên chính là cái kia hàng ma trong động lớn nhất bắt đầu trước đổ sụp sơn băng địa liệt khiến người ta hoảng sợ muốn tuyệt giống như thiên tai lần này cảnh tượng cả đám cũng không khỏi lòng còn sợ hãi sau lưng phát lạnh nếu là lại chế một chút đi ra, vậy thì thật là chết đến mức không thể chết thêm. Không khí chi, bụi đất cuồn cuộn phấn khởi. Rất rất lâu về sau, mặt đất kia chấn động mới rốt cục dừng lại. Bụi đất cũng dần dần tán đi. Hắc ám hẻm núi lớn điểm cuối tại khôi phục yên tĩnh. Một đám cao thủ nhóm kinh hồn mới bình tĩnh. Nhưng lúc này, cũng rốt cục có người kịp phản ứng. Cái kia mắt thả kim quang tiểu tử nếu biết muốn nổ tung, nhất định là biết cái gì nói không chừng dị bảo tại hắn thân thể, không thể để cho hắn đi. Một người quát lớn nói. Cái thanh âm này nhắc nhở tại chỗ tất cả mọi người. Diệp Phàm không khỏi kêu khổ, những người này lấy oán báo ân thật đúng là nhanh. Đây là hẻm núi lớn, muốn leo đi là rất phế công phu. Cho nên, Diệp Phàm cũng không có cách nào nhanh chóng nhanh rời đi. Giấu đi, khổ trí sư sớm đã mang theo Diệp Phàm cùng lão thái gia ẩn núp đến mặt khác địa phương cũng may hẻm núi lớn cũng đủ lớn dấu ở về sau cũng không dễ dàng tìm tới bên kia còn có dòng suối nhỏ cùng rừng cây trốn vào ta phòng bị tu di chi cái này phòng bị tu di bên trong không thể hô hấp chúng ta hút lại một hơi chống đỡ cái một giờ không khó diệp phàm cầm ra bản thân giới chỉ nói ra cái này này làm sao đi vào lão thái gia sững sờ diệp phàm đem lão thái gia bắt lấy sau đó thân hình lóe lên trực tiếp mang lão thái ra tiến phòng bị tu di chi. Khổ trí sư đi theo vào. Tại hóa thần cảnh thời điểm, Diệp Phàm có thể câu thông phòng bị tu di, có thể ở bên trong thả một chút tiểu đông tây, hoặc là cầm lấy đồ vật. Nhưng cả người đi vào vẫn chưa được, bởi vì là không gian trồng lên, nhất định phải tìm tới cái kia thần bí khe hở, lấy cực nhanh tốc độ đi vào. Mà bây giờ, Diệp Phàm thái hư thất trọng thiên đỉnh phong, phải vào phòng bị tu di tự nhiên là dễ dàng. Một hàng ba người, Mã tiến phòng bị tu di bên trong Diệp phàm phòng bị tu di bên trong Hiện tại cũng cơ bản không có thứ gì Bên trong một chút sinh hoạt đồ vật Không gian là một cái phòng nhỏ Ba người ở bên trong Không sống động lời nói Ngược lại không cảm thấy quá chen chúc Cái này như vậy thần Lão thái ra trợn mắt hốc ngồm Diệp phàm nói ra Xuyệt, lão thái ra Bên ngoài cũng không thiếu đạo pháp cao thủ Khác để bọn hắn nghe được động tính lão thái gia lập tức im miệng. Khổ trí sư thì quan sát cái này phòng bị tu di bên trong hết thảy tới. Khổ trí sư cũng không có phòng bị tu di, nhưng hắn nghe nói qua loại này thần giới chỉ. Cũng từng được chứng kiến. Bên ngoài những cao thủ, không ngừng tìm diệp phàm bọn người. Nhưng ở hắc ám hẻm núi lớn chi, muốn tìm tìm một cái dấu tại thạch đầu đằng sau giới chỉ, không thể nghi ngờ là còn khó hơn lên trời. Các cao thủ nhóm bốn phía tìm kiếm, sau cùng tự nhiên là không công mà lui nhưng là đám cao thủ này nhóm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ bọn họ biết diệp phàm bọn người không có khả năng nhanh như vậy rời đi đến hẻm núi lớn một giờ sau diệp phàm ba người đi ra lấy hơi lúc này bên ngoài đã không có bất kỳ người nào dấu vết trong hạp gốc khe suối mềm yếu mềm yếu là như thế yên tĩnh khổ trí sư thuyết nói chúng ta tìm nơi yên tĩnh bắt đầu hướng mặt leo lên đi Diệp Phàm gật đầu. Hắn sau đó thấp giọng nói ra, sư, lão thái gia, ta tuyệt không phải là đem chỗ tốt chính mình cất giấu người. Ta không biết, các người phải chăng có thể tin tưởng ta. Lão thái gia nói ra, nói chuyện này để làm gì, khác nói chúng ta tin tưởng ngươi. Tính ngươi có chỗ tốt muốn cất giấu, vậy cũng không có gì đáng ngại. Chúng ta mệnh đều là ngươi cứu, lão già ta tuy nhiên muốn đột phá cảnh giới, nhưng tối thiểu thị phi khái niệm vẫn là phân rõ ràng. Khổ trí sư mỉm cười, nói ra, tiểu diệp thí chủ, chúng ta đi thôi. Bần tăng đối ngươi, tuyệt không hoài nghi. Diệp phàm nhỏ khẽ thở vào một cái. Sau đó, ba người tìm một nơi, hướng mới leo lên đi qua. Cái này hẻm núi lớn, mười phần rộng lớn, lại thừa dịp trời tối, thêm các cao thủ đã tán đi, cho nên diệp phàm ba người còn thật thần không biết, quỷ không hay leo đến hẻm núi lớn mặt. Sắc trời đen nhánh, ánh trăng cùng chấm nhỏ toàn bộ bị mây đen che đậy nguyên lai like các ngươi ở chỗ này phía trước đột nhiên nhảy ra mười mấy cao thủ tới những thứ này cái này mười tên cao thủ tay có cầm thương có cầm kiếm có là nhật bản người có là người trong nước còn có một tên hòa thượng bọn họ là thập người thông minh biết tại hạp gốc mặt ôm cây đợi thỏ mà lại tại mặt ôm cây đợi thỏ người không chỉ đám bọn hắn mười cái còn có còn lại người chỉ bất quá đều mỗi người tản ra chỉ là bọn hắn gặp may mắn Vừa tốt đụng phải Diệp Phàm ba người. Đương nhiên, cũng có thể là bọn họ không may mắn. Diệp Phàm liếc một chút quét tới, liền gặp cái này 10 tên cao thủ, tu vi cao nhất là Hòa thượng kia, tu vi tại Thái Hư lục trọng thiên. Còn lại người đều là liền thần thông chi môn cũng không đánh mở. Nhưng là bọn họ có ít người súng lục vô cùng có lực sát thương. Hòa thượng kia xem ra khoảng 40 tuổi, mặc lấy tăng y, thuận theo mắt cúi xuống, đồng thời không nói lời nào. Hiển nhiên, đây mới là cái tránh thức người thông minh, chuẩn bị ở một bên ngồi thu ngư ông chi lợi. Mười người này, cũng không phải là một nhóm người, mà chính là lâm thời tạo thành gánh hát xong. Cầm đầu ra hỏa là cái hóa thần cảnh sơ kỳ, gọi là pích kê. tung hoành vô địch, tinh thông tiếng hoa, rất từ lúc hoa hạ khổ luyện nội công, lại tại quốc tế rong ruổi người xương lính đánh thuê chi thần. Hắn tại hắn thế giới bên trong, là tuyệt đối vương. Cho nên, hắn lần này tới là lòng tin 10 phần. Hắn cho rằng, hắn là nhất định phải được. Hắn địch nhân, đều chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi. Bích kê nhìn không thấu Diệp Phàm còn có lão thái gia, cùng khổ trí sư Tu Vi. Diệp Phàm cùng khổ trí sư là Tu Vi quá cao, Diệp Phàm căn bản còn không có dưỡng ra uy áp tới. Khổ trí sư là giấu ở uy áp, mà lão thái gia lại là thủ khô thiền, cũng giấu ở Tu Vi. Chỉ cần ba người bọn họ không thả ra uy áp, Kê không hiểu rõ bọn họ tu vi. Nhưng Kê chẳng sợ hãi, hắn đối quả đấm mình có đầy đủ lòng tin. Chết trong tay hắn người, quá nhiều. Lúc này, ba chi thủy ngân đầu viên đạn thương đã khóa chặt Diệp Phàm ba người. Kê tách mọi người đi ra, hắn mắt lạnh nhìn về phía Diệp Phàm ba người. Sau cùng, Kê ánh mắt khóa chặt tại Diệp Phàm thân thể. Hắn dùng lưu loát trầm giọng hỏi, thằng nhóc con, người vì sao lại biết cái kia đồng quan sắp nổ tung. Diệp Phàm nhíu mày, nói ra, không thể trả lời. Bích Kê giữ tận cười rộ lên, nói ra, rất tốt, người quả nhiên là biết nội tình. Biết lại như thế nào, Diệp Phàm trong lòng căm tức. Hắn thực đoán được kết quả này, nhưng thật đang đứng trước đám người này lấy oán báo ân lúc, hắn vẫn là không thể tránh né trái tim băng giá. Đem người biết, chiếm được, toàn bộ nói ra, giao ra. Ta niệm tại ngươi nhắc nhở chúng ta có chút công lao, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Bích cười lạnh nói. Nguyên lai, ta cứu các người mệnh, chẳng qua là có một chút công lao. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nói ra, biết sớm như vậy, liền nên để toàn bộ các người chết ở bên trong, dạng này cũng coi như bên tai thanh tịnh. Tiểu tử, người tốt nhất thức thời một chút, Bích kê bên người một tên cao thủ lạnh quát lên. Diệp Phàm cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, ta như không thức thời đâu. Không thức thời, phải chết, Bích kê lãnh khốc nói ra. Tốt, diệp phàm mắt phát lạnh hắn sát tâm rốt cục bị hoàn toàn kích thích tới sau đó vệ huyết kiếm xuất nhưng gặp không kiếm quang lóe lên một giây sau bích kê con người phóng đại cổ của hắn xuất hiện một đầu vết máu đến sau đó máu chảy như suối cái này làm sao có thể bích kê không dám tin hắn thì thào nói ra sau khi nói xong liền phanh một tiếng mới ngã xuống đất diệp phàm càng không ngừng lại hắn phệ huyết kiếm ở trên không cấp tốc tia chấp xuyên thẳng qua trong nháy mắt đem còn lại mấy người giết chết chỉ có tên kia thần bí hòa thượng đột nhiên vung ra một kiếm đem diệp phàm phệ huyết kiếm cho bắn trở về diệp phàm huyết dịch sôi trào hắn biết hắn rốt cục giết người mà lại một chút giết chín cái đây là một loại rượu cảm giác hơn nữa còn để hắn có chút hưng phấn nguyên lai like giết người là đơn giản như thế nguyên lai like giết người không gì hơn cái này Diệp Phàm cũng không để lại tình, đột nhiên lệ mắt thấy hướng hòa thượng kia, nói, ngươi cũng phải chết. Gió táp kiếm thuật, hết thảy 18 kiếm, giống như 9 ngày ngân hà quyển giết đi qua, trùng điệp sóng kiếm mang ra sóng lửa tàn nhẫn chém tới hòa thượng kia. Hòa thượng kia không khỏi biến sắc, nỗ lực huy kiếm ngăn cản, nhưng trung quy là ngăn cản không nổi. Chỉ bất quá 3 giây thời gian, hòa thượng này liền bị Diệp Phàm chém giết. Hòa thượng Tu Vi đã là thái hư lục trọng thiên, tại thế giới bao la bên trong, tuyệt đối tính được nhân vật có tiếng tăm, tuyệt đối cao thủ. Nhưng ở Diệp Phàm cái này tân tú tay, ba giây đều sống không qua. Vừa mới cái này pick kê 10 người tổ hợp, cái kia là có thể để một cái tiểu quốc chính phủ cũng nhức đầu không tồn tại tại. Pique một người, tại lính đánh thuê giới bên trong là thần tồn tại. Càng không nói cái này thần bí hòa thượng, vẫn là Phật môn cao nhân. Nhưng những người này bị Diệp Phàm cái này tân tú chém giết, toàn bộ quá trình bất quá là không tới 10 giây thời gian. Đây là diệp phàm pháp lực mạnh mẽ chỗ kinh khủng. Lão Thái gia cùng khổ trí sư giờ khắc này đều đối diệp phàm kính sợ lên. Lão Thái gia cùng khổ trí sư đương nhiên đạo này pick kê một nhóm người này thực lực khủng bố tới trình độ nào. Lúc này, diệp phàm huyết hồng hai mắt rốt cục khôi phục bình thường. Cái kia phệ huyết kiếm phát ra vui sướng tâm tình, huyết dịch để cây kiếm này cảm thấy hưng phấn. Diệp phàm lại là có chút mờ mịt giết người ta giết người diệp phàm tâm lẩm bẩm nói giết lại như thế nào ta không giết bọn hắn bọn họ muốn giết ta là bọn họ lời oán báo ân chết chưa hết tội chính là sư phụ hỏi tới ta cũng không thẹn với lương tâm diệp phàm ám đạo thế nhưng là diệp phàm lại tâm bất an ta bóp chết là tính mạng người đây là một kiện rất nặng nề sự tình vì cái gì ta sẽ cảm thấy không có khủng bố như vậy cùng thống khổ Ta sẽ thích loại cảm giác này, ta sẽ giết người như ngóe sao? Không được, ta không phải trở thành dạng này người. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm ngây người địa phương, tâm lại là thiên nhân giao chiến. "Tiểu Diệp thí chủ, chúng ta đi mau." Khổ Trí sư kéo lại Diệp Phàm, nói ra. Diệp Phàm lấy lại tinh thần. Lão thái gia cũng nói, "Đúng vậy a, à, chúng ta đi mau." Diệp Phàm gật đầu, nói ra, "Tốt." Bất quá tại lúc này, lão thái gia nghĩ đến cái gì? nói ra hòa thượng này có chút đạo hạnh không biết tay có hay không đan dược ta lục soát một chút hắn muốn đan dược nghĩ đến đều nhanh muốn ác mộng diệp phàm cùng khổ trí sư cũng không ngăn cản lão thái gia lúc này thân thủ mạnh mẽ cực kỳ bước nhanh trước tại cùng còn thi thể một trận tìm tòi sau một lúc lâu liền thật lấy ra một bình xứ nhỏ quả nhiên có đồ tốt lão thái gia đem bình xứ ôm vào trong lòng sau đó chạy tới nói ra chúng ta đi mau Diệp Phàm cùng Khổ Trí Sư không nói thêm lời, ba người cấp tốc rút lui tại chỗ. Trải qua hơn phân nửa giờ nhanh chóng lao vụt, ba người rốt cuộc đi vào máy bay trực thăng chỗ địa phương. Cái kia máy bay trực thăng người điều khiển mắc lều bồng, vẫn luôn đang nghỉ ngơi. Lúc này gặp ba người đến, vội vàng theo trong lều vải đi ra. "Lập tức đi." Lão thái gia đến về sau, lập tức đối cái kia người điều khiển nói ra, "Lều vải cái gì, đều đừng quản." "Vâng." Người điều khiển nói ra diệp phàm ba người máy bay trực thăng máy bay trực thăng cấp tốc cất cánh cánh quạt oanh minh tiếng điếc tai nhức óc xung quanh thảo thạch bị cánh quạt sức gió quét đến bốn phía bão táp làm máy bay trực thăng lên không về sau tại bầu trời chi ngao du thời điểm diệp phàm bọn người rốt cục lớn lên thở phào một hơi diệp phàm căng cứng tâm thần lúc này mới thư giãn xuống tới lão thái ra đem cái kia bình xứ lấy ra hắn đem bình xứ mở ra liền nhìn thấy bên trong có sáu cái màu đen đan hoàn đây là, lão thái gia ngẫm lại, để khổ trí sư đến xem. Khổ trí sư đồng thời không có nhận qua bình xứ, là người một chút, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, nói ra, chúc mừng lão thái gia, đây là tụ linh đan. Mặc dù là phẩm chất thấp nhất đan dược, nhưng cũng đã là chân chính đan dược. Cái này sáu viên thuốc, lão thái gia ngài một khi ăn vào, đoán chừng trùng kích thần thông cảnh đồng thời không có vấn đề. Lão thái gia lập tức mừng rỡ như điên, hắn nói ra, lần này nhờ có sư cùng tiểu diệp thí chủ. Hắn đón đến, lại nói với Diệp Phàm, tiểu diệp thí chủ, lão phu đáp ứng cho ngươi tiền, tuyệt sẽ không thiếu. Diệp Phàm nhìn về phía lão thái gia, hắn ngẫm lại, nói ra, 100 triệu quá nhiều, cho 50 triệu thuận tiện. Không nhiều hay không, hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta đều đã chết tại cái kia đồng quan chi. Việc này như thế bình tĩnh, lão thái gia nói ra. Lão thái gia chính là nhân tinh, hắn đáp ứng cho Diệp Phàm tiền, không chỉ là thủ tín, hơn nữa còn là muốn đem Diệp Phàm tóm chặt lấy. Nếu là có thể trèo Diệp Phàm sau lưng sư phụ, lão thái gia cảm thấy mình sẽ có nói không hết chỗ tốt. Hắn là tinh thông tính kế người, không biết làm làm ăn lỗ vốn. Diệp Phàm thì là gặp lão thái gia kiên trì, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Lòng hắn đối tiền tài đã không có quá hưng thịnh phấn, chỉ là vừa nghĩ tới hôm nay thế mà liền giết 10 người, hắn cái này tâm, trung quy là không thể an bình. Hắn không biết, mình rốt cuộc là đúng hay sai. Cứ việc, có rất nhiều cái thanh âm đang nói, ngươi là đối. Nhưng hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Tiểu Diệp thí chủ, khổ trí sư nhìn đến Diệp phàm giàu dĩ không vui, liền biết hắn là vì sao mà yêu phiền. Sư, Diệp phàm cũng nhìn về phía khổ trí sư. Khổ trí sư mỉm cười, nói ra, Tiểu Diệp thí chủ, ngươi là lần đầu tiên giết người A. Diệp Phàm sướng sờ sướng sờ, sau đó thành thật trả lời nói, vâng. Khổ trí sư thuyết nói, cho nên, người rất phiền não. Người không biết, người làm có phải là hay không đúng. Diệp Phàm nói ra, ta biết ta cần phải giết bọn hắn, nhưng là ta cảm nhận được nhiều nhất là mờ mịt, ta sợ hãi chính ta hội thật biến thành một cái giết người như ngóe ác ma. Khổ trí sư thuyết nói, A-di-đà Phật, tiểu diệp thí chủ, người cần phải phải biết, người bình thường giết người, là phải bỏ ra pháp luật đại giới. Nhưng là, người không phải người bình thường, người đã lựa chọn tu hành con đường này, như vậy sớm muộn cũng phải kinh lịch hôm nay cửa này. Người tu hành, nhất định muốn giết người sao? Diệp Phàm không hiểu. Khổ trí sư thuyết nói, người tu hành, không bị người ở giữa pháp luật ước thúc, chỉ chịu thiên đạo quy tắc ước thúc. Người không giết người, người khác cũng muốn đến ngấp nghé thân người đồ vật. Tại người tu hành thế giới bên trong, vốn là mạnh được yếu thua, quy tắc này, ai cũng không đánh tan được. Theo Bần Tăng biết, tại chính thức đại tu hành giả thế giới bên trong, sát phạt càng sâu. Bọn họ lật tay thành mây, trở tay thành mưa, trong nháy mắt, máu chảy thành sông. Cho nên tiểu diệp thí chủ, người chỉ phải cẩn thận suy nghĩ nghĩ, người muốn đến cùng là cái gì, chờ người sau khi hiểu rõ, người tự nhiên sẽ biết, người đến cùng là đúng hay sai. Ta, ta muốn là cái gì? Diệp phàm trầm mặc đi xuống. Hắn lâm vào khổ tư. Ta muốn là cái gì?" Diệp Phàm để tay lên ngực tự hỏi lên. Lão thái gia cùng khổ trí sư biết Diệp Phàm đến thời điểm then chốt, bọn họ cũng im miệng không nói, không quấy rầy Diệp Phàm suy nghĩ. Hồi lâu sau, Diệp Phàm ánh mắt bắt đầu sáng ngời, kiên định. Hắn ở trong lòng dần dần minh bạch, hắn rõ ràng nói với chính mình, ta đi theo sư phụ học nghệ lúc, là bởi vì ta muốn trở thành sư phụ như thế người. Chỗ của đạo, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, con đường này vốn là muốn giết người ta cần gì còn muốn làm khó chính ta diệp phàm rốt cục mở ra chính mình khúc mắc hắn lần nữa rõ ràng minh bạch hắn thật đã không còn là một người bình thường hắn cũng biết chính mình không trở về được lúc trước hắn cũng không muốn trở lại lúc ban đầu còn có thiên đình lý thiên đế đương nhiên diệp phàm cũng không ngốc biết thiên đình thiên đế còn có trụ nhật vương quan sự tình đến bảo thủ bí mật không thể qua loa nói ra không phải vậy lời nói, vạn nhất truyền đến tiên lộ thế lực chỗ đó, vậy mình là một con đường chết. Tiên lộ tuy nhiên tại phía Sa Lam cực tinh cầu, nhưng đã cái kia Lý Thiên Đế đã từng tới địa cầu. Cái kia đại biểu, tiên lộ cũng có khả năng sẽ phái người tới. Việc này, vẫn là muốn càng giữ bí mật mới càng an toàn. Máy bay trực thăng tại hơn 2 giờ về sau, trở lại Tĩnh An thành phố. Rớt xuống đất điểm chỗ, có lão thái gia thủ hạ lái xe tới đón. Tại nửa giờ sau, Diệp Phàm một đoàn người trở lại lão thái gia độc lập biệt thự Trang Viên. Lúc này, thiên cương vừa tờ mở sáng, chân trời lộ ra một tia ngân bạch sắc. Lão thái gia mang theo Diệp Phàm cùng Khổ Trí sư đến hậu viện độc lập trong phòng. Trong phòng, ánh đèn mở lên. Lão thái gia ngồi tại cái ghế, thật dài thở phào, lần này thật sự là hữu kinh vô hiểm a. Hắn rất là cảm khái. Khổ Trí sư mỉm cười, nói ra, lão thái gia Ngài mục đích đã đạt thành. Lần này vẫn là có giá trị." Lão Thái gia nói ra, "Đúng vậy a." À. Hắn sau đó nói với Diệp Phàm, "Tiểu Diệp tiên sinh, tiền Tiền sự tình, không nóng nảy." Diệp Phàm nói ra. Lão Thái gia nói ra, "Lão phu sẽ mau chóng làm thỏa đáng, sau đó để Tuấn Nhi đưa qua cho ngươi." Diệp Phàm gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói ra, "Lần này Thái Sơn chuyến đi, Ta biết không chỉ là bên ngoài những người kia lòng đầy nghi hoặc, chính là sư cùng lão thái gia các ngài tâm cũng là có nghi hoặc. Sự tình lần này, nếu như ta cái gì cũng không nói, vậy cũng không còn gì để nói. Nhưng sự thực là, ta cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Khổ Trí sư cười nhạt một tiếng, nói ra, Bần tăng cùng lão thái gia đều tin tưởng tiểu Diệp thí chủ ngươi làm người, có thể nói, ngươi nói. Không thể nói, cái kia không nói. Tiểu Diệp thí chủ người cũng không cần quá mức khó xử diệp phàm nói ra đa tạ sư cùng lão thái ra thể lượng hắn đón đến nói ra cái kia chín con rồng kéo hòm quan tài cùng ta có chút liên quan cũng cho ta minh bạch một ít chuyện ta được đến một kiện tàn phá pháp khí pháp khí này cần vô tận thời gian đi sửa phục chỉ thế thôi nếu là còn có hắn đồ vật hoặc là bảo bối ta tất nhiên muốn chia cho hai vị nhưng cũng tiếc không có cái gì a di đà phật khổ trí sư thuyết nói, tiểu diệp thí chủ, cái này đã đầy đủ. Bần tăng tin tưởng, người đã tận tất cả năng lực tại thẳng thắn. Lão Thái gia nói ra, cái kia chín con rồng kéo hòm quan tài, có chút quỷ dị, nhưng lại thật không thể tin. Như thế to lớn chín con rồng kéo hòm quan tài, chỉ vì đưa tiểu diệp tiên sinh ngươi một kiện tàn phá pháp khí. Cái này thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn sau đó nói tiếp, tiểu diệp tiên sinh, lão phu không là không tin ngươi lời nói, chỉ là tốt, cái kia tàn phá pháp khí đến cùng là dáng dấp ra sao, có thể hay không để ta cùng sư thấy một lần. Diệp Phàm trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói, xin lỗi. Cái kia trụ nhật vương quan bị Diệp Phàm giấu ở phòng bị tu di một nơi nào đó, cho nên cho dù khổ trí sư cùng lão thái gia đi vào qua, cũng chưa từng nhìn thấy trụ nhật vương quan. Ha ha, lão thái gia sướng sở phía dưới, ngựa lớn cười, nói ra, lão phu minh bạch, không sao, không sao cả, Diệp Phàm đứng dậy theo, nói ra, lão thái gia, sư, nơi này sự tình đã, ta muốn cáo từ. Lão thái gia lập tức đứng dậy theo, nói ra, ta để Tuấn Nhi đưa ngươi. Diệp Phàm nói ra, làm phiền. Khổ trí sư cũng đứng dậy theo, nói ra, tiểu diệp thí chủ, một đường cẩn thận. Lần này tuy nhiên ngươi trở về, nhưng cũng không bài trừ có người có thể tra được ngươi nơi này tới. Diệp Phàm run lên, nói ra, không thể nào khổ trí sư thuyết nói, cẩn thận chạy được vãn năm thuyền. Diệp Phàm gật đầu, nói ra, ừm, um, ta sẽ. Đa tạ sư nhắc nhở. Tại Diệp Phàm xe về sau, Diệp Phàm cùng lão thái gia còn có khổ trí sư phất tay. Trân trọng, lẫn nhau lẫn nhau nói một tiếng. Trở về đường, vẫn là từ tài xế lái xe, đoạn 9 tầng hòa thượng Dương còn có Dương Tuấn cùng đi. Một đường, đoạn 9 tầng bọn họ đều rất hưng phấn hỏi Diệp Phàm đến cùng tại Thái Sơn phát hiện cái gì. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn nói ra, lão Thái gia đạt được muốn muốn đồ, vật, còn lại, các ngươi không muốn lại hỏi. Cũng tuyệt đối không nên cùng ngoại nhân nhắc đến chuyện này, để tránh đưa tới họa sát thân. Đoạn 9 tầng hòa thượng Dương bị kinh ngạc. Dương Tuấn nói ra, hóa, còn có người dám giết ta hay sao? Diệp Phàm nói ra, Tuấn Thiếu không cần thiết nói bực này lời nói, thế gian cao thủ, tầng tầng lớp lớp. Lão Thái Gia tuy nhiên tại tĩnh An có phần có sức mạnh, nhưng phóng tới thế gian chi, vẫn là nhỏ bé. Chúng ta lần này gặp phải một số cao thủ, là các ngươi không thể tưởng tượng. Tóm lại, việc này, ta nói đến thế thôi, ta tin tưởng Lão Thái Gia cũng sẽ đối với các người có chỗ khuyên bảo. Đang khi nói chuyện, Dương Tuấn điện thoại di động còn thật vang. Dương Tuấn lấy điện thoại di động ra xem xét, nhất thời kinh ngạc, nói ra, thật đúng là gia gia của ta đánh tới hắn sau đó tiếp cú điện thoại. Dương Tuấn tại 2 phút đồng hồ sau tắt điện thoại, có chút ủ rũ nói ra, ra ra gọi ta cái gì cũng không cần hỏi, cũng cái gì cũng không cần đi hướng ra phía ngoài nói. 9 tầng, Thượng Dương, còn có Lão Triệu, các người cũng giống vậy. Lão Triệu là tài xế. Đoạn 9 tầng bọn họ biết sự tình tính nghiêm trọng, liền gật đầu nói, tốt, Tuấn thiếu, chúng ta biết. Diệp Phàm trở lại Tân Hải về sau, cũng không có đi tiết. Hắn mời 10 ngày nghỉ, vừa mới qua đi 3 ngày đây. Diệp Mẫu đối Diệp Phàm sự tình cũng không có quá nhiều hỏi, Diệp Phàm bây giờ ngược lại là có rất lớn tự do. Diệp Mẫu bên ngoài tìm một phần đơn giản công tác, nàng tầm thường thời điểm, cũng hội đi xem phòng ốc. Cho nên Diệp Phàm ban ngày ở nhà, rất là thanh tính. Diệp Phàm đi qua mấy lần liếu Diệp biệt thự, muốn nhìn một chút sư phụ trở lại chưa. Nhưng mỗi lần đều thất vọng mà về. Diệp Phàm xem như chính thức một chân bước vào người tu hành đại môn, nhưng hắn hiện tại cảm giác được cô đơn, bàng hoàng. Hắn biết mình muốn cái gì, có thể cái kia lý thiên đế, còn có trụ nhật vương quan sự tình, giống như là một khối đá lớn đẻ ép hắn. Hắn cần tìm người kể ra. Hắn cô dám cùng khổ trí sư bọn họ nói, hắn chỉ dám nói cho sư phụ. Diệp Phàm theo Thái Sơn về đến nhà ngày thứ hai muộn, nguyên bản nên năm điểm về nhà cho Diệp Phàm nấu cơm Diệp Mẫu cũng không trở về tới. Diệp Phàm bắt đầu còn không lấy làm lạ, nhưng đến muộn 10 giờ, Mẫu thân Y Nguyên không có tin tức gì. Khiến Diệp Phàm cảm thấy không tầm thường, hắn bình thường chính mình sẽ làm ra đi không cho Mẫu thân một cái tin tức sự tình. Nhưng Mẫu thân nếu là ra ngoài có việc, nhất định sẽ nói cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nghĩ đến Thái Sơn sự tình, trong lòng hắn đột nhiên giật mình, sau đó cấp tốc cầm điện thoại di động lên cho Mẫu thân gọi điện thoại tới. May mắn là, điện thoại rất nhanh thông chỉ là Diệp Phàm còn đến không kịp cao hứng, bên kia truyền tới một âm lãnh tà mị thanh âm. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc nhớ tới ngươi còn có cái mẹ đúng không? Diệp Phàm hoảng sợ, liền vội vàng hỏi, ngươi là ai? Người kia nói, ngươi lập tức ngoan ngoãn đến tây ngoại ô ngoài 30 dặm một mảnh vứt bỏ nhà xưởng chỗ. Tiểu tử ngươi không phải có thiên nhãn à, đến có thể nhìn đến chúng ta. Chỉ cấp ngươi nửa giờ, đến trễ, cái kia cho mẫu thân ngươi thu thi đi. Bất quá, mẫu thân người dài đến còn rất có tư sắc ta cái này mấy tên thủ hạ cũng không kén ăn tới chậm chờ lấy ôm hận đi diệp phàm ánh mắt phát lạnh nghiêm nghị nói ra các ngươi nếu là dám làm tổn thương ta mẹ một cọng tóc gáy ta muốn các ngươi mệnh đùng người kia lập tức vung cái vang dội cái tát diệp phàm nghe được mẫu thân ở bên kia rên lên một tiếng thê thảm ôi hắc người kia nói số tiểu tử ngươi là còn không biết rõ ràng tình huống đi còn dám cùng cha người ta chơi lưu manh. Lão tử đã đánh, người có gan tới giết ta. Diệp phàm hai mắt lâm vào huyết hồng, hắn thân thể tràn ngập ra trùng thiên sát y tới. Mẫu thân chính là hắn nghịch lân A. Ngay sau đó, Diệp phàm cái gì đều không để ý, liền lao ra. Diệp phàm tốc độ rất nhanh, hắn lư không xuyên thẳng qua, tăng tốc bước chạy. Mười phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa, đến tây ngoại ô cái kia mảnh vứt bỏ nhà máy ngoài phòng diệp phàm nóng vội muốn chết nhưng hắn linh đài chỗ vẫn là bảo trì vẻ thanh tình đến như vậy nhanh làm sao có thể chẳng lẽ là lão thái ra bên kia để lộ bí mật vẫn là nói việc này cùng lão thái ra có quan hệ diệp phàm tâm nghĩ như vậy đồng thời vận chuyển đại thiên nhãn thuật quan sát nhà máy trong phòng tình huống ly hỏa kim đồng quét bắn xuyên qua kim quang trong nháy mắt đem chọn cái nhà xưởng nhìn thấu Diệp Phàm liếc nhìn trước đó cái kia cùng chính mình trò chuyện người. Đó là một người trẻ tuổi, toàn thân áo trắng, ước chừng 20 tuổi bộ dáng. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ, nhưng lại mang theo âm lãnh tà mị khí tức. Hắn tu vi, chính là liền Diệp Phàm cũng liếc một chút đều nhìn không thấu. Tuyệt đối cao thủ, tại sao có thể có lợi hại như vậy cao thủ tồn tại? Diệp Phàm đáy lòng thất kinh cũng biết, này người tuyệt không là xem ra chỉ có 20 tuổi. Theo thanh niên áo trắng này còn có 6 tên thủ hạ, 6 tên thủ hạ thì là toàn thân áo đen. Cái này 6 tên thủ hạ cũng là âm lãnh đã đến, cùng trong đô thị người bình thường hoàn toàn khác biệt. 6 tên thủ hạ, thần sắc nghiêm túc mà âm hàn, không nói cười tùy tiện. Diệp Phàm đồng thời còn nhìn đến mẫu thân, mẫu thân nằm trên mặt đất, khuôn mặt sưng đỏ, hiển nhiên là bị thi ngược qua. Chết. Diệp Phàm muốn rách cả mí mắt. Kim quang kia bắn phá đi vào, bên trong thanh niên áo trắng bọn người lập tức phát giác được. Đại thiên nhãn thuật thật là bá đạo, lợi hại, nhưng khuyết điểm là muốn nhìn chọn cái gì, kim quang kia hơi bắn qua tới, đối phương cũng lập tức biết. Thanh niên áo trắng ánh mắt phát lạnh, nói ra, tiểu tặc, lại không lăn tới đây, bản thiếu ra gỡ mẹ ngươi một cánh tay. Hắn sau khi nói xong, tay liền tế ra một miệng thanh phong kiếm tới cái kia thanh phong kiếm kiếm ý thâm hàn chỉ cần nhẹ nhàng nhất động có thể khiến người vong mạng diệp phàm thân hình lóe lên liền hư không xuyên thẳng qua đến nhà máy trong phòng xuất hiện tại thanh niên mặc áo trắng kia trước mặt ta tới các ngươi là ai diệp phàm rét lạnh hỏi thanh niên áo trắng nhìn diệp phàm liếc một chút uể oải nói ra chúng ta là ai ngươi còn không có tư cách này biết ngươi chỉ cần biết ta để ngươi làm cái gì ngươi muốn làm gì tiểu phàm diệp mẫu vốn là hôn mê nhưng lúc này nghe được tiếng vang liền con trai tỉnh lại nàng mở mắt ra nhìn đến bảo bố nhi tử diệp phàm diệp phàm đoạt tiến đến đem mẫu thân đỡ dậy hắn hốc mắt đỏ lên nói ra thật xin lỗi mẹ ta liên lụy ngươi diệp mẫu nỗ lực ngồi dậy nàng than thở khóc lóc nói ra ta đã sớm nói để ngươi không muốn đi đường này ngươi không nghe diệp phàm hít sâu một hơi hắn đem mẫu khí đỡ dậy hộ tại sau lưng sau đó đối thanh niên mặc áo trắng kia nói ra, người muốn như thế nào. Tiểu tặc, nói thật với người đi, mẹ ngươi đã bản thiếu ra vô cổ, chỉ cần bản thiếu ra tâm niệm nhất động, lập tức có thể cho vô cổ đem sao trái tim cắn nát. Cái này vô cổ bên trong, còn có kịch độc, thẩm thấu một điểm, lập tức thất khiếu chảy máu. Ngươi, Diệp Phàm Bi vẫn muốn tuyệt. Diệp mẫu sắc mặt cũng biến thành trắng bệch, nàng bất quá là người bình thường. Nàng thụ nửa đời người khổ, mới nhìn đến hạnh phúc ngon ngọt. Nhưng cái này vận rủi, đến quá nhanh quá nhanh. Tiểu Phàm, Diệp Mẫu mang theo tiếng khóc nức nở hô lên hai chữ tới. Các ngươi muốn làm sao dạng? Diệp Phàm cắn răng nói ra, chỉ muốn các ngươi chịu buông tha mẫu thân của ta, muốn ta làm cái gì đều có thể. Cái này còn giống điểm bộ dáng. Thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng, vừa mới ở trong điện thoại, miệng không phải rất cứng sao? Hiện tại trước cùng ta dập đầu ba cái sau đó chúng ta lại nói tiếp, người thấy thế nào? Tốt, Diệp Phàm không chút do dự. Hắn quỳ đi xuống, phanh 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 dập đầu ba cái. Audio điện tử võ tấn bền. Diệp Phàm đập đến cái chán rách ra, một chút máu tươi tràn ra tới. Hắn cắn răng nhìn về phía thanh niên áo trắng, nói ra, ta đã làm theo. Thanh niên áo trắng vỗ tay cười nói, không tệ không tệ. Hắn nói tiếp, ta cái này còn có một cái cổ, chỉ cần ngươi phục dụng. Ta liền đem mẫu thân ngươi cổ cho cầm ra tới. Không có khả năng, Diệp Phàm ra, không chút do dự cửa tuyệt thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng sững sờ, sau đó lạnh giọng nói ra, người muốn chết đúng hay không? Diệp mẫu cũng là sững sờ. Diệp Phàm trầm giọng nói ra, ta chỉ muốn cứu mẹ ta, nhưng ngươi cũng không cần đem tất cả mọi người làm ngu ngốc. Ta duy nhất còn có thể ỷ vào, là chính ta nếu như ta ăn ngươi cổ trùng ta cùng mẹ ta sinh tử đều tại ngươi một ý niệm nếu như đã định trước cứu không mẹ ta ta tình nguyện cùng các ngươi đồng quy vô tận đồng quy vô tận ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao thanh niên áo trắng khinh thường nói ra diệp phàm nhịn không được lui về phía sau mấy bước hắn nói ra ngươi muốn đồ vật ta có thể cho đều có thể cho nhưng ngươi tốt nhất chớ có vội vã ta khiến cho ta hung ác ngươi không vớt được chỗ tốt thanh niên áo trắng nói ra, con mẹ nó người rất điểu a, à, người nào cho người phấn khích, dám ở bản thiếu ra trước mặt như thế điểu. Lại dập đầu ba cái, không phải vậy bản thiếu ra lập tức giết chết mẹ ngươi. Tốt, Diệp Phàm lại quỳ đi xuống, phanh phanh phanh, phanh dập đầu ba cái. Hiện tại, ngươi hài lòng không? Diệp Phàm đứng dậy, hỏi thanh niên áo trắng. Tiểu Phàm, Diệp Mẫu nhìn lấy nhi tử chịu nhục, trong nội tâm nàng khuất nhục tới cực điểm. Nhưng giờ này khác này, Nàng cái gì cũng đều làm không. Thanh niên áo trắng lúc này không nói gì. Một tên áo đen thủ hạ tại thanh niên áo trắng bên tai nhỏ giọng thì thầm. Diệp Phàm lỗ tai nhất động, nghe rõ ràng, thủ hạ kia nói là nói, "Vô thiếu gia, không muốn bực bội, ngài là vì bảo bối mà đến, chỉ muốn lấy được bảo bối, đại thiếu gia, nhị thiếu gia không còn có cùng ngài tranh giành giáo chủ chi vị tư cách." Thanh niên áo trắng khẽ cho mày, hắn gật gật đầu, sau đó nói với Diệp Phàm Ta hỏi ngươi, Thái Sơn chuyến đi, vì cái gì tất cả mọi người mất đi chi giác? Ngươi không có, ngươi đến cùng ở bên trong kinh lịch cái gì? Diệp Phàm nhìn về phía thanh niên áo trắng, lòng hắn khẳng định một việc. Những người này quả nhiên là hướng Thái Sơn hành trình tới. Ta thật sai, cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm tâm ám đạo. Hắn cảm thấy mình nên để những người kia toàn bộ chết tại Đồng Quan Chi. Cứ như vậy, không có bất kỳ người nào hội đến tìm hắn để gây sự càng sẽ không làm hại mẫu thân theo chịu nhục. Nói a, à, thanh niên áo trắng kiên nhẫn có hạn, nói ra, nếu không nói, dứt khoát đem mẹ con các người giết tính toán. Ta nói, Diệp phàm nói ra, cái kia đồng quan vốn không phải địa cầu chi vật, chính là theo xa xôi làm Cực Tinh cầu tới. Bọn họ đến là vì tìm kiếm ta. Làm Cực Tinh cầu, tới tìm ngươi, ngươi cái này biên cái gì nói dối. Thanh niên áo trắng mắt lóe qua sát ý. Diệp Mẫu cũng là nghe được không hiểu ra sao, Diệp Phàm lời nói không chỉ là thanh niên áo trắng khó mà tin được. Chính là Diệp Mẫu cũng cảm thấy nói nhăng nói cuội, không dám tin. Diệp Phàm nói ra, cái kia đồng quan, to như một tòa thành trì. Người đây hẳn phải biết, không phải ta tại nói lời bịa đặt A. À. Thanh niên áo trắng cuối cùng vẫn có một ít kiến thức, cũng biết, thế giới này to lớn, đều có tốt, ta tin ngươi. Vậy bọn hắn tới tìm ngươi làm cái gì? Diệp Phàm nói ra, bọn họ theo Lam Cực Tinh Cầu tới, hòa 400 năm thời gian. Bọn họ muốn tại địa cầu tìm một cái người thích hợp, đến giúp đỡ bọn họ phục hưng bọn họ tổ chức. Ta là cái kia bị tuyển người. Bọn họ tại sao muốn tuyển ngươi?" Thanh niên áo trắng lập tức hỏi. Diệp Phàm nói ra, ta không biết, ta duy nhất biết những này là dựa vào chỗ đó còn sót lại một món pháp bảo. Cái kia pháp bảo bên trong có khí linh tồn tại, khí linh nói cho những vật này nhưng là cái kia pháp bảo bị hao tổn nghiêm trọng, khí linh cũng theo tối tăm ngủ mất. Nghe đến đó, thanh niên áo trắng cùng mấy cái tên thủ hạ cũng đã hưng phấn lên. Quả nhiên có bảo bối, thanh niên áo trắng cùng thủ hạ cuồng hỉ. Cái kia bảo bối đâu? Thanh niên áo trắng giọng nói gấp rút hướng Diệp Phàm hỏi. Bọn họ tự động loại bỏ Diệp Phàm nói tới pháp khí bị hao tổn bốn chữ này. Diệp Phàm ngay sau đó đem cái kia trụ Nhật Vương quan theo phòng bị tu di bên trong lấy ra, nói ra là vật này. Thanh niên áo trắng đại thủ cách không một chảo, liền đem trụ nhật vương quan bắt vào tay. Cái kia trụ nhật vương quan phong cách cổ xưa, cũ kỹ, một chút tức giận đều không có. Xem ra giống như là một kiện vật. Thanh niên áo trắng lại cảm thụ một phen, nửa phần linh vận cũng không cảm giác được. Con mẹ nó người địa đùa nghịch ta. Thanh niên áo trắng sắc mặt dữ tợn lên, đem cái kia trụ nhật vương quan hung hăng hướng mặt đất quang ra hắn mắt lóe qua rét lạnh sát ý, nói ra, tránh thức bảo bối, đến cùng ở đâu. Ngươi muốn làm có nửa phần trần chờ, ta trước hết là giết ngươi nương. Diệp Phàm trầm giọng nói ra, đây là ta ở bên trong tìm bảo bối, ta đã đã nói với ngươi, pháp khí này là bị hao tổn. Ngươi muốn chết, thanh niên áo trắng căn bản không tin, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, bảo bối ở đâu. Diệp Phàm cảm nhận được thanh niên áo trắng sát ý, hắn trầm mặc đi xuống hắn thật là không có bảo bối có thể cho thanh niên áo trắng này hắn biết cho dù hắn nói đều là thật nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi không nói đúng không thanh niên áo trắng nói ta nói diệp phàm nói ra thanh niên áo trắng lạnh hừ một tiếng nói mau nói diệp phàm nói ra ta thừa nhận ta nói láo ta xác thực còn có bảo bối hừ ta biết bằng ngươi điểm ấy vụng về thủ đoạn cũng muốn lừa gạt bản thiếu gia. Thanh niên áo trắng khinh thường đã đến, nhưng cùng lúc, hắn lại hết sức cảm thấy hứng thú, mau đưa bảo bối lấy ra. Diệp Phàm lấy tay, hắn đây là một cái động tác giả. Ngay vào lúc này, Diệp Phàm thân thể đột nhiên bộc phát ra vô cùng sát ý. Hắn trong nháy mắt thi triển ra Ly Hỏa Kim Đồng. Lần này cũng không phải là tìm kiếm Ly Hỏa Kim Đồng, mà chính là sát nhân chi thuật. Diệp Phàm đem tất cả bản nguyên chi lực bạo phát thành giết người ánh sáng. Hung hãn ly hỏa kim đồng bắn giết hướng thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng hoảng sợ, hắn vạn không nghĩ tới Diệp Phàm hội ở thời điểm này xuất thủ, muốn chết ăn ngươi. Thanh niên áo trắng đại hận, hắn lấp lóe đã không bằng, nguy cơ chi, cầm ra một cái màu vàng phù. Những cái kia phù tại trước mặt bung ra, lập tức hình thành mấy cái khôi lỗ chi thân. Cũng là cùng thanh niên áo trắng dáng dấp giống nhau khôi lỗ, nhưng những khôi lỗi này là không thể cùng lúc trước la quân tay khôi lỗ tướng diệp phàm ly hỏa kim đồng tia chớp ở giữa liền đem những khôi lỗi này đốt cháy thành cho bụi diệp mẫu ở một bên nhìn đến quen thuộc nhi tử đột nhiên biến hóa như vậy sự khủng bố nàng ngây người ngẩn đến không phát ra được một điểm thanh âm tới nhi tử sát khí chấn kinh đến nàng nhi tử lần này thần càng làm cho nàng trợn mắt hốc mồm khó có thể tin lúc này thanh niên mặc áo trắng kia cũng rốt cục cho mình tranh thủ đến một chút thời gian. Hộ giá, thanh niên áo trắng lệ hống một tiếng. Cái kia sáu tên thủ hạ cũng rốt cục kịp phản ứng, cấp tốc cản trở tại thanh niên áo trắng trước mặt, đồng thời đồng thời xuất thủ. Cái này sáu tên thủ hạ tại nhân gian chi, tính được số một số hai cao thủ. Loại người này, tùy tiện kéo một cái ra đi đối phó lên năm đó hóa kình la quân, cái kia đều là lúc trước như sao đồng dạng tồn tại. Nhưng bây giờ, thời đại đã khác biệt. Năm đó sao tung hoành vô địch lúc, cái này sáu tên thủ hạ cũng làm năm la quân mạnh không bao nhiêu. Bây giờ cái này sáu tên thủ hạ tu vi phóng đại đến thần thông cảnh, nhưng năm đó sao đã sớm bị la quân giết chết. Mà la quân bây giờ lại là càng cao hơn cao tại, không thể leo lên. Sáu tên thủ hạ đồng thời phát ra bay trên trời vu cổ chu sát diệp phàm. Bọn họ còn có khác thủ đoạn, chỉ gặp thân hình lấp lóe, súng lục chi, dao găm đều xuất hiện sáu người này hợp lực lên cũng là kinh khủng dị thường diệp phàm càng không nhiều hơn nghĩ hắn hết sức chăm chú làm cái kia sáu cái bay trên trời vu cổ tia chấp đã bắn giết qua lúc đến hắn đại thiên nhãn thuật nhìn phá lệ rõ ràng ánh mắt chiếu tới chỗ ly hỏa kim đồng đốt cháy hết thảy diệp phàm ánh mắt bỗng nhiên đảo qua đi qua giống như là một miệng lê thiên cự kiếm quét bắn tới gió cuốn mây tan chém giết hết thảy cái kia sáu cái bay trên trời vô cổ xa rời hỏa kim đồng tử trong nháy mắt phần sát thành cho tàn, hơn nữa còn có la quân trước mặt hai tên áo đen thủ hạ không né tránh kịp nữa. Thân thể bọn họ bị chặn ngang chém thành hai đoạn, lết quét bắn xuyên qua còn muốn chỉnh tề. Hai người kia ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ đẫm máu chảy một chỗ. Đồng thời, ly hỏa kim đồng quét bắn xuyên qua, cái kia phía sau nhà xưởng, cứng rắn vách tường cũng bị trực tiếp xuyên thủng, lại lôi ra một đầu thật dài lỗ hồng tới cái kia còn lại bốn tên thủ hạ cấp tốc công sát Diệp Phàm. Diệp Phàm bảo vệ mẫu thân, ly hỏa kim đồng cấp tốc quét bắn xuyên qua. Lại đảo qua, cái kia bốn tên thủ hạ căn bản không nhanh bằng Diệp Phàm ánh mắt, liền toàn bộ bị chặn ngang chém thành hai đoạn, căn bản không có bất luận cái gì quay về chỗ trống. Chỉ bất quá, Diệp Phàm cũng trung quy là chế một chút. Một người bắn ra viên đạn, một cái cực mạnh lực xuyên thấu viên đạn đánh Diệp Phàm vai. Nếu là người bình thường, cái này một viên đạn có thể tạo thành huyết băng, tại chỗ tử vong. Nhưng Diệp Phàm thân thể sớm đã khác biệt, đạn kia nhập thể, hắn tức giận kình trong nháy mắt hộ thể, liền đem viên đạn kẹp lấy. Một tia máu tươi đều không có tung tóe bắn đi ra. Thanh niên mặc áo trắng kia thấy thế hoảng sợ muốn tuyệt, quay người xuyên thẳng qua ra ngoài, tia chớp rời đi nhà xưởng. Diệp Phàm hai mắt huyết hồng, sát khí đằng đằng, hắn liền mẫu thân cũng không để ý, theo đuổi theo ra đi. Lúc này, Diệp Phàm thu ly hỏa kim đồng. Thanh niên áo trắng thân pháp rất nhanh, Diệp Phàm ở phía sau thủy trung đều truy không. Trong nháy mắt, thanh niên áo trắng chạy ra 10 dặm có hơn, mắt thấy muốn càng trốn càng xa. Diệp Phàm nổi nóng tới cực điểm, hắn lần nữa thi triển ra ly hỏa kim đồng. Liền ngăn cách năm dặm đường khoảng cách, Diệp Phàm ly hỏa kim đồng trong nháy mắt đã bắn giết qua đến, đem thanh niên áo trắng hai cái đùi phân biệt phần sát thanh niên áo trắng tiếng kêu rên liên hồi, gào khóc. Hắn trên mặt đất cuồn cuộn, bi thương không thôi. Loại này đau đớn, là không có cách nào dùng bút mực để hình dung. Ly hỏa kim đồng hỏa diễm, tuyệt không tầm thường phàm hỏa có thể nghĩ. Diệp phàm nếu là có chủ tâm muốn giết ra hỏa này, trực tiếp giết. Hắn là muốn bắt cái người sống tốt cứu mẹ thân. Diệp phàm ngực sát ý lao nhanh, hắn cấp tốc hướng phía trước đuổi theo, chỉ một lúc sau đi vào thanh niên áo trắng trước mặt. Tạp trùng, thanh niên áo trắng lúc này chính là một thanh nước mũi một cái nước mắt, vừa nhìn thấy Diệp Phàm liền oán độc không mắng, tạp trùng, người lại dám như thế đối với ta, ta sẽ để người muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Phàm cũng không nói chuyện, trước ba ba hai cái bà tai quất vào thanh niên áo trắng gương mặt. Thanh niên áo trắng nhất thời gương mặt sưng đỏ thành đầu heo. Diệp Phàm nhìn gần thanh niên áo trắng, lạnh giọng nói ra, người biết ta vì sao lại không chút do so dự hướng người dập đầu sao. Bởi vì tại ta hướng ngươi quỳ xuống thời điểm, ngươi trong mắt ta đã là chết người. Cái kia mẫu thân ngươi cũng phải chết, thanh niên áo trắng nghiêm nghị quát. Diệp phàm còn chưa lên tiếng, thanh niên áo trắng bỗng nhiên lại lớn tiếng cười rộ lên, nói ra, mà ngươi cũng sẽ chết, ngươi cho rằng, ta là ta sao. Nếu như ngươi giết ta, thiên nhân, không ai có thể cứu ngươi. Phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi, phụ thân ta mặt còn có lão tổ tông. Chúng ta lão tổ tông chính là cổ chân thần, Pháp lực thông thiên, ngươi ở trước mặt ta, coi như có chút bản sự. Tại ta lão tổ tông trước mặt, con kiến đều tính toán không. Hắn chỉ cần hàng hạ một đạo nguyên thần, liền có thể để ngươi vạn kiếp bất phục. Thì tính sao? Ngươi hội ta chết trước? Diệp Phàm nói ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết? Ta hôm nay thả ngươi, ta sẽ chỉ chết càng nhanh sao? Tốt, vậy ngươi động thủ đi. Thanh niên áo trắng đau đớn khó nhịn, lúc này chỉ cầu giải thoát hắn đẩy người đều là mồ hôi đầm đìa diệp phàm nói ra cái kia vu cổ giải thích như thế nào ta sẽ không nói cho ngươi thanh niên áo trắng ha ha lệ cười diệp phàm nói ra tốt ngươi cho rằng chết có thể giải quyết vấn đề sao ta sẽ không để cho ngươi chết ngươi không phải nói muốn để ta muốn sống không thể muốn chết không được sao ta sẽ để ngươi trước nếm thử đây là cái gì tư vị ngươi dám động thủ ta lập tức khu động vu cổ giết mẫu thân ngươi thanh niên áo trắng sợ hãi nói. Ngươi dám để cho mẫu thân của ta chết, ta để ngươi mẫu thân của ta thống khổ gấp trăm lần, nghìn lần. Diệp Phàm khởi sướng hung ác tới. Ngươi trước giải ta hỏa độc, ngươi lửa này, đừng cho là ta không biết, nếu không hấp thu đi, ta quả quyết không sống nổi. Thanh niên áo trắng không nghĩ tới Diệp Phàm có thể như vậy quyết tâm, hắn rốt cục mềm xuống tới. Diệp Phàm nói ra, tốt. Hắn lập tức đem thanh niên áo trắng thân thể hỏa độc hút đi. Ngươi là cao thủ, có thể khống chế khí huyết, tuy nhiên đoạn hai chân. Nhưng ngày khác tu vi đến nhất định cảnh giới, lại dài ra hai chân cũng là dễ như trở bàn tay." Diệp Phàm nói ra, "Ta không muốn có hậu tục phiền phức, ngươi thả ta cùng ta mẹ, hôm nay ta cũng thả ngươi. Nếu không, cái kia ngọc đá cùng vỡ tốt, ngươi hẳn phải biết, ta không có đường lui có thể nói." Thanh niên áo trắng hít sâu một hơi, hắn hỏa độc một trừ, đau đớn liền giảm yếu rất nhiều. Hắn liền nói ra, Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta hôm nay đi ra chính là một mình hành động. Ta sau khi trở về, không lộ ra ngươi tin tức đi ra. Dạng này, được thôi, ta không tin được ngươi, Diệp Phàm nói ra. Thanh niên áo trắng cắn răng nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể tin ta? Diệp Phàm nói ra, ta đánh vào một đạo ấn ký tại thân ngươi, trưởng khống ngươi sinh tử. Sau lưng ngươi có rất nhiều lão đại, ta nhất định không dám vọng đến. Cái này thanh niên áo trắng do dự một chút về sau, cắn răng nói ra, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Ngay sau đó, Diệp Phàm đem một đạo ấn ký đánh vào đến thanh niên áo trắng đan điền chi. Sau đó, Diệp Phàm cho thanh niên áo trắng gãy chân làm đơn giản băng bó. Thanh niên áo trắng công pháp thâm hậu, gãy chân chỗ đã sớm đình chỉ đổ máu, mà lại ngay tại bắt đầu kết phải, cho nên cũng không lo ngại. Đón lấy, Diệp Phàm đem thanh niên áo trắng kẹp ở dưới xương sườn tiến đến cùng mẫu thân tụ hợp. Diệp mẫu tại nhà máy ngoài phòng bồi hồi chờ đợi, nàng tại cảnh ban đêm góc nhìn đến Diệp Phàm trở về, không khỏi đại hỉ. Diệp Phàm đem thanh niên áo trắng ném đến Diệp mẫu trước mặt, hắn trước hô một tiếng mẹ, sau đó mới đối thanh niên áo trắng nói ra, nhanh điểm, giải trừ mẹ ta thân vu cổ. Thanh niên áo trắng gật gật đầu, hắn xuất ra một cái xương chạm canh gác, thổi. Thanh âm kia như khóc như tố, u oán khủng bố, tại cảnh ban đêm chi, như liêu trai. Diệp mẫu nghe được sợ hãi trong lòng. Cũng là tại lúc này, một cái vu cổ theo diệp mẫu trong lỗ mũi leo ra. Diệp phàm tay mắt lanh lẹ, nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia vu cổ nắm bắt lấy. Một giây sau, cái này vu cổ bị diệp phàm lấy pháp lực phần sát thành cho tàn. Không có, diệp phàm hỏi thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng gật đầu, nói ra, tuyệt đối không có. Diệp phàm gật gật đầu, hắn hỏi diệp mẫu nói ra mẹ người cảm giác thế nào diệp mẫu hoạt động mấy cái hạ thân xương nói ra ta cảm giác tốt nhiều tốt diệp phàm nói ra mẹ người về trước đi ta bên này còn có chuyện phải xử lý diệp mẫu nói ra ngươi yên tâm đi mẹ ta có thể làm được diệp phàm rất bình tĩnh nói ra diệp mẫu cũng biết nhi tử đã không phải là trước kia tiểu phàm hắn chỗ kinh lịch đồ vật là nàng cái này mẫu thân không thể tưởng tượng. nhi nếu không từ nương a à. tốt diệp mẫu không nói thêm gì nữa quay người rời đi. nàng tâm tràn ngập lo lắng nhưng lúc này lại cái gì cũng không thể nói. diệp phàm đưa mắt nhìn diệp mẫu sau khi đi thanh niên áo trắng rồi mới lên tiếng hiện tại người có thể thả ta a à. diệp phàm cười nhạt một tiếng hắn nói ra ta còn có chút vấn đề muốn hỏi ngươi hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời thanh niên áo trắng nói ra, người muốn hỏi cái gì? Diệp Phàm nói ra, như, người cùng sau lưng người dậy là ai? Thanh niên áo trắng nói ra, cái này, nói cho người cũng không sao. Hắn đón đến, nói ra, ta gọi vu bay, phụ thân ta là thiên vu dậy một chút chủ. Thiên vu dậy, có cái này dậy, Diệp Phàm nói ra. Vu bay nói ra, tự nhiên có cái này dậy, chúng ta tổ vẫn luôn là nuôi nhốt vu cổ. Vu cổ cùng miêu cương miêu cổ lại có khác nhau, tổng tới nói chúng ta càng cao thêm một bậc chúng ta rất sớm trước theo vân quý cùng mang đi đi ra tại giang hồ bồi dưỡng mình thế lực chế tạo chính mình buôn bán đế quốc chúng ta thả một nhóm người trong núi dưỡng cổ lại thả một nhóm người du tẩu nước ngoài làm ăn tại giang chiết kéo một cái chúng ta có không ít sinh ý tại mà tổng bộ vẫn là đặt ở vân quý kéo một cái thương nghiệp cùng dưỡng cổ là tách ra có lúc cũng sẽ dùng chút thủ đoạn phi thường tại giang chiết kéo một cái rất nhiều đại gia tộc đều có chúng ta cổ phần. Diệp Phàm nói ra, quốc gia không biết các người tồn tại sao. Đương nhiên biết, Vu Bay nói ra, giống chúng ta dạng này giáo phái, rất nhiều. Chỉ cần chúng ta không làm ra cách sự tình, quốc gia không biết đem chúng ta như thế nào. Chúng ta ẩn thân tại vân quý trên núi, chính phủ cũng bắt chúng ta không có quá lớn biện pháp, chỉ có thể bảo trì một cái thăng bằng. Diệp Phàm nói ra, người tu vi, xem ra tựa hồ rất không tệ, Vô Bay nói ra, Thái Hư Lục Trọng Thiên Đỉnh Phong, ta thế mà đều nhìn không thấu được ngươi Tu Vi, không nên là Lục Trọng Thiên đơn giản như vậy. Diệp Phàm nói ra, Vô Bay nói ra, chúng ta Thiên Vu dạy công pháp đặc thù, ngoại nhân rất khó coi ra chúng ta sâu cản. Vậy ngươi cũng nhìn không ra ta sâu cản. Diệp Phàm nói ra, Vô Bay nói ra, người Tu Vi ta cao quá nhiều, ta tự nhiên nhìn không ra. Nếu như ngươi dưỡng ra uy nghiêm, có lẽ ta sẽ còn càng kiêng kỵ một chút có thể ngươi tựa hồ tu vi đến đến thời gian không dài, rất nhiều dưỡng khí công phu đều còn không có học hội. Diệp Phàm nói ra, không nói cái này, phụ thân ngươi tu vi. Vô Bay nói ra, phụ thân ta tu vi chính là đương đại tuyệt đỉnh, Cửu Trọng Thiên Sơ Kỳ. Cửu Trọng Thiên, Diệp Phàm hít một hơi hơi lạnh. Hắn hiện tại thế nhưng là biết Cửu Trọng Thiên ý vị như thế nào, đó là một đạo tuyệt đối khủng bố khoảng cách, khó có thể vượt qua a. À. Vô Bay tiếp tục nói, phụ thân ta tại đương đại chi, đã ít có địch thủ. Chính là tại Los Angeles tổ thứ nhất dệt thần vực chi, trừ cái kia thần đế, còn lại đám người, tổng thể không là phụ thân ta đối thủ. Phụ thân ta nếu không phải e ngại này thiên đạo, cùng yến kinh tổ long chi khí, chính là xương vương xương bá, lại có ai dám đến nói một chữ không? Diệp Phàm nói ra, phụ thân người xác thực lợi hại, nhưng muốn nói thiên hạ đệ nhất, cái kia còn kém xa. Sư phụ ta nếu là xuất thủ, một đầu ngón tay có thể diệt phụ thân ngươi. Ngươi khoác lác gì? Vu Bay cười lạnh một tiếng, nói ra, phóng nhãn chư thiên thế giới, ai dám nói có thể một đầu ngón tay diệt sát phụ thân ta. Ta nhìn ngươi vẫn còn không biết rõ, cửu trọng thiên tu vi, đến cùng ý vị như thế nào. Mà lại, tính toán sư phụ ngươi có chút bản sự, nhưng nếu như chúng ta lão tổ tông hàng hạ một đạo nguyên thần, cái kia giết sư phụ ngươi, chẳng lẽ không phải là một bữa ăn sáng? các ngươi lão tổ tông lại có bao nhiêu lợi hại? Diệp Phàm hỏi. Chúng ta lão tổ tông chính là tồn tại mấy ngàn năm viễn cổ thật thần, tại ba năm trước đây, phụ thân ta thành công câu thông đến lão tổ tông. Lão tổ tông hạ xuống vô số công pháp, đan dược, lại tự mình vun trồng chúng ta, này mới khiến chúng ta thiên vu dậy thực lực hùng hậu đến trình độ như vậy. Theo phụ thân ta nói, chúng ta lão tổ tông tu vi đã là siêu việt nguyên thần cực hạn, đến truyền thuyết hư tiên cảnh giới. Loại cảnh giới này, người nghe đều chưa từng nghe qua. Tóm lại, giống như ngươi, chúng ta lão tổ tông thổi một hơi, có thể để ngươi chết không táng sinh chi địa. Vu bay ý nói ra. Diệp phàm lâm vào trầm tư. Hắn biết có lẽ vu bay lời nói có chút trình độ, nhưng là loại địch nhân này cũng tuyệt không phải chính mình chọc nổi. Tốt, ta hỏi lại ngươi, ngươi sao có thể nhanh như vậy tìm đến nơi này của ta? Là ai cho ngươi tin tức? Diệp phàm hỏi tiếp vu bay. Vu bay nói ra, Thái Sơn chuyến đi, ta đại ca cùng nhị ca đều đi. Nhưng là bọn họ không có bất kỳ cái gì thu hoạch, sau khi trở về, ta nghe bọn hắn cùng phụ thân trò chuyện, nói bên trong một chút tình huống. Vừa tốt lúc này, có cái thần bí nhân gọi điện thoại cho ta, nói tại hàng ma trong động báo trước hết thầy tiểu tử là ngươi. Sau đó, ta lập tức chạy tới. Người nào sẽ cho ngươi gọi cú điện thoại này? Tại sao phải cho ngươi gọi điện thoại? Đã hắn biết là ta, tại sao phải đem tốt như vậy sự tình nhường cho ngươi? Diệp Phàm hỏi. Vu bay nói ra, mẹ, ta cái kia có nghĩ nhiều như vậy. Chỉ muốn mau lại đây đem ngươi giải quyết, được bảo bối đi cùng phụ thân ta tranh công. Xem ra người này là người cử nhân, là tại mượn đao giết người A. Diệp Phàm nói ra. Vu bay trong lòng run lên, hắn chợt cắn răng nói ra, cũng không phải, người này quá đáng giận. Các loại bản thiếu ra trở về, nhất định muốn cha cái cha ra manh mối. Không thể nào là đại ca ngươi cùng nhị ca, bọn họ nếu là biết là ta, nhất định sẽ chính mình đến đây. Diệp Phàm nói theo. Vu bay nói ra, ai biết được, tóm lại, ta sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Phàm thở dài, nói ra, vu bay, thực ta vốn là dự định giết ngươi. Ừm, vu bay nghe vậy, lập tức bị kinh ngạc. Ngươi không dùng đựng giật mình như vậy, cái kia đạo ấn ký, ta biết tính ngươi không có cách nào tiêu trừ. Nhưng phụ thân ngươi nhất định có biện pháp tiêu trừ ta không biết ngây thơ đến coi là bằng một đạo ấn ký liền có thể gối cao không lo. Diệp Phàm chậm rãi nói ra. Phu Phi sau lưng phát lạnh, ngưng giọng nói, vậy ngươi hiện tại thay đổi chủ ý. Diệp Phàm nói ra, không sai, thay đổi chủ ý. Ngươi hậu trường rất mạnh, nhưng ngươi cũng có thể đi dò cha ta. Hai tháng trước, ta mới chỉ là cái tiểu tử nghèo, cũng không biết pháp thuật. Sư phụ ta dùng hai tháng đem ta tăng lên tới hiện tại cái này cấp độ. Điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Phu Phi không thể tin. Diệp Phàm nói ra, có thể hay không có thể, người nói không tính. Người có thể đi cha, ta nói cho ngươi những thứ này, không phải muốn hù dọa ngươi. Mà chính là hy vọng ngươi cũng thận trọng, ta sợ giết ngươi, đưa tới họa sát thân. Nhưng các người tùy tiện động thủ với ta, sư phụ ta sau khi trở về, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Có lẽ, người hội cho các người thiên vu dậy mang đến diệt giáo tai ương ngươi cũng đừng tưởng rằng ta là tại nói chuyện giật gân sư phụ ta cái này trong vòng vài ngày nhất định sẽ trở về đến lúc đó ta sẽ cùng sư phụ ta cùng đi bái phỏng các ngươi thiên vu dậy tiêu trừ cái này cái cọc ân oán cho nên đây là ngươi không giết ta nguyên nhân Vu Phi nói ra Diệp Phàm nói ra không sai khăng khang đi xuống đối lẫn nhau đều không có chỗ tốt ngươi nếu thật muốn báo thù hẳn là cũng không vội tại cái này nhất thời a Vu Phi hít sâu một hơi nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Trong vòng 10 ngày, ta ở trên trời vu giáo bên trong chờ ngươi cùng sư phụ ngươi. Đến lúc đó, ngươi nếu không đến, đừng trách ta triển khai hành động trả thù. Diệp Phàm nói ra, tốt. Nói như thế bình tĩnh về sau, Diệp Phàm nhỏ khẽ thở vào một cái, sau đó còn nói thêm, vậy ngươi giờ phút này. Phu Phi nói ra, ngươi không cần phải để ý đến ta, ta sẽ gọi điện thoại hô người tới cứu ta. Diệp Phàm nói ra, tốt, ta đi. Phu Phi nói ra, 10 ngày ước hẹn, đừng quên. Diệp Phàm nói ra, tuyệt không dám quên. Phu Phi nói ra, người cái này đạo ấn ký, ta sẽ giữ lấy, cho các người một cái dấu hiệu, để cho các người tìm tới thiên vu dậy. Diệp Phàm nói ra, tốt. Sau đó, Diệp Phàm rời đi Phu Phi, về nhà mà đi. Về nhà đường, sắc trời rất hắc. Gió đêm thổi, từ xa nhìn lại, nhưng nhìn đến khu vực thành thị ánh đèn đèn neon. ôm diệp phàm trong lòng phức tạp lần nữa giết người hắn cũng không có quá cảm thấy cảm giác chỉ là hắn nhớ tới Vu phi miệng nói tới thần bí nhân lần này thái sơn chuyến đi ta là không có danh tiếng gì tuy nhiên cứu bọn họ cần phải không có người nào nhận biết ta nhanh như vậy tra được đầu ta thật chẳng lẽ là lão thái gia hoặc là khổ trí sư để lộ bí mật vẫn là nói cái kia cho Vu phi tin tức người là lão thái gia hoặc là khổ trí sư nhưng là bọn họ tại sao muốn làm như vậy đâu. Bọn họ không tin ta lời nói, muốn mượn thiên vu dậy chi thủ sao, có thể thiên vu dậy nếu là thật sự đạt được bảo bối, cũng sẽ không cho bọn họ kiếm một chén canh A. Diệp phàm trầm tư suy nghĩ, lại là nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn đối lão thái gia cùng khổ trí sư đều có hảo cảm, dù sao cũng là cùng một chỗ kinh lịch gian nguy. Hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng, hai người bọn họ, có một người mang trong lòng làm loạn. Sư phụ, người nhanh điểm trở về đi. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn rốt cuộc lãnh hội đến cái này nhân tâm quỷ vực, thế gian hung hiểm. Giờ khắc này, hắn nhớ qua sư phụ ở bên người. Tựa hồ là chỉ cần có sư phụ tại, hắn hết thảy cũng sẽ không tiếp tục e ngại. Ngắn ngủi những ngày này đến, Diệp Phàm đã thành thục không ít. Khác ý nghĩ cũng bắt đầu kín đáo lên, không lại mù quáng đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Diệp Phàm chân trước còn chưa thực sự vào trong nhà, đột nhiên, hắn cảm giác được lưu tại vu phi trong đan điền cái kia đạo ấn ký đã biến mất. Ừm, Diệp Phàm nhất thời bị kinh ngạc. Làm sao lại đột nhiên biến mất? Vu phi đã nói phải chờ ta cùng sư phụ đi thiên vu dậy tìm bọn hắn, không biết đem tiêu trừ sạch. Vu phi cũng không có bản sự này, chẳng lẽ là hắn phụ thân đến? Đã đến, cũng không nên nhanh như vậy tiêu trừ. Diệp Phàm làm sao đều không nghĩ ra. Bất quá lập tức, Diệp Phàm trái tim nhảy lên kịch liệt lên. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, chẳng lẽ Vu phi chết, là người thần bí kia, Diệp Phàm vừa nghĩ đến đây, chính là hoảng sợ muốn tuyệt. Như Vu phi đúng như này chết, Diệp Phàm đồng thời không sợ công an cơ quan tới tìm hắn. Hắn sợ hãi là Thiên Vu dậy một chút chủ đến đây, vậy đối với Diệp Phàm tới nói, lại là một trận tai họa ngập đầu. Diệp Phàm không lo được hắn, quay người nhanh chóng hướng ấn ký biến mất địa phương chạy như bay. Sau 10 phút, diệp phàm nhanh như điện chớp đi vào vùng ngoại ô cảnh ban đêm chi hắn đại thiên nhãn thuật bắn phá cấp tốc tìm kiếm đến vu phi nói cho đúng là vu phi thi thể vu phi chết bị người một kiếm đâm thủng trái tim trước ngực hắn nhuộm mảng lớn máu dưới thân thì là một mảnh vũng máu phong nhi thổi máu cũng bắt đầu cứng lại vu phi khuôn mặt vặn vẹo lên chết thật xong xong diệp phàm hãi hùng khiếp vía hắn biết nơi đây không nên ở lâu, lập tức quay người rời đi. Diệp Phàm một bên trở về, một bên tại suy nghĩ, không được, ta phải mang mẫu thân rời đi nguyên lai like ở địa phương. Chỗ đó quá nguy hiểm, ta muốn chờ, chỉ chờ tới lúc sư phụ trở về, cái gì cũng không sợ. Có thể sư phụ trở về, chỉ ít còn muốn 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, có thể chuyện phát sinh quá nhiều. Người thần bí kia, rốt cuộc là ai? Tại sao muốn giết Vu Phi? Hắn cùng Vu Phi có thù, Muốn đưa Vu Phi vào chỗ chết sao? Diệp Phàm không nghĩ ra. Hắn lại muốn, như thần bí nhân này thật sự là khổ trí sư hoặc là lão thái gia, như vậy lấy bọn hắn thủ đoạn, muốn tìm kiếm đến ta cũng không phải là việc khó. Năm ngày thời gian a. Năm thiên thời gian cũng không dài, nhưng lúc này tại Diệp Phàm nơi này, lại là thành một loại khủng bố nung nấu. Trong vòng năm ngày này, Diệp Phàm nhất định muốn bằng vào bản sự của mình đến tránh né dạng này hung hiểm diệp phàm vội vàng về đến nhà diệp mẫu cũng không có trở ngại nàng dùng băng khối thoa phía dưới khuôn mặt nàng ngồi tại cửa ra vào một mực chờ đợi đợi diệp phàm trở về diệp phàm sau khi trở về diệp mẫu lo lắng nói tiểu phàm người hôm nay người hôm nay giết người cảnh sát này có thể hay không tìm cửa người có muốn hay không ra ngoài tránh mấy ngày diệp phàm nhìn về phía diệp mẫu trầm giọng nói ra mẹ giết người sự tình người không cần lo lắng những người kia đều không phải là người tốt lành gì, cảnh sát cũng tìm không thấy đầu ta. Dù sao, căn này không có bất cứ liên hệ nào, vả lại, mẹ, ta thế giới cùng người thế giới đã khác biệt. Nhân gian pháp luật ước thúc không đến chúng ta. Thật sao, tại lúc này, một nữ nhân lãnh đạm thanh âm truyền đến. Người nào, Diệp Phạm ăn nhiều đã, hắn thế mà hoàn toàn không có phát giác được bốn phía có người. Lần này được nghe, vậy còn không giật mình. Diệp Phàm lập tức vận dụng đại thiên nhãn thuật bắn phá bốn phía, nhưng vẫn không có phát hiện người tới tung tích. Lại là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, Diệp Phàm thất kinh không thôi. Tại hắn là cái người tầm thường lúc, nhìn bốn phía hết thảy, đều là người bình thường. Chờ hắn cầm giữ có thần thông, lúc này mới phát hiện, cái thế giới này, cầm giữ có thần thông người quả thực là tầng tầng lớp lớp. Người không cần tìm, ta ở bên ngoài, nữ nhân kia tiếp tục nói. Diệp Phàm không lo được hắn, bước nhanh đến ngoài cửa. Cái này thời điểm đã là dạng sáng 2 giờ, cảnh ban đêm chi, trong viện an tĩnh dị thường. Tại viện kia bên trong, liền đứng một tên áo đen váy dài nữ nhân. Nữ nhân này sắc mặt nhàn nhạt, nhạt, nhưng lại ung dung mà lộng lấy, có loại nói không nên lời cao quý chi khí. Nàng mỹ lệ, không đủ diễn tả bằng ngôn từ. Diệp Phàm đứng tại cái này trước mặt nữ nhân, không khỏi sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác tới tiền bối là người phương nào? Diệp Phàm biết nữ nhân này thâm bất khả chắc, hắn nhìn không ra nữ nhân này tu vi, nhưng lại biết nữ nhân này muốn giết mình như bóp chết một con kiến. Bất quá, Diệp Phàm cũng biết nữ tử này tuyệt không phải thiên vu dậy một chút chủ. Là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm, Diệp Phàm lúc này căn bản không dám lỗ máng, chỉ có thể trông đợi, nữ tử này cũng không phải là địch nhân. Lúc này, Diệp Mẫu cũng lo lắng đi tới nàng xem thấy viện nữ tử không biết nên làm cái gì nữ tử kia nhìn về phía diệp phàm nói ra diệp phàm ngươi thật cảm thấy bằng ngươi điểm ấy không quan trọng bản sự nhân gian pháp luật không có cách nào ước thúc ngươi diệp phàm trong lòng giật mình nói ra tiền bối là cơ quan nhà nước người nữ tử kia nói ra đừng nói là ta xem như long hồn tổ xuất thủ muốn bắt ngươi một tên tiểu tử cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình nhiều ít đại thần thông giả cũng không dám tại hoa hạ chi địa làm càn, người ngược lại là thẳng không biết trời cao đất rộng. Chẳng lẽ Tiền Bối là muốn đến bắt ta? Ta tuy nhiên giết người, nhưng những cái kia người cũng không phải người lương thiện, ta cũng là có chút bất đắc dĩ." Diệp Phàm lập tức nói ra. Nữ tử kia từ tốn nói, "Ngươi cũng không cần sợ, ta không phải đến bắt ngươi." Diệp Phàm nghe vậy, nhỏ khẽ thở phào một cái, trực giác nói cho hắn biết, nữ tử này cũng không có ác ý. Tiền Bối kia diệp phàm nói ra nữ tử nói ra ta là quốc an sáu sử sử trưởng ta họ trầm trầm mặc nùng mặt khác ta cùng ngươi ở giữa có cái ngọn nguồn rất khéo là sư phụ ngươi là trượng phu ta a à, diệp phàm sướng sờ sướng sờ sau đó mới phản ứng được hắn không khỏi cuồng hỉ nói ra tiền bối ngài chuyện này là thật trầm mặc nùng nói ra sư phụ ngươi trước khi rời đi để ta trông nom một chút ngươi vốn là ta là dự định để ngươi trước nếm chút khổ sở. Nhìn ngươi vừa mới nói khoác mà không biết ngược, lúc này mới nhịn không được mở miệng giáo huấn ngươi. Đệ tử bái kiến sư nương, Diệp Phàm lập tức quỳ đi xuống, phanh phanh dập đầu ba cái. Diệp mẫu ở một bên, cũng là thở phào một hơi. Không là địch nhân tốt. Sư nương, cái này là ta mụ mụ, Diệp Phàm sau đó giới thiệu. Trầm mặc nùng hướng Diệp mẫu gật gật đầu, nói ra, ngươi tốt diệp mẫu cảm kích không nói ra ngài khỏe chứ ngài có thể tới thật sự là quá tốt trầm mặc nùng nói ra chúng ta đi vào nói chuyện đi diệp phàm lúc này chẳng khác gì là tìm tới người đáng tin cậy hắn gật đầu nói ra tốt sư nương mời ngài vào đồng thời lòng hắn bốc lên lên sóng biển ngập trời tới sư phụ thật sự là không dậy nổi lão nhân gia ông ta tự thân bản sự có thể thông thiên không nghĩ tới sư nương cũng là như thế cao nhân vẫn là như thế mỹ lệ sư phụ thật sự là tốt ánh mắt sau khi vào nhà trầm mặc nùng ngồi xuống diệp mẫu cho trầm mặc nùng ngâm trà nóng trầm mặc nùng đến cho diệp phàm cùng diệp mẫu đều mang đến không cùng luân yên ổn cảm giác diệp phàm lúc này thành thành thật thật bồi ngồi xuống bài chỉ ngồi nửa cái bờ mông tại cái ghế sư nương ngài vẫn luôn đang chăm chú đệ tử sao diệp phàm nghĩ đến cái gì hỏi trầm mặc nùng nói ra trước đó không sao cả chú ý, nhưng là Thái Sơn hành trình sự kiện này náo lớn như vậy. Ta tỏa trấn quốc an, như thế nào không quan tâm nhiều hơn một phen. Về sau, đang điều tra bảng danh sách, ta nhìn thấy ngươi, lúc này mới lại quan tâm kỹ càng dưới. Thái Sơn chuyến đi, ngài vẫn luôn tại, diệp phàm giật mình. Trầm mặc nùng nói ra, ta còn đi vào bên trong, lúc đó lớn nhiều người đều hôn mê, ta chỉ là theo chân giả giả bộ hôn mê. Ngươi đi vào cầm cái kia trụ nhật vương quan, ta cũng là nhìn thấy. Bất quá, mẫu thân người bị bắt, ta cũng không có đi chú ý. Dù sao, ta ánh mắt chỉ ở ngươi nơi này. Đệ tử đa tạ sư nương một mực thủ hộ, Diệp Phàm lập tức nói ra. Trầm mặc nùng gật gật đầu, nói ra, cái kia trụ nhật vương quan sự tình, ta cũng lười hỏi ngươi. Đồng quan đến, cùng ngươi có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta vốn cho rằng sư phụ ngươi thu ngươi làm đệ tử, là đơn thuần sự tình. Hiện tại xem ra, lại là không biết hắn có biết hay không một chút nội tình. Ừm, Diệp Phàm sửng sốt, chẳng lẽ sư phụ biết cái gì? Trầm Mạc nùng nói ra, người yên tâm đi, sư phụ ngươi người này ta giải, làm việc quang minh lỗi lạc, không biết đối người có cái gì ý xấu. Diệp Phàm nói ra, đệ tử tự nhiên tin tưởng sư phụ. Trầm Mạc nùng nói ra, cái kia tốt, nàng đón đến, còn nói thêm, có chuyện ta cũng buồn bực, người muốn tỉ mỉ trả lời. Diệp Phàm nói ra, sư nương xin hỏi, đệ tử nếu là biết được, tất nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trầm mặc nùng nói ra, tốt, nàng lại mắt nhìn Diệp mẫu, đột nhiên nói ra, Diệp ra đại tỷ, người thuận tiện tránh một chút sao. Diệp mẫu nghe vậy khẽ giật mình, tiếp lấy nói gấp, ta ra đi vòng vòng. Trầm mặc nùng gật đầu. Diệp mẫu sau đó ra ngoài, trầm mặc nùng nói ra, Diệp phàm, người tu vi là chuyện gì xảy ra. Ngắn ngủi một tháng không đến, thế mà đến nước này ta còn chưa bao giờ thấy qua có giống ngươi như vậy đột nhiên tăng mạnh. Ta lúc đó nhìn đến ngươi tu vi lúc, quả thực là giật nảy cả mình. Diệp Phàm cũng nhất thời nghi hoặc, nói ra, sư nương, ngày đó, ta kinh lịch một kiện thật không thể tin sự tình. Sự tình gì, trầm mặc nùng hỏi. Diệp Phàm nói ra, ta bị mấy cái tên côn đồ đánh ngất đi, bọn họ cho là ta đã chết. Đem ta xác chìm đáy hồ, vừa vào đáy hồ, ta liền giật mình tỉnh lại. Lúc đó ta thân thể bị trói thạch đầu, giấy rùa không ra, mắt thấy muốn chết trong hồ. Thế mà lại có chuyện như vậy, trầm mặc nùng bị kinh ngạc. Diệp Phàm nói ra, về sau, ta lại nhanh chết thời khắc, đột nhiên xa vào đến một mảnh thâm nguyên chi. Cái kia trong vực sâu, đều là hắc ám, ta dùng đại thiên nhãn thuật cũng nhìn không thấu, ở nơi này, ta bị trọn vẹn khốn 15 năm. Ta dùng cái kia thời gian 15 năm một mực tu luyện. 15 năm, cái này sao có thể? Trầm mặc nùng nói ra, Diệp Phàm nói ra, về sau, chờ ta công thành về sau, liền nhìn đến bên cạnh có một cánh cửa. Ta đẩy cửa đi ra ngoài, trở lại đáy hồ, ta vốn cho rằng đã trải qua tang thương qua 15 năm. Ai biết đến từ về sau, mới phát hiện thời gian bất quá là qua một đêm. Lại có chuyện như thế, Trầm Mặc Nùng nói ra. Diệp Phàm nói ra, ta một mực tại hoài nghi, việc này có phải hay không sư phụ cho ta bố trí một cọc gặp hẳn là sẽ không là sư phụ ngươi trầm mặc nùng nói ra a à, sư nương vì cái gì như vậy khẳng định diệp phàm nói ra trầm mặc nùng không khỏi cười khổ nói ra theo ta được biết sư phụ ngươi cần phải không có bản sự này đi a à, diệp phàm nói ra trầm mặc nùng nói ra như vậy nghịch chuyển thời không hạn chế thời không bản sự không phải là bình thường thần thông cho dù là sư phụ ngươi cũng khó có thể hoàn thành Hắn năm đó là tại một kiện pháp khí chi làm đến nghịch chuyển thời không 10 năm, thế nhưng pháp khí sớm đã không tại hắn thân thể. Có thể làm đến nghịch chuyển thời không, phần này tu vi đã là cực kỳ khủng bố. Thế gian này còn có sư phụ ta lợi hại hơn người tồn tại. Diệp Phàm cảm thấy thật không thể tin. Trầm mặc nùng nhìn Diệp Phàm liếc một chút, nói ra, người đây là ếch ngồi đáy giếng kiến thức, sư phụ ngươi bây giờ xác thực thần thông không tệ. Nhưng hắn lợi hại cái này chư thiên thế giới chi, đếm không hết. Người điểm ấy không quan trọng công phu, càng không cần nhiều lời. Con đường tu hành, người ngay cả nhập môn đều tính toán không. Khác cho là mình tài trí hơn người. Diệp phàm không khỏi gục đầu xuống. Người ánh mắt, tại Tân Hải, vậy người thật là lợi hại. Người ánh mắt, tại Hoa Hạ, cũng coi là không tệ. Nhưng người ánh mắt phóng tới chư thiên thế giới, phóng tới vũ trụ chi, cái kia địa cầu đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả người còn sẽ cho rằng ngươi rất không tệ sao trầm mặc nùng nói ra diệp phàm nói ra sư nương ta biết hắn tiếp lấy lại quái nói ra cái kia hồ đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu trầm mặc nùng nói ra người bây giờ mang ta đi cái kia đáy hồ nhìn xem diệp phàm nói ra tốt sau đó lập tức trầm mặc nùng cùng diệp phàm đi ra ngoài chúng ta đi ra ngoài một chuyến mẹ ngài ngủ trước có sư nương tại chúng ta không có phiền phức diệp phàm với bên ngoài diệp mẫu nói ra diệp mẫu gật đầu nói ra tốt diệp phàm mang theo trầm mặc nùng rất nhanh đi tới trường học bên hồ sư nương ta là từ nơi này rơi xuống diệp phàm chỉ dưới cầu mặt hồ nước nói ra gió đêm thổi mặt hồ nổi lên từng cơn sóng gợn một trận ý lạnh đánh tới trầm mặc nùng nói ra ta xem một chút nàng sau khi nói xong liền ngưng tụ pháp lực rất nhanh nhất tôn lấy pháp lực hình thành hư không nguyên thần xuất hiện, dài đến cùng trầm mặc nùng giống như đúc, còn xuyên một dạng váy. Cái này hư không nguyên thần hướng đáy hồ kín đáo đi tới. Diệp Phàm nhìn đến trầm mặc nùng thần thông như vậy, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trầm mặc nùng hư không nguyên thần tại sau 5 phút bay tới, tiếp lấy hóa thành hư vô, tiến vào trầm mặc nùng trong não vực. Ta nhìn một lần, cẩn thận tìm kiếm, hồ này cơ sở bất quá là phổ thông đáy hồ, Đồng thời không cái gì chỗ đặc thù. Trầm Mặc Nùng nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm sợ hãi, nói ra, sư nương, đệ tử tuyệt không nửa câu hoang ngôn. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta không có hoài nghi ngươi. Ngươi lại thế nào nói láo, cái này một thân tu vi cũng sẽ không là giả. Hiện tại ta ngược lại là chứng thực một việc. Sự tình gì? Diệp Phàm hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta vốn đang nghĩ có phải hay không hồ này cơ sở có cái gì cổ đại năng lưu lại trận pháp, để ngươi đánh bậy đánh bạ xâm nhập đi vào. Hiện tại xem ra, cũng không phải là, mà lại, tại ngươi công lực đại thành về sau, lại cho ngươi mở ra đại môn để ngươi đi ra. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là có người tận lực vì ngươi làm ra. Nhưng người này, lại không phải sư phụ ngươi, đến cùng sẽ là ai chứ? Diệp Phàm ngây người, hắn theo rồi nói ra, sư nương ngài là nói còn có hắn như sư phụ một dạng cao thủ đang chăm chú đệ tử. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tu vi tại sư phụ ngươi chi đây." Cái này người này sao lại đột nhiên xuất hiện, nếu thật là chú ý tại ta, gì không rất sớm xuất hiện. Diệp Phàm không nghĩ ra, gần nhất hắn không nghĩ ra sự tình quá nhiều. Trầm Mặc Nùng nói ra, người có người bí mật, cho nên việc này, ta cũng không có cách nào trả lời ngươi." Bất quá, người này đối ngươi hiển nhiên không có ác ý, đã như vậy không nghĩ ra cũng đừng hòng. Dù sao hắn nếu thật là có tâm ngươi, ngày sau tử sẽ xuất hiện. Diệp Phàm nói ra, đúng, đệ tử nghe sư nương ngài. Trầm mặc nùng gật gật đầu. Thiên vu dậy sự tình, sư nương, ngài thấy thế nào? Diệp Phàm lời nói xoay chuyển, hỏi. Trầm mặc nùng nói ra, người muốn nói phương diện nào? Diệp Phàm nói ra, đã ngài có bực này bản sự, vì cái gì một mực dễ dàng tha thứ thiên vu dậy tồn tại, Trầm Mặc Nùng nói ra, nước quá trong ắt không có cá, thế gian này không phải chỉ có hắc cùng bạch hai loại nhan sắc. Thiên Vu dạy cho tới nay, cũng còn tính toán gò bó theo khuôn phép. Cho nên chúng ta không có đi nhầm vào hắn. Nhưng đệ tử nhìn Vu phi những người này làm việc, đồng thời không tuân quy củ. Diệp Phàm nói ra, hắn đối điểm này là có oán khí. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu như Vu phi đơn thuần giết người, sẽ có công an bộ môn đi điều tra. Nếu như là lấy Vu cổ giết người, chúng ta sẽ đến điều tra. Phu Phi Nha, cùng một chút công tử bột một dạng, có chút không biết trời cao đất rộng. Diệp Phàm nói ra, thì ra là thế. Hắn còn nói thêm, nhưng bây giờ, Phu Phi đã chết. Chỉ sợ thiên vu không dậy nổi từ bỏ ý đồ. Trầm mặc nùng nói ra, người không phải ngươi giết, chuyện này còn cần điều tra. Thiên vu dậy bên này, ta đến liên hệ, lượng bọn họ cũng không dám làm loạn. Diệp phàm thở phào một hơi vốn là muôn vàn khó khăn kết quả, nhưng bởi vì có sư nương xuất hiện, hết thảy tựa hồ cũng trở nên đơn giản không. Sau đó, Trầm Mặc Nùng nói ra, như vậy đi, Diệp Phàm, người cùng mẹ ngươi đi trước Yến Kinh bên kia đợi mấy ngày. Các loại sư phụ ngươi trở về, chúng ta lại cùng đi chuyến thiên vu dậy, đem chuyện này làm cái cha ra manh mối. Diệp Phàm nói ra, đi Yến Kinh, thiên vu dậy bên này. Không ai dám tại Yến Kinh quấy rối. Trầm Mặc Nùng nói ra, vốn là, việc này ta tự tin đi thiên vu dậy cũng có thể giải quyết, bất quá vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta nghĩ đến các loại sư phụ ngươi trở về, hội càng bảo hiểm một chút. Diệp Phàm nói ra, tốt, ta nghe sư nương ngài. Ngay sau đó, Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Phàm nhanh chóng trở lại Diệp Phàm nhà ngang nhà. Nhưng mà, Diệp Phàm chính là hoảng sợ, bởi vì Diệp Mẫu không thấy. Nơi này có lưu tờ giấy, Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra. Diệp Phàm vốn là đã kinh hoàng muốn tuyệt, Mã Thuận lấy trầm mặc nùng thanh âm nhìn về phía bàn. Bàn kia quả nhiên áp một tờ giấy. Tờ giấy kia là màu vàng lá bùa, mặt chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, linh vận ẩn tàng. Sách giám phạm thiên vu người, xa đâu cũng giết, hạn các ngươi trong vòng một giờ đến thiên vu dậy, nếu không chuẩn bị lĩnh thi. Sư nương, làm cái gì? Diệp Phàm triệt để hoảng, nói ra, bọn họ bắt mẹ ta, Thiên Vu dậy tại phía xa Vân Quý Sơn Lâm kéo một cái, trong vòng một giờ chính là bay cũng bay không qua a. À. Thiên Vu dậy địa chỉ ta biết, trong vòng một canh giờ bay qua cũng không phải việc khó. Trầm Mặc Nùng Trầm giọng nói ra, nhưng là sự kiện này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên Vu dậy hành động không khỏi quá nhanh a. À. Còn có Vu Phi đến cùng là ai giết? Trong này là có người hay không đang chọn toa cái gì? Diệp Phàm nói ra nhưng mẹ ta không thể có sự tình, ta nhất định muốn cứu ta mẹ. Trầm mặc nùng trầm ngâm, chuyện này, đột nhiên trở nên phá lệ khó bể phân biệt. Như vậy đi, Diệp Phàm ta trước đưa ngươi đi Yến Kinh. Sau đó ta đi thiên vu dậy đi một chuyến, thần bí nhân kia cùng vu bay sự tình, ta sẽ cho người đi thăm dò. Trầm mặc nùng nói ra, không được, sư nương, ta thực sự không yên lòng. Thiên vu dậy chuyến đi, để ta cùng ngài cùng đi chứ. Diệp Phàm nói ra. Ngươi, trầm mặc nùng cũng biết Diệp Phàm tâm tình, nàng ngẫm lại, liền nói ra, vậy được rồi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, không nên vọng động. Diệp Phàm nói ra, ừm, um, ta sẽ, sư nương. Trầm mặc nùng tâm lý biết, vấn đề này rất lớn. Cho dù là thiên vu dậy một chút chủ, hẳn là cũng không có nhanh chóng như vậy độ. Dù sao, không phải mỗi người đều sẽ đại na di thuật. Mà lại, Diệp Phàm mẫu thân hẳn là không tại thiên vu dậy bên kia. Nhưng lúc này, Diệp Phàm nóng vội, trầm mặc nùng nghĩ đến liền đi một chuyến thiên vu dậy, cũng cùng thiên vu dậy một chút chủ đem việc này mạch lạc làm rõ một chút, để tránh hiểu lầm càng lúc càng lớn. Cái này đi thiên vu dậy, trầm mặc nùng thuần túy là muốn giúp Diệp Phàm cầu cái an tâm. Đương nhiên, trầm mặc nùng cũng biết đi thiên vu dậy bên kia, có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng bây giờ, trầm mặc nùng tu vi cao thâm, lại có lưu ly li bình ngọc nơi tay. Nàng tự tin có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Ngay sau đó, trầm mặc nùng thi triển ra đại na di thuật, bắt diệp phàm, trực tiếp chạy đến thiên vu dậy. Trầm mặc nùng cho tới nay, đều là một mình gánh vác một phương đại tướng. Không lại bởi vì sinh con, làm mụ mụ, hoàn toàn mất đi cơ trí cùng phong mang. Nàng biết thiên vu dậy bên kia có thể sẽ có một ít âm mưu tồn tại, nhưng nàng tự tin có thể dốc hết toàn lực. Kém nhất, tự vệ cũng là không có vấn đề thiên vu dạy tổng bộ ẩn thân tại vân quý vùng núi trong động phủ khí độc dày đặc cổ trùng hoành hành chỗ đó có thể nói là người sống cấm địa người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện thiên vu dạy tồn tại nhưng thiên vu dạy cũng là bị ghi chép đến quốc an bên trong đi trước kia quốc an thực lực đồng thời không có hiện tại mạnh như vậy nhưng trước kia thiên vu dạy cũng không có hiện tại mạnh như vậy sát kiếp cũng là khí vận bởi vì cái gọi là hy vọng diệt phong trước làm điên cuồng sát kiếp phía dưới rất nhiều người đều nghinh đón kỳ ngộ tu vi tăng lên trên diện rộng thiên vu dậy bởi vì lão tổ tông buông xuống cũng nghinh đón máy mới gặp trầm mặc nùng mang theo diệp phàm trực tiếp buông xuống đến thiên vu dậy bên ngoài cũng là vân quý vùng núi chi cảnh ban đêm dày đặc nồng đậm trong rừng diệp phàm cùng trầm mặc nùng rơi xuống đất mà đứng Diệp Phàm nhìn đến phía trước vũ khí tràn ngập, tuyết hoa hoa một mảnh. Theo ta đi, Trầm Mặc Nùng nói ra. Sư Nương, cái này phía trước vũ khí tràn ngập, rất không tầm thường. Đệ tử cảm thấy, khả năng này là thiên vu dậy khí độc chi khí. Diệp Phàm nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta tự nhiên biết, theo ta đi là được. Đúng, Sư Nương, Diệp Phàm gặp Trầm Mặc Nùng đã tính trước, ngay sau đó không nói thêm lời. Trầm mặc nùng đột nhiên tế ra lưu ly bình ngọc, tay nàng bóp pháp ấn, pháp lực thôi vận. Trong chốc lát, lưu ly bình ngọc chi phun ra vô cùng nước biển. Cái kia hư không phương viên mười dặm, đột nhiên hạ lên mưa như chút nước mưa to tới. Cái này mưa như chút nước mưa to, liền như mũi tên, vừa vội lại hung ác. Mà lại, nước mưa chi tự có linh vận cùng pháp tắc. Cũng bất quá dây lát, cái kia hư không tất cả vũ khí biến mất rừng cây ở giữa tản mát ra không không khí mát mẻ đến còn mang theo một chút nước biển ướt mặn vị đạo giống như là tại bờ biển một dạng gió đêm thổi phá lệ thư sướng trầm mặc nùng vẫy bàn tay lớn một cái liền đem cái kia lưu ly bình ngọc thu nhập phòng bị tu di chi diệp phàm ở một bên lần nữa nhìn trợn mắt hốc mồm sư nương ngài thật lợi hại diệp phàm nhịn không được nói ra trầm mặc nùng cười nhạt một tiếng nói ra đi thôi Đúng, sư nương, Diệp Phàm nói ra. Hướng phía trước bước đi, gập gành vài trăm mét, liền nhìn thấy một chỗ động phủ. Động phủ bốn phía, còn làm rất nhiều nhà, nhà bên cạnh, lại có nguồn nước. Non xanh nước biếc, đẹp không sao tả xiết. Tại cái kia động phủ mới, có hai cái lưu kim đại chữ, thiên vu. Ta chính là quốc an sáu sử sử trưởng Trầm mặc Nùng, trước tới bái phòng thiên vu dậy một chút chủ vu dần dần hồng. Trầm mặc Nùng ôm quyền mà đứng, cất giọng quát nói. Diệp Phàm cung kính đứng ở một bên. Tịch trong đêm yên tĩnh, trầm mặc nùng thanh âm truyền khắp bốn phương tám hướng. Cũng kinh động thiên vu trong giáo rất nhiều cao thủ. Bao quát những cái kia bình trong phòng, cũng đi ra rất nhiều giáo chúng. Mời đến, ở chỗ này, trong động phủ truyền tới một nam tử trầm ổn thanh âm. Trầm mặc nùng liền nhìn đến cái kia động phủ phía trước, vốn là đã tụ tập đầy áp lít nha lít nhít cổ trùng. Còn có bay trên trời cổ trùng, nhưng ở bên trong nam tử kia phát ra tiếng về sau, những thứ này cổ trùng toàn bộ giống như là thủy triều thối lui. Trầm Mặc Nùng cùng Diệp Phàm Xu thế tiến bước vào động phủ. Cái kia động phủ bên trong, tự nhiên là có động thiên khác. Bên trong 10 phần rộng lớn cao lớn, mái vòm cao có trăm mét, tự có một cỗ động thiên phúc địa ý vị. Mà tại động phủ trong đại sảnh, ánh đèn sáng tỏ. Nơi này lại là mở điện, cái này điện là bọn họ dùng cự đại phát điện máy chính mình phát điện động phủ trong đại sảnh, đã tụ tập không ít thiên vu dạy người. Những người này, không thiếu cao thủ, càng có trưởng lão tồn tại. Vu bay đại ca vu liệng, nhị ca vu thiên đều tại. Mà tại lớn nhất bài thì là giáo chủ vu dần dần hồng. Vu dần dần hồng toàn thân áo đen, khoảng 40 tuổi bộ dáng, sắc mặt bình tĩnh. Ở đại sảnh ở giữa nhất, nằm một bộ thi thể. Khi đó bị vải trắng che giấu khuôn mặt bất quá diệp phàm cùng trầm mặc nùng cũng có thể cảm giác được khí tức chính là vu bay cái này vu bay chính là vu dần dần hồng đi chuyển trở về vu dần dần hồng cùng vu bay ở giữa có một loại nào đó rượu liên hệ loại kia liên hệ vừa đứt vu dần dần hồng biết mình thương yêu nhất tiểu nhi tử ra chuyện sau đó vốn là đang lúc bế quan vu dần dần hồng cưỡng ép xuất quan tiến đến tướng vu bay cho mang về vu dần dần hồng đã có bay lượn bản lĩnh cho nên mới đi có thể nhanh như vậy. Hắn bay lượn chi thuật tuy nhiên không được trầm mặc nùng, nhưng tới lui cũng dùng không bao lâu thời gian. Vu dần dần hồng khi nhìn đến Diệp Phàm về sau, mắt sát ý đột nhiên nồng đậm lên. Tốt tặc tử, người lại dám đưa cửa. Vu dần dần hồng phanh một chút, vỗ bàn đứng dậy. Hắn mắt sát ý bạo phát đi ra, cỗ này sát ý, khí trùng đấu ban đêm, để Diệp Phàm nhất thời ở ngực một tố, liền phun ra một ngụm máu tươi tới đây là uy thế chỗ lợi hại. Diệp phàm căn bản không chịu nổi vu dần dần hồng lửa giận. Trầm mặc nùng tiến lên trước một bước, ngăn tại Diệp phàm trước mặt. Trong nháy mắt, Diệp phàm bỗng cảm giác áp lực giảm bớt. Trầm mặc nùng chịu đựng lấy vu dần dần hồng tất cả nộ khí. Vu giáo chủ, căn này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Trầm mặc nùng trầm giọng nói ra. Hiểu lầm, tại sao hiểu lầm, vu dần dần hồng nghiêm nghị nói ra, bổn tòa tận mắt nhìn thấy tiểu tử này giết con ta tận mắt nhìn đến đồ vật chẳng lẽ sẽ có giả tận mắt nhìn thấy trầm mặc nùng nói ra cái này sao có thể ta một mực theo diệp phàm chưa bao giờ nhìn thấy hắn có giết con của ngươi ngươi là như thế nào tận mắt nhìn đến ngươi đã nhìn thấy lấy ngươi bản sự sao không xuất thủ ngăn cản phu dần dần hồng ha ha lệ cười một tiếng nói ra nguyên lai cái này là các ngươi đến đây dựa vào lấy vì bản tỏa không có khả năng tận mắt thấy hiện trường, có thể các ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại con ta trong não vực sớm đã trồng trò trí nhớ vu cổ. Hắn trước khi chết đã phát sinh hết thảy, đều bị trí nhớ vu cổ nhìn rõ ràng. Bồn tỏa theo trí nhớ vu cổ đã sớm đem tình huống hiện trường nhìn nhất thanh nhị sở. Trầm mặc nùng cùng Diệp Phàm nhất thời đều bị kinh ngạc. Trầm mặc nùng nói ra, vu giáo chủ, người vững tin ngươi là tại vu cổ thân thể thấy là Diệp Phàm giết con của ngươi, Vu dần dần hồng nói ra, chắc chắn 100%, chẳng lẽ bổn tọa giờ này khác này còn có tâm tình cùng các ngươi nói giỡn. Trầm mặc nùng nói ra, căn này, có hiểu lầm. Ta chỉ hỏi vu giáo chủ ngươi, chỉ nhớ kia vu cổ có thể hay không sẽ sai lầm. Nếu có tâm người có thể coi là mà tính, chỉ nhớ vu cổ có thể hay không cung cấp sai lầm tin tức. Không có khả năng, vu dần dần hồng nói ra, hiểu thao túng trí nhớ vu cổ chi thuật người, chính là ta thiên vu giáo cũng chỉ có ta cùng ban đầu túc trưởng lão hội. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta biết, đây hết thảy đều là ban đầu túc trưởng lão đang làm trò quỷ. Chẳng lẽ không có cái này khả năng sao? Trầm mặc nùng nói ra, vù bay chỗ lấy đi tìm Diệp phàm cũng là thụ thần bí nhân xui khiến. Không phải vậy lời nói, hắn sao lại đột nhiên đi tìm Diệp phàm Vù dần dần hồng lạnh hừ một tiếng, nói ra, còn muốn ngụy biện, thẩm trưởng phòng, ta kính ngươi ba phần, nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi trí kế hơn người đem người khác cũng làm thành ngu ngốc ban đầu túc trưởng lão ba năm trước đây đã chết trầm mặc nùng ngây người diệp phàm nhịn không được theo trầm mặc nùng ngươi cái đứng phía sau đi ra hướng vu dần dần hồng nói ra vu giáo chủ ta tuyệt không có sát hại lệnh công tử nếu thật là ta giết chúng ta cần gì phải đến tự chui đầu vào lưới chúng ta lần này đến đây là bởi vì mẹ ta bị người bắt người kia lưu phía dưới một tờ giấy hạn chúng ta trong vòng một giờ đuổi ở đây. Nếu không, liền đem mẹ ta giết, ta còn muốn hướng giáo chủ ngài hỏi một chút, ngài có phải không nhìn thấy ta mụ mụ? Cái gì lộn xộn, chớ nên ở chỗ này lật ngược phải trái, nghe nhìn lẫn lộn. Cái kia vu dần dần hồng con trai trưởng vu liệng lạnh giọng quát lớn. Ta chỗ này có cái kia tờ giấy chứng cứ vì bằng. Diệp phàm theo phòng bị tu di bên trong đi mò cái kia tờ giấy, chỉ là làm hắn lấy tay đi tìm thời điểm, nhất thời ngây người bởi vì tờ giấy đã biến mất không còn tâm tích cái này diệp phàm nói không ra lời phu thiên lạnh giọng ép hỏi tờ giấy đâu tờ giấy không thấy diệp phàm nói thực ra nói phu thiên cười lạnh nói ra vụng về thủ đoạn xác thực vụng về trầm mặc nùng từ tốn nói nàng theo rồi nói ra phu giáo chủ người cảm thấy vấn đề này nếu là không có kỳ quặc ta cùng diệp phàm sẽ đến làm như thế vụng về sự tình sao ta nếu muốn nói láo nếu muốn che giấu một số việc thực, tất nhiên sẽ làm được không chê vào đâu được. Chẳng lẽ vu giáo chủ cảm thấy ta trầm mặc nùng không có bản sự này sao? Vu dần dần hồng lạnh giọng nói ra, bổn tọa làm sao biết đạo, người có phải hay không đang cố ý như thế vụng về, dùng cái này đến dẫn suốt người cái gọi là điểm đáng ngờ đâu. Trầm mặc nùng nói ra, sau lưng có người đang thao túng đây hết thảy, mục tiêu chỉ sợ không phải vu bay, cũng không phải chúng ta. Mà là muốn đối phó người thiên vu dậy, vu giáo chủ, cái này người sau lưng là tại trở nên gay gắt mâu thuẫn, muốn để ngươi thiên vu dậy hướng đi vạn kiếp bất phục cấp độ. Ta nhìn ngươi vẫn là không muốn sai lầm tốt. Lẽ nào lại như vậy? Vu dần dần hồng giận tím mặt, thật cuồng trầm mặc nùng, bổn tỏa năm gần đây là nghe nói ngươi danh tiếng. Ngươi thật sự cho rằng, bằng ngươi một cái quốc an, có thể dung chuyển ta thiên vu giáo. Vu dần dần hồng nổi giận. Hắn nổi giận nguyên nhân không chỉ là bởi vì nhi tử chết, mà càng nhiều là bởi vì trầm mặc nùng lời nói. Tại trầm mặc nùng trong lời nói, lại là cảm thấy đắc tội quốc an, có thể cho hắn thiên vu dậy mang đến tai họa ngập đầu. Xin nhờ, thiên vu dậy luôn luôn chỉ là lười đi tìm phiền toái. Nhưng cứu thực tới nói, vu dần dần hồng cảm thấy thiên vu dậy từ khi có lão tổ tông trợ giúp về sau, hoa hạ thậm chí toàn bộ thế giới bao la bên trong, đều không có gì đối thủ được không. Thần vực trong mắt hắn, đều chẳng qua là một đám ô hợp chỉ bất quá vẫn là có chút e ngại truyền thuyết thần đế a à. như quốc an dạng này chính phủ tổ chức vu dần dần hồng căn bản không để vào mắt giờ phút này trầm mặc nùng lại dám tại vu dần dần hồng trước mặt nói là bởi vì người sau lưng muốn để quốc an đến diệt thiên vu giáo lời này để vu dần dần hồng triệt để nổi giận thứ gì vu dần dần hồng vọt thẳng trầm mặc nùng mắng một tiếng ngươi nói cái gì trầm mặc nùng ánh mắt cũng lạnh đi xuống ta nói người cái gái điếm thúi, tính là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt bản tọa đến xưng cái nhân vật. Vu dần dần hồng không chút khách khí nói ra, hắn sau đó còn nói thêm, bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ở chỗ này, hướng bổn tọa dập đầu ba cái, sau đó chính ngươi lẻn xéo đi. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này, muốn lưu lại cho con ta đền mạng. Ngươi muốn chết, trầm mặc nùng cũng không phải dễ dàng, nàng đôi mắt đẹp bắn ra vô hạn sát cơ tới vu dần dần hồng cười lạnh một tiếng nói ra bổn tọa muốn chết bằng ngươi sao trầm mặc nùng nói ra không tệ bằng ta vu dần dần hồng ha ha lệ cười rộ lên tiện tì xem ra không cho ngươi chút nếm mùi đau khổ ngươi là không biết trời cao đất rộng trầm mặc nùng ánh mắt phát lạnh lên nàng vẫn cảm thấy thiên vu dậy còn tính là hiểu rõ tình hình thức thời cho nên cũng một mực không tìm thiên vu dậy phiền phức hiện tại xem ra thiên vu dậy bản thân cảm giác thật sự là quá tốt đẹp. Trầm mặc nùng bây giờ đã là cửu trọng thiên cao thủ, nàng cũng có nàng tôn nghiêm cùng uy nghiêm. Vu dần dần hồng, mặt ta cho ngươi, nhưng ngươi không muốn, ngươi dám đối với ta nói nàng lỗ máng, hôm nay ta để ngươi biết, phỉ Phật có vô cùng tội nghiệt, phỉ ta trầm mặc nùng cũng phải thừa nhận đại giới. Trầm mặc nùng trong một chiếc mắt, liền tế ra cái kia lưu ly bình ngọc. Ừm, vu dần dần hồng nhìn thấy trầm mặc nùng pháp khí, nhất thời bị kinh ngạc hắn biết trầm mặc nùng tại tiến trước khi đến, dùng ngọc này ấm trận tiếp theo mưa to. Muốn chết, vu dần dần hồng chỗ đó có thể dễ dàng tha thứ trầm mặc nùng phá hủy động phủ, hắn lập tức xuất thủ. Cùng lúc đó, vậy đại ca vô liệt, nhị ca vô thiên còn có một đám trưởng lão cũng đều nhìn đến chuyện quá khẩn cấp. Nếu như tùy ý trầm mặc nùng phát ra pháp khí uy lực, chỉ sợ toàn bộ động phủ không còn. Sau đó trong nháy mắt, cái này cả đám pháp khí cùng nhau đều hướng trầm mặc nùng bắt chuyện tới hư không bảo quang lấp lóe sắc bén vô cùng sát cơ cuồn cuộn lao nhanh hung hiểm tuyệt luân diệp phàm ở một bên tự kiềm chế bản sự không tệ nhưng giờ phút này lại là mắt trợn tròn hắn đại thiên nhãn thuật căn bản không kịp thi triển cái này tuyệt không phải một cái cấp bậc đối thủ huống chi đối phương còn có nhiều như thế cao thủ trầm mặc nùng cùng diệp phàm ở vào phong bạo tâm sóng biển dâng trào biển động bao phủ sư nương diệp phàm kinh hô trầm mặc nùng thản nhiên nói vội cái gì nàng liền xuất thủ đại phong ấn thuật ngàn đầu màu trắng sợi tơ trong nháy mắt theo trầm mặc nùng trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà đi những thứ này màu trắng sợi tơ đại đạo quy tắc trùng trùng điệp điệp tựa như vô số sông dài lao nhanh giống như tơ nhện thiên ti vạn lũ trong chớp mắt liền đem tất cả binh khí pháp bảo toàn bộ quấn chặt lấy trầm mặc nùng thủ ấn biến hóa mấy cái đem tất cả binh khí quấn thành một cái to lớn nhộng lại mấy cái biến hóa cái kia đại nhộng chảy ra vô số màu đen sắt lỏng trầm mặc nùng bàn tay lớn vồ một cái cái kia đại nhộng hóa thành một cái linh lợi màu đen đan hoàn rất nhiều pháp bảo linh vận liền toàn bị phong ấn ở bên trong cái này đan hoàn lấy ra luyện khí lại là đồ tốt tất cả công kích tại trầm mặc nùng cái này mấy cái phong khinh vân đạm giải quyết lấy tại lúc này cái kia vu dần dần hồng xuất thủ. Hắn tay xuất hiện một miệng tinh nguyên thần kiếm. Khẩu này tinh nguyên thần kiếm là lấy hắn bản mệnh huyết khí ngưng luyện, toàn thân huyết hồng. Lần này chảm giết tới, chính là vu dần dần hồng toàn thân pháp lực. Nhanh, chuẩn, tật, cuồn cuộn, rồi rào. Không ai địch nổi. Dạng này kiếm quang, che giấu thế gian hết thảy kiếm lực. Bên trong thiên địa, liền chỉ còn lại có cái này một cây kiếm những người này toàn lực xuất thủ, là không cho trầm mặc nùng đem lưu ly bình ngọc thi triển đi ra. Diệp Phàm ngẩng đầu, hắn trong con mắt chỉ còn lại có cái kia một cây kiếm, kiếm kia giống như có lẽ đã đến hắn não vực chỗ. Toàn thân phát lạnh, không có bất kỳ cái gì năng lực né tránh. Bất quá, kiếm này mục tiêu lại là chém tới trầm mặc nùng. Diệp Phàm chỉ là ở bên cạnh bị cái này dư uy chấn nhiếp, cũng đã sinh ra như vậy khủng bố ảo giác. Diệt, Trầm mặc nùng cũng không nhiều nhìn, trực tiếp thi triển ra đại thôn phệ thuật. Nàng đột nhiên thôn phệ, màu đỏ lốc xoáy hình thành, đem tinh nguyên thần kiếm trong nháy mắt xoắn nhập vào đi. ầm ầm, một giây sau, vu dần dần hồng tinh nguyên thần kiếm bị trầm mặc nùng rảo sát thành cho tàn. Vu dần dần hồng hoảng sợ, trầm mặc nùng cười lạnh một tiếng, thôi động lưu ly bình ngọc. Vu dần dần hồng muốn ngăn cản, đã không có có năng lực như thế mắt thấy này thiên vu dậy động phủ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát giờ khắc này vu dần dần hồng cũng rốt cuộc ý thức được trầm mặc nùng chỗ bất phàm cũng tại lúc này cái kia hư không chi một đạo đại thủ ấn xé rách hư không bỗng dưng chui ra đạo này đại thủ ấn đột nhiên một chảo đem cái kia lưu ly bình ngọc chộp vào tay trầm mặc nùng trong nháy mắt cùng cái này lưu ly bình ngọc mất đi liên hệ người nào trầm mặc nùng kinh sợ không lão tổ tông vu dần dần hồng các loại người vui mừng. Cái kia hư không chi, sau đó một người bước ra tới. Lại là một tên lão giả dâu bạc trắng, cái này lão giả dâu bạc trắng một thân áo bào trắng, xem ra tiên phong đạo cốt. Hắn sau đó rơi xuống đất, đứng tại trầm mặc nùng trước mặt. Lão tổ tông tự mình giá lâm, đệ tử các loại không có từ xa tiếp đón, mời lão tổ tông giáng tội. Vu dần dần hồng nhìn thấy cái này lão giả áo bào trắng, lập tức chỉ huy mọi người quỳ xuống nghênh đón. Trầm Mặc Nùng trong lòng trầm xuống, liền biết hôm nay cực kỳ không ổn. Đi, Trầm Mặc Nùng không kịp suy nghĩ nhiều, cũng không cần cái kia Lưu Ly Bình Ngọc. Nàng bắt Diệp Phàm, thì triển ra Đại Na Di Thuật. Chỉ là Đại Na Di trận pháp mới vừa ra tới, cái kia lão giả áo bào trắng cong ngón búng ra, liền đem cái này trận pháp đạn thành phấn vụn. Trầm Mặc Nùng nhất thời sắc mặt trắng bệch. Cái này đơn giản giao thủ một cái, Trầm Mặc Nùng đã chịu không được tiểu nội thương. Trước mắt lão giả, quá kinh khủng. Lão giả áo bào trắng cười nhạt một tiếng, nhìn về phía trầm mặc nùng, nói ra, tiểu cô nương, người Pháp khí này chính là hạ phẩm đạo khí, chân quý vô cùng. Mặc dù không có khí linh, nhưng vẫn là một kiện tốt bảo vật. Chỉ tiếc, người Pháp lực thấp, không phát ra được uy lực tới. Xem ra, vẫn là đặt ở tay ta tốt hơn. Hắn đón đến, còn nói thêm, người đến lúc này, giống người ta đồ tôn giáo phái, quả thực đáng giận ta nhìn ngươi vừa mới ra tay bất phàm, ngắn ngủi mấy cái giao thủ, đã thi triển ra 3.000 đại đạo ba loại. Cái này ba loại, theo thứ tự là đại na di thuật, đại thôn vệ thuật, đại phong ấn thuật. Lão giả áo bào trắng nói đến đây, nhịn không được lắc đầu, nói, thật sự là phung phí của trời A. Cái này mỗi một dạng thuật pháp, đều là đương thời tuyệt đỉnh chi thuật pháp. Tại tay ngươi, dùng đến như thế rắm chó không kêu, quá đáng tiếc. Như vậy đi, người đem cái này ba môn thần thông giao ra ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống nếu ta không giao đâu trầm mặc nùng lui về phía sau một bước trầm giọng nói ra lão giả áo bào trắng nói ra ngươi nếu không giao vậy cũng rất đơn giản ta liền đưa ngươi giết đem ngươi đầu óc bên trong thần thông đều khai quật ra trầm mặc nùng nghiêm nghị nói ra ngươi dám nơi này chính là hoa hạ đại địa ta chính là nước an trưởng phòng có tổ long chi khí bảo hộ Ngươi an dám làm ẩu. Ha ha ha, lão giả áo bào trắng cười to ba tiếng, theo rồi nói ra, tổ long chi khí chỉ ở Yến Kinh, giết ngươi một cái, tự nhiên lại có người sẽ trở thành nước an trưởng phòng. Cho nên, giết ngươi về sau, ngươi liền chẳng phải là cái gì. Nữ hoa hoa, xem ra ngươi liền như thế điểm đơn giản đạo lý đều không có hiểu a. À. Vương hầu tướng lĩnh, thiên tử hoàng đế, cái kia không chết đến. Chết cái kia, đều sẽ còn có kế tiếp. Huống hồ ngươi một cái tiểu trưởng phòng nhỏ. Trầm Mặc Nùng nói ra, phu quân ta chính là Già Lam Vương La Quân, ta một thân thần thông đều là học được từ tại hắn. Ta bản lĩnh, càng chỉ là hắn vạn nhất, ngươi hôm nay nếu dám xuống tay với ta, chính là vì chính ngươi nhiễm đại nhân quả. Chỉ cần ngươi dám động thủ với ta, ngày khác dưới trời đất, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này tuyệt sẽ không là uy." Lão giả áo bào trắng nói ra, lão phu ngang dọc tinh không ngàn năm sao lại sợ hãi nhau nhỏ nhân quả. Người bây giờ nhanh lên đem thần thông bản nguyên giao ra, ta liền thả ngươi đi. Đến lúc đó, Người mang theo người phu quân đến đây trả thù, ta tử cũng tiếp lấy. Người hôm nay nếu là không thức thời, liền ngươi phu quân là thiên vương lão tử, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống ra ngoài. Người có thể chính mình cần nghĩ kỹ, không muốn sai lầm. Trầm mặc nùng hít sâu một hơi, nói ra, tốt, thần thông ta có thể giao cho ngươi nhưng ta muốn dẫn lấy diệp phàm rời đi quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt tuy nhiên cái này thần thông chân quý không nhưng trầm mặc nùng biết mệnh cái gì đều trọng yếu nếu là vì bảo vệ thần thông mà mất mạng đó là được trả bằng mất cho dù la quân ngày sau biết cũng tuyệt đối sẽ tán thành nàng mắt hạ quyết định chỉ bất quá trầm mặc nùng lại là cảm thấy khuất nhục tới cực điểm sư nương diệp phàm không khỏi bi thiết là hắn để sư nương chịu nhục a à khiến diệp phàm cảm thấy mình chịu nhục muốn thống khổ mấy lần lão giả áo bào trắng còn chưa lên tiếng vu dần dần hồng liền đứng dậy trước khi nói ra lão tổ tông gọi là diệp phàm tiểu tử giết nhà ta phi nhi quả quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi lão giả áo bào trắng cũng nhìn một chút địa nằm thi thể hắn trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra xác định sao vu dần dần hồng nói ra tận mắt nhìn thấy vô cùng xác định ngay sau đó lão giả áo bào trắng liền nói với trầm mặc nùng cái kia xin lỗi nếu là như thế phía sau người tiểu tử này không thể đi người nhất định muốn dẫn hắn đi cái kia chỉ có một cái biện pháp đó là mang theo hắn thi thể rời đi trầm mặc nùng không khỏi giận nàng ngựa đè nén xuống nộ khí nói ra diệp phàm chính là phu quân ta đổ đệ các người nếu là gia hại hắn việc này nhân quả sẽ chỉ càng sâu người phu quân phu quân đang ở đâu lão giả áo bào trắng cười lạnh một tiếng lão giả áo bào trắng quát lên, để hắn lăn ra đến, ta ngược lại muốn xem xem, các người nhân gian có thể ra cái gì ra dáng cao thủ đến. Trầm mặc nùng không khỏi nghẹn lời, nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, phu quân ta tạm thời đi thiên châu, hắn mấy ngày nữa muốn trở về. Chư thiên thế giới, vị diện san sát, điểm này, người tổng phải biết. Phu quân ta gọi là la quân, không biết người nghe nói qua chưa. Tính ngươi chưa nghe nói qua hắn, như vậy hắn phụ thân ma đế Trần Thiên Nhai, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Ma đế, lão giả áo bào trắng sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ma đế bất quá là cái hậu sinh vãn bối, bọn họ xưng đế đều là chuyện tiếu lâm. Ta sao lại sợ hắn?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ngươi, nàng cảm thấy trước mắt những người này, từng cái từng cái thật đúng là cũng không biết trời cao đất rộng a. À. Luôn cảm giác mình là thiên hạ đệ nhất a." À. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta, các hạ chính là cổ tôn thần." ta coi là các hạ là biết ngày này độ cao, bịa chi dày. Hậu sinh vãn bối lại như thế nào? Chẳng lẽ tu vi là tuổi tác lớn sao? Thần đế ngang dọc tinh không, chưa bại một lần. Ma đế tên, cùng thần đế đặt song song, chẳng lẽ các hạ thật cho rằng, ma đế không gì hơn cái này sao? Ta có thể khẳng định là, may mắn ma đế không ở nơi này, nếu là hắn ở chỗ này nghe được các hạ ngươi lời nói này, chính là 10 cái các hạ ngươi, từ lâu thịt nát xương tan, cái xác không hồn, lão giả áo bào trắng lạ mắt lạnh nói ra tiện tỳ người dám khinh mạn lão phu lão phu cao thủ gì chưa thấy qua sao lại bị ngươi miệng mấy cái này hư vô mờ mịt người hù đến cái gì cầu thí ma đế người để hắn tới lão phu lĩnh giáo hắn cao chiêu hắn đón đến nói ra còn có người thiếu cùng lão phu ở chỗ này sách những thứ này lộn xộn nhanh chóng đưa người thần thông bản nguyên giao ra không phải vậy lời nói lão phu đưa ngươi nguyên âm toàn bộ hấp thu lại đem ngươi thần thông móc ra. Lão phu kiên nhẫn có hạn, lập tức giao ra thần thông. Trầm mặc nùng trần chờ. Diệp Phàm nói gấp, sư nương, ngài không cần quản ta sinh tử, đệ tử chết không có gì đáng tiếc, nếu là bởi vì đệ tử mà liên lụy sư nương ngài, đệ tử kia tính toán chết, cũng sẽ không an tâm. Đệ tử lại có gì khuôn mặt đi gặp sư phụ. Trầm mặc nùng cắn răng, nói ra, ta không thể vứt xuống người mặc kệ. Nàng đón đến, nói ra, bất quá Diệp Phàm ta hiện tại rời đi trước, sau đó ta lại tìm cách đến nghĩ cách cứu viện ngươi. Cũng không phải là trầm mặc nùng không coi nghĩa khí ra gì, chỉ có nàng rời đi, mới có để Diệp Phàm mạng sống cơ hội. Nàng nếu là khăng khăng muốn dẫn đi Diệp Phàm hôm nay tất nhiên sẽ để cho hai người đều chết ở chỗ này. Diệp Phàm nói ra, sư nương, liền nên như thế. Như đệ tử thật phải chết ở chỗ này, đó cũng là đệ tử mệnh. Trầm mặc nùng ngay sau đó đem não vực ba loại thần thông, đại thôn phệ thuật đại phong ấn thuật đại na di thuật bản nguyên hạt giống toàn bộ phân ra một phần nàng hướng cái kia lão giả áo bào trắng nói ra tiếp ba cái đan hoàn bắn ra đi lão giả áo bào trắng cười ha ha vung tay lên liền đem cái kia ba cái thần thông hạt giống tiếp vào tay hiện tại ta có thể đi sao trầm mặc nùng hỏi lão giả áo bào trắng lão giả áo bào trắng con ngươi đảo một vòng bỗng nhiên ha ha lệ cười rộ lên trầm mặc nùng cùng diệp phàm không khỏi biến sắc trầm mặc nùng cả giận nói chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng lão giả áo bào trắng nói ra ha ha ngươi cho rằng ta tại sao muốn uy ngươi bởi vì thần thông hạt giống là đào không đi lão phu bất quá là nói ngoa đe dọa ngươi lão phu chưa bao giờ nghĩ tới muốn thả ngươi người có tu vi như thế tại thân lại xinh đẹp như vậy lão phu bên người thật lâu không có dạng như ngươi nữ tử tới ngươi bây giờ thật tốt tới hầu hạ tại lão phu như vậy lão phu còn có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi vô sỉ, trầm mặc nùng nổi giận. Đáng giận, Diệp Phàm ở một bên nhất thời hai mắt huyết hồng, giận không nhịn nổi. Đây là hắn sư nương a. Địch nhân tại trước mắt hắn làm nhục hắn sư nương, hắn như thế nào có thể nhẫn nại. Diệp Phàm tâm kính trọng nhất là sư phụ, lúc này cũng đối sư nương phá lệ kính trọng. Hắn tuyệt không cho phép nhẫn có người ở trước mặt hắn làm nhục sư nương đây cũng là đối sư phụ hắn một loại làm nhục chết diệp phàm bạo giống một tiếng trong nháy mắt thi triển ra đại thiên nhãn thuật ly hỏa kim đồng tại hắn mắt lóe ra tới hai đạo ly hỏa thần mang hung hãn chém tới lão giả áo bào trắng nhanh như thiểm điện ha ha lại là một loại ba nghìn đại đạo lão phu hôm nay vẫn thế đến lão giả áo bào trắng cuồng hỉ không hắn cười ha ha lại là căn bản không thêm trốn tránh mặc cho ly hỏa thần mang chém giết tại hắn thân thể cái kia ly hỏa thần mang hung hãn vô song thấy thần giết thần gặp phật giết phật có thể giờ phút này cái kia ly hỏa thần mang chém giết tại lão giả áo bào trắng thân thể lão giả áo bào trắng lại là mảy may vô hại liền hắn y phục đều không chịu đến một chút xíu tổn thương a à, diệp phàm hoảng sợ lão giả áo bào trắng lạnh lùng nói ra thần diệu như thế thuật pháp tại các ngươi thân thể là vô cùng lớn sỉ nhục tiểu tử, người qua đây đi. Hắn đại thủ bỗng nhiên một chảo. Trong nháy mắt, một nói bàn tay lớn màu vàng óng liền xuất hiện tại Diệp Phàm đỉnh đầu, đem Diệp Phàm cả người bao phủ. Diệp Phàm còn đến không kịp giấy ruộng, liền bị bàn tay lớn màu vàng óng chộp vào tay. Diệp Phàm liền vệ huyết kiếm đều không thi triển ra được. Trầm mặc nùng mắt lửa giận ứa ra, nàng cuộc đời chưa bao giờ nhận qua như thế hổ thẹn đại nhục đại phong ấn thuật trầm mặc nùng cấp tốc thi triển ra ngàn đầu sợi tơ quấn chặt lấy lão giả áo bào trắng bàn tay lớn màu vàng óng lão giả áo bào trắng chỉ là đem thủ ấn chấn động lập tức đem trầm mặc nùng đại phong ấn thuật ngàn đầu sợi tơ toàn bộ đánh bay ra ngoài hắn cười lạnh một tiếng nói ra lão phu nói qua các ngươi không xứng thi triển cao thâm như vậy thần diệu thuật pháp lợi hại hơn nữa thuật pháp tại các ngươi tầm thường tay đều chẳng qua là một đám ô hợp trầm mặc nùng không thể làm gì tới cực điểm. Lưu ly bình ngọc không, ba nghìn đại đạo tuy nhiên lợi hại, nhưng nàng sở học thật là quá mức có hạn. Nàng ngay cả chạy trốn đều chạy không thoát. Trầm mặc nùng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm bị lão giả áo bảo trắng bắt lấy. Nàng cái gì đều làm không? Cái kia vu dần dần hồng ở một bên, trong ánh mắt đều là tàn khốc. Hắn nói ra, trầm mặc nùng, người bây giờ tổng phải biết, hết thảy đều chỉ là các người quốc an bản thân cảm giác tốt đẹp các ngươi tại trong mắt chúng ta, cầu thí không phải. Muốn người đi đi, muốn người cút cút. Trầm mặc nùng răng ngà cắn chảy ra máu, giờ này khắc này, tình thế người mạnh, nàng có thể nói cái gì? Nàng cỡ nào trông đợi La Quân có thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống? Nhưng, La Quân tại phía xa Thiên Châu, lại từ nơi nào biết nơi này hung hiểm? Hết thảy đều chẳng qua là nói chuyện viển vông. Lại cái kia có nhiều như vậy dấu vết đâu trầm mặc nùng ảo não tới cực điểm, nói cho cùng, nàng vẫn là khinh địch. Bàn tay lớn màu vàng óng đem Diệp Phàm chết cầm cố lại, Diệp Phàm thống khổ tới cực điểm. Cái kia kim sắc thủ ấn giống như là lò nung lớn một dạng tại nướng hắn, hắn toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên một mảnh. Hắn cảm giác mình ra thịt đều toàn bộ đang thiêu đốt, quát con, người điểm ấy không quan trọng bản sự, sao phối nắm giữ đại thiên nhãn thuật dạng này thần thông. Còn không mau mau giao ra, chỉ cần ngươi chịu giao ra, lão phu để ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Cầu tặc, Diệp Phàm giận mắng, hắn muốn rách cả mí mắt, nói ra, ngươi giết đi, ngươi giết ta, các loại sư phụ ta trở về, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả áo bào trắng một bàn tay lắc tại Diệp Phàm gương mặt, nói ra, đừng nói ta không biết sư phụ ngươi là cái thứ gì, chính là cô nương kia nói cái gì ma đế đến, lão phu như cũng không để vào mắt. Một đám không biết trời cao đất rộng oát con, tuổi còn trẻ, liền dám xưng cái gì đế người nào cho mặt. Diệp Phàm gương mặt nhất thời sưng đỏ một mảnh, hắn hợp máu phun ra một chiếc răng tới. Cũng là tại lúc này, tại trầm mặc nùng cùng Diệp Phàm không thể làm gì lúc, tại cái này tối tuyệt nhìn đến lúc, một cái nhạt lạnh giọng âm từ bên ngoài truyền lại tiến đến. Cái thanh âm này băng hàn, như lai like từ cửu u địa ngục. Người nói là, mà đế tính là thứ gì? Thanh âm kia lạnh lùng hỏi. Người nào, lão giả áo bào trắng liếc nhìn bốn phía, lạnh giọng quát hỏi. Trầm mặc nùng nghe được thanh âm này, nhất thời đại hỷ. Bởi vì người đến không là người khác đâu, chính là ma đế. Tuy nhiên trước kia, trầm mặc nùng giống như la quân, hận thấu ma đế. Nhưng từ lần đối chiến thiên Brooklyn về sau, trầm mặc nùng giống như la quân, cũng đối ma đế phát sinh cảm tình biến hóa. Mà lại, trầm mặc nùng còn không có la quân mẫu thủ vắt ngang. Trầm mặc nùng có thể cảm nhận được là ma đế đối con trai của nàng yêu thương. Hừ trầm mặc nùng nhất thời đến thần, lạnh hư một tiếng, nói ra, hắn là ma đế, người không phải từ xính cản rỡ, không đem ma đế để vào mắt sao. Hiện tại, người chuẩn bị tiếp nhận ma đế lửa giận đi. Ha ha, lão giả áo bào trắng cười ha hả ma đế thật sao? Tốt, lão phu ngược lại muốn xem xem người cái này hậu sinh vãn bối có bản lãnh gì, đã đến, còn không mau cút đi tiến đến. Diệp Phàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hắn lại muốn nhìn thấy truyền thuyết ma đế, Thái Sơn chuyến đi, hắn có nghe ma đế danh tiếng. Lúc này còn nói ma đế chính là sư công, cái này các loại đại nhân vật phong thái, sao không muốn xem một lần. Trần Thiên Nhai thanh âm lần nữa truyền lại tiến đến, ta cho ngươi một lần cơ hội, một lần nữa tổ chức phía dưới ngươi lời nói. Lúc này, lão giả áo bào trắng chỗ nào hội chịu thua, nói ra, rông dài cái gì, có bản lĩnh, ngươi tới cứu ngươi cái này đổ tôn đi. Tốt, trần thiên nhai nói đơn giản một chữ hảo một giây sau hắn trực tiếp xẹt qua hư không theo hư vô không khí chi đi tới hắn toàn thân áo đen lạnh lùng mà thanh tú như vậy xuất hiện tại lão giả áo bào trắng trước mặt ngươi là ma đế lão giả áo bào trắng nhạt lạnh nhìn về phía trần thiên nhai cái kia vu dần dần hồng mấy người cũng đều chăm chú nhìn ma đế lúc này vu dần dần hồng bọn người cảm nhận được áp lực cái này ma đế vừa xuất hiện tuy nhiên không lộ liếu, bí ẩn, nhưng lại không khỏi khiến người ta theo tâm lý cảm thấy sợ hãi. Cái này là ma đế uy danh chỗ đến. Diệp phàm tại thống khổ chi, cũng nhìn về phía ma đế. Đồ tôn bái kiến sư công, tiểu tử này cũng là không ngu ngốc, lúc này đến như vậy một tay. Tốt, người đã kêu một tiếng sư công, sư công làm sao có thể không cứu ngươi. Trần Thiên nhai ánh mắt nhìn về phía lão giả áo bào trắng, nói ra, thả người muốn ta thả người, lão giả áo bào trắng cười lạnh một tiếng, nói ra, chính ngươi sẽ không tới cứu sao. Đùng, đột nhiên, Trần Thiên Nhai giơ tay. Một cái thanh thúy cái tát lắc tại lão giả áo bào trắng mặt. Nhất thời, lão giả áo bào trắng mặt xuất hiện một cái rõ ràng thủ trưởng ấn, hắn nửa bên gò má đều sưng đỏ lên. Cái này, lão giả áo bào trắng cùng gặp quỷ một dạng, vừa mới một sát na kia, hắn thế mà cái gì đều không phát giác được, liền bị lão giả áo bào trắng đều không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra liền bị trần thiên nhai cho vung một bàn tay lão giả áo bào trắng mắt nhất thời vừa sợ vừa giận vừa sợ cái này làm sao có thể hắn lẩm bẩm nói lão phu đã là hư tiên chi vị cái này trong thiên hạ mặc dù có người có thể chiến thắng lão phu cũng đoạn không có khả năng như thế làm nhục lão phu a ta lặp lại lần nữa thả người trần thiên nhai lạnh lùng nói ra người muốn là lại không thả đây không phải là vả miệng đơn giản như vậy. Lão giả áo bào trắng lòng sinh ra e ngại, hắn đến giờ này khắc này, chỗ đó còn có thể không hiểu. Hắn cùng trước mắt Trần Thiên Nhai tranh lệch thật sự là quá lớn, còn như vậy mạnh miệng đi xuống, chỉ là một con đường chết. Ngay sau đó, lão giả áo bào trắng đem Diệp Phàm thả. Diệp Phàm cấp tốc xu thế bước đi vào Trần Thiên Nhai trước mặt, cung cung kính kính dập đầu, nói, đồ tôn bái kiến sư công, đa tạ sư công cứu giúp. Trần Thiên Nhai đối Diệp Phạm thái độ có chút hài lòng, nói ra, đứng lên đi, sư phụ ngươi thu ngươi làm đồ, coi như có chút ánh mắt. Diệp Phạm nhất thời đại hỉ, đa tạ tiền bối, trầm mặc nùng thì hướng Trần Thiên Nhai ôm quyền nói. Muốn nàng hô cha, hoặc cha, nàng là làm sao cũng khai không cái miệng này. Dù sao, song phương quan hệ cuối cùng vẫn là huyền diệu. Trần Thiên Nhai đương nhiên sẽ không cùng trầm mặc nùng so đo cái này, Hắn nhạt lạnh nói ra, ta là xem ở niệm từ phần đến đây. Trầm Mặc Nùng nói ra, mặc kệ như thế nào, vãn bối đều muốn cảm tạ ngài. Trần Thiên Nhai liền không tiếp tục để ý Trầm Mặc Nùng, hắn thì là nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, để lão giả áo bào trắng lòng sinh lạnh. Lão giả áo bào trắng nhịn không được ôm quyền, nói ra, trước đó ngôn ngữ nhiều có đắc tội, mong rằng các hạ rộng lòng tha thứ. Rộng lòng tha thứ? Trần Thiên Nhai cười ha ha một tiếng, nói ra, xem ra người vẫn là không quá giải ta trần mỗ người tính cách ha. Ma đế hai chữ, cũng không phải nói đùa, người tuy nhiên tuổi tác ta dài hơn nhiều, nhưng tay này máu tươi có thể không nhất định ta nhiều. Còn có, chúng ta tu đạo giới bên trong, xưa nay không nói tuổi tác, liền giảng người thành đạt phi tôn. Người gặp ta, liền thanh tiền bối cũng sẽ không hô sao. Lão giả áo bào trắng bỗng cảm giác khuất nhục, nhưng hắn vẫn là ôm quyền nói ra, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Trần Thiên Nhai nói ra, cái này còn tạm được, hắn đón đến, nói, cái kia ba cái thần thông hạt giống, có trả hay không trở về. Đúng, tiền bối, lão giả áo bào trắng lúc này chỗ đó còn dám có khác suy nghĩ, vội vàng đáp ứng. Hắn đem ba cái hạt giống cung kính hiện lên. Trần Thiên Nhai cũng không tiếp, chỉ nói là nói, người hướng người nào cầm, còn cho ai. Đúng, tiền bối, lão giả áo bào trắng nói ra mới vừa rồi còn uy phong không ai bị nổi bá giả, bây giờ tại ma đế trước mặt, lại là nhu thuận như vậy. Cái này một cái chớp mắt, Diệp Phàm nhận thức đến lực lượng mang đến mị lực. Hắn đối ma đế phong thái tỏa ra hướng tới, cảm thấy mình cái kia làm dạng này người. Lão giả áo bào trắng đem ba cái hạt giống cung kính trả lại, trầm mặc nùng tiếp nhận, lại là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cái này ba cái hạt giống ở trong tay nàng, là còn không phát huy ra uy lực nhưng nếu trong tay ma đế cái kia lại là như hổ thêm cánh uy lực vô cùng có thể ma đế lại là tiếp đều không tiếp trầm mặc nùng rất nhanh cũng minh bạch đây là bởi vì ma đế tâm thái ngạo hắn ngạo cốt không cho phép hắn đến ngấp nghé chính mình đồ vật bất kể nói thế nào chính mình cũng là hắn vãn bối tiền bối lão giả áo bào trắng tâm thần bất định nhìn về phía trần thiên nhai trần thiên nhai nhìn một chút lão giả áo bào trắng nói ra ngươi vừa mới ngôn ngữ làm nhục trầm mặc nùng, trầm mặc nùng là cháu của ta mẫu thân, ngươi liền nàng đều dám làm nhục, bút chướng này, ngươi nói nên làm như thế nào tính toán. Tiền bối, ta, ta nhìn đáng chết, Trần Thiên Nhai mắt thả ra hàn quang. Tiền bối, ngươi thật muốn như thế tàn nhẫn, lão giả áo bào trắng không khỏi lui về phía sau một bước. Không sai, Trần Thiên Nhai nói ra, hoặc là, ngươi tự vận, hoặc là, ta giết ngươi, ngươi tuyển đi lão phu cùng ngươi liều lão giả áo bào trắng nổi giận hắn sau khi nói xong lập tức thi triển pháp lực trong trước mắt dâu tóc đều dựng khủng bố cùng cực lão giả áo bào trắng hét lớn một tiếng nói đi theo ta hắn liền thân hình lóe lên bay ra động phủ bên ngoài trần thiên nhai cũng không ngăn trở bởi vì động phủ này chi thực sự chật hẹp một khi động thủ lên chỉ sợ trầm mặc nùng cùng diệp phàm cũng sẽ gặp nạn cái kia lão giả áo bào trắng bay ra ngoài, hắn cũng lưu giữ chạy trốn chi tâm, chỉ là Trần Thiên Nhai tốc độ càng nhanh. Trong một chớp mắt, ngăn ở lão giả áo bào trắng phía trước. Trầm Mặc Nùng lập tức mang theo Diệp Phàm đi theo, xa xa ở trên không quan sát. Trầm Mặc Nùng khống chế hư không nguyên thần, mang theo Diệp Phàm hư lập hư không. Cái kia vu dần dần hồng cũng theo bay đi quan chiến. Diệp Phàm nhìn không rõ ràng, liền vận dụng đại thiên nhãn thuật quan sát tại cái kia hư không, lão giả áo bào trắng thi triển ra hắn ngưng luyện lĩnh vực lực lượng. Lão giả áo bào trắng chính là hư tiên sơ kỳ cao thủ, đã luyện lĩnh vực. Hắn lĩnh vực chính là hồng liên liệt diễm lĩnh vực. Trong chớp mắt, bầu trời chi vô cùng hồng liên liệt diễm trải rộng. Đoàn kia đoàn hỏa diễm đem phương viên đếm trong vòng 10 dặm, toàn bộ bao phủ lại. Từ xa nhìn lại, giống như là bầu trời bị bốc cháy lên một dạng. Thiên, cư nhiên như thế thần thông. Diệp Phàm gặp tình như vậy hình, không khỏi hoảng sợ. Trần Thiên Nhai ở vào liệt diếm tâm, vô cùng hồng liên liệt diễm quy tắc đem Trần Thiên Nhai bao trùm. Cái kia liệt diễm lực lượng, hung hãn tuyệt luân, có thể đốt hóa thế gian vạn vật. Chỉ bất quá, cũng tuyệt đối thiêu không Trần Thiên Nhai. Trần Thiên Nhai đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Việc này với hắn mà nói, bản thân có chút buồn cười. Lại có thể có người phải dùng lửa đến thiêu chết hắn. Đây thật là chuyện cười lớn mặc cho lão giả áo bào trắng lĩnh vực hung hãn, hồng liên liệt diếm cái thế vô song. Nhưng Trần Thiên Nhai tại lửa cái gì cũng không làm, hết lần này tới lần khác lại là một chút sự tình đều không có. Ngay cả sợi tóc đều không bị thiêu hủy một cái. Cái này, cái này sao có thể? Lão giả áo bào trắng không dám tin nhìn trước mắt đây hết thảy. Trần Thiên Nhai hư lập lửa, chân hắn dẫm khí lưu, từng bước một hướng đi lão giả áo bào trắng. Người ngọn lửa này, giống như là hấp hối củi lửa, thật sự là quá yếu. xem ra ta phải cho ngươi thêm điểm tài liệu mới được a. À? trần thiên nhai chậm rãi nói ra. ngươi muốn làm gì? lão giả áo bào trắng là thật sợ trước mắt ma đế. hắn gặp được không ít địch thủ, cũng trải qua rất nhiều hung hiểm, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải giống trần thiên nhai như vậy tà môn địch thủ. trần thiên nhai tà mị cười một tiếng. đột nhiên hắn gảy ngón tay một cái, lại là bắn ra một viên ân hồng máu tươi viên này máu tươi rơi vào đến hồng liên liệt diễm chi. Trong chớp mắt, viên này máu tươi liền sinh ra biến hóa. Giống như là tại bình tĩnh chén nước bên trong ném vào một viên phao nhảy mảnh một dạng, toàn bộ hồng liên liệt diễm lĩnh vực sôi trào lên. Cái kia hỏa thế hung mãnh tuyệt luân, hỏa diễm cuồn cuộn, còn như biển gầm tiến đến, sóng lửa trong nháy mắt vé lên cao mấy chục trường. Hồng liên liệt diễm lĩnh vực chi, sóng lửa cuồn cuộn bốc lên. Cái này lĩnh vực theo vừa mới địa ngục biến thành lúc này như núi lửa bạo phát. Cái này, lão giả áo bào trắng hoảng sợ, hắn cảm thấy hắn bản nguyên chi lực cũng biến thành nóng hổi không, thậm chí thân thể của hắn đều muốn không chịu nổi dạng này nhiệt lực. Cái này lĩnh vực đã không phải là tại nướng Trần Thiên Nhai, mà chính là bắt đầu nướng lên chính hắn tới. Lĩnh vực chính là là dựa vào tự thân bản nguyên chi lực chế tạo ra quy tắc, đạt tới cải biến phương thốn chi địa quy tắc để một tắc vuông này thành vì chính mình địa bàn, lĩnh vực cùng tự thân là có không thể chia cắt liên hệ. Bây giờ, lão giả áo bào trắng lúng túng mới ở chỗ, hắn là thoát ly không chính mình lĩnh vực. Nếu như hắn đem lĩnh vực thu hồi, toàn bộ hút nhập thể nội. Như vậy hắn trong nháy mắt muốn bạo thể mà chết, nhưng cho dù không như thế, cũng sẽ bị chính mình lĩnh vực đem chính hắn chậm rãi nướng chết. Lão giả áo bào trắng lâm vào tử cục. Trần Thiên Nhai hờ hững nhìn lấy lão giả áo bào trắng. Từ khi cùng trời Brooklyn đánh một trận xong, đã đạt tới hư tiên đỉnh phong cấp độ. Trần Thiên Nhai tại cùng Bruna nhất chiến lúc, đã là hư tiên kỳ. Lúc này hắn tại cùng thiên Brooklyn chiến đấu, lĩnh ngộ càng nhiều, chính là càng tầng lầu. Thực lực chi trước kia, gia tăng gấp đôi. Cho nên, cái này lão giả áo bào trắng tại Trần Thiên Nhai tay, căn bản là không chịu nổi một kích. Không nói Trần Thiên Nhai công pháp đặc thù, chính là hắn tầm thường công pháp, lấy hắn hư tiên điên phong chi lực, muốn giết cái này lão giả áo bào trắng, cũng là dễ như trở bàn tay. Trần Thiên Nhai là ai? Hư tiên kỳ năng giết chết không chung cảnh Bruna, có thể theo trời vị cảnh thiên Brooklyn tay yên ổn rời đi. Bây giờ Trần Thiên Nhai, sớm đã là nước biển không thể đấu lượng. Tiền bối, tiền bối tha mạng, lão giả áo bào trắng sợ lên, hắn nhịn không được hướng Trần Thiên Nhai cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi, Trần Thiên Nhai cười nhạt một tiếng. Cầu tiền bối tha mạng, tiểu nhân về sau nguyện ý vì ngài cam làm trâu ngựa, nghe tiền bối phân công. Lão giả áo bào trắng quỳ đi xuống, khiêm cung hèn mọn. Trần Thiên Nhai từ tốn nói, ta Trần Thiên Nhai làm việc, từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, muốn không heo chó trâu ngựa. Tiền bối, cầu ngài tha cho tiểu nhân nhất mệnh, lão giả áo bào trắng nói ra, tiền bối, tiểu nhân còn có hai cái huynh đệ, cũng là viễn cổ thật thần, bọn họ tu vi tiểu nhân muốn lợi hại hơn nhiều càng là tiểu nhân đại ca thiết mộc quân, chính là tinh không chiến thần. Hắn thiên phú dị bẩm, có thôn nhật nạp biển gốc dễ sự tình. Hắn đông lạnh ngục thần luân phiên đánh quyền pháp, có một không hai. Nhất quyền bị phá vỡ tinh không, tiền bối, ngài như giết tiểu nhân, sẽ chỉ rước lấy phiền phức nhân quả A. À. Người đang uy ta, Trần Thiên Nhai nhàn nhạt mắt nhìn lão giả áo bào trắng, nói ra. Tiểu nhân không dám, lão giả áo bào trắng nói gấp. Ta nhớ được, vừa mới trầm mặc nùng cũng là nói cho ngươi, trưởng phu nàng rất lợi hại, trưởng phu nàng phụ thân cũng là ta, có chút bản sự. Lúc đó, người tựa hồ không có quá coi ra gì a à. Trần Thiên Nhai rằng giặc nói ra. Tiểu nhân có mắt không tròng, lão giả áo bào trắng sợ hãi nói ra, như thế một vị tuyệt thế đại kiêu, viễn cổ thật thần, cao thủ, cổ nhân vật. Giờ phút này quan tâm Trần Thiên Nhai trước mặt, liền cái tiểu lâu la trí khí đều không bằng. Tiểu lâu la, tiểu nhân vật, tới này thế thời gian thiển cận, không biết tử vong chi đáng sợ. Có thể lão giả áo bào trắng tại năm tháng dài rằng giặc, biết rõ tử vong sự khủng bố. Là lấy, thường có người tuổi trẻ muốn chết. Nhưng người lớn tuổi lại muốn đi tìm các loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe, đoán luyện, e sợ cho tử vong hàng lâm. Lão giả áo bào trắng là thật sợ chết, bây giờ, chỉ muốn có thể sống sót, muốn hắn làm cái gì đều có thể. Mà Trần Thiên Nhai thì nhẹ nhàng cười một tiếng, ngữ khí lại trở nên nhu hòa. Hắn nói ra, người nói, người đều có phấn khích không e ngại bất luận kẻ nào. Như vậy, ta có thể hay không bị người đại ca gì, nhị ca dọa sợ đâu. Tiền bối tha mạng A, lão giả áo bào trắng nghe vậy hoảng sợ muốn tuyệt, vội vàng lại lần nữa dập đầu cầu xin tha thứ. Lãng phí thời gian, Trần Thiên Nhai sau cùng phun ra bốn chữ này tới, đón lấy, hắn một tay lấy lão giả áo bào trắng phòng bị tu di chộp vào tay. Sau đó, một chỉ điểm tại lão giả áo bào trắng mi tâm trong nháy mắt lão giả áo bào trắng toàn thân như sắt thép bị nung đỏ rất nhanh biến thành cho bụi trần thiên nhai lại vẫy bàn tay lớn một cái liền đem cái kia tất cả hồng liên liệt diễm lĩnh vực co rút lại thành một khỏa lửa đan lửa này đan trần thiên nhai trực tiếp đem thôn phệ hắn sau khi thôn phệ mặt xuất hiện một tia hồng nhuận phơn phớt sau đó trần thiên nhai mới xuất hiện tại trầm mặc nùng cùng diệp phàm trước mặt Trần Thiên Nhai đem cái kia phòng bị tu di hướng trầm mặc nùng đạn bắn đi, nói ra, ngươi lưu ly bình ngọc ở bên trong, còn có hắn đổ, vật, cùng nhau đưa ngươi. Cũng coi là ngươi tiến ta trần Gia môn, ta cho ngươi một điểm tâm ý. Cái này lưu ly bình ngọc, trước đó tại trầm mặc nùng đối chiến thiên Brooklyn lúc tổn hại, sau bị Trần Thiên Nhai cuốn đi toái phiến, một lần nữa đoán tạo đi ra. Về sau lại trở về đưa cho trầm mặc nùng. Lưu ly bình ngọc cũng không phải là pháp khí bình thường cho nên tổn thương đáng tiếc. Đây cũng là Trần Thiên Nhai vì sao lại vẽ vời cho thêm chuyện ra nguyên nhân. Trầm Mặc Nùng tiếp nhận, đột nhiên hỏi, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Trần Thiên Nhai nhạt lạnh nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, lúc trước tiền bối không phải vẫn luôn muốn gây nên la quân vào chỗ chết sao? Bây giờ vì sao thái độ 180 độ đại chuyển biến? A, à, Diệp Phàm ở một bên nghe vậy không khỏi bị kinh ngạc. Cái gì cùng cái gì? Sư công không phải sư phụ phụ thân sao? Cái kia có phụ thân sẽ muốn muốn giết mình nhi tử. Trần Thiên Nhai thì là lạnh lùng nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, nói ra, vậy ngươi cảm thấy là bởi vì cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta biết, ngài Tuyệt sẽ không là bởi vì sợ La Quân. Sợ hắn? Trần Thiên Nhai cười lạnh một tiếng, nói ra, thiên hạ này, còn không có để ta Trần Thiên Nhai sợ hãi người. Cho dù là muốn chết, ta cũng nhất định sẽ không như cái kia áo bảo trắng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trò hề tất hiện. Ta biết, tiền bối ngài một thân ngạo cốt, tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Cho nên, ta mới là lạ, là nguyên nhân gì, để ngài đột nhiên cảm thấy, là quân là con trai của ngài. Ngài nhưng biết, một lần kia, hắn kém chút chết thật trong tay ngài. Nếu không phải làm tử y tiền bối tiến về phía tây vương giới đoạt được rất trường sinh quả, hắn rốt cuộc tỉnh không tới. Giấc, Diệp phàm ở một bên nghe mắt trợn tròn trần thiên nhai mắt nhìn trầm mặc nùng hắn cũng không có lập tức nói chuyện mà chính là trầm mặc nửa ngày sau đó mới lên tiếng ta không cần thiết hướng ngươi giải thích cái gì cũng không cần bất luận kẻ nào lý giải các ngươi thích nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào ta thích làm thế nào làm thế nào là đơn giản như vậy hắn sau đó còn nói thêm phía dưới những người kia đã không đủ gây sợ chính ngươi có thể giải quyết a à. trầm mặc nùng nói ra có thể Trần Thiên Nhai nói ra, ta giết người chẳng sợ hãi. Nhưng bây giờ, cũng muốn thiếu giết mấy người, cái này nhân quả, ta chịu đựng nổi. Niệm từ chưa hẳn chịu được, cho nên ta không đi xuống. Hắn ý tứ rất rõ ràng rõ ràng, đó là, lấy hắn tính tình, nếu như hắn đi xuống, lúc đó khiến cái này người toàn bộ chết sạch. Sau đó, Trần Thiên Nhai vừa nhìn về phía Diệp Phàm. Sư công, Diệp Phàm cung kính không? Trần Thiên Nhai gật gật đầu nói ra người đã hô nhiều như vậy âm thanh sư công ta cũng không thể không có một điểm biểu thị hắn sau khi nói xong theo phòng bị tu di móc ra một cái giới chỉ đó cũng là một cái phòng bị tu di thu cất đi diệp phàm không khỏi vô cùng ngạc nhiên hắn biết sư công bực này nhân vật xuất thủ nhất định bất phàm đồ tôn đa tạ sư công diệp phàm tiếp nhận sau đó lại lần quỳ đi xuống trần thiên nhai hất lên tay áo thân hình lóe lên tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là trực tiếp xẹt qua hư không rời đi. Trầm mặc nùng sau đó mang theo Diệp Phàm lần nữa trở lại ngày đó vu động phủ chi. Vu dần dần hồng mấy người cũng theo trở lại động phủ chi. Giờ này khắc này, còn là đồng dạng người, nhưng vu dần dần hồng cả đám người khí diễm lại là triệt để bị đè xuống. Từng cái từng cái giống như là đấu bại gà chống một dạng. Đám người này lòng tin bị đả kích tới cực điểm. Trước kia, bọn họ cho rằng thiên lão tử thứ nhất bọn họ thứ hai bọn họ tại thế giới bao la tung hoành vô địch lão tổ tông tại càng là uy trấn chư thiên mà cho tới hôm nay phu dần dần hồng một đám người mới biết chính mình đám người này nguyên lai là ếch ngồi đáy giếng liền bọn họ tâm thần lão tổ tông tại cái kia ma đế trước mặt cũng bất quá là tùy ý nhào nặn con cọp giấy phu dần dần hồng giờ phút này quan tâm trầm mặc nùng trước mặt xem như một điểm tính khí đều không có Vua giáo chủ, hiện tại, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sao? Trầm mặc nùng trầm giọng hỏi. Vua dần dần hồng vội ho một tiếng, hắn đứng dậy, sau đó ôm quyền thở dài nói ra, thẩm trưởng phòng, vừa mới ngôn ngữ nhiều có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Trầm mặc nùng hít sâu một hơi, nói ra, vua giáo chủ, người thường còn bị gian nhân làm hại, tâm tình bi thương, ta có thể hiểu được. Vừa mới ta kể một ít lời nói, người không tin. Nhưng bây giờ, Ta vẫn còn muốn nói như vậy, con của ngươi Vu Bay, tuyệt không phải là Diệp Phàm giết chết. Bởi vì Diệp Phàm từ đầu đến cuối đều tại dưới mí mắt ta. Ta không cần thiết cùng ngươi nói láo, bởi vì nếu thật là Diệp Phàm giết chết, ta đại không chờ ta phu quân trở về, các ngươi bắt hắn cũng là không thể làm gì. Có thể, Vu dần dần hồng nói ra, ta thật là tại trí nhớ Vu cổ bên trong nhìn thấy là Diệp Phàm giết chết Phi Nhi. Vậy ta có thể kết luận, là trí nhớ Vu cổ xảy ra vấn đề trầm mặc nùng nói ra. Chí nhớ vu cổ, cái này sao có thể? Vu dần dần hồng nói ra. Trầm mặc nùng nói ra, bây giờ, Diệp Phàm mẫu thân còn sống chết không rõ, bị cái kia người giật dây bắt. Ta nói, người giật dây mục đích là các ngươi thiên vu dậy. Ngươi nhìn, lúc này các ngươi lão tổ tông đều đã chết, nếu là lại kịch liệt một chút, chỉ cần ngươi lại gặp độc thủ. Ta đoán chừng đến lúc đó, các ngươi thiên vu dậy cách diệt môn không xa. Hiện tại, Ta lại nói cho ngươi những thứ này, người tổng sẽ không cảm thấy ta là cuồng vọng tự đại a." À. Vu dần dần hồng nghe vậy nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. "Giáo chủ vẫn là suy nghĩ thật kỹ, đến cùng từng có cái gì địch nhân, nhìn trời vu giáo như thế chi căm hận đi. Ta cùng Diệp Phàm rời đi về sau, cũng sẽ cực kỳ truy tra sự kiện này. Như có tin tức gì, giáo chủ lại thông báo tại đi." Trầm Mặc nùng sau khi nói xong, liền phun ra một miệng tinh thần nguyên khí tới cái này tinh thần nguyên khí thành hình một cái ấn ký. Nàng đem ấn ký bắn ra cho vu dần dần hồng, làm liên lạc chi dụng. Tốt, vu dần dần hồng nói ra. Lúc này, vu dần dần hồng tự nhiên là tin tưởng trầm mặc nùng lời nói. Bởi vì trầm mặc nùng không có nói láo tất yếu, hắn đã rõ ràng nhận thức đến, chỉ cần trầm mặc nùng nguyện ý, như vậy thiên vu dậy trong khoảnh khắc, hội bị hủy diệt. Sau đó, trầm mặc nùng liền dẫn diệp phàm rời đi thiên vu dậy. Trầm Mặc Nùng muốn dẫn Diệp Phàm hồi Yến Kinh, Diệp Phàm tâm hệ mẫu thân, muốn hồi Tân Hải. Bất quá Diệp Phàm cũng không có kiên trì, hắn không sợ khác, sợ lại để cho sư mẫu mạo hiểm. Bởi vì cái này người giật dây rốt cuộc là ai, hắn thủy chung đều đoán không ra. Trầm Mặc Nùng cho Diệp Phàm an bài một nhà khách sạn phòng xếp vào ở. Tại khách sạn phòng xếp bên trong, Diệp Phàm đứng ngồi không yên, hắn nói ra, sư nương, nhìn như vậy đến, mẹ ta xác thực không phải thiên vu dậy chỗ bắt, Dĩ nhiên không phải, bọn họ bắt mụ mụ ngươi làm cái gì. Lấy bọn họ trước đó ngạo khí đến xem, muốn làm chuyện gì, trực tiếp làm. Trầm mặc nùng nói ra. Diệp phàm nói ra, cái kia mẹ ta. Trầm mặc nùng nói ra, chuyện này, đồng thời không phải là không có sơ hở có thể tìm ra. Đối thủ tâm thái gấp, nhanh như vậy thông báo vù bay. Phải biết, người đi thái sơn hành trình đặc thù sự tình, cùng thân phận của ngươi, đây đều là một cái bí mật trạng thái chỉ có cùng ngươi thân cận người mới sẽ biết ngươi địa chỉ biết ngươi gọi diệp phàm đó là dương gia tĩnh an dương gia ngày đó ta cùng lão thái gia còn có khổ trí sư cùng một chỗ diệp phàm nói ra không phải dương gia dương gia không có can đảm này tới đối phó thiên vu dạy điểm này ta rất rõ ràng đối phương rõ ràng là muốn đối phó thiên vu dạy lão tổ tông trầm mặc nùng nói ra khổ trí sư diệp phàm bị kinh ngạc Hắn vẫn luôn đang hoài nghi lão Thái gia, cũng rất ít hoài nghi khổ trí sư. Bởi vì trong mắt hắn, sư chính là thật đáng kính người. Trầm mặc nùng nói ra, nếu như chờ lấy sư phụ ngươi trở về, liền coi như không có sơ hở nào. Nhưng tài liệu ngươi cũng chờ không được, đi thôi, chúng ta đi gặp khổ trí sư. Diệp Phàm nói ra, sư nương, đệ tử không xa để ngài lại đi mạo hiểm. Nếu là ngài lại bị tổn thương, đệ tử muôn lần chết khó từ tội trạng trầm mặc nùng cười một tiếng, nói ra, người suy nghĩ nhiều, như thiên vu dậy lão tổ tông như thế người, không có nhiều như vậy. Người kia tại hậu trường chủ tính, vẫn là thuộc về không có thực lực. Nếu có thực lực, chính mình đi động thủ, đi thôi, cứu mẫu thân người quan trọng. Đa tạ sư nương, Diệp Phàm cảm động đến rơi nước mắt. Trầm mặc nùng đối tính An Dương ra là biết được, nàng quản lý quốc an sáu nơi, thủ tướng thiên hạ tình báo. Đối với những thế gia này đại tộc, không có khả năng không có điều tra. Riêng là giống dương lão thái gia như thế cao thủ, nhất định là muốn để tại một cái có thể không chế phạm vi bên trong. Sắc trời đã sáng, tiên nắng ban mai vẩy chiếu vào Yến Kinh hư không. Yến Kinh bắt đầu một ngày mới phồn hoa, nơi này chúng sinh dương mắt nhìn thiên, chỉ gặp mây trắng cùng tiên nắng ban mai, không thấy thần tiên cùng yêu ma, cũng vô pháp suy nghĩ giống như đó là một cái như thế nào thế giới. Phạm nhân lãnh đạo thế giới ở văn phòng, khung làm việc Cubico. Diệp phàm bọn họ thế giới, tại tinh không, tại vũ trụ, tại vô cùng ảo diệu chi. Nhưng nói cho cùng, tất cả mọi người là hèn mọn một viên cát, bởi vì đối phương thế giới này xem là khác biệt. Trầm mặc nùng mang theo Diệp phàm thi triển đại na di thuật cấp tốc đến Dương Gia. Cũng rất nhanh nhìn thấy Dương Lão Thái Gia, còn có Dương Tuấn. Tại Dương Lão Thái Gia trong hậu viện, Lão Thái Gia đã đột phá ràng buộc, đến thần thông cảnh cả người hắn đều là sảng khoái tinh thần, tinh thần khí chất, đã có khác biệt lớn. Có thể cảm nhận được hắn não vực bên trong, có pháp lực tại vận chuyển, bất quá cái kia pháp lực, yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Nhưng cuối cùng, là bước ra một bước dài. Lão Thái Gia, ta cùng ngài giới thiệu một chút, trong sân, đối diện lẫn nhau mà đứng, Diệp phàm giới thiệu nói ra, đây là ta sư nương, cũng là quốc an sáu sử sử trường, trầm mặc nung. Lần này giới thiệu, là Trầm Mặc Nùng bàn giao Diệp Phàm. Bởi vì Quốc An 6 nơi đại biểu là cái gì, đây là không cần nói cũng biết. Thêm Trầm Mặc Nùng tu vi bày ở chỗ này, liền nhất định có thể trấn nhiếp lão thái gia. Dạng này làm cho lão thái gia biết gì nói nấy. Quả nhiên, lão thái gia cùng Dương Tuấn đang nghe Diệp Phàm sau khi giới thiệu, chính là bị kinh ngạc. Lão thái gia nhìn lấy Trầm Mặc Nùng, liền cảm giác tu vi như hải như vực sâu, vô pháp tưởng tượng. Hắn lúc này mới biết được nguyên lai like, cơ quan nhà nước bên trong lại có cao thủ như thế thương hại hắn vẫn luôn còn tưởng rằng cơ quan nhà nước bên trong dù có cao thủ cũng cùng hắn bất quá là tại sản sản với nhau đây trầm tiểu thư đại giá quang lâm là chúng ta dương gia vinh hạnh lão thái gia nói gấp trầm mặc nùng nhàn nhạt gật đầu dương tuấn ở một bên sừng sốt một câu lời cũng không dám xen vào vị này ngày bình thường tiểu ma vương giờ phút này thỏ trắng nhỏ cũng còn muốn dịu dàng ngoan ngoãn. Hắn tuy nhiên hỗn đản, không ai bị nổi, lúc này lại là phân rõ ràng tình thế. Gia Gia đều kiêng kỵ người, huống chi là hắn đâu. Lão Thái Gia theo rồi nói ra, mời vào bên trong. Không dùng mời vào bên trong, Lão Thái Gia, ta tới, đồng thời không có ác ý. Trầm mặc Nùng nói ra, gần đây phát sinh một ít chuyện, Diệp Phàm mẫu thân cũng bị người bắt. Có người tại hậu trường xúi dục, muốn làm một ít chuyện, chúng ta hoài nghi người này là khổ trí sư, mời ngươi đem khổ trí sư mời ra đây. sư, lão thái gia bị kinh ngạc, nói ra điều đó không có khả năng đi, đến cùng chuyện gì phát sinh. diệp phàm nói ra, ta sau khi trở về ngày thứ hai muộn, có người bắt mẫu thân của ta, ép hỏi thái sơn sự tình, có thể nhanh như vậy biết ta nội tình người, cũng không nhiều đi. lão thái gia nói ra, cho nên các ngươi hoài nghi là sư. Diệp Phàm nói ra, không sai, còn mời ngài đem sư kêu đi ra đối chất. A Di Đà Phật, ngay vào lúc này, khổ trí sư từ trong nhà đi tới. Hắn vẫn là như vậy lạnh nhạt, một thân lạt ma quần áo, nghiêm chỉnh là thế ngoại cao nhân. Diệp Phàm khi nhìn đến khổ trí sư cái kia một cái chớp mắt, có chút hoài nghi là không phải mình lầm. Liên Trầm Mặc Nùng đều cảm thấy, có thể là chính mình đoán sai. Tiểu Diệp thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Khổ trí sư trước nói ra. Lão thái gia nói gấp, sư, căn này, phát sinh điểm hiểu lầm. Tiểu diệp tiên sinh mẫu thân ra chuyện, bọn họ hoài nghi cùng ngươi có quan hệ. Nhưng ta có thể cam đoan, việc này cùng ngươi là không có quan hệ. Mấy ngày nay, ngươi đều tại ta chỗ này, sao sẽ đi làm những chuyện này đâu. Và lại, ngài cũng không cần thiết làm như thế. Sư, Diệp Phàm nói ra, ta không phải là có chủ tâm hoài nghi, nếu có đắc tội địa phương, xin hãy tha lỗi. Sau đó nếu là oan uổng ngài, vãn bối cũng nhất định dập đầu bồi tội. Khổ trí sư thuyết nói, A-di-đà Phật, việc đã đến nước này, bần tăng cũng không chống chế. Tin tức thật là bần tăng thả cho ngày đó vu giáo vu bay. Ừm, trầm mặc nùng, diệp phàm, lão thái gia còn có dương tuấn đều là bị kinh ngạc. Tại nhìn thấy khổ trí sư về sau, trầm mặc nùng, Diệp Phàm đều có chút cảm thấy là hoài nghi sai. Nhưng lại không nghĩ rằng, việc này thật đúng là khổ trí sư làm. Càng mấu chốt là, khổ trí sư còn một miệng thừa nhận. Vậy ta mẹ có phải hay không cũng tại tay ngươi? Diệp Phàm nhất thời đỏ mắt, nghiêm nghị ép hỏi khổ trí sư. Khổ trí sư gật gật đầu, nói ra, không sai. Mẹ ta ở đâu? Diệp Phàm mắt sát ý thoáng hiện. Mẫu thân là hắn nghịch lân A. Khổ trí sư khe khẽ thở dài, nói ra tiểu diệp thí chủ người trước không nên kích động lệnh đường giờ phút này hoàn hảo không việc gì cũng không có ra chuyện vì cái gì phải làm như vậy diệp phàm nổi nóng không khổ trí sư thuyết nói trong chúng ta đi nói chuyện đi diệp phàm nói ra người trước hết để cho ta gặp mẹ ta khổ trí sư thuyết nói tạm thời còn gặp không lệnh đường là bị bần tăng sư huynh chỗ bắt lúc này bần tăng cũng không biết lệnh đường ở nơi nào bất quá lệnh đường an toàn bần tăng tạm thời còn có thể bảo chứng mẹ ta là vô tội các ngươi đến cùng muốn làm gì diệp phàm nói ra khổ trí sư ta một mực tôn ngươi kính ngươi không nghĩ tới ngươi thế mà làm loại chuyện này ngươi dám hại mẫu thân của ta tin hay không ta liền đòi mạng ngươi bần tăng hổ thẹn tại tiểu thí chủ tiểu thí chủ nếu là muốn lấy bần tăng tánh mạng bần tăng nghỉnh cổ lục là được khổ trí sư từ tốn nói ngươi diệp phàm giận dữ chầm mặc nùng hơi hơi thở dài nói ra chúng ta đi vào trước nói chuyện đi xem ra sư là có chính mình nỗi khổ tâm diệp phàm gặp sư nương mở miệng liền không tốt nói thêm gì nữa một đoàn người tiến trong hành lang sau đó mỗi người ngồi xuống có nha hoàn dâng trà đến lão thái gia ngồi tại bài dương tuấn đứng ở một bên diệp phàm cùng trầm mặc nùng làm bên trái khổ trí sư một người ngồi ở bên phải khổ trí sư thuyết nói Bần Tăng cùng sư huynh vốn là tây vực nhất đái một cái tiểu môn phái, gọi là hành hương tông. Bốn năm trước, thiên vu dạy đại thiếu gia ngấp nghé ta triều thánh tông trí bảo thanh liên thánh đăng, liền đem hành hương tông diệt môn. Bần Tăng sư phụ, huynh đệ còn có đồ đệ, đồ tôn chờ một chút, toàn bộ bị thiên vu dạy giết chết. Bần Tăng cùng sư huynh du lịch bên ngoài, may mắn trốn qua một kiếp. Nay huyết hải thâm cừu, Bần Tăng cùng sư huynh vẫn muốn báo. Không biết sao, Bần Tăng cùng sư huynh tuy có gặp, tăng cường công lực. Không biết sao thiên vu dậy thực lực càng đột nhiên tăng mạnh, người giáo chủ kia vu dần dần hồng, tu vi siêu phàm nhập thánh. Bần tăng cùng sư huynh cũng biết thiên vu dậy có một vị đến từ viễn cổ thật thần làm hậu thuẫn, liền biết đời này báo thù, càng là vô vọng. Mấy ngày trước đây, bần tăng nhìn thấy tiểu diệp thí chủ ngươi, liền giật nảy mình. Bần tăng cũng biết, tiểu diệp thí chủ sư phụ ngươi, tất nhiên có năng lực cùng thiên vu dậy chống lại. Sau đó, Tại kinh lịch Thái Sơn hành trình về sau, Bần Tăng cùng sư huynh một thương nghị, liền muốn ra như thế cái kế hoạch. Sớm tại hơn 3 năm trước, sư huynh đã thầm lẻn vào đến thiên vu dậy, đồng thời tập được vu cổ chi thuật. Vân vân, cho nên, kế hoạch này tiến hành rất thuận lợi, cái kia vu bay trí nhớ vu cổ, cũng là sư huynh của ta cải biến. Sư huynh sớm theo cái kia ban đầu túc trưởng lão chỗ đó học được trưởng khống trí nhớ vu cổ chi pháp. Khó trách, trầm mặc nùng nói ra, Diệp Phàm nghe xong, vẫn nhịn không được nổi giận, hắn nói ra, sư sư cửa bị thiên vu dậy diệt môn, xác thực là nhân gian chết thảm, khốn khổ đáng tiếc. Nhưng mẫu thân của ta chính là người vô tội, người ta cũng coi như bằng hiếu, người gì nhẫn. Khổ trí sư thuyết nói, bần tăng có mạo phạm lệnh đường địa phương, nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Ngày đó vu giáo lão tổ tông, đã chết, Diệp Phàm nói ra. Khổ trí sư thuyết nói, cái này bần tăng đã biết được, sư huynh của ta tuy nhiên không tại thiên vu trong giáo nhưng ở thiên vu dạy cũng có nhãn tuyến bần tăng cũng không nghĩ tới tiểu diệp thí chủ ngươi ngọn nguồn như vậy thâm hậu thế mà liền ma đế đều hội ra tay giúp đỡ ma đế uy danh quả nhiên danh bất hư truyền cái kia không ai bị nổi thiên vu dạy lão tổ tông tại ma đế trước mặt cũng bất quá là một đám ô hợp diệp phàm nói ra cho nên hiện tại các ngươi có thể thả ta mẹ a à. ta không phải là không hiểu nhân tình thế sự người Việc đã đến nước này, chỉ cần mẹ ta không việc gì, hắn sự tình, ta cũng lại lười nhát truy cứu. Bần tăng còn có một chuyện muốn nhờ. Khổ trí sư thuyết nói. Chẳng lẽ lại, người muốn cho chúng ta đi giết vu dần dần hồng? Trầm mặc nùng nói ra. Khổ trí sư thuyết nói, bây giờ ngày đó vu giáo bên trong, duy nhất uy, chính là vu dần dần hồng. Giết vu dần dần hồng, người khác, bần tăng cùng sư huynh hai người liền có thể tự động giải quyết còn mời trầm thí chủ có thể hỗ trợ xuất thủ. Nếu là không giúp, chẳng lẽ các người muốn giết Diệp bình thường mẫu thân? Trầm mặc nùng lạnh giọng nói ra. Khổ trí sư thuyết nói, a di đà Phật, bởi vì là thiên vu dậy gieo xuống, cùng lão tổ tông kia ngược lại không quá lớn liên quan. Bần tăng cùng sư huynh vì một ngày này đã đợi đợi quá lâu, không thể bỏ dở nửa chừng. Nếu như các người không thể, bần tăng cùng sư huynh cũng chỉ có thể được bất nhân bất nghĩa sự tình. Nếu không, sau đó bần tăng cùng sư huynh, cùng một chỗ lấy cái chết tả tội. Ngươi, Diệp Phàm nói ra, trầm mặc nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, sư còn thật là bạn tốt, chúng ta Diệp Phàm có phúc lớn, giao tốt như vậy bằng hiếu. Khổ trí sư thuyết nói, A-di-đà Phật, bần tăng hổ thẹn. Sư nương, Diệp Phàm trong lúc nhất thời, cũng không có chủ ý. Trầm mặc nùng hít sâu một hơi, nói ra, sư, khác ta không nói nhiều thả Diệp Phàm mẫu thân, các loại mấy ngày, các loại mấy ngày về sau, Diệp Phàm sư phụ trở về, việc này chúng ta cho ngươi một cái công đạo. Cái này, khổ trí sư có chút do dự, nói ra, bần tăng biết, tiểu Diệp thí chủ sư phụ chính là thông thiên hạng người, chỉ là, hắn chịu ra tay sao. Trầm mặc nùng nói ra, hắn xuất thủ hay không, ta không biết. Nhưng ta đáp ứng ngươi, cho ngươi cùng ngươi sư huynh một cái hài lòng bàn giao. Ta lời nói, ngươi tin được sao? khổ trí sư trầm ngâm nửa ngày, sau đó nói, a di đà Phật, bần tăng tin trầm thí chủ là được. Hắn đón đến, hướng Diệp Phàm quỳ đi xuống, nói ra, tiểu Diệp thí chủ, bần tăng cùng sư huynh hổ thẹn ngươi. Sau đó, đại thù đến báo, bần tăng cũng tất nhiên cho tiểu Diệp thí chủ ngươi một cái hài lòng bàn giao. Diệp Phàm trầm mặc đi xuống. Sau đó, khổ trí sư lấy điện thoại di động ra đi bên ngoài cùng sư huynh câu thông. Sau một hồi khá lâu, Khổ trí sư trở về, nói ra, Bần Tăng đã thuyết phục sư huynh, sư huynh đáp ứng thả tiểu diệp thí chủ mẫu thân. Hiện tại, ta để sư huynh chính hướng bên này chạy đến. Tại tỉnh An, Diệp Phàm hỏi. Khổ trí sư gật đầu. Lão thái gia ở một bên hơi hơi thở phào, nói ra, tiểu diệp tiên sinh, trầm tiểu thư, hôm nay đã đến nơi đây, liền do lão phu tới làm đông, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm bữa, các ngươi nhìn như thế nào. Trầm mặc nùng nói ra, không có ý tứ, ta tại Yến Kinh còn có công vụ. Các loại Diệp Phàm mẫu thân sau khi trở về, ta dẫn bọn hắn đi trước Yến Kinh. Diệp Phàm sư phụ cái này trong vòng vài ngày hội trở về, một khi trở về, đến lúc đó chúng ta hội ở đây đến tìm kiếm sư cùng ngươi sư huynh cùng một chỗ, tiến về thiên vu dậy, giải quyết ân oán. Khổ trí sư thuyết nói, a di Đà Phật, bần tăng ở đây đi đầu cảm ơn. Trầm mặc nùng khoát khoát tay, nàng có nàng lạnh cùng ngạo. Tại kinh lịch đại hiểm, lại bị khổ trí bọn người sử dụng, nàng nơi đó còn có cái tâm tình này ngồi ở chỗ này ăn cơm. Lão Thái gia tâm tư là muốn tiêu trừ một chút mọi người xấu hổ, nhưng hiển nhiên là uổng phí. Mạt, Lão Thái gia để Dương Tuấn đem chuẩn bị tốt một thẻ ngân hàng lấy tới, tiểu diệp tiên sinh, đây là chúng ta trước đó ước định cẩn thận, người mời nhận lấy. Diệp Phàm không có chối từ, nói ra, tốt. Trầm mặc nùng thì không có hỏi nhiều cái gì. Tại sao nửa giờ, khổ Chí sư sư huynh mang theo diệp phàm mẫu thân tới. Sư huynh xem ra hơn 60 tuổi, ăn mặc giống như là người miêu. Hắn pháp hào là minh trí sư, nhưng vì chui vào thiên vu dậy, đã cách ăn mặc thành thế tục người. Bây giờ, hắn gọi là đàm minh. Đàm minh tu vi đã là bát trọng thiên sơ kỳ. Đàm minh tuyệt đối là đương đại cao thủ, nhưng cùng vu dần dần hồng cùng trầm mặc nùng cái này các cao thủ lên, thì là kém xa. Đàm minh gương mặt thon gầy, như đao đục bố chặt, đường nét cùng góc cạnh phá lệ rõ ràng. Audio điện tử võ tấn bền Diệp Phàm cũng nhìn gặp mẫu thân mình. Diệp mẫu bình yên vô sự, vẫn chưa chịu đến ngược đái. Bất quá lo lắng hãi hùng lại là miễn không, tại nhìn thấy Diệp Phàm về sau, nhất thời hoan hỉ vô hạn. Mẹ, Diệp Phàm bước nhanh trước, nghẹn ngào hô. Hảo hai tử, mẹ biết, người sẽ đến cứu mẹ. Diệp Phàm ôm chặt mẫu thân, nhẹ nói nói, mẹ, từ giờ trở đi, sẽ không còn có sự tình. Ngài yên tâm đi. Diệp mẫu trọng trọng gật đầu, giống như là thụ ủy khuất tiểu hài tử. Mà cái kia đàm minh không nói hai lời, trước hướng trầm mặc nùng quỳ đi xuống, nói ra, tại hạ bởi vì thù riêng mà liên lụy thẩm trưởng phòng chịu nhục, thực sự tội đáng chết vạn lần. Hắn sau khi nói xong, ba 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 cho mình năm sáu cái cái tát. Điệu bộ này, dọa người không? Sáu cái cái tát về sau, hắn hai gò má sưng đỏ, kết hợp máu phun ra năm sáu cái răng tới. Đàm Minh đối với mình là hạ tử thủ. Cũng là nói rõ, sư huynh này đệ hai người thật là hoàn toàn bất đắc dĩ, duy nhất có thể nghĩ đến, chỉ có biện pháp này. Trầm mặc nùng lãnh đạm mắt nhìn Đàm Minh, nói ra, người không dùng như vậy, nếu như chuyện các ngươi làm, chỉ là dựa vào mấy cái cái tát có thể giải quyết, vậy cũng không gọi sự tình. Tính chất này, trong lòng các ngươi rõ ràng, ta cùng Diệp Phàm hôm nay chỗ lấy còn có thể sống được dựa vào là vận khí ma đế hành tung bí hiểm lơ lửng không cố định nếu là hắn hôm nay không đến ta cùng diệp phàm liền vạn kiếp bất phục các ngươi đem dạng này hiểm ác tự dương gia tăng tại chúng ta thân thể liền quỳ xuống đến đập mấy cái đầu muốn để cho chúng ta thông cảm thiên hạ này không có tiện nghi như vậy sự tình khổ trí sư thuyết nói trầm thí chủ chờ chúng ta đại thù đến báo về sau Bần tăng cùng sư huynh nhất định sẽ cho người cùng tiểu diệp thí chủ một cái hài lòng bàn giao Trầm mặc nùng cũng không nói thêm gì nữa Đối diệp phàm còn có diệp mẫu nói ra Chúng ta đi Nàng sau khi nói xong Thì triển ra đại na di thuật Trong đại đường Một trận bão táp cuốn lên Một giây sau Trầm mặc nùng còn có diệp phàm Diệp mẫu đều biến mất không thấy gì nữa Cái kia lão thái gia cùng Dương Tuấn nhìn trợn mắt hốc mồm Lão thái gia nói ra lại có thần thông như thế. Tại Yến Kinh, Trầm Mặc Nùng an bài Diệp Phàm cùng Diệp Mẫu ở tại khách sạn trong phòng. Trầm Mặc Nùng sau đó cùng Diệp Phàm đến khách sạn mái nhà trò chuyện. Lúc này là vào lúc giữa trưa, tuy có diễm lệ ánh sáng mặt trời, nhưng không khí y nguyên tràn ngập hàn ý. Trầm Mặc Nùng nói với Diệp Phàm, tại Yến Kinh, người không cần lo lắng mẫu thân người an nguy. Nơi này có tổ long chi khí bảo hộ, chính là lại đại thần thông cao thủ, cũng không dám tại yến kinh lỗ mãng. Diệp Phàm nói ra, đa tạ sư nương trông nom, đệ tử lần này mệt mỏi sư nương chịu nhục, còn mời sư nương trách phạt. Hắn nói xong quỳ đi xuống. Trầm Mặc Nùng trầm mặc đi xuống. Diệp Phàm liền càng thêm sợ hãi, hắn cùng Trầm Mặc Nùng tiếp xúc một ngày này, liền biết sư nương tuy nhiên cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, nhưng cũng là cái có nguyên tắc, có sức sống góc người, cũng không phải một cái kẻ ba phải như đối đãi đàm minh cùng khổ trí sư, mặc kệ bọn hắn thái độ nhiều thành khẩn, sau lưng cỡ nào có thể thông cảm được, nhưng nàng không chút nào không mềm lòng. Ngươi đứng lên đi, trầm mặc nùng hơi hơi thở dài, nói ra, ta không có quái người ý tứ, chỉ là đột nhiên nhớ tới sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi hắn thiên mệnh tại thân, lâu dài không được an bình, luôn luôn tao ngộ vô số nguy cơ. Hôm nay ta trải nghiệm như vậy tuyệt vọng tư vị, liền cảm giác khó có thể chịu đựng. Có thể sư phụ ngươi hắn, không biết phải thừa nhận nhiều ít. Nàng hốc mắt bỗng nhiên đỏ. Nàng đột nhiên rất là tưởng niệm La Quân. Có một số việc, La Quân không so đo, nhưng không có nghĩa là trầm mặc nùng liền có thể này quên. Nàng nhớ đến rất nhiều, nhớ đến La Quân năm đó không rời không bỏ. Lúc trước nàng thân thể thánh anh đại vương nguyên thần chi độc, sinh tử một đường, là La Quân tướng nàng cứu trở về. Nhưng tại La Quân sinh tử một đường thời điểm, nàng lại lựa chọn cô phụ cùng không tín nhiệm. Đây là Trầm Mặc Nùng tâm vĩnh viễn trí nhớ cùng đau nhức. Nhất. nhất Châu nước mắt trượt xuống. Sư nương, ngài, Diệp Phàm ở một bên gặp, không khỏi hoảng. Sư phụ ngươi, hắn là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, về sau, ngươi không cần thiết không thể cô phụ hắn, muốn vĩnh viễn tin tưởng hắn, biết không? Trầm Mặc Nùng đột nhiên nói ra. Đệ tử biết, đệ tử tự nhiên hội vĩnh viễn tin tưởng sư phụ. Diệp Phàm nói gấp. Trầm Mặc Nùng lúc này cũng ý thức được chính mình thất thố nàng vội vàng thu liếm tâm tình, khôi phục lại bình tĩnh. Mấy ngày nay, người thật tốt bồi mẫu thân người đi. Đã người đã bước vào con đường này, về sau khó tránh khỏi gặp được một chút hiểm ác. Vì mẫu thân người an toàn, để cho nàng tại yến kinh ngụ lại đi. Ta ở chỗ này có bao nhiêu nhà, ta sắp xếp người đến cùng ngươi nối tiếp. Mẫu thân người tại yến kinh, về sau ta bên này sẽ an bài người bảo hộ, người không cần lo lắng nàng an nguy. Đa tạ sư nương, diệp phàm cảm động đến rơi nước mắt hắn sau đó đem cái kia trương lão thái ra cho thẻ ngân hàng lấy ra nói ra sư nương trong tấm thẻ này tiền là đệ tử giấy xin ngài nhận lấy đây là đệ tử hiếu kính ngài cùng sư phụ trầm mặc nùng hơi hơi ngoài ý muốn nàng cũng không tiếp thẻ mà chính là cười một tiếng nói ra bỏ được diệp phàm nói ra bỏ được trầm mặc nùng nói ra được rồi chính ngươi thu cất đi tiền tài thứ này ta và ngươi sư phụ cũng không thiếu. Ngươi nhìn lấy cho mẫu thân ngươi đi, chính nàng tay có tiền, tâm mới có thể không hoảng hốt. Diệp Phàm nghe ra trầm mặc nùng là thật không có ý định muốn, trong lòng của hắn cũng biết, sư nương như thế nào muốn tiền hắn. Nhưng sư nương muốn hay không là sư nương sự tình, hắn có cho hay không lại là hắn sự tình. Có một số việc, biết rõ người khác sẽ không cần, sẽ không tiếp nhận. Nhưng người cũng phải có chỗ biểu thị, người khác cự tuyệt, người cũng mới yên tâm thoải mái một chút. Đây là tình thương vận dụng. Hiển nhiên, Diệp Phàm tuy nhiên tình thương không cao, nhưng lại quý ở có chân thành hai chữ. Về sau, Trầm Mặc Nùng liền rời đi. Diệp Phàm cũng trở về đến khách sạn phòng xếp bên trong. Diệp Phàm nói ra để mẫu thân này lưu tại Yến Kinh đề tài, đồng thời để mẫu thân đừng có nỗi lo về sau. Ờ, ăn, xuyên, cũng sẽ không có vấn đề gì. Vậy còn ngươi, Diệp mẫu hỏi. Diệp Phàm nói ra, mẹ, ta biết ngươi rất nhớ ta cùng với ngươi. Nhưng là rất xin lỗi, về sau, ta chỉ sợ là không thể làm bạn tại ngài bên người. Mặc dù nói, phụ mẫu tại, không đi xa, nhưng ta bây giờ đã một chân bước vào tu hành môn, con đường này, hung hiểm không. Không tiến không chỉ là lui đơn giản như vậy, mà lại còn có thể bị người mạnh được yếu thua. Ta về sau, sẽ đi rất nhiều nơi, phong phú chính mình kinh lịch, học thức. Vân vân, Diệp Mẫu không khỏi rưng dưng nói ra, "Ta đã sớm nói, để ngươi không muốn đi đường này. Có thể ngươi là không nghe, nhưng là mẹ ta không hối hận a." À. Diệp Phàm nói ra. "Vậy nếu như mẹ chết đâu, mẹ lần này bên trong chết đâu, ngươi còn sẽ không hối hận sao?" Diệp Mẫu hỏi. Diệp Phàm nhất thời ngây người, hắn nói không ra lời. Hắn tự nhiên không hy vọng mẫu thân có việc, nhưng hắn lại là như thế ưa thích tu tiên con đường này. Bước vào cái thế giới này về sau, hắn mới biết được, nguyên lai like hắn coi là thế giới cũng không phải là hắn coi là. Cái thế giới này, mông mông như vậy. Từ nay về sau, hắn hành trình nương theo hung hiểm, nhưng cũng có ngôi sao cùng đại hải. Mẹ, mỗi người đều cần phải có lý tưởng, không phải mỗi người đều có may mắn đi thực hiện lý tưởng, nhưng người trẻ tuổi cần phải nỗ lực thoát ly tầm thường. Diệp Phàm nói ra, nếu như ngài bởi vì ta mà ra chuyện, ta sẽ hận chính ta nhưng từ nay về sau ta sẽ không lại để ngài mạo hiểm diệp mẫu hơi hơi thở dài một hơi đứa con trai này tính tình không giống nàng cũng không giống cha nàng nhìn trước mắt ánh mắt kiên định nhi tử không khỏi muốn từ bản thân cả đời cả đời này làm sao không là tầm thường mà chật vật may mắn là nàng có dạng này một cái lóa mắt mà xuất sắc nhi tử nhưng hắn chỗ lấy lóa mắt mà xuất sắc cũng là bởi vì lựa chọn tu tiên chi lộ Đại khái, chỗ có chiếm được đều là muốn đánh đổi một số thứ. Diệp Mẫu nghĩ thông suốt điểm này, cũng chỉ có thở dài một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. Diệp Phàm đem cái kia thẻ ngân hàng cho Mẫu thân, chính hắn tay cầm tấm kia Dương Tuấn cho 3 triệu thẻ ngân hàng. Miễn cưỡng cũng là đủ dùng. Về sau, Diệp Phàm lại mặt khác mở một cái phòng, tại Mẫu thân sát phách ngồi xếp bằng. Hắn có chút hưng phấn xuất ra sư công đưa cho phòng bị tu di. Hắn biết sư công như thế người, xuất thủ khẳng định bất phàm. Diệp phàm sau đó chợt lách người, tự động tiến vào phòng bị tu di bên trong. Cái này phòng bị tu di bên trong không gian có phần lớn, hai phòng ngủ một phòng khách bố cục. Diệp phàm nhìn đến bên trong có rất nhiều ngọc giản, ngọc giản đều là một chút công pháp. Địa phương khác còn có rất nhiều binh khí, pháp khí. Không thiếu phép nhân khí, như hoàng tuyển trưởng, như ý bổng, đan đỉnh kiếm chờ chút. Ngoài ra còn có vô số đan dược, tụ linh đan đạt tới 100 ngàn mai, thần đan, thiên đan đều có ngàn viên. Cái này, Diệp Phàm không khỏi hoảng sợ, hắn đã nghĩ đến sư công xuất thủ nhất định bất phàm. Lại không nghĩ rằng sư công thế mà hào khí đến nước này. Không được, trong này đồ vật ta không thể động, ta muốn đi giao cho sư nương đến xử trí. Diệp Phàm rất nhanh quyết định, nếu chỉ là một chút bảo vật, Diệp Phàm còn dám tự chủ trương nhận lấy, nhưng trong này đồ vật, giá trị quá kinh khủng. Diệp Phàm như thế nào cũng không dám một mình đến xử trí. Diệp Phàm rất mau đánh trầm mặc nùng điện thoại. Trầm mặc nùng bên kia rất nhanh kết nối, "Thế nào, Diệp Phàm, có chuyện gì sao?" Bên kia Trầm Mặc Nùng ngay tại bồi nhi tử niệm từ chơi đùa, tiếp vào Diệp Phàm điện thoại về sau, nàng đem nhi tử giao cho bảo mẫu lưu mụ cùng triệu mẹ. Nàng quay người đến ban công tiếp điện thoại. "Sư nương" Sư công đưa cho phòng bị tu di đệ tử nhìn, bên trong đồ vật quá quý giá. Đệ tử không dám một mình xử trí, muốn giao cho ngài." Diệp Phàm nói ra. Trầm Mặc nùng nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên, nàng nói ra, mặc kệ đắt cỡ nào nặng, vậy cũng là ngươi sư công cho ngươi. Ngươi thu cất đi, bất quá Diệp Phàm, ngươi còn phải nhớ kỹ, dục tốc bất đạt đạo lý. Không nên quá chỉ vì cái trước mắt, không phải vậy lời nói, một khi tẩu hỏa nhập ma, đó chính là vạn kiếp bất phục diệp phàm nói ra sư nương đệ tử vẫn là không dám chính mình dùng như vậy đi đệ tử các loại sư phụ trở về sư phụ sau khi cho phép lại nói trầm mặc nùng nói ra người tiểu tử thúi này sư nương lời nói còn không được việc đúng không không phải như vậy đệ tử giống như mơ hồ nghe được sư phụ cùng sư công ở giữa có chỗ hiểu lầm đệ tử không muốn để cho sư phụ sau cùng khó làm diệp phàm nói ra tốt ga à, đã như vậy cái kia ngươi chờ một chút sư phụ ngươi đi dù sao là mấy ngày nay hắn liền muốn trở về trầm mặc nùng theo rồi nói ra dưới đáy chữ liền quảng bá vị thiên vu dậy một mực tại từ cha tới cùng là đắc tội lộ thần tiên nào rất nhanh theo đàm minh thân thể tìm tới đột phá khẩu về sau bọn họ cơ bản khóa chặt đàm minh chính là nội ứng thiên vu dậy liền muốn phải bắt được đàm minh trầm mặc nùng bên này tình báo tổ chức cũng tại chú ý thiên vu dậy Trầm Mặc Nùng biết Đàm Minh cùng Khổ Trí sư nguy hiểm về sau, liền đem Đàm Minh cùng Khổ Trí sư cũng đưa đến Yến Kinh. Đến mức lão thái gia bên kia, Thiên Vu Dậy không có cái gì chứng cứ, cũng không dám lỗ máng. Hiện tại là độ cao pháp chế xã hội, ở ngoài sáng trong xã hội, cũng không thể tùy tiện diệt cả nhà người ta. Riêng là giống Dương gia dạng này đại thế gia. Như là trước kia, Thiên Vu Dậy còn dám vênh vang đắc ý. Nhưng bây giờ vu dần dần hồng cũng biết cơ quan nhà nước khủng bố, cũng không tiếp tục cảm thấy thiên lão tử thứ nhất, hắn thứ hai. Thời gian nháy mắt đã qua. Thời hạn một tháng rốt cuộc đi qua, là quân cũng mang theo tống nghiên nhi trở về. Là quân chạm thứ nhất là đến Yến Kinh, dù sao người nào bình thường về nhà đều là trước gặp vợ con. Không có nói muốn đi trước gặp đồ đệ đạo lý. Đáng giá nói chuyện là, Diệp Phàm 10 ngày nghỉ kỳ đã qua, nhưng lại vẫn không có trở về tiết khiến chủ nhiệm lớp phùng lão sư bất đắc dĩ cũng để cho khương sơ nhiên càng thêm chỉ tiết rèn sắt không thành thép mà long vương cháu gái quý trời trong xanh cũng vẫn muốn gặp diệp phàm mà khó lường diệp phàm đối cho các nàng tới nói giống như là hư không tiêu thất la quân trở lại tràn đầy thành trong khu cư xá nhìn thấy trầm mặc nùng cùng con trai mình đây là hòa thuận vui vẻ một ngày tống nghiên nhi cũng cố ý đến đây nàng là biết la quân có nhi tử cho nên đặc biệt muốn đến xem Tống Nghiên Nhi mua rất nhiều đồ chơi, lễ vật, toàn bộ đều là vì tiểu niệm từ chuẩn bị. Tiểu niệm từ tuy nhiên còn nhỏ, nhưng bên cạnh hắn yêu thương hắn người rất rất nhiều. Khiến La Quân cũng thật cao hứng, chính hắn từ nhỏ không có trải nghiệm qua bao nhiêu yêu mến. Bây giờ Nhi tử bị thích vây quanh, như vậy hắn làm ra hết thảy cũng cũng không tính là uổng phí. La Quân cùng Tống Nghiên Nhi tại lúc trở về, xuyên bên này hiện đại phục sức. Dù sao La Quân vẫn luôn là đầu húi cua hắn bên trong xuyên ô vuông áo sơ mi, bên ngoài mặc lấy ngoài da bộ, hạ thân quần bò, một đôi nghỉ dưỡng dài ra. Cả người lộ ra già dặn, tinh tế, còn có lấy nói không nên lời nam tính nghị lực. Bây giờ, dựa theo là quân bình thường tuổi tác để tính, hắn cũng là tiếp cận 30 tuổi người. Nếu như muốn đem các loại thời gian quy tắc nhiễu loạn tình huống để tính, đều là có hơn 50 tuổi năm tháng. Bất quá tuổi đời này đối tu tiên giả tới nói, còn thật xem như tuổi trẻ hôm nay khí trời cũng không tốt bên ngoài hạ lên tuyết yến kinh mùa đông cách ngoại hàn lãnh mà lại khô giáo trong phòng mở hơi ấm trầm mặc nùng sử dụng pháp thuật lại bố một cái tụ linh trận pháp để hơi nước trong phòng tụ tập dạng này không sẽ có vẻ quá khô giáo tại mở hơi ấm trong phòng ở lâu người hội miệng đắng lưỡi khô tiểu niệm từ vẫn luôn bị chiếu cố rất tốt hắn hiện tại cũng một tuổi một tháng sẽ tự mình đi bộ thân thể của hắn rất tuyệt cảm vật đều không qua được một lần. đây cũng là bởi vì đến từ phụ mẫu cường đại gen di truyền như cái tiểu ngưu độc tử một dạng. la quân lần này trở về tiểu niệm từ lại không biết la quân, khiến la quân bị thương rất nặng. mà tống nghiên nhi vị này tiểu cô cô ngược lại là rất nhanh cùng niệm từ quen thuộc lên. đến buổi trưa ăn cơm thời điểm tiểu niệm từ đều lại tại tống nghiên nhi thân thể không nguyện ý xuống tới, liền trầm mặc nùng đều tiếp không đến cái này nhắm chúng trầm mặc nùng cũng nhịn không được mắng câu thật là một cái không có lương tâm thẳng nhãi con. La quân ở một bên nhịn không được cười lên ha hả. sau khi ăn cơm xong trầm mặc nùng lôi kéo La quân nói ra chúng ta ra ngoài nói chuyện. La quân hơi hơi ngoài ý muốn nhưng cũng không có nói thêm cái gì nói tốt. sau đó La quân thì triển đại na di thuật mang theo trầm mặc nùng cấp tốc đến một chỗ non xanh nước biếc địa phương tốt. theo Yến Kinh băng tuyết bao trùm đến ánh nắng tươi sáng cũng bất quá là thoáng qua ở giữa sự tình. đây cũng là thần thông mang đến chỗ tốt. tại một chỗ đỉnh núi gió núi thổi phía trước cảnh sắc tú lệ đã đến. la quân ôm trầm mặc nùng mềm mại vòng eo không khỏi cười nói người cái này sinh đứa bé vóc người này ngược lại là một chút cũng không đi dạng. trầm mặc nùng bạch nhất mắt la quân nói ra nói nhảm tốt xấu ta hiện tại cũng có thần thông chút bản lãnh này đều không có cái kia còn có thể làm la quân cười ha ha nói ra tốt 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 nhà chúng ta mặc nùng hiện tại cũng là đại cao thủ trầm mặc nùng nói ra ta làm sao nghe lời này của ngươi có chút chào phùng ý tứ Là quân nói ra quyết định không có trầm mặc nùng nói ra ta hiện tại vốn là đại cao thủ Là quân nói ra ta là ý tứ này trái lương tâm trầm mặc nùng nói ra về sau trầm mặc nùng trở lại chuyện chính nói ra tìm ngươi đến là có một số việc La Quân nói ra, ta cũng đoán được, là không nghĩ ra đến, là chuyện gì. Làm sao, các người quốc an gặp phải phiền phức. Trầm mặc nùng nói ra, xem như thế đi, cũng không tính là. Cuối cùng, vẫn là thuộc về người đồ đệ phiền phức. Ừm, La Quân hơi kinh hãi, nói ra, người nói là Diệp Phàm Trầm mặc nùng nói ra, không sai. Hắn xảy ra chuyện gì? La Quân hỏi vội. Trầm mặc nùng nói ra, người trước đừng có gấp, hiện tại hắn rất tốt. La Quân nghe vậy, lúc này mới hơi hơi thở phào. Trầm mặc nùng sau đó đem Diệp Phàm gần đây một dãy chuyện đều cùng La Quân nói. La Quân nghe xong, lớn nhất quái thì là Diệp Phàm chìm hồ 15 năm sự tình. Đan dược dự trữ, vừa tốt không sai biệt lắm cung cấp hắn 15 năm tu luyện. La Quân nói ra, hắn vừa tốt bị nhốt 15 năm, đây rốt cuộc là người nào đang giúp hắn. Trầm mặc nùng nói ra, ta điều tra cái kia mảnh đáy hồ, đồng thời không trận pháp hiển nhiên là có người lâm thời thiết lập, trên đời này có thể tùy tiện thay đổi thời gian người, tựa hồ cũng không nhiều. La Quân nói ra, thế giới bao la hiện tại đối với tu đạo cao thủ tới nói, chính là một mảnh lôi ngục. Không phải vạn bất đắc dĩ, người nào cũng không nguyện ý tiến đến. Có thể thay đổi thời gian, ít nhất phải là không trung cảnh cao thủ. Không cần suy nghĩ nhiều, chế tạo trận pháp này người, hẳn là pháp thần viên giác. Pháp thần viên giác, trầm mặc nùng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, hơn phân nửa là hắn. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta cũng muốn qua là hắn, chỉ là hắn tại sao phải giúp trợ Diệp Phàm. La Quân nói ra, Pháp thần nắm dựa theo thiên đạo, hắn muốn làm chuyện nào đó, nhất định là có một loại nào đó chúng ta không biết lý do. Bây giờ nghĩ lại, cái kia hai kiện trí bảo rơi vào Diệp Phàm trong nhà, không đủ vì. Nói không chừng tương lai, Diệp Phàm cùng ta ở giữa, còn sẽ có một chút liên lụy, hội tiến lên thiên đạo muốn làm sự tình trầm mặc nùng bừng tỉnh đại ngộ vẫn là ngươi nhìn thấu hoàn toàn trầm mặc nùng nói ra nàng đón đến còn nói thêm lần này nếu không có phụ thân ngươi kịp thời đuổi tới chỉ sợ ta cùng diệp phàm đều đã bị độc thủ la quân trầm mặc đi xuống trầm mặc nùng cũng không nói chuyện sau một hồi khá lâu la quân nói ra ta không biết hắn vì cái gì đột nhiên chuyển biến trầm mặc nùng nói ra có lẽ là niệm từ thức tỉnh nội tâm của hắn thân tình đi la quân nói ra không quan tâm những chuyện đó hắn đối với ta làm ra hết thảy ta cũng không muốn so đo hắn cứu ta cứu ngươi cứu kiều ngưng cứu diệp phàm cái này với ta mà nói cũng đều là ân nhưng là lại nhiều ân cũng vô pháp cải biến hắn giết mẫu thân của ta sự thật cho nên ta cùng hắn đã định trước không cách nào làm một đôi hòa thuận cha con trầm mặc nùng nói ra đáng tiếc hắn có hắn kiêu ngạo cùng kiên trì không có cách nào để hắn đi vì mẫu thân ngươi đền bù một ít gì. Nàng nói tiếp, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, có lẽ mẫu thân ngươi dưới suối vàng là hy vọng ngươi cùng phụ thân ngươi hòa giải. Vậy thì có cái gì dưới suối vàng? Là quân có chút bực bội nói ra, loại này lừa mình dối người lời nói, chúng ta sao phải nói đây? Căn bản không có dưới suối vàng, không có u minh. Mẹ ta đã sớm biến thành cho bụi, nàng có là di hận, mang theo di hận rời đi cái thế giới này. Ta làm người tử, sao có thể không hề làm gì trầm mặc nùng thở dài một tiếng la quân nói ra hết thảy ân oán không có quan hệ gì với niệm từ cùng ngươi cũng không quan hệ đây là ta cùng trần thiên nhai ở giữa sự tình tại ngươi cùng niệm từ trong mắt đó là ngươi công công niệm từ gia gia diệp phàm sư công điểm này ta không biết lẫn lộn trầm mặc nùng nói ra ừm ta biết đúng chuyện kia ngươi dự định giải quyết như thế nào ta đã đáp ứng cái kia đàm minh cùng khổ trí hội cho bọn hắn một cái hài lòng bàn giao trầm mặc nùng nói ra ta tự có tính toán la quân nói ra hôm nay trước trông thấy diệp phàm muộn gặp lại gặp hai người kia đi tốt trầm mặc nùng nói ra sau đó la quân cùng trầm mặc nùng trở lại yến kinh trầm mặc nùng cho diệp phàm điện thoại nói la quân trở về để hắn đến mặt khác một nhà khách sạn phòng gặp mặt diệp phàm nhất thời hoan hỉ nói với mẫu thân liền lập tức tìm đến la quân La Quân cùng trầm mặc nùng tại khách sạn trong phòng gặp Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức cho La Quân quỳ xuống, nói ra, đệ tử tham kiến sư phụ. La Quân phất phất tay, nói ra, tốt, về sau không dùng quỳ xuống. Hiện tại niên đại nào, cái kia giảng những vật này, đứng lên đi. Diệp Phàm đứng dậy. La Quân nói ra, người rơi hồ 15 năm sự tình, sư mẫu của ngươi nói với ta. Cái kia cho ngươi thiết lập trận pháp người, không có ác ý, Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều." Diệp Phàm lập tức nói ra, "Sư phụ biết là người nào?" La Quân nói ra, "Đoán ra cái đại khái, ngươi không cần phải để ý đến." "Đúng, sư phụ." Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm lập tức còn nói thêm, "Sư phụ, đây là sư công cho đệ tử phòng bị tu di, hiện tại giao cho ngài xử lý." "Giao cho ta làm cái gì?" La Quân nói ra, "Sư công cho ngươi, là ngươi." "A." À, Diệp Phàm nói ra. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cùng ngươi sư công ở giữa sự tình, không liên quan gì đến ngươi. Cái này đồng thời sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng ngươi sư công ở giữa quan hệ." La Quân nói ra. Diệp Phàm nghe vậy buông lỏng một hơi, nói ra, "Đúng, sư phụ." Đệ tử còn có một chuyện bẩm báo." Diệp Phàm sau đó còn nói thêm. "Ừm, tốt, ngươi nói." La Quân nói ra. Diệp Phàm đem cái kia trụ Nhật Vương quan lấy ra, cùng tại Đồng Quan Chi đã phát sinh hết thảy toàn bộ cùng La Quân nói. Diệp Phàm đối sư phụ tín nhiệm cùng cực, cho nên là một điểm giấu giếm đều không có. Thiên đế, Lam cực tinh cầu, vũ trụ đại đế. La Quân cùng trầm mặc nùng nghe xong cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Vũ trụ này to lớn, quả nhiên là đều có A. La Quân trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn càng thấy hoang đường là, nguyên lai like mình thu cái thiên đế làm đồ đệ A. Cái này trụ nhật vương quan, người tốt sinh thu đi mỗi người đều có chính mình vận mệnh, cũng có chính mình số mệnh. La Quân nói ra, luôn luôn suy nghĩ những cái kia số mệnh, vận mệnh cũng không làm nên chuyện gì. Còn sống, nhưng cầu không thẹn lương tâm, không lưu tiếc núi, như thế thuận tiện. Ngươi về sau đường, rốt cuộc muốn làm sao chạy, Vi sư cũng vô pháp cho ngươi chỉ ra tới. Ngươi tuân theo chính mình nội tâm đi, nhưng có một chút, Vi sư hy vọng ngươi là một cái chính trực người. Diệp Phàm nhất thời lệ nóng doanh trọng Tại biết mình thân phận về sau, hắn thấp thỏm lo âu qua, cũng mê mang qua. Nhưng bây giờ, sư phụ mở miệng, mặc kệ tương lai nhiều gian khó, lòng hắn đều chiếm được tránh thức yên ổn. Nhưng cầu không thẹn lương tâm, Diệp Phàm lầm bẩm nói. Sau đó, hắn nói ra, đệ tử nhớ kỹ sư phụ dạy bảo. Đêm đến đợi, là quân, trầm mặc nùng, còn có Diệp Phàm cùng một chỗ, tại khách sạn một cái đại phòng tổng thống bên trong gặp đàm minh cùng khổ trí sư. Đàm Minh cùng khổ trí sư nghe nói Diệp Phàm sư phụ trở về. Hai người này là hưng phấn cùng tâm thần bất định, cũng bức thiết muốn gặp một lần vị này truyền thuyết cao nhân. 7 giờ tối, bên ngoài tuyết lông ngỗng. Trong phòng thì là ấm áp như xuân. La Quân cũng không có cho hai vị này chuẩn bị bữa tối, hai người này kém chút hại chết vợ mình cùng đồ đệ, chỗ của hắn còn có thể không tim không phổi mời bọn họ ăn cơm a. À. Tại tâm thần bất định chi, khổ trí sư cùng đàm minh tiến trong phòng, hai vị, đây là sư phụ ta. Diệp Phàm đầu tiên giới thiệu, hắn lãnh đạm, giọng nói nhàn nhạt, nhạt. Hiển nhiên, trong lòng của hắn Thủy chung đều vẫn là không thoải mái. Khổ trí sư cùng Đàm Minh cũng chính thức nhìn thấy La Quân. Tại nhìn thấy La Quân cái kia một cái chớp mắt, hai người có chút ngạc nhiên, đại khái là không nghĩ tới La Quân là như vậy một cái hình tượng, trẻ tuổi như vậy, như thế thanh tú. Không giống như là truyền thuyết đại sư, giống như là một vị sát phách nhà bên thanh niên nhưng khổ trí sư cùng đàm minh cũng biết người tu hành số tuổi là rất khó theo mặt nhìn ra hai người cũng hoàn toàn cảm giác không thấy là quân tu vi là quân thói quen nội liếm hắn không triển lộ ra uy thế thời điểm là người vô hại và vật vô hại khổ trí sư cùng đàm minh tâm lý rõ ràng đã diệp phàm nói người trước mắt này chính là sư phụ cái kia tất nhiên là có đại thần thông hai người này lập tức quỳ đi xuống tham kiến tiền bối trước đó nhiều có chỗ đắc tội mời đại sư tiền bối. Hai người cung kính không nói ra. Tục ngữ nói tốt, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Hai người này gặp mặt tư cách thấp như vậy, cái này ngược lại không tiện để La Quân phát tác. La Quân vốn còn muốn xuất thủ trừng trị, cái này cũng có chút ra không tay. Hai người này, cao tuổi rồi quỳ ở chỗ này, La Quân thoảng qua xấu hổ. Hắn theo rồi nói ra, nếu không có mặc nùng đã hứa hẹn, hướng các ngươi trước đó thủ đoạn, ta không giết các ngươi, các ngươi đã cái kia muốn mang ơn. Việc đã đến nước này, trước thực hiện mặc nùng hứa hẹn, liền lại truy cứu hậu sự đi. Đa tạ tiền bối, đàm minh cùng khổ trí bình thường vui. Đứng lên đi, la quân nói ra. Đàm minh cùng khổ trí sư cái này mới đứng dậy. Cho nên, các ngươi muốn bàn giao là cái gì? Diệt thiên vu giáo cả nhà sao? La quân sau đó hỏi. Đàm minh nói gấp, không phải, chúng ta chỉ cần vu dần dần hồng còn có vu nhà đại thiếu gia, cùng năm đó hành hung những người kia chi tánh mạng liền có thể. Những người kia, ta đều điều tra rõ ràng, bảng danh sách cũng đã liệt kê đi ra, bất quá, cái kia cũng không dám làm phiền tiền bối, chỉ cần vu dần dần hồng vừa chết, hắn sự tình, chính chúng ta có thể giải quyết. Cho nên, các ngươi là muốn vu dần dần hồng một người chi tánh mạng. Là quân hỏi. Đàm Minh nói ra, đúng, tiền bối. Là quân nói ra, Tuy nhiên các ngươi nói là có thể thông cảm được, nhưng ta cũng cần đi đối chất nhau. Nếu là việc này coi là thật, ta tướng Vu dần dần hồng cầm, giao cho các ngươi xử lý. Nếu là sự tình không phải là các ngươi nói như vậy, ta cũng không sẽ giúp các ngươi đi chu sát vô tội. Điểm này các ngươi hiểu. Đàm Minh nói ra, Tiền Bối yên tâm, như huynh đệ của ta hai người có nửa câu nói ngoa, nguyện đã chết tại Tiền Bối chi thủ. Tốt, đã như vậy, đi thôi. La Quân sau đó thi triển ra Đại Na Di thuật. Hắn Đại Na Di trận pháp, càng thêm to lớn. Hư không xé rách, pháp lực cuồng bạo, thoáng qua ở giữa, một đám người đã rời tử điếm. Cái kia đàm minh cùng khổ trí sư còn không có kịp phản ứng, liền đã đi tới vân quý vùng núi, thiên vu dậy phụ cận. Đàm minh đối vùng này rất là quen thuộc, hắn cũng không khỏi cảm khái thần thông vô địch. Bực này thần thông, ngàn dặm mười ngàn dặm, đều chỉ trong nháy mắt. Đàm Minh thầm nghĩ, ta luôn luôn tự xưng là thần thông, cùng vị tiền bối này lên, quả thực kém ngàn dặm mười ngàn dặm. Thiên vu trong giáo, hoàn toàn yên tĩnh. Là quân một đoàn người quang minh chính đại đến đây. Vu dần dần hồng vẫn luôn trong động, gần nhất hắn là nháo tâm không. Đi vào thiên vu dậy bên ngoài động phủ, liền có ngày vu giáo giáo chúng vây tới. Những cái kia giáo chúng thấy rõ ràng đàm minh, lập tức quát nói, phản đồ đàm minh, người thế mà còn dám trở về. Đàm Minh cười lạnh một tiếng, nói ra, hôm nay trở về chính là kết chỗ có ân oán. Các ngươi nhanh chóng ly khai, không muốn không biết tự lượng sức mình. Những cái kia giáo chúng tâm cũng là kiêng kỵ, biết Đàm Minh vốn lợi hại. Thêm hắn đã dám, như vậy Quang Minh chính đại trở về, chắc là có chỗ ỉ lại. Những cái kia giáo chúng cũng không muốn chịu chết, sau đó chậm rãi lui xuống đi. Một đoàn người cấp tốc đến động phủ chi. Trong động phủ, ánh đèn sáng tỏ, phu dần dần hồng còn có mấy vị trưởng lão thậm chí hai đứa con trai đều đi ra phu dần dần hồng gần nhất bực mình không lão tổ tông chết là một cái trầm trọng đả kích liền yêu thương tiểu nhi tử cũng chết truy nã cái kia đàm minh lại thế nào đều tìm không được đàm minh người thế mà còn dám trở về khi nhìn đến đàm minh về sau phu dần dần hồng mắt thoáng hiện nổi giận chi sắc đón lấy hắn cấp tốc xuất thủ chính là một chiêu hư không đại thủ ấn đại thủ ấn kia lấp lóe màu đen sát khí, phu cổ chi tinh khí trải rộng, khủng bố cùng cực. Tốc độ cực nhanh, như thiểm điện đem đàm minh bao phủ. Đàm minh mặc dù là bát trọng thiên cao thủ, nhưng đối mặt vu dần dần hồng lại là không hề có lực hoàn thủ. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, mắt thấy đàm minh muốn chết tại vu dần dần hồng tay. Đàm minh con người phóng đại, vừa hãi vừa sợ. Là quân lông mày nhướn lên, tiện tay vung lên, liền đánh ra một đạo kinh khí. Cái này đạo kinh khí đánh cho một chút, liên tướng vu dần dần hồng đại thủ ấn đánh thành phấn vụn. La quân nhạt lạnh nhìn về phía vu dần dần hồng, nói ra, ở trước mặt ta, người cũng dám làm càn. Người là người phương nào? Vu dần dần hồng xem xét la quân xuất thủ, liền biết là tuyệt đỉnh cao thủ. Lòng hắn thấy sợ hãi, nhịn không được hỏi. Diệp phàm sư phụ, la quân nói ra, la quân. Vu dần dần hồng hít sâu một hơi, nói, nguyên lai là tôn giá trước đó hết thảy đều là cùng lệnh đồ hiểu lầm, lúc này đã chân tướng rõ ràng. Nhưng không biết tôn giá mang theo đàm minh đến đây, là dụng ý gì? Là quân nói ra, ta xưa nay không vui ỷ thế người, hôm nay đến, cũng không khi phụ ngươi. Chỉ hỏi ngươi một ít chuyện, ngươi cùng đàm minh ở giữa, có ân oán, ta chủ trì cái công đạo. Phu dần dần hồng không khỏi hồ nghi, nói ra, tôn giá muốn chủ trì cái gì công đạo, bổn tỏa cùng đàm minh ở giữa, bây giờ đã nói không ân oán, chỉ có cửu hận. Ở trước mặt ta, người cũng xứng xưng bổn tỏa. Là quần ánh mắt lạnh lẽo, nói ra. Người, vu dần dần hồng tâm giật mình, đồng thời cũng sinh ra e ngại tới. Hắn hít sâu một hơi lúc, lúc này, lại không thể nhìn, cũng phải nhẫn a. À. Là quân không tiếp tục để ý vu dần dần hồng, mà chính là đối đàm minh cùng khổ trí sư thuyết nói. Các ngươi đến cùng hắn nói đi. Đa tạ tiền bối, đàm minh cùng khổ trí sư thuyết nói sau đó, Đàm Minh cùng khổ trí sư đi tới. Đàm Minh liền hướng vu dần dần hồng nói ra, vu dần dần hồng, người đại khái là quên 4 năm trước, hành hương tông sự tình. Ta triều thánh tông cùng ngươi thiên vu dậy, xưa nay không có có ân oán tới lui. Lại chỉ vì ngươi con trai trưởng vu liệng ngấp nghé ta tông trí bảo thanh liên thánh đăng. Sau đó, các ngươi thiên vu dậy ỉ vào từ nhà thế lực, diệt ta triều thánh tông cả nhà. Các ngươi đại khái là coi là, hành hương trong tông không người sống lại không nghĩ rằng còn có sư huynh đệ chúng ta hai người còn sống cho nên giờ này ngày này là nhân quả báo ứng hành hương tông vu dần dần hồng thất sắc hắn sẽ không quên chuyện này bởi vì đó là đạt được hắn ngầm đồng ý vu liệng ở một bên cũng là sắc mặt trắng bệch cái này giang hồ không có công bình không có chính nghĩa nhưng lại có nhân quả tồn tại cái này nhân quả báo ứng xưa nay không thoải mái xem ra việc này không có oan khuất có thể nói. La quân liền hướng vu dần dần hồng nói ra. Mạnh được yếu thua, vu dần dần hồng mặt xám như cho, nói ra, ngày đó, chúng ta mạnh, chiêu thiên tông yếu. Ta chưa phát giác đối lý, giết liền giết. Hôm nay, các người mạnh, ta yếu, ta lại có cái gì tốt nói. Hắn đón đến, tiếp tục nói, chỉ bất quá tiền bối, đã người muốn chủ trì công đạo, như vậy ai làm nấy chịu. Chuyện ngày đó, toàn từ một mình ta bốc lên, còn xin tiền bối không nên làm khó ta thiên vu giáo hắn giáo chúng. Là quân nói ra, bực này giang hồ báo thù, chư thiên vạn giới chi, mỗi ngày không biết muốn diễn bao nhiêu. Ta nhận ủy thác của người, giúp lần này vội vàng. Hắn, cũng không muốn quản, ngươi nghỉnh cổ lục về sau, còn lại sự tình, ta không biết nhúng tay. Vu dần dần hồng nói ra, có thể, bọn họ sẽ không bỏ qua ta thiên vu giáo. Đó là các ngươi ở giữa sự tình, ta cũng không lại vì bọn họ xuất thủ, càng không có đạo lý muốn tới bảo hộ các ngươi." La Quân nói ra. "Tiền Bối, Phu Dần Dần Hồng nói ra, giết người có nhân quả, cứu người có công đức. Chỉ cần ngài chịu mở miệng, ta Thiên Vu giáo mấy trăm năm cơ nghiệp có thể được lấy. Ta Chiêu Thiên Tông làm sao không là trăm năm cơ nghiệp, không giống nhau là diệt môn tại các ngươi tay." Đàm Minh hai mắt huyết hồng. "Tiền Bối, Phu Dần Dần Hồng trực tiếp hướng La Quân quỳ xuống, nói ra, "Tiền Bối ta có thể chết, nhi tử ta cũng có thể chết. Chúng ta có thể đền mạng, nhưng thiên vu dậy cơ nghiệp không thể hủy, còn xin tiền bối dơ cao đánh khẽ. Vị này không ai bị nổi đại kiêu, giờ phút này hèn mọn đến hạt bụi bên trong. Cha, vu liệng cùng vu thiên bi phẫn hô to. Là quân lại là bất phi sở động, từ tốn nói, giữa các ngươi đúng sai, không liên quan gì đến ta. Giết ngươi về sau, ta liền rời đi, nơi này hết thảy, không liên quan gì đến ta. Hắn là người tu đạo, mặc dù không nói là vững tâm như sắt Nhưng nhìn trời vu giáo dạng này tồn tại, hắn không biết tự dưng mềm lòng Nguyên tắc cùng chuẩn tắc là tâm cân nhắc sự vật một cây thước đo Tiền bối, vu dần dần hồng cầu khẩn Như vậy, người chịu chết đi, là quân ngay sau đó liền muốn xuất thủ Đừng có giết ta phụ thân, vu liệng đột nhiên ngăn ở vu dần dần hồng trước mặt Hắn đối mặt la quân, nói ra tất cả tội nghiệp tại ta lúc trước giảo sát hành hương tông chính là ta nảy lòng tham ta dẫn người muốn giết giết ta cùng phụ thân ta có liên can gì cái này vu liệng lúc này dũng cảm ngẩng đầu mặc kệ hắn là cỡ nào gian ác người nhưng đợi phụ thân lại là một mảnh chân thành cái kia nhị thiếu ra vô thiên ở một bên lại là cuối cùng không có cái này dũng khí vu dần dần hồng nhìn lấy vu liệng, nhất thời lệ nóng doanh tròng hắn xưa nay vững tâm như sắt đối mấy cái nhi tử đều là cực nghiêm lệ nhưng giờ khắc này, lòng hắn mềm mại vẫn là bị đánh. Thời khắc sinh tử, mới gặp chân tình A. À. Tường nhi, người nhường mở, phu dần dần hồng hít sâu một hơi, cấp tốc che giấu đi tâm tình, quát lên. Phu liệng bi phấn, nói ra, phụ thân, cho dù là muốn chết, nhi cũng muốn chết tại phụ thân phía trước. Dù sao hôm nay, bọn họ đại khái cũng là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ta há có thể trơ mắt nhìn lấy phụ thân ngươi chết. Tránh ra, vu dần dần hồng đột nhiên khẽ vươn tay, cấp tốc tế ra một đạo đại thủ ấn. Bàn tay này ấn tướng vu liệm bắt lấy, vứt qua một bên. Đừng để hắn tới, vu dần dần hồng đối vu thiên còn có một đám trưởng lão quát nói. Vu thiên cùng hắn trưởng lão lập tức đè lại vu liệm, đại ca, khác xúc động A. À. Vu thiên tận tình khuyên bảo, lòng hắn cũng bị phẫn, nhưng hắn cũng không có vu liệm loại này chịu chết dũng khí. Một ngày này, hẳn là thiên vu dậy tối tuyệt nhìn đến ngày thiên vu dậy qua nhiều năm như vậy, trốn ở xa xôi sơn lâm chi, dựa vào vu cổ chi thuật, xưa nay không thụ ngoại nhân nhục. Nhưng hết thảy nhân quả, đều bởi vì bọn hắn tham luyến mà mang đến tai họa ngập đầu. Cố có cường thủ, vu dần dần hồng gặp ổn định lại nhi tử, hắn mới nói với la quân, tiền bối, ta cầu ngài. Chỉ cần ngài chịu buông tha bọn họ, ngài muốn ta làm cái gì, ta đều có thể đi làm. Ta vu dần dần hồng cả đời này, không có như thế cầu hơn người, cũng là giảng mặt mũi người. Nhưng là hôm nay, ta ở tiền bối trước mặt ngài quỳ xuống, đem mặt ta mặt phóng tới hạt bụi bên trong, cái này cũng không đáng kể. Ta chỉ là muốn xin tiền bối ngài dơ cao đánh khẽ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Là quân nói ra, ngày đó hành hương tông, chẳng lẽ không có quỳ xuống để xin tha sao? Đoạt bảo đoạt bảo, nhất định muốn diệt cả nhà người ta sao? Có lẽ, người sẽ cảm thấy người hôm nay sai lầm lớn nhất lầm, là ngày đó không có trảm thảo trừ căn đi. Nhưng là, người đang làm, trời đang nhìn, người trốn được nhân họa, cũng tránh không khỏi thiên đạo. Người cũng cần phải muốn rõ ràng, không có bất kỳ người nào để ngươi đến ném mặt mũi này, cái này đều là chính ngươi gieo xuống nhân. Tiền bối, vu dần dần hồng thanh âm tràn ngập buồn bã sắc, chẳng lẽ thật một điểm quay về chỗ trống cũng không cho sao? Vị này đại kiêu thân thể tất cả uy nghiêm, mặt mũi đều không còn sót lại chút gì. Nhưng hắn cầu không phải mình tánh mạng, mà chính là Thiên Vu dậy tồn vong. Cho nên, dạng này Vu Dần Dần Hồng cũng không có khiến người ta cảm thấy khinh thường, ngược lại là Diệp Phàm cùng Trầm Mặc Nùng đều cảm thấy có chút không đành lòng. Là Quân tay vuốt ve Vu Dần Dần Hồng đầu lâu, hắn chỉ cần phun một cái kình, Vu Dần Dần Hồng liền sẽ này chết đi. Lúc này, Vu Dần Dần Hồng lệ rơi đầy mặt, hắn thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Hắn hiện tại không sợ chết, muốn là Quân một cái hứa hẹn hắn biết chỉ cần la quân cho một cái hứa hẹn thiên vu dậy được cứu đàm minh cùng khổ trí sư tuyệt không dám vi phạm la quân ý chí hắn chỉ cần cái này một cái hứa hẹn chính là chết cũng không tiếc la quân sắc mặt đạm mạc hắn nói ra thật xin lỗi người muốn ta cho không sau khi nói xong hắn liền chuẩn bị giết chết vu dần dần hồng mà ở thời điểm này la quân sắc mặt đột nhiên biến đổi cao nhân phương nào đã đến vì sao không hiện thân gặp nhau? La Quân nhìn khắp bốn phía, lạnh giọng hỏi. Đồng thời, La Quân thu hồi giết phu dần dần hồng tay. Hắn là có thể thuận thế giết phu dần dần hồng, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Đây là thuộc về La Quân một loại tự tin. Trận kia hư không chi, đột nhiên phát sinh ba động, đón lấy, một người theo hư không chi đi tới. Người này tóc trắng phơ, nhìn tuổi tác đã 6-70 đến tuổi. Hắn lấy một thân áo bảo đỏ, thiết huyết huy nghiêm, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Chính là tuổi tác như vậy, lão giả này vẫn cho người ta một loại cường đại vô cùng cảm giác. Giống hắn thân thể vô cùng sung mãn lực lượng. Thật mạnh, là quân trông thấy lão giả này, cũng là không khỏi thất sắc. Hắn cảm thấy được lão giả này tu vi ít nhất là hư tiên chi cảnh. Áo bào đỏ lão giả đứng tại vu dần dần hồng sau lưng. Rất hiển nhiên, áo bào đỏ lão giả là thiên vu dậy bên này người. La Quân không khỏi líu lưỡi, một cái nho nhỏ thiên vu dậy sau lưng, lại có nhiều như thế cường giả. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn A. Bất quá, cho dù trước mắt áo bào đỏ lão giả chính là hư tiên cao thủ, nhưng La Quân cũng không có nửa điểm sợ hãi. Hắn bây giờ thực lực đã đạt tới hư tiên điểm tới hạn, đối mặt hư tiên cao thủ, căn bản không sợ. Vu dần dần hồng, người lên, áo bào đỏ lão giả đối vu dần dần hồng nói ra vu dần dần hồng còn có thiên vu giáo chúng người, nhưng cũng là không biết trước mắt lão giả. Nhưng bọn hắn cũng đều biết, lão giả này hiển nhiên là đến giúp đỡ bọn họ. Sau đó, bọn họ một nhóm người này tâm lập tức bốc cháy lên sinh hy vọng. Vu dần dần hồng cấp tốc đứng dậy, nói ra, tham kiến tiền bối. Còn lại giáo chúng cũng đều cung kính hành lễ. Áo bào đỏ lão giả nhàn nhạt, nhạt gật đầu, hắn sau đó nhìn về phía La Quân. Các hạ hẳn là già Lam Vương La Quân. Áo bào đỏ lão giả nói ra. Là quần hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, không nghĩ tới, tôn giá thế mà còn biết ta ít ỏi danh tiếng. Áo bào đỏ lão giả cười nhạt một tiếng, nói ra, há lại không biết, tôn giá gần đoạn thời gian đến, thủ đoạn hiển thị rõ. Trời cao tông thiên hình đài chém giết hoa thiên anh, vũ hóa môn ra vào tự nhiên, vũ hóa môn phái ra vực ngoại tứ kiệt truy sát các hạ, lại là bây giờ liền cái cái bóng đều sờ không tới. Không biết bị các hạ cho lừa giết ở nơi nào các hạ cùng minh nguyệt cung minh nguyệt tiên tôn lại là hảo hữu trí giao, thủ đoạn như thế cùng hiển hách tên âm thanh, lão hủ ta lại có thể không biết. Là quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, nhưng ta còn không biết, tôn giá là người phương nào. Áo bào đỏ lão giả nói ra, dễ nói, lão hủ tên thiết mộc quân. Nói có bằng hữu cho chút thể diện, cũng kêu một tiếng tinh không chiến thần. Thiết mộc quân, là quân hiển nhiên đồng thời chưa từng nghe qua người này danh tiếng. Nhưng hắn cũng biết, nếu là tinh không chiến thần, thực lực kia là tuyệt không thể khinh thường. Trầm Mặc Nùng, Diệp Phàm, còn có Đàm Minh bọn người kiêng kỵ nhìn về phía cái này tinh không chiến thần. La Quân ôm quyền nói ra, kính đã lâu. Cái này rõ ràng nhất thực lực mang đến khác biệt đối đãi. Vu dần dần hồng gặp Trầm Mặc Nùng, còn dám vênh vang đắc ý. Bởi vì hắn có phân khích. Nhưng Vu dần dần hồng tại La Quân trước mặt, lại phải quỳ phía dưới hô tiền bối, liền hô một tiếng bổn tọa cũng không dám xưng hô. La quân cũng đối vu dần dần hồng căn bản không thèm để ý. Mà lúc này, La quân nhìn thấy cái này thiết mộc quân, lại là muốn ôm quyền nói một tiếng kính đã lâu. Thiết mộc quân đạo, dễ nói. La quân nói ra, tôn giá lần này đến đây, là muốn là thiên vu giáo ra mặt. Thiết mộc quân nói ra, cũng coi như đi. Há, nói thế nào? La quân nói ra. Mặc dù đối phương tu vi cao hơn La quân, nhưng là quân khí chàng đồng thời không kém cỏi nửa phần. Trầm mặc nùng tại đối mặt phu dần dần hồng lúc, tuy nhiên thực lực tương đương, nhưng nàng lại như cũng cảm thấy có chút không đủ yên ổn. Nhưng bây giờ, chỉ cần la quân tại, trầm mặc nùng cùng diệp phàm bọn người cảm thấy an toàn không. Thiết Mộc Quân nói ra, lão hủ vốn cùng trời vu giáo là không có bao nhiêu liên quan, nhưng rất khéo là, ta huynh đệ kia tại đại tổ chính là thiên vu dạy lão tổ tông. Trước kia, lão hủ đã từng khuyên bảo qua hắn, đừng tới lẫn vào thế giới bao la cái này tranh vào vũng nước đục, nhưng hắn không nghe. Lần này, liền chết tại ma đế chi thủ. Thì ra là thế, là quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, tôn giá là muốn vì đệ báo thù. Hắn theo rồi nói ra, ma đế là vì cứu thê tử của ta cùng đồ đệ, hắn cũng là phụ thân ta. Người muốn báo thù, hướng về phía ta tới, cũng không tính sai lầm. Ta đón lấy cái này cái cọc cửu oán là được. Hắn rất thản nhiên tiếp nhận thiết mộc quân khiêu chiến. Thiết Mộc Quân nhịn không được nhìn nhiều La Quân liếc một chút, hắn nhìn ra được La Quân tu vi còn chưa tới Hư Tiên. Có thể Thiết Mộc Quân biết La Quân danh tiếng, biết con hàng này là một cái hung nhân, mà lại, hắn gần nhất còn phải biết rõ, La Quân là Ma Đế nhi tử. Tuy nhiên ngoại giới đều truyền Ma Đế cùng La Quân mười phần bất hòa. Nhưng hiện tại xem ra, Ma Đế khắp nơi đều tại vì La Quân ra mặt. Đây cũng là Thiết Mộc Quân kiêng kỵ địa phương. Thiết Mộc Quân cảm giác La Quân tuy nhiên không phải hư tiên chi cảnh, nhưng người này chiến đấu lực có chút thâm bất khả chắc. Mà La Quân cái này thái độ cũng là như bùi, một lời không hợp giống như muốn làm khung giống như. Khiến Thiết Mộc Quân càng thêm kiêng kỵ. Đương nhiên, Thiết Mộc Quân hôm nay tới là muốn đối chết đi huynh đệ đòi lại một cái công đạo, muốn một cái công đạo. Hắn cũng không có lùi bước đạo lý. Thiết Mộc Quân trầm ngâm nửa ngày, nói ra, lão hủ cùng các hạ đồng thời không thâm cửu đại hận, chỉ là có chút sự tình, không thể không làm. Lão hủ cũng không muốn quá phận thương tổn hòa khí, như vậy đi, lão hủ có cái đề nghị, không biết các hạ là không có thể đồng ý. Là quân nào nào, theo rồi nói ra, tôn giá mời nói. Thiết mộc quân nói ra, bên ta phái ra ba người, người vừa phái ra ba người. Giữa chúng ta, như phía kia có thể thắng được hai trận, liền đem quyền quyết định ném cho bên thắng. Bên ta nếu là thắng, như vậy, hai cái này muốn tìm thiên vô dậy báo thủ người, bọn họ đầu người, thuộc tại chúng ta. Còn có, trước đó huynh đệ của ta di vật, cũng mời trả lại. Thuận tiện, các hạ ngươi muốn thay phụ thân ngươi hướng huynh đệ của ta nhìn trời chi linh dập đầu ba cái. Nếu là ngươi mới bại đâu, là quân lập tức hỏi. Thiết Mộc Quân nói ra, nếu là ta mới bại, vu dần dần hồng sinh tử giao cho các ngươi, lão hủ cũng quyết không lại cắm tay thiên vô dậy sự tình. Mặt khác, huynh đệ của ta cái chết, cái này cửu án liền này bỏ qua. Còn có, lão hủ hội bồi thường ra một kiện tốt pháp khí đi ra. Hắn sau khi nói xong, liền xuất ra một kiện pháp khí. Cái kia lại là một kiện áo cà sa, một kiện quái áo cà sa, toàn thân đen nhánh. Đây là ô kim áo cà sa, Thiết Mộc Quân nói ra, xuyên về sau, thủy hỏa bất xâm, lại có thể trợ giúp thi pháp giả ngự lôi. Nếu là muốn độ lôi kiếp, xuyên này áo cà sa, không thể tốt hơn quả thật là đồ tốt, là quân nhãn tình sáng lên. cái này ô kim áo cả sa phẩm chất đã là hạ phẩm đạo khí, tuy nhiên không thuộc về công kích tính pháp khí, nhưng cũng là tuyệt đối tốt pháp bảo. là quân nghĩ đến kiều ngưng vừa tốt không có tiện tay pháp khí, Ừm, vừa vặn về sau đưa cho kiều ngưng. cái này một cái chớp mắt, là quân lòng có chủ ý. là quân lập tức nói ra, ta nhìn ba trận không cần, chính là ngươi ta, một trận phân thắng thua như thế nào. Thiết Mộc Quân nao nao, theo rồi nói ra, các hạ ngược lại là lòng tin 10 phần. La Quân nói ra, nói không lòng tin 10 phần, chỉ bất quá là mỗ những năm này cũng kinh lịch không ít chiến đấu. Không sợ chiến mà thôi. Thiết Mộc Quân nói ra, vẫn là ba trận cho thỏa đáng, một trận thử, chưa có trở về xoáy chỗ trống, dễ dàng không chết không thôi. Hắn đón đến, tiếp tục nói, lão hủ lần này đến, ý chỉ là muốn tiêu trừ ân oán. Các hạ sau lưng, đại năng rất nhiều lão hủ cũng không muốn đem sự tình làm cho chưa có trở về xoáy chỗ trống. Là quân tâm tư chuyển rất nhanh, hắn mắt nhìn bên cạnh mình người, đại khái đã biết thiết mộc quân ý nghĩ. Bất quá là quân cái gì đều không trước tiên nói, mà chính là nói ra, vậy tôn giá ý là. Thiết mộc quân nói ra, chúng ta tại ba cái địa phương, đồng thời an bài ba cuộc chiến đấu. Chiến đấu song phương, yếu pháp lực tương đương, không phải vậy lời nói, vậy cũng không gọi thử, gọi là khi dễ người la quân nói ra đồng thời tiến hành thiết mộc quân nói ra lão hủ chuẩn bị sáu cái tiểu kim kiếm một người một cái tiểu kim kiếm nơi tay thua muốn đem tay kim kiếm cho bên thắng nếu là tự biết không địch lại liền giao ra kim kiếm giao ra kim kiếm về sau bên thắng không được lại ra tay như thế nào la quân trong lòng nhất động thiết mộc quân an bài như thế ngược lại thật sự là giảm bớt mùi máu tanh mà lại cũng là một cái ma luyện cơ hội đến mức thua về sau đại giới, ngược lại không phải là không thể được tiếp nhận. Trừ dập đầu là khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng may là, cũng là hướng lên trời mà quỳ. Là quân tự nhiên không muốn dập đầu, nhưng nếu thật thua, cũng phải thua được. Cũng là phải cho mặc nùng, diệp phàm một khảo nghiệm cơ hội. Là quân sau đó tâm chủ ý liền định ra tới. Hắn đối thiết mộc quân nói ra, tốt, theo tôn giá. Thiết mộc quân nói ra, vậy thì tốt, chúng ta bên này, lão hủ đánh với các hạ một trận là miễn không. Mà vu dần dần hồng tu vi cùng lệnh phu nhân tại sàn sàn với nhau, liền do bọn họ tiến hành trận thứ hai. Còn trận thứ ba, vu liệng tu vi là thất trọng thiên kỳ, người bên này có hai cái thất trọng thiên, người có thể tùy ý an bài. Là quân bên này hai cái thất trọng thiên, chính là diệp phàm cùng khổ trí sư. Là quân đương nhiên sẽ không cân nhắc khổ trí sư, hắn nói với diệp phàm, người chiến đấu kinh nghiệm còn rất không đủ. Cho nên, người tuy nhiên tu vi tại vu liệm chi, nhưng bại xác suất rất lớn, người dám không. Diệp phàm lòng có chút phát sợ, nếu là quan hệ hắn một người, hắn bại cũng bại. Nhưng hắn sợ liên lụy sư phụ, sư nương. Đệ tử, không dám tính toán, La Quân nói ra. Đệ tử dám, Diệp phàm bị La Quân một kích, lập tức lớn tiếng nói. La Quân cười một tiếng, nói ra, nhớ kỹ, nếu là không bịch lại, nhận thua, đừng xính cường diệp phàm gật đầu nói ra đúng sư phụ sau đó tiếp đó thiết mộc quân xuất ra sáu cái tiểu kim kiếm đến nói ra mọi người phân đi mọi người một người phân một cái tiểu kim kiếm nơi tay sau đó thiết mộc quân nói ra ba ngày sau tại tân hải mặt biển tiến hành đi lão hủ cùng các hạ ở trên trời bọn họ thì tại khác biệt vùng biển tiến hành kết thúc về sau tại du thuyền tụ hợp la quân nói ra tốt ta đến an bài du thuyền sự tình như thế định ra tới. Về sau, là quân bọn người rút đi. Là quân vốn là coi là, lập tức muốn chiến đấu. Hắn lo lắng nhất vẫn là Diệp Phàm bởi vì Diệp Phàm chiến đấu kinh nghiệm quá khuyết thiếu. Cho nên hiện tại có 3 ngày thời gian, là quân là ước gì. Nhưng là, là quân cũng minh bạch, đối phương chỗ lấy muốn nói ba ngày sau đó, cũng là bởi vì, thiết mộc quân muốn trong 3 ngày qua đối vu dần dần hồng cùng vu liệm tiến hành điều giáo. La quân một đoàn người rất mau trở lại đến Yến Kinh. Đàm Minh cùng khổ trí sư thì là so sánh phiền muộn, vốn là đều đã làm tốt muốn báo thù rửa hận chuẩn bị. Lại nghĩ làm sao đến, lại đột nhiên sinh ra bực này chi tiết tới. Mà lại, còn tràn ngập không thể biết được. Tiền bối, tại trở lại Yến Kinh về sau, tại khách sạn phòng tổng thống bên trong. Đàm Minh nhịn không được nói, ngài có nắm chắc tất thắng sao? Không có, La Quân rất thẳng thắn nói ra vậy ngài còn đáp ứng. Đàm Minh trong lời nói ở giữa, nhịn không được mang ra một chút vẻ bất mãn. La Quân nhạt lạnh nhìn một chút Đàm Minh, nói ra, cái kia không phải vậy, không đáp ứng. Lấy người ý kiến, ngày hôm đó vu giáo, giết cái long trời lỡ đất, đổ máu nhiều ít, người đều không cần quản. Đúng hay không? Ta không phải ý tứ này. Đàm Minh lập tức nói ra. Vậy ngươi là có ý gì? La Quân nhìn gần Đàm Minh. Đàm Minh hít sâu một hơi, nói ra, tiền bối, tại hạ chỉ là nóng vội, ngôn ngữ có đắc tội địa phương, xin tiền bối thứ tội. Tính toán, là quân khoát khoát tay, nói ra, ta biết các người nóng vội, cũng minh bạch các người tâm tình. Đối với ta mà nói, không tính là gì, nhưng đối với các người tới nói, là vô cùng lớn thù. Cừu hận tư vị, ta hiểu. Đàm minh cùng khổ trí sư nhất thời lệ nóng doanh trọng. Chỉ là bởi vì, là quân lý giải. Là quân nói ra, nhưng các người cũng nhìn đến, đối phương chi, đến cái siêu cấp cao thủ. Bọn họ đã đến quân tử ước định, ta cũng đáp ứng. Cho nên, ta cũng hy vọng các người có thể tuân thủ chúng ta quân tử ước định. Ta bên này hội đem hết toàn lực, vạn một thất bại. Đàm Minh lập tức nói ra, vạn một thất bại, ta cùng sư đệ tâm cũng chỉ có cảm kích. Còn báo thủ sự tình, sư huynh đệ chúng ta ngày sau lại nghĩ biện pháp. La quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn nói tiếp, ừm, đều ngồi đi. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, suy nghĩ thật kỹ, ba ngày sau đó chiến đấu đi. Mọi người gật đầu, liền vây quanh bàn trà ngồi trên mặt đất. Là quân bài trước khi nói ra, cái này ba cuộc chiến đấu, trung thực tới nói, chính là ta cũng vô pháp dự đoán được thắng bại. Ta vốn người mà nói, ta cùng thiết mộc quân nhất chiến, tràn ngập không thể biết được. Thiết mộc quân tu vi tại phía Satachi, bất quá mọi người cũng không cần quá lo lắng, hắn tuy nhiên tu vi tại Tachi, nhưng hắn không nhất định có thể đánh thắng ta. Ta chém giết ta cao dai cao thủ, không có 10 cái cũng có 8 cái. Thiết mộc quân hắn đối với ta, hắn đồng dạng không có nắm chắc tất thắng. Hắn nếu có nắm chắc tất thắng, không biết làm nhiều chuyện như vậy tới. Cùng vu dần dần hồng ở giữa, trầm mặc nùng thẳng thắn nói ra, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Là quân hơi hơi thở dài, nói ra, ta đối mặt nùng ngươi cùng Diệp Phàm là lo lắng nhất, bởi vì các ngươi hai người có cái trung điểm, đó là tu vi tiến triển quá nhanh, rất nhiều đều dựa vào đan dược đơn thuần tăng lên. Dạng này tuy nhiên lực lượng đến, nhưng tinh thần, pháp tắc còn có kinh nghiệm đều không có cùng. Ta sở dĩ đáp ứng cái này ba trận thử, cũng là nghĩ cho các ngươi gia tăng một chút chiến đấu kinh nghiệm. Dù sao, luôn luôn đem các người giống như hoa nhi giấu ở nhà ấm bên trong, mãi mãi xa cũng chịu đựng không được bên ngoài mưa gió. Cũng may là, nếu như các người xác thực không địch lại, bại, cũng còn có quay về chỗ trống. Diệp Phàm lập tức nói ra, "Sư phụ, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, không cho ngài mất mặt." La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Mặt ta mặt, không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là, người có thể học được cái gì, người tại một trận chiến đấu, lĩnh ngộ được cái gì." "Đệ tử minh bạch." Diệp Phàm nói ra. Audio điện tử Võ Tấn bền. Hết tập 100.